ngươi đăng chấn định có trá trong này tất nhiên có trá chỉ cần một ổn tự cái này lại có thể nói rõ cái gì chính mình lúc này chỉ cần ra mặt đủ dày liền có thể bỏ qua vừa rồi câu kia phu quân là ta sư huynh bảo trì bình tĩnh không thể bóc lên hơi nếu như không phải đối phương nhận lầm chính là sư huynh cố ý cho ma luyện hình mờ quảng cáo kiểm tra hình mờ quảng cáo kiểm tra linh nga bình tĩnh thu hồi kia hai cái dấu ở tay áo trong hoa chặt nao ấp phóng độc pháp khí đỉnh lấy chung quanh cái kia đạo đạo ánh mắt đứng dậy dùng tiên lực đem vòng mọc cùng khai đầy trở về nhìn chăm chú vào trước mắt cái này giống như đã từng quen biết tiên tử đạo hữu ta ngươi xác thực không biết linh nga tràn ra ngụy trang ra thiên tiên cảnh khí tức ba động lui về phía sau nửa bước hoa không ra hai đóa ngày không sinh cùng tướng đạo hữu như thế tiếp cận rốt cuộc ra sau giáp tâm hai nhạc nhi nhẹ nhàng thở dài trong mắt tràn đầy áy náy cùng yêu sầu tẩu tẩu có thể hay không ngượn một bước nói chuyện các ca hắn cũng không phải là cố ý chơi hoa dẹo nguyệt tẩu tẩu những này nói nhảm chúng ta chuyển sang ngươi khác nói riêng một chút như thế nào linh nga lông mày nhíu chặt đáy lòng đề phòng càng sâu nay nữ tử quả nhiên là sư huynh giấy đạo nhân không đúng không có giấy đạo nhân đặc thù khí tức cùng với hư giả cảm giác nay xác nhận cái chân thực sinh linh lại chính mình trước đây tuyệt đối nhìn thấy qua tẩu tẩu mời Ha nhạc nhi dùng tay làm dấu mời truyền thanh nói ta là phụng trường thọ huynh chi mệnh mà đến biết giáo chủ kaka danh hào này người xác nhận không nhiều giáo chủ kaka quên mang cho ngươi bên trên linh thạch cố ý làm ta đuổi theo đưa chút tận tiện khảo giáo ngươi tính cảnh giác như thế nào linh nga tẩu tẩu ngươi lúc này biểu hiện đã là không sai có thể biểu hiện ra một bộ nhìn ra ta ngụy trang biểu tình nao ất tiết đề tài sự tình nhưng chớ có cùng giáo chủ kaka đề cập Nào! linh nga trong mắt co rụt lại biểu tình lại là bảo trì không thay đổi không có lộ ra sơ hở gì Hư nhẹ một tiếng vung lấy ống tay giáo rời đi nơi đây hai nhạc nhi bưng khay đi theo hai vị trưởng lão long tộc hóa thành khôi ngô lão giả tản mát ra tự thân uy ác làm cha lâu trong ngoài trong nháy mắt an yên lặng xuống kim tiên cảnh cao thủ làm hộ vệ trong khoảnh khắc do rét linh nga cùng kha nhạc nhi tiên thức giảm bớt hơn phân nửa một lát sau một chỗ tử lâu nhã gian trong mấy vị trưởng lão long tộc ra tay bố trí tiên lực kết giới kha nhạc nhi đem khay buông xuống linh nga cũng thay đổi trước đây biểu tình cười nói làm phiền nhị thái tử điện hạ Hà Nhạc Nhi hai mắt tỏ sáng, thở dài, lại bị tẩu tẩu nhận ra. Linh Nga khuôn mặt ửng đỏ, ngội nói. Ta bất quá là thuận miệng bịa chuyện, ta cùng sư huynh còn không có, không thành hôn, được này chớ muốn nói cho ta biết ra sư huynh. Quái cảm thấy khó xử. Ha ha ha. Hà Nhạc Nhi lắc mình biến hóa, hóa thành ngao ớt thiếu niên bộ dáng, đối với Linh Nga làm cái đạo vái chào. Ngao ớt nói. Đã bị Linh Nga nhìn thấu, ta đây liền không nhiều ẩn giấu. Linh Nga khó được đi ra ngoài lịch luyện, cần phải đi long cung ngồi một chút không được ta đi ra ngoài lịch luyện còn có sư huynh cho nhiệm vụ phải hoàn thành linh nga nhẹ nhàng lắc đầu biểu hiện ngược lại là tự nhiên hào phóng có mấy phần thong dong khí động sau đó có thể hay không mang ta cùng nhau rời đi tòa này phường trấn đi qua vừa rồi nhị điện hạ như vậy nháo trò ta quả nhiên là cũng bị người để mắt tới no ất mỉm cười gật đầu có mấy vị lão long hỗ trợ đây chỉ là việc nhỏ hắc trì phong cạnh đầm nước lý trường thọ cùng bạch trạch liếc nhau bạch trạch cười nói linh ngang ngược lại là lợi hại có thể thông qua một chút nhắc nhở liền suy tính ra ngao ất điện hạ thân phật lý trường thọ sờ lên cằm chấm ngâm vài tiếng thầm nói luôn cảm thấy là ngao ất gia hỏa này đang nhường thì thân sao đến liền yêu thích dùng như vậy ác ý đi ước đoán người bên cạnh đây cũng không phải ác ý ước đoán chẳng qua là căn cứ vào ta đối với linh nga hiểu rõ làm ra hợp lý suy đoán lý trường thọ cười nói mà thôi coi như nàng quá quan dù sao cũng là ta trước đây thất sách quên cho nàng nhiều chuẩn bị chút linh thạch bạch trạch cười to vài tiếng cùng ly trường thọ cùng nhau nhìn chăm chú đầm nước chi cảnh đầm nước hình ảnh sở hiện linh nga cùng ngao ớt mấy vị long tộc cao thủ đồng thời bỏ chạy tại đông hải chi tân phân biệt linh nga đổi một bộ trang dung mang lên trên hơi mỏng mặt nạ thi triển thổ độn chuồn ra mấy ngàn dạng tại một chỗ không người hà cốc bên trong hiện thân nàng cẩn thận từng ly từng tí dò xét các nơi tại bờ sông nghỉ ngơi một hồi ngâm ngâm chân nha lấy ra cái kia ngao ắt đưa tới vòng ngọc Bước đầu tiên, trước kiểm tra nên chữ vật pháp bảo phải chăng có dư thừa cấm chế. Bước thứ hai, đem nên chữ vật pháp bảo dùng tiên lực bao khỏa đầy ra mấy trượng xa, tiên thức nếm thử cười bỏ cấm chế. Bước thứ ba, oa. Wow. Linh Nga thở nhẹ một tiếng, sau đó nhanh lên che miệng lại, mắt to lúc thì lóe, nước mắt cục cục rơi xuống. Kia từng khối, có thể đem chữ vật pháp bảo lấp đầy linh thạch. Linh Nga trong mắt tràn đầy bi phẫn, răng ngà ma sát nhẹ, không ngừng bày ngón tay. Thối sư huynh, rõ ràng có nhiều như vậy tài lại làm cho nhân gia mỗi ngày tính toán tỉ mỉ dùng linh thạch tại đầm nước bạch trạch hơi có vẻ ghét bỏ ma nhi lý trường thọ chực chực cười một tiếng ý vị thâm trường lý trường trọ lạnh nhạt nói chẳng qua là ngày thường không để ý mà thôi nàng tại núi bên trong cũng không dùng đến những này tất cả chi phí lại không có thiếu hiểu sơ hiểu sơ bất quá linh nga kế tiếp biểu hiện ngược lại để lý trường thọ cảm thấy vui mừng nàng nhanh đến chỗ thứ nhất lịch luyện nơi lúc lại chạy tới phường trấn bên trong lần này cái eo đều căng cứng rất nhiều ở trong thành đi dạo nửa ngày linh nga sư phụ tề nguyên chọn lựa hai kiện đắt đỏ tiên bảo mua sắm số lớn vài vóc lại vì chính mình sau đó phải đi nơi tập luyện làm chuẩn bị mua đại lượng xung cơ đan tổng dây khá thấp phàm là người có thể dùng đan dược như vậy tình hình cực kỳ giống cái nào đó mới lập tiểu môn phái ra ngoài mua sắm trưởng lão linh a rời đi chỗ này phường trấn lúc vì đề phòng bị người ám toán lựa chọn dĩ giả loạn chân sách lược đen chân thân trốn ở cổ lão phiên bản giấy đạo nhân tay áo trong đợi giấy đạo nhân ra khỏi thành bên trong bản thể lạng yên tách ra giấy đạo nhân cuối cùng cũng không bị an cướp bị linh nga chôn ở phường trấn gần đây núi rừng bên trong chuẩn bị sau này sử dụng bạch trạch thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ lý triều trọ lại làm mỉm cười có một chút hắn năm đó phong phạm đợi linh nga cưỡi mây chạy tới nam châu danh giới gần đây lý triều trọ mở miệng hỏi bạch tiên sinh cảm thấy bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc có thể hay không cùng tồn tại thì thần vì sao đột nhiên có câu hỏi này bạch trạch phe phẩy quạt lông cười nói trừ phi thiên địa bên trong chỉ còn lại có nhân tộc tiêu tộc như thế nào sẽ diệt sạch dù là đối địch cũng là tại cùng tồn tại mà thôi lý trường trọ lại hỏi thiên đạo tồn tại quả nhiên là vì để thiên địa càng thêm ăn ổn thì thần hẳn là cảm thấy thiên đạo đang cố ý giảm xuống thiên địa bên trong sinh linh tổng thể thực lực ồ lý trường thọ chậm rãi gật đầu ta gần đây thì ngộ đại đạo đột có cảm giác nếu như thiên đạo đối với hậu thiên sinh linh tiến hành phân loại lại nên như thế nào hàng định bài trạch suy tư một hồi đáp nói nhân im lù long linh tiên sinh sai ghi trường thọ cười nói là nhân tên linh im ma ủy ồ oh. bài trạch cúi đầu suy tư bấm ngón tay suy tính mặt lộ vẻ không hiểu cái chán lại dần dần thấy mồ hôi rất nhanh bạch trạch đứng dậy làm cái đạo vái chào xin lắng tai nghe lý trường thọ tiếng nói có chút mờ mịt chậm rãi nói này là ta gần hai năm thể ngộ tự thân chi đạo lúc cùng thiên đạo cộng minh đạt được kết luận mà nay thiên địa gian nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhân chi nhất tộc viết ra từng điều không phải người chi sinh linh vào hết linh hàng ngũ như là long phượng vu yêu chờ chút nếu ngươi cùng linh tu hành tác đạo bảo vệ chính đạo thì làm tiên tiên nhưng vì nhân tiên cũng có thể vì hồ tiên nưu tiên, long tiên, cây tiên từ từ, mọi việc như thế. Lòng người tính bất chính, vì tà làm ác, thì làm ma. Linh tông thuật bất chính, làm sát kẻ vô tội, thì làm yêu. Quỷ cũng không cần nhiều cử đi. Làm người cùng linh chết sau sự tình. Bạch tiên sinh cảm thấy này đạo như thế nào. Bạch trạch cúi đầu trầm tư, hồi lâu không nói gì. Lý trừ thọ ở bên làng lạng chờ nhìn trong đầm nước nhà mình sư muội lên đường tình hình. Hắn vừa rồi nói những này, đúng là ngộ đạo lúc mộ ra hoặc là nói là thiên đạo cho hắn nhắc nhở chỉ thị hắn cái này thiên đình bình thường quyền thần nên dẫn đạo thiên đình hướng về phương hướng nào cố gắng nào đó một công lần nữa cảm giác chính mình có bị mạo phạm đến lần này làm linh nga tiến đến trần đường cổ trấn lý trường thọ cũng không phải là chẳng qua là làm nàng đi lịch luyện đơn giản như vậy cũng là làm linh nga đại chính mình đi khảo sát điều tra nghiên cứu lý trường thọ vừa rồi lời nói này nhưng thật ra là tại định sau này thiên địa quy tắc là hồng hoang chế định một bộ tiêu chuẩn theo thời đại thượng cổ bóng tối bên trong hoàn toàn đi ra ngoài nhưng muốn làm đến những này mấu chốt nhất chính là tiên phàm tách ra chân đường cổ trấn tồn tại đã lâu nói là một cái cổ trấn trên thực tế đã là một tòa khá lớn thành tác Lý trường trọ vì sao làm Linh nga đi nơi đây lịch luyện cái này nói rất dài dòng chỉ có thể nói ngắn gọn yêu tộc tại mấy đại bộ phận châu trong khe hẹp sinh tồn nhanh như là có chút đáng thương nhưng bởi vì hồng hoang mặt đất quá mức rộng lớn những này kẽ hở hoặc là liên miên đại sơn hoặc là vô ngần rừng rộng đối với phàm nhân mà nói đây đều là khó có thể vượt qua lạch trời cũng là yêu tộc có thể sinh sôi nảy nở công viên Trần đường cổ trấn chính là một chỗ không ngừng bộc phát cùng yêu tộc xung đột nhân tộc tiền tuyến lại trường kỳ ở vào tư cố vô thân trạng thái tự đại vũ đế quân quy ẩn hỏa vân động thiên hạ trung chủ chi vị truyền lại bất quá ngàn năm hoàng quyền đánh mất nam châu lâm vào dài đến vài vạn năm hỗn loạn thế cục đạo môn hưng khởi tuyên môn thế lực bắt đầu cuột khởi nhân tộc số lượng điên cuồng tăng trưởng không tư chất tu hành phàm nhân dần dần nhiều thế tục dần dần không thích hợp luyện khí sĩ tu luyện cho nên dần dần có tiên phàm chi phân nhưng trung thần châu cùng phàm tục quan hệ vẫn là thiên ti vạn lũ tiên tông đại đa số đệ tử đều là tới từ phàm tục phàm tục chi tài mặc dù đối với đại tiên môn tới nói chẳng qua là dệt hoa trên gấm nhưng rất nhiều trung đẳng quy mô tiên môn đối với khoản này tài có chút coi trọng điều này sẽ đưa đến phàm tục bây giờ những thế lực này phương quốc bộ lạc phía sau đều có tiên môn cái bóng thế lực đấu đá thường thường cũng có tiên môn đánh cờ ly trường thọ cái gọi là tiên phàm tách ra chính là chặt đứt cái này liên quan lại đã biến thành hành động khổng huyên đại tỷ đầu giờ khác này ở nam châu bảo vệ bộ lạc thương chính là thay đổi như vậy loạn tượng quan trọng quân cờ bởi vì ba thì tiên khế tồn tại đội thương nhất thống nam cho thế tục phồn hoa khu vực liền có thể đem tiên phàm tách ra sự tính thúc đẩy hơn phân nửa nhưng mọi thứ đều tồn tại tính hai mặt Tiên môn cùng phàm tục phương quốc bộ lạc ám thông xã giao nhờ vào đó bóc lột phàm nhân cùng lúc đó những này tiên môn cũng tại hộ vệ phàm tục làm phàm tục đại bộ phận phàm nhân miễn bị yêu tộc uy hiếp lý trường thọ không thể không cân nhắc như vậy vấn đề đợi tiên phàm tách ra về sao. Tiên môn tại phàm tục lực ảnh hưởng giảm xuống nhưng tộc luyện khí sĩ như thế nào mới có thể tốt hơn thủ hộ nhân tộc thế tục giống như bạch trạch nói yêu là giết không sạch vạn linh thu nạp tinh hoa nhật nguyệt tu hành biến hóa liền sẽ là yêu luôn có ác yêu sẽ hại phàm nhân. Nơi này, liền nổi bật ra trần đường cổ trấn tầm quan trọng. Chân đường cổ trấn chỗ vắng vẻ, đối mặt yêu tộc thế lực cũng không coi là nhiều mạnh, không cách nào gây nên nhân tộc cao thủ coi trọng. Đủ loại nhân tố dẫn đến nó phân ly ở phương quốc bộ tộc bên ngoài, cơ hồ hoàn toàn không chiếm được đến tự thế tục viện trợ. Nhưng bọn hắn dựa vào tự thân, cùng với một phần nhỏ nhân tộc luyện khí sĩ chi viện, vẫn như cũ chống cự yêu tộc xâm nhập mấy ngàn năm lâu. Lý Tĩnh đến độ tiên môn bái sư, nhưng thật ra là Trần Đường cổ trấn có tư chất, có thể tu tiên con em trẻ tuổi đều phải đi một con đường dẫn bọn họ ly biệt quê hương ngóng trông sớm ngày học thành tiên pháp trở về thị trấn bên trên trảm yêu trừ ma lý trường thọ đang điều tra lý tĩnh theo hầu quá trình bên trong phát hiện trần đường cổ trấn tình huống muốn ở chỗ này tìm được tiên phàm tách ra sau như thế nào thủ hộ thế tục đáp án hoặc là dẫn dắt cho nên liền có lần này linh nga luyện cạnh đầm nước lý trường thọ đối cưỡi mây phi hành linh nga hơi rất thần bên cạnh bạch trạch tại kia lại là bấm ngón tay suy tính lại là cẩn thận châm trước cuối cùng vẫn là quyết định giang một câu Thủy thần như vậy không khỏi là đem nhân tộc địa vị để hơi cao chút lý trường thọ dương mắt nhìn lại nô muốn mở miệng biện luận hắc trì phong bên trên đột nhiên bay tới một đóa nho nhỏ mây xám này mây xám đến đột ngột trước đây không có dấu hiệu nào trực tiếp ngưng ở hắc trì phong đại trận bên trong khoảnh khắc bay tới đầm nước trên không trong lúc lý trường thọ đáy lòng hồi tưởng lại bị thiên phạt chi phối sợ hãi đạo khu cơ bắp ký ức lần nữa bị tỉnh lại nguyên thần lấp lánh ra sáng chói ánh sáng lượng. Này mây xám trực tiếp bổ ra một đạo lớn bằng ngón cái thiểm điện, đập tại bạch trạch đỉnh đầu. Thiểm điện qua đi, mây xám bên trong lại có một tia kim quang dài xuống, chui vào lý trường thọ đạo khu. Công đức có thể ngưng tụ thành công đức kim thân một đầu ngón chân út công đức. Lý trường thọ tinh thần đại chấn, nội thị tự thân lại ngẩng đầu nhìn về phía một bên bạch trạch, lập tức cười ra tiếng. Bạch trạch giờ phút này tóc dài rối tung, cái chán cháy đen, đỉnh đầu thoát ra một tia khói đen mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn lên bầu trời. Đây cũng quá không nói đạo lý. Bần đạo chẳng qua là lời nói một câu. Bạch tiên sinh nói cẩn thận, nói cẩn thận. Lý trường trọ vội vàng ngăn trở bạch trạch nhà rãnh, mở đầu đối sắp tiêu tán mây xám làm cái đạo vai trào, cất cao giọng nói. Đệ tử đã ngày mai đạo chi ý, chắc chắn vì ngọc đế bệ hạ sớm ngày góp lời, tạo phúc thương sinh, giữ gìn thiên địa an ổn. Lại ngẩng đầu, mây xám đã là biến mất vô tung vô ảnh. Lý trường thọ không khỏi cười đến hít cả mắt, đứng chắp tay nhìn một bên bi vẫn không hiểu bạch trạch bạch tiên sinh lần này biện luận như là ta thắng bạch trạch xoay người sang chỗ khác đối đầm nước yếu ớt thở dài bần đạo được không cái thị thú danh tiếng nhất đại người mới thay người cũ ly trường thọ cười không nói đạo tâm bên trong có quan hệ việc này lo nghĩ tan thành mây khói có thể cho ly nga cũng vứt điểm công đức liền tốt trầm ngâm một tiếng ly trường thọ chu liễm ý cười ở bên hồ lâm vào suy tư lại sau ba canh giờ linh nga đã là đến kia cổ trấn gần đây vừa vặn thấy được một chỗ nhân tộc binh vệ cùng yêu tộc quy mô nhỏ dùng binh khí đánh nhau tình hình tâm thầm ra tay thả chút độc linh nga rất nhanh liền phát hiện trốn ở phía sau mấy đầu chân tiên cảnh yêu tộc cao thủ ở chỗ này chân tiên cảnh đã xem như cao thủ hàng ngũ linh nga cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không rút ruột ra tay mà là phái ra giấy đạo nhân bắt đầu âm thầm điều tra nơi đây yêu tộc thế lực lại nhìn thấy trong trấn có không ít thương binh nàng lợi dụng vân du tứ hải nhân giáo luyện khí sĩ thân phận tiến vào cổ trấn chủ động giúp những thương binh này trị liệu. Tại Trần Đường cổ trấn thí luyện, độ khó kỳ thật khá thấp, Linh Nga ứng đối đứng lên cũng là có chút dễ dàng. Nhìn đầm nước sở hiện, Linh Nga bận trước bận sau tình hình, Lý Trường Thọ không khỏi vui mừng cười một tiếng, liền nghĩ tới chính mình ở trong Ngọc Phù cất giấu hai đầu kế tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tập luyện 2. đi tới Đông Hải nơi nào đó hòn đảo, cứu vớt đồng môn hữu cầm huyền nhã. Nhiệm vụ tập luyện 3. theo bản đồ sờ bày ra, đi tới Ngũ Trang Quan. Đen quả ngọc phù này tự tay giao cho ngũ trang quan chủ nhân linh nga thật phất và xuống núi một lần tự nhiên là phải thật tốt dày vò hục linh nga thật phất và xuống núi một lần tự nhiên là muốn để nàng nhận được đầy đủ lịch luyện tốt hơn trưởng thành ngươi đăng đây chính là sư huynh cho lịch luyện nhiệm vụ sao thật mệt mỏi nha hoàng hôn ngã về tây một chỗ mang theo dược chữ tiệm thuốc trước xuyên một thân lam nhạt áo vải đỉnh lấy ngụy trang khuôn mặt linh nga tại tà dương dư huy bên trong rũ lưng một cái bóng hình xinh đẹp chiếu vào mang thao rêu xanh đường lát đá bên trên qua đường người đi đường lập tức quang tới thiện ý ánh mắt có vị vác lấy giỏ trúc trung niên phụ nhân còn kêu gọi tiểu lam cô nương buổi tối đi thẩm trong nhà ăn cơm nha không được linh nga cười từ chối nhã nhặn còn muốn chuẩn bị ngày mai muốn dùng dược liệu bận bịu thoát thân không ra phụ nhân kia vội vàng đáp ứng một tiếng lại thân dặn nàng bảo trọng thân thể đừng quá vất vả mới chậm rãi rời đi linh nga trở về chỗ này thạch ốc mang lên cửa gỗ tiện tay rơi xuống mấy thạo cấm chế, không chịu được ngắp một cái. Lúc này phòng bên trong hóc, cái bàn, mộc thụ đều đã bày đầy bọc giấy, phía trên dốc lòng tiêu chú phân loại cùng dùng lượng. Nàng dùng tên giả Lam Hạnh Nhi, lấy một dược sư thân phận, đã ở tòa này thị trấn ở nửa năm, trong vòng nửa năm, chân tiên cảnh đại yêu săn giết 99 con, trong đó còn có vài đầu thiên tiên cảnh lão yêu. Linh Nga mỗi lần ra tay đều là thừa dịp lúc ban đêm sờ sạng, giấy đạo nhân xa xa đầu độc cộng thêm đốt thi không để lại dấu vết, sau đó lặng yên trở về làm nơi đây yêu tộc thế lực cấp tốc lâm vào khủng hoảng nam mặc dù chỉ tự tay giết 99 con đại yêu lại hù chạy nơi đây một nửa yêu tộc hoa giải trần đường chấn hơn phân nửa áp lực tối nay linh nga sẽ diệt trừ chính mình khóa chặt mục tiêu cuối cùng lại lặng lẽ rời đi trần đường chấn vì để tránh cho chính mình rời đi lúc sẽ xuất hiện bị đường hẻm vui vẻ đưa tiễn dấu hổ tình hình linh nga lựa chọn không từ mà biệt nàng vốn chính là đã làm một ít đủ khả năng sự tình vẫn là bị sư huynh phải tới không có gì đáng giá cảm ơn đến trần đường trấn trước đó linh nga sớm đã dự liệu được nơi đây hẳn là thiếu một ít thuốc trị thương cho nên tại phường trấn bên trong thu mua số lớn phàm nhân có thể sử dụng đa dược không đến một tháng đã tiêu hao sạch sẽ linh nga lập tức lại đi phường trấn bổ hàng nhưng nàng nghĩ đến chính mình tại trần đường trấn sẽ không ở lâu khả năng giúp đỡ bị tạm thời lại không giúp được một thế suy tính mấy ngày về sau linh nga cuối cùng tìm được một đầu đường sáng nàng bằng giấy đạo nhân chi pháp tại phàm tục cùng phường trấn sư tập không ít dược liệu phương thuốc đem những thuốc này phương để lại cho trần đường trấn ngày hôm nay buổi chiều linh nga lại đem ngao ớt cho cái đám kia linh thạch lấy ra một ít phó thác cho trần đường chấn bên trên tin được mấy vị trưởng giả sở dĩ chưa đem linh thạch toàn lưu ở nơi đây là sợ này phê linh thạch vì trần đường chấn đưa tới tai họa linh nga cân nhắc việc này lúc đã là tẫn này có khả năng chu toàn muốn đi nha linh Nga ngón tay nhỏ nhắn tại bàn gỗ biên duyên sạch qua trong mắt toát ra mấy phần cảm khái phảng phất lại thấy được những hải đồng kia tại bàn phía trước vui chơi thấy được những cái đó hai mắt bên trong tràn đầy chết lặng người bị thương lần nữa lộ ra ấm áp mỉm cười nàng cũng nhìn thấy cùng yêu thú liều mạng tranh đấu phàm nhân binh vệ thấy được những cái đó buông xuống quốc cầm lấy trường thương yếu đuối phụ nhân tô tiên chú ý tư chất cũng không phải là ai đều có thể cho nên linh nga tại hộ vệ nơi đây trắng đến nam nữ trong mắt đọc được bọn họ khát vọng đối với lực lượng tiên thức hướng tây nam phương hướng dò xét mấy trăm dặm nơi nào có một tòa thành lớn trong đó phàm nhân an cư lạc nghiệp quyền quý sống mơ mơ màng màng cùng trần đường trấn so sánh có chút tiên minh linh nga cũng hỏi qua nơi đây trưởng giả vì sao trần đường trấn phàm nhân không bỏ qua nơi đây cối lui đất liền trưởng giả đáp nói tổ huấn như thế nếu chúng ta lui yêu liền hướng về phía trước chi chết như vậy người càng nhiều càng nhiều yêu sẽ nghe hỏi mà đến phàm nhân chạy qua những cái đó yêu thú sao khẳng định không chạy nổi vậy không xong linh nga cũng không tiếp tục truy vấn trở về chỗ mình ở sau suy nghĩ hồi lâu đạo tâm lại viên mãn một tầng vậy đại khái chính là sư huynh để cho ta tới nơi đây thâm ý đi nâng bút viết xuống một phong thư linh nga cẩn thận đọc đọc lại đi sau phòng tiểu viện chuyển vòng này nửa năm bên trong chưa chứng kiến nơi đây phàm nhân như thế nào cùng yêu tộc đối kháng cũng gặp phải không ít chuyện lý thú làm linh nga cảm giác có chút giờ khóc giờ cười là nàng tại thị trấn bên trên hoạt động lúc dùng mặt nạ che lấp khuôn mặt lại đem tu vi cảnh giới biểu hiện là nguyên tiên cảnh vẫn là yếu kém cái chủng loại này để cho chính mình thoạt nhìn hết sức bình thường nhưng nửa năm này vẫn như cũ nhận được sáu vị nam tử tỏ tình linh nga chính mình đều cảm giác kỳ quái chính là nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ nổi lên điểm gợn sóng đạo tâm xuất hiện một chút xíu khe hở nhưng mỗi lần được tỏ tình linh nga đều là vô cùng bình tĩnh vì đối phương bãi sự thật nói đạo lý lời nói chính mình sớm có ý trung nhân hiện tại là vì tu hành bên ngoài lịch luyện cũng cổ vũ bọn họ đi tìm từng người hạnh phúc. Lấy lại tinh thần tinh tế phẩm vị, mới phát hiện một viên phương tâm đã sớm bị sư huynh lấp đẩy. Dung không được nửa điểm người bên cạnh dấu chân. thối sư huynh, nhất định để ta ở bên ngoài lịch luyện ba năm. Linh Nga lầm bầm một tiếng, thi khởi thổ độ, lạng yên rời đi nơi đây, hướng về đông hải phương hướng độ đi. Đãi nàng rời xa trần đều chấn, tìm một chỗ nơi yên tĩnh tần thân, mới mở ra ở ngoài ngàn dạm giấy đạo nhân, đôi sớm đã mê choáng một đầu thiên tiên cảnh yêu thú rót vào thiên tiên kịch độc chờ xử lý hảo thi thể thu nhiếp tàn hồn giấy đạo nhân tự thiêu dưới lòng đất linh nga lấy ra sư huynh cho viên kia ngọc phủ Nhạy khẽ hít một cái khí không muốn là tốn thời gian nhiệm vụ không muốn là tốn thời gian nhiệm vụ không muốn là tốn thời gian nhiệm vụ đáy lòng mặc niệm ba tiếng linh nga hai mắt mở ra một cái khe hở hướng về trong đó nhìn lại ôi chao như thế nào không biến hóa linh nga ngự đầu chẳng lẽ chính mình giết đại yêu bên trong có thật giả lẫn lộn hạng người vẫn là cần chính mình bản thể đi giết một trăm con chân tiên cảnh đại yêu. Nhưng tùy tiện dùng bản thể, không khỏi quá không ổn thỏa. Ung khục. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh, Linh Nga sư một tiếng trốn vào khắp mặt đất, nhanh như chớp thoát ra mấy trăm trượng ra. Như nàng rất nhanh liền dừng thân hình, tiên thức đánh giá chính mình vừa rồi chỗ đứng chỗ đứng thẳng thân ảnh. Sư huynh, là ta, Ly trường trọ lạnh nhạt đáp. Ồ, oh. Linh Nga truyền thanh nói, ta không tin, ngươi chứng minh như thế nào? Lý Trường Thọ nói. Người nào đó một ngày tắm rửa di chép là 12 lần, 13 tuổi năm đó bị rắn cắn mắt cá chân khóc 3 canh giờ, Người 17 tuổi liền học được tại nội khâm bên trong khe hở một ít mềm mại vải. Sư huynh, Linh Nga giòn tan hô hào, từ đại địa bên trong bay ra, cõng tay nhỏ nhảy trở về, cười hì hì. Hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể trở về núi sao? Lúc này mới người đầu tiên tộc, Lý Trường Thọ đưa nàng trong tay ngọc phu túng tới, xá đi trong đó hàng chữ kia, hiển lộ ra hàng thứ hai chữ nhỏ cũng sửa bộ phận nội dung. Linh Nga không chịu được cúi đầu nâng chán, lại là trực tiếp viết vào. Lý Trường Thọ đem ngọc phù bỏ vào hồi Linh Nga lòng bàn tay, cười nói: "Vốn muốn đem ngươi đánh ngất xỉu lại viết điều thứ hai. Lần này xem ngươi biểu hiện không tệ, xuất sắc hoàn thành giai đoạn thứ nhất thí luyện, liền bớt đi cái này khâu. Như thế nào? Nửa năm qua thu hoạch như thế nào?" Linh Nga hé miệng cười khẽ, ngỡ xuống mặt nạ trên mặt, tan đi ngụy trang trang dung, chắp tay sau lưng. Tại Lý Trường Thọ bên người truyền hai vòng, hi hi cười không ngừng con mắt đều nhanh cười ra bông hoa tới sư huynh có sáu người muốn tìm ta kết thành đạo lữ sau cái nha ly trường thọ ngón tay hơi dày tinh chuẩn mệnh trung linh nga đầu đau linh nga che lại cái chắn kém chút khóc lên nếu là có nhìn chúng vi huynh có thể đi tìm nguyện lão giúp ngươi một cái như thế nào thối sư huynh nhân ra lời nói đùa nha linh nga oán giận lại nhào giọng thầm thì ta vẫn là nghĩ bồi tại sư huynh bên người sư huynh ngươi đừng đuổi ta đi liền tốt ly trường thọ ôn hòa cười một tiếng lại nghiêm mặt nói đạo thứ hai thí luyện có chút hung hiểm nhớ lấy đừng có cậy mạnh ngươi nếu ba đạo thí luyện trước tiên hoàn thành không nghĩ bên ngoài cũng có thể trước tiên trở về sơn môn cái gì trí luyện nha linh nga cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọc phù nhìn thấy kia một hàng chữ nhỏ sao không khỏi giật mình vội vàng ngẩng đầu nhưng trước mắt đã trống rỗng nơi nào còn có lý trường thọ thân ảnh sư huynh phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng là linh nga sai coi là đây là mộng cảnh lại nhìn một chút trong tay ngọc phù linh Nga một hồi nhíu mày xuôi theo này đầu tìm được một hòn đảo tại không bại lộ tự thân hành tung tiền đề hạ cứu ra bởi vì trừ yêu bị nuốt hữu cầm huyền nhã hữu cầm sư tỷ như thế nào linh nga không dám ở lâu vội vàng bỏ chạy xâm nhập đông hải bên trong dọc theo ngọc phù bên trong bản đồ tiến đến chỗ kia hoang đảo tại linh nga phía sau không xa giấy đạo nhân quân đoàn tiếp tục đi theo kỳ thật linh nga sợ không biết chính là nửa năm này thí luyện bên trong tiêu tộc sở dĩ vô cùng khủng hoảng chủ yếu là bởi vậy thực lực mạnh nhất vài đầu kim tiên cảnh lão yêu trong vòng một đêm lặng yên bốc hơi ha ha nắc. đầu xuất cung hậu viện tàng cây phía dưới huyền đô đại pháp sư cường đánh tinh thần nhìn trước mặt phân kính bên trên đồng bộ hiện ra hai bức tranh bên trái là linh nga tại đáy biển nhanh chóng xuyên qua phía bên phải là lý trường thọ cùng bạch trạch tại cạnh đầm nước chính phục án viết cái gì đại pháp sư toàn bộ hành trình giám sát tự nhiên là biết đến nhà mình tiểu sư đệ cùng bạch trạch nửa năm này không ngừng thương nghị làm cái hùng quan trấn yêu ma kế hoạch trong kế hoạch dung có chút phức tạp muốn điểm mấy bước mới có thể chứng thực đúng chỗ cần sử dụng nhân tộc khí vận nhân hoàng công đức thiên đình thiên quy làm trung thần châu tiên muôn không cách nào lại điều khiển nam châu thế tục phàng tục thế lực trường canh những này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ đều là như thế nào xuất hiện đại pháp sư đối vân kính lẩm bẩm sau đó nhị không được cười lên hắn nhất chỉ dày nhẹ vân kính bên trong hình ảnh nhất chuyển phía bên phải hình ảnh đổi lại một chỗ hoàng đảo hoàng đảo bên trên mấy tên nam nữ trẻ tuổi bị nhốt trói tại trụ đá bên trên hữu cầm huyền nhã thanh linh ở trong đó hữu cầm huyền nhã hai tay bị tiên thẳng buộc chặt dơ cao khỏi đầu dán tại giữa không trung nàng trên người khí tức vô cùng yếu ớt nhưng sẽ thỉnh thoảng hướng về chung quanh nhìn một chút sở biểu hiện ra cảnh giới cũng chỉ là chân tiên cảnh trung kỳ hoang đảo nước biển bên trong ẩn giấu đạo đạo bóng đen yêu khí cùng tiên lực hỗn tạp phảng phất tại chờ đợi người đến nghĩ cách cứu viện đại pháp sư bình tĩnh cười một tiếng lại đề chấn khởi một chút tinh thần chờ cho hay lên đài. Nửa ngày sau, Linh Nga một khác không ngừng, đến lần đây hải vực. Nàng tiên thức khóa chặt hữu cầm huyền nhã nơi hoang đảo, trốn ở ngoài mấy trăm dặm không dám tới vần, hoa thân một đầu cá bơi sen lẫn trong bầy cá bên trong, cẩn thận suy tư đối sách. Hữu cầm sư tỷ là tại phối hợp sư huynh diễn kịch tất nhiên là. Hữu cầm sư tỷ tại môn bên trong bị chịu chú ý, không có khả năng bị bắt về sao. Môn phái bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hơn nữa, Ly Nga tiên thức nhìn Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này có chút tổn hại về áo, tiểu lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tại Thế Tục lăn lộn nửa năm la, cái gì chẳng diễn chưa thấy qua? Chỉ bằng Hữu Cầm sư tỷ tư sắc, làm sao có thể bị bắt lại sau còn như thế sống yên ổn? Trên đời nhiều người xấu chính là đâu? Trọng điểm là, nơi này cách Đông Hải Thủy Tinh cung không hơn vạn bên trong, nếu ra biến cố gì, Long tộc cao thủ nhất định có thể kịp thời chạy đến, hoàn toàn phù hợp sư huynh tính tình. Sư huynh đáp cái này sân khấu kịch, khó tranh khỏi có chút quá mức thô giáp. Linh Nga cân nhắc một ít, đáy lòng đã là có chú ý, tại hoang đảo chung quanh tinh tế điều tra, thăm dò rõ ràng cường địch nội tình. Bởi vì sư huynh không có cho chính mình hạn định thời khắc, Linh Nga cũng không nóng nảy ra tay, muốn cho lần luyện tập này một phần hài lòng bài chi. Thế là, một ngày sau, Linh Nga dùng dương đông kích tây kế sách, trước dùng một đầu giấy đạo nhân làm bộ ngẫu nhiên đi ngang qua, tại không trung phiêu phiêu du du bay qua hoang đảo gần đây, gây nên đối phương chú ý tự thân thì thi triển thủy độn tại đáy biển lượng quanh nửa vòng đã tới hoang đảo biên duyên nơi đây thế như không có chút nào cấm chế cũng làm cho linh nga âm thầm cười một tiếng nhưng tùy theo linh nga đạo tâm nổi lên nồng động cảnh giác thân ảnh trốn ở khe đá bên trong không nhúc nhích để phòng chính mình gặp không may sư huynh tính kế yên lặng chờ nửa canh giờ nàng lặng lẽ thi triển thổ độn mò tới hữu cầm huyền nhã gần đây phía trước đá ngầm lại vô cùng kiên cố thổ độn càng không có cách nào xuyên thấu phạm vi nhỏ mịch ngũ hành đại trận bay trận không tốn linh thạch sao thí luyện ý tứ ý tứ không phải tốt linh Nga đáy lòng nhả rãnh vài câu lẳng lặng quan sát một hồi thân hình hóa thành một tia khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa chốc lát một đầu tiểu hồ điệp trần lóe cánh rơi vào hữu cầm huyền nhã phía sau lưng dựa vào mái tóc dài của nàng che lấp tự thân linh nga khàn khàn tiếng nói dẫn âm la lên hữu cầm tiên tử hữu cầm tiên tử ồ hữu cầm huyền nhã thân thể run rẩy dùng suy yếu tiếng nói lẩm bẩm nói ai bần đạo đinh giai cùng tôn sư quen biết ngày hôm nay đi ngang qua nơi đây lại thấy tiên tử bị nhốt trên tới để cứu giúp linh nga tiếp tục nói sau đó ta vì tiên tử cởi bỏ tiên thằng tiên tử phía bên trái phía trước sông ra 30 mươi triệu bần đạo liền có thể mang ngươi dùng độ pháp rời đi nơi đây đa tạ tiền bối việc nhỏ việc nhỏ linh nga hóa thành hồ điệp nhẹ nhàng vô sáng hai lần cánh cái kia tiên thằng tự hành cởi bỏ hữu cầm huyền nhã dơ cao hai tay dù xuống nhưng tự thân tiên lực quá mức yếu ớt lại vận chuyển không thoải mái lập tức hướng về phía trước ngạ ọt lại trực tiếp phủ phục trên mặt đất hào chân thực diễn kỹ linh nga hóa thành tiểu hồ điệp quả thực kinh ngạc hạ lập tức dùng một tầng tiên lực bao khỏa tại hữu cầm huyền nhã trên người chính lúc này trong tiếng lôi minh hoang đảo chung quanh mặt biển tạc khởi đạo đạo của nước mấy chục đạo bóng đen phóng lên tận trời trong tay sách theo lóng lánh hàn quang binh khí đã có mười mấy đạo lưu quang đối với hữu cầm huyền nhã đập tới linh nga quỳnh lên lập tức liền muốn mạnh mẽ mang hữu cầm huyền nhã bay lên trời nhưng linh nga còn không có có hành động hữu cầm huyền nhã thân thể đột nhiên tuôn ra đạo đạo kim quang một trùng màu vàng cột sáng không mất tiếp biển kim quang bên trong hữu cầm huyền nhã giang hai cánh tay thân hình cấp tốc phiêu khởi nhắm mắt ngẩng đầu tóc dài ở sau lưng phất phới tuyệt mỹ khuôn mặt đúng là như thế thanh khiết cột nguồn bên cạnh truyền đến một tiếng la lên kia đạo kim quang chậm rãi tiêu tán mà những cái đó nguyên bản khí thế hùng hổ đánh tới bóng đen giờ phút này cũng là thẳng tắp rơi vào các nơi từng người hai mắt nhắm lại lấy giấy đạo nhân linh nga hóa thành tiểu hồ điệp hoàn toàn bị cái bóng nuốt hết nàng có điểm mộng mộng nhiên hồi lâu không bình tĩnh nổi đây là cái gì tình huống mãi cho đến hữu cầm huyền nhã thở ra một hơi mà ly trường thọ một bộ kim tiên cảnh giấy đạo nhân tự nơi xa bay tới trong tay bưng một đầu lưu ảnh cầu cười nói lần này không sai một lần đã vượt qua hữu cầm huyền nhã nghe vậy trường trường nhẹ nhàng thở ra trong con ngươi tràn đầy sáng ngời nỏ giọng hỏi sư huynh tiếp theo điều đi đâu không kịch, trước nghỉ ngơi mấy ngày ly trường trọ hắng giọng giả danh đạo nhân còn không hiện thân hữu cầm huyền nhã nhìn về phía phía sau cái kia hồ điệp cùng với đạo đạo tiên quang hóa thành linh nga thân hình khuôn mặt cùng tự thân đạo vẫn vẫn như cũng mang theo một tầng ngụy trang linh nga nháy mắt mấy cái sư huynh điều thứ hai thì luyện chính là cái này sao không sai lý trưởng trọ ôn thanh nói ngươi lần này biểu hiện hoàn toàn thất bại ổn tự kinh sáu ngàn lần về núi sau chính mình bổ sung như thế nào sẽ ta không phục nhưng ra hoàn thành cứu hữu cầm sư tỷ nhiệm vụ ngươi gặp qua tảng đá hoang đảo bên trên có hồ điệp sao lý trưởng thọ hóa thân mắt to trường một cái bàn tay lớn đối chung quanh điểm một vòng, Mạng. ngươi này có một cọng cỏ ta coi như ngươi quá quan cái này linh nga lập tức ủy ủy khoác khuất hình Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không thể kéo căng trụ thanh lãnh khuôn mặt, lôi kéo Linh Nga che miệng cười khẽ. "Sư huynh, các ngươi làm cái này làm cái gì nha?" Linh Nga có chút buồn bực hỏi. Dẫn Âm nói: "Ta sẽ đem lưu ảnh cầu bên trong hình ảnh, tại Hồng Hoang phạm vi bên trong lưu truyền rộng rãi, để ngươi hữu cầm sư tỷ danh Dương Tứ Hải, hấp dẫn càng nhiều hiền tài cùng chính nghĩa chi sĩ gia nhập Thiên Đình." Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác thật là lợi hại, cái kia sư huynh ta đầu thứ ba chí luyện muốn đi ngũ trang quan là địa phương nào. Sớm một chút làm xong, ta cũng thật sớm điểm về núi. Đây mới là ngươi lần này xuống núi chân chính thí luyện. Nơi nào là một vị cao nhân đạo trưởng, ngươi cần tự hành tìm hiểu nơi đây chỗ. Tìm được nơi đây, nhìn thấy xem bên trong chủ nhân, sư huynh ngươi có phải hay không? Cũng không biết nơi này ở đâu, còn nghĩ lại thêm sáu màn lần. Nếu không sư huynh ngươi trực tiếp phán ta thua đi, ta về núi chết kinh văn cũng là có thể. Vậy phiên gấp người, quấy giày, ta đi tìm mũ trang quan. Đầu xuất cung hậu viện kia viên đại thụ hạ huyền đô đại pháp sư nghe thái cực đồ bên trong truyền ra đối thoại khóe miệng vẫn luôn mang theo dượng mỉm cười trường thọ năm đó tam tinh cùng nguyệt nếu là đều có thể kết thành nhân duyên liền náo nhiệt ha đại pháp sư đột nhiên nhướng mày thái cực đồ nhẹ nhàng rung động đáy lòng nổi lên một chút hiểu ra như thế nào ở thời điểm này nháo sự bọn người kia cũng phát giác được không hoang sẽ có đại kiếp bu xuống cùng với vài tiếng nói thầm đại pháp sư thân ảnh tại biến mất tại chỗ không thấy chốc lát một đạo lưu quang giống như xuyên thấu cản khôn cực tốc biến mất tại chân trời Người đang huyền đô thành có biến trăm năm có thể còn đại pháp sư đi huyền đô thành trăm năm mới có thể trở về tiếp vào tiểu ngân đưa tới thủy thân phủ mọc phù ly trường thọ cơ hồ trong nháy mắt đạo tâm khẩn trương độ gia tăng ba phần cả người đều nổi lên một tia lo lắng đại pháp sư tại cái này mấu chốt đi huyền đô thành nhân giao thiếu đi thông thường chiến lực mạnh nhất trào chống ly trường thọ trên vai áp lực bỗng nhiên tăng lớn tiểu ngân đến thủy thần phủ truyền tin xác nhận lão quân thủ ý ngụ ý đại pháp sư không tại ngũ bộ châu trong khoảng thời gian này nhân giáo sự tình đều phải từ hắn cái này tiểu pháp sư nâng lên tới mà lý trưởng trọ đối với lục áp hạ thủ hoặc là gặp được cái gì nguy cấp tình hình đều không thể đem đại pháp sư liệt vào có thể dùng chiến lực hát trì phong cạnh đầm nước lý trưởng trọ đứng dậy đi qua đi lại hắn muốn gọi đạt linh cữu nga trí luyện nhưng xem đầm nước hình ảnh bên trong linh nga kia mang theo vài phần chờ mong cùng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ lại có chút do so dự. Thủy thần đây là sao? Bạch Trạch bưng chén trà ở bên hỏi, kế nhưng là tại lo lắng cái gì? Đại Pháp sư đi huyền đô thành bên trong, nơi nào tựa hồ có chút phiền phức. Lý Trường Trọng ngồi trở lại vừa rồi chỗ ngồi, bưng lên chính mình trong lúc rảnh rỗi luyện chế màu trắng trà vạc, người cầu kỳ mùi thơm ngát, tế điện đời trước giai đoạn sau cùng sinh hoạt. Thận này một khối. Hắn đời trước liền có hào hào bảo dưỡng. Cẩn tiện, Lý Trường Thọ bí mật quan sát Bạch Trạch biểu tình cùng ánh mắt biến hóa rất nhỏ nếu là bạch trạch để ý đại pháp sư đối với hắn tự thân uy hiếp vậy đã nói rõ bạch trạch tâm chưa định mà lúc này bạch trạch lời nói tư duy xác nhận phân tích đại pháp sư đi sao phe mình thế lực sẽ thừa nhận bao lớn ngoài định mức áp lực nếu bạch trạch đã tâm định nhân giáo lúc này đại khái suất sẽ hỏi một câu huyền đô thành bên kia vực ngoại thiên ma có mạnh như vậy lại cần đại pháp sư tự mình chấn thủ bạch trạch bấm ngón tay suy tính lại lắc đầu nơi nào đã là thiên đạo bên duyên thiên đạo chi lực quá yếu ớt cũng vô pháp tính ra cái gì. Lý Trường Thọ cười cười, buông xuống trà vạc. Ta cũng không có đi qua. Không biết huyền đô thành là cái nào tình hình, nhưng hẳn là tồn tại có thể uy hiếp được hồng hoang cường giả đi. Ban cổ thần khai thiên tích địa lúc chém giết ba ngàn tiên thiên thần ma, ở trong đó cá lọt lưới, nghĩ đến cũng có chút khó giải quyết. Tiên tông, tiên thiên thần ma trung quy là không cách nào thành thánh. Bạch chặt mỉm cười nói xong, hỗn độn hải bên trong, nói. Linh hỗn tặc, đại đạo không được đầy đủ, Tu hành nghĩ muốn viên mãn cực kỳ khó khăn. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, thở dài, "Hiện tại bắt đầu, đại pháp sư không tại, Linh Nga bên này là chân chính thí luyện rồi." Bạch Trạch cái chắn trao mấy đạo hắc tuyến, thầm nói, "Thì thân phải chăng đối với thí luyện hai chữ có hiểu lầm gì đó. Ồ, Lý Trường Thọ ánh mắt đảo qua, Bạch Trạch khóe miệng rung động mấy cái, "Ai, đột nhiên đã mất đi đỉnh tiêm đại năng che chở, Linh Nga tình cảnh quả nhiên rất nguy hiểm a." À? Lý Trường Thọ lập tức rất tán thành, Bạch tiên sinh cảm thấy, ta có hay không nên làm Linh Nga tạm thời về núi. Rất không cần phải, bạch Trạch cười nói. Cái gọi là lịch luyện, chính là muốn đi trải qua, đi thể hội, để đạo tâm hướng tới viên mã, thì thân đối với Linh Nga có chút bảo hộ quá động, Linh Nga thông minh, thì thân lúc này làm bảo hộ, kỳ thật đã có thể vạn vô nhất thất. Thủy thân chớ quên, Linh Nga còn có kim tiên kiếp này một lần, lúc này thích hợp thừa nhận nguy hiểm, liền có thể vì kim tiên kiếp giảm bớt một phần hung hiểm, đem hai cùng so sánh, làm lấy này thiện. God. Lý Trường thạo gật gật đầu, kỳ thật đáy lòng cũng biết những đạo lý này, lúc này bất quá là mượn Bạch Trạch miệng thuyết phục chính mình mà thôi. Lập tức, lại ông trầm điều hành giấy đạo nhân, tại nguyên bản giấy tạo nhân đậu tiên binh quân đoàn cơ sở bên trên, phái thêm hai tên kim tiên cảnh giấy đạo nhân, cộng thêm hai bộ thiên cương địa sát linh bạo trận đi qua. Hắn lại giận dò, "Bạch tiên sinh, nếu là linh nga có cái gì điểm giữ, con thỉnh kịp thời nói với ta một tiếng." Thì thần yên tâm, Thì thần yên tâm bạch trạch liên thanh đáp ứng tự nhiên biết thì thần cũng không phải là vui đùa đầm nước sở hiện lúc này linh nga đã là tiến vào đông thắng thần châu một chỗ tương đối phồn hoa phường trấn nàng không dám trực tiếp đi nghe ngóng ngũ trang quan ở nơi nào trước tiên ở phường trấn bên trong ở lại bắt đầu âm thầm sưu tập ngũ trang quan tin tức một người bình thường giáo đạo thừa thiên tiên cảnh luyện khí sĩ nhi muốn tìm được ngũ trang quan lại nhìn thấy trấn nguyên đại tiên thật không phải chuyện dễ mặc dù nguy hiểm hệ số tiểu nhưng độ khó khăn xác thực khá lớn đại pháp sư đột nhiên ra ngoài lý trưởng trọ luôn cảm thấy trong lòng không quá an tâm nguyên bản đã nhanh hoàn thành huyền nhã chiến ký kế hoạch cũng bị hắn tạm thời hô ngừng làm hữu cầm huyền nhã tạm tại sơn môn tu chỉnh nhanh thư chín phim ngắn sau đó lại chọi quay chụp nói lên hữu cầm huyền nhã ly trường thọ hai năm qua đối nàng cũng là càng phát ra không phục theo vẫn luôn bày biện thanh lãnh khuôn mặt mọi thứ bất thiện đi biểu đặt giả băng sơn đến ngày hôm nay diễn kỳ càng phát ra tinh xảo trước đây đều thuận lợi lờ qua linh nga tương lai có hy vọng có thể chịu được đại dụng, mà Hữu Cầm Huyền Nhã đến lúc này đã là hoàn toàn rõ ràng, nàng chính phối hợp lý Trường Thọ đang làm những gì, siêu cấp thiên binh kế hoạch, trở thành thiên đỉnh thiên binh người phát môn, tại hồng hoang ngũ bộ châu cùng ba ngàn thế giới bên trong tuyên truyền thiên đỉnh. Lý Trường Thọ có thể cảm giác ra Hữu Cầm Huyền Nhã tâm thái biến hóa, nàng theo ban đầu có chút kháng cự, đến dần dần tiếp nhận, lại đến tin tử đây là vì thiên địa ổn định, vì thiên địa chính đạo làm chính mình một phần cống hiến, cũng đem nhiệt tình của mình đầu nhập trong đó nhưng lý Trưởng thọ không biết chính là cái kia hoàng hôn lúc hắn đứng tại tiểu quỳnh phong bên hồ theo như lời lời nói bị hữu cầm huyền nhã phụng làm lời vàng ngọc huyền nhã muốn trở thành rất nhiều người tấm hương cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng cần nghiêm mà đối đãi mình cần mỗi giờ mỗi khắc chú ý đến tự thân hình tượng lòng mang chính nghĩa hàn hiệp trượng nghĩa chuyện này ít nhất phải kéo dài ba trăm năm trăm năm ngươi cuối cùng là phải lấy ra một phần giác mộ mới được hôm đó hữu cầm huyền nhã đứng tại bên hồ suy nghĩ hồi lâu mãi cho đến đêm tối đầy trời mới dùng bình sinh nhất chắc chắn giọng điệu làm xuống chính mình lời hứa trường thọ sư huynh huyền nhã sẽ dốc hết toàn lực làm tốt việc này nàng trong lời nói đã không phải giúp sư huynh làm tốt việc này làm lý trường thọ cảm thấy vui mừng từ hai năm trước khởi động máy mãi cho đến gần đây có linh nga tham dự hoang đảo thoát hiểm hữu cầm huyền nhã bị rất nhiều ngoài ý muốn thu hoạch ở trong đó thu hoạch lớn nhất chính là thấy được lý trường thọ nhiều mặt hắn kia thiên mã hành không ý nghĩ tinh diệu tiện luân thiết kế không thể tưởng tượng thao tác lấy mãi không hết kỳ tư diệu tử, làm hữu cầm huyền nhã thật sự không kịp nhìn nguyên bản có chút đơn nhất lại cố hóa trường thọ sư huynh tại nàng đáy lòng cấp tốc đầy đặn lại phong phú Cái là mới vừa bị lý trường thọ dẫn âm nhắc nhở hữu cầm huyền nhã liền không nhịn được bay ra động phủ hướng hắc trì phong chạy đến mấy năm này Hiếu cầm huyền nhã thường xuyên sẽ đến hắc trì phong bên trên ma luyện diễn kỹ hoặc tập một ít tắp tư thế thấy hữu cầm huyền nhã bay tới bạch trạch tiện tay đem hắc chỉ phong chung quanh đại trận ra một cái khe hở làm nàng thông suốt đã tới cạnh đầm nước một mạt màu băng lam chiếu vào trong đầm nước nơi đây nhiều hơn mấy phần khác sắc đẹp trường thọ sư huynh bạch tiên sinh huyền nhã đến đây nghi uống chút gì không bạch trạch cười nói một tiếng ra hiệu hữu cầm huyền nhã đi lý trường thọ bên cạnh nhập tọa lý trường thọ quay đầu nhìn về phía hữu cầm huyền nhã cười nói có phải hay không bởi vì ta vừa rồi dẫn âm ùm. đa tạ bạch tiên sinh hao tâm tổn trí hữu cầm huyền nhã sửa lại hạ bên tai lọn tóc đi đến lý trường thọ chỗ ngồi bên cạnh khép lại váy ngồi tại ghế gỗ bên trên ánh mắt cũng bị đầm nước sửa hiện hình ảnh hấp dẫn hữu cầm huyền nhã nhẹ giọng hỏi trường thọ sư huynh thế nhưng là có cái gì cần ta cải tiến chỗ sao lý trường trọ nói lần nhất bên ngoài không quá sống yên ổn ngươi đã làm vô cùng không sai không cần phải lo lắng Bật trạch sùi cười một tiếng khái lắm không quá sống yên ổn không theo linh nga về núi sao Hữu Cầm Huyền Nhã có chút lo lắng hỏi, tạm thời không cần, sự tình còn chưa nghiêm trọng đến như vậy tình trạng. Lý Trường Thạo vừa định vì nàng giải thích thêm vài câu, tâm thần thoáng có chút chập trùng, lại là Thiên Đình Thủy Thần phủ có người cầu kiến. Lý Trường trọ nói, chờ một lát, Thiên Đình có một số việc vụ, nói xong liền hai mắt nhắm lại, tâm thần quy về Thủy Thần phủ giấy đạo nhân bên trong, mở ra thư phòng chung quanh cấm chế. Lần này lại phi Thiên tướng ở bên ngoài bẩm báo cái gì, cửa gỗ bị trực tiếp phá tan một thân đỏ chót thì bào nguyện lão vọt vào thủy thần nhanh bệ hạ xảy ra chuyện lý trường thọ hoàn toàn giật mình cộc 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 cộc, cộc. tiếng bước chân dồn dập tại nhân duyên điện bên trong vang lên hơn mười mấy đạo thân ảnh vội vàng mà đến trực tiếp chạy tới nhân duyên điện hậu điện nhưng bọn hắn vừa tới hậu điện cửa vào liền bị mấy tên chính thần ngăn lại thủy thần có lệnh thiên đạo trọng địa không thể tùy ý đi vào các vị còn thỉnh tại đây chờ một chút chờ tin tức chính là này hơn mười mấy vị nghe tân mà đến tiên thần dừng chân lại cả đám đều hướng về phía trước nhìn quanh kia nhân dư tự đất hóa thành tinh hải trước ly trường thạo đông mộc công long các công chúa cùng nguyệt lão chính vây tại một chỗ trận phía sau ánh mắt nơi đây nồng đậm thiên đạo chi lực cũng đem tiên thức ngăn cách bên ngoài lúc này đông mộc công nhíu mày trầm ngâm phải làm sao mới ổn đây long các ngón tay nhỏ nhắn quấn quanh một tia trước người lọn tóc khuôn mặt nhỏ bên trên cũng đầy là xoắn xít ly trường thọ trầm ngâm vài tiếng hỏi. Loại tình huống này, đã bao lâu? Vừa mới. Dài nhất mất quá một năm. Nguyện lão có chút chắc chắn trả lời. Tiểu thần lần trước xem xét. Là tại 10 tháng trước, lúc ấy còn chưa xuất hiện như vậy dị trạng. Lão sư. Long các nhỏ giọng hỏi. Chúng ta nên xử trí như thế nào? Chẳng lẽ lại muốn để nguyện lão động cái kéo? Này. Này tiểu thần cũng không dám a. À. Nguyện lão đều cuống đến phát khóc. Tiểu thần nào có lá va này, dám phá hỏng bệ hạ. Im lặng. Lý Trường Thọ lết nhìn cửa hậu điện khẩu, vung tay bố trí một tầng cách âm kết giới. Sau đó nhíu mày nhìn chăm chú trước mặt cái này tự đất. Ngọc Đế bệ hạ tại phàm tục bên trong lúc này mới hơn người mấy tuổi a, này làm sao liền? Lúc này Ngọc Đế lịch kiếp chuyển thế thân tự đất trên người, hai tay hai chân đều đã trói lại dây đỏ. Trường nguyên bản đã định ra, cùng vương mẫu nương nương lịch kiếp thân đánh từ khấu tay trái dây đỏ, nạnh sinh sinh nhiều năm cái ra tới. Quả nhiên không hổ là Ngọc Đế bệ hạ tuổi còn nhỏ liền có hùng vĩ như vậy ý chí hướng ngọc đế bệ hạ này một tia thần hồn truyền thấy trước chấp niệm nên không phải là long các khe thở dài âm thanh sắc mặt có chút phức tạp mẫu thần biết không biết nên rất đau lòng đâu đây là thiên đạo hạ xuống lịch luyện ly trường trọ nghiêm mặt nói điện hạ chớ nên suy nghĩ nhiều bệ hạ cùng nương nương tương kính như tân càng là thiên hồn chi chúng sinh làm hương mẫu đông mộc công vội hỏi thì thần chúng ta thật sự muốn không kịp việc này tốt nhất vẫn là làm bệ hạ tự hành làm ra quyết đoán Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nói: "Nguyện lão, đem những này dây đỏ đối ứng nữ tử đều kéo ra tới nhìn xem." Nguyện lão vội nói: "Ai, tiểu thần cái này làm." Lập tức, Nguyện lão món tay nhanh chóng lắc lư. Mấy con tự đất theo tinh hải bên trong bay đến, lơ lửng tại Ngọc Đế lịch kiếp thân tự đất quanh người. Lý Trường Thọ lần lượt nhìn lại, chưa cùng Ngọc Đế đã là khóa nhân duyên vương mẫu lịch kiếp thân, năm người khác phân biệt đối ứng. Một vị phủ tướng quân nữ hộ vệ, một vị nào đó tại trà lâu đánh khúc cô nương, hai vị hoa lâu đầu bài, một vị cùng thành quyền quý nhà thiên kim. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, thầm nói. Còn tốt đều là nữ tử. Bên người ba tiên cùng nhau giật mình. Nay tối thiểu là phù hợp âm dương đại đạo, Lý Trường Trọ nghiêm mặt nói. Hiện nay bệ hạ chính là mới biết yêu lúc, có chút ý nghĩ rất bình thường, không cần ngạc nhiên. Yên tâm chính là, những này dây đảo hẳn là đều sẽ tự hành chóc ra. Đông Mộc Công sống mi khổ kiểm, này nếu là không chóc ra làm sao bây giờ nếu như bệ hạ thật tại lịch kiếp lúc có tang thầy từ thiếp hẳn là chờ bệ hạ trở về thiên đình cũng muốn nay cũng không hợp với thiên quy miền lão nói vương mẫu nương nương sợ là muốn đem tiểu thần chém thành cặn bã nha long cát cũng nói nếu là cùng quá nhiều phàm tục nữ tử kết duyên xác thực sẽ làm cho phụ thân tình cảnh có chút xấu hổ cũng dính đến thiên đình danh dự cùng danh vọng lão sư việc này chỉ có ngài có thể ngăn trở ly trường thọ Lý Trường trọ hỏi. Đương nương lịch kiếp thân, nhưng cùng bệ hạ đã gặp mặt. Từ nhỏ chỉ thấy qua, Nguyện Lão nói. Nhưng nương nương lịch kiếp thân đều là chưa cợt bệ hạ lịch kiếp thân, hai bên lúc này còn chưa có hào cảm. Theo trước đây nương nương định ra chuyện xưa, bọn họ còn muốn qua hai năm, mới có thể cọ rắt ra hỏa hoa, sau đó mầm sinh tình cảm. Đợi không được. Lý Trường thọ hai mắt bên trong thần quang phun trào, tóc trắng phát phới, định tiêu nói. Hiện tại liền sửa, làm nương nương cùng bệ hạ lịch kiếp thân gần nhất liền chạm mặt gieo xuống tình cảm đây là thượng sách đông mộc công hỏi đã có thượng sách nhất định là có trung sách cùng hạ sách trung sách ta sau đó liền đi làm ly trường trọ nói chính là âm thầm đem những cái đó nữ tử dưới đi kia hạ sách đầu long cát đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ ly trường thạo bên ta hứa hẹn không ưu tiên bắt đầu dùng anh tuấn bản nhị sư huynh việc này nói đại quan hệ đến thiên đình bình ổn thiên đình danh vọng nói tiểu cũng chỉ là ngọc đế cùng vương mẫu việc nhà nếu vương mẫu cũng không hạ phàng kia lúc này tự nhiên không cần nhiều chú ý đến nhưng vương mẫu có chỉ ý phía trước càng là tự mình đuổi tiếp Ngọc đế bệ hạ còn muốn hóa thân canh giờ người quản lý cái này có chút không ổn lý trường thọ cùng đông mộc công thương nghị một hai định ra việc này sách lược đông mộc công phụ trách tại thiên đình bác bỏ tin đồn lý trường thọ hạ phàm ăn bài rất nhiều công việc nguyện lão phụ trách tại nhân duyên điện bên trong chật nhìn chằm chằm nhân duyên dây đỏ biến hóa thủy thần hóa thân trở về thủy thần phủ trước lý trường thọ ngay tại hắc trì phong cạnh đầm nước mở hai mắt ra vũ cầm huyền nhã ngay tại bên cạnh nhắm mắt đả tọa bạch trạch đi trong phòng bếp bận rộn lý trường thọ chào hỏi bạch trạch một tiếng cái sau bừng mới vừa làm tốt tiên quả bàn ghét phương nhiên mà về cười nói kỳ thần nhưng gặp chuyện phiền toái gì nói nghe một chút cũng làm cho bần đạo vui vẻ bạch tiên sinh nhưng có biết nhân duyên sự cái này hiểu sơ một ít bạch trạch cao mày nói bần đạo dù chưa đi tìm đạo lữ gặp được nhân duyên nhưng cũng thấy không ít yêu hận tình cừu thế nhưng là ngọc đế chuyển thế thân nhân duyên xảy ra chuyện rồi thật sự không thể gạt được bạch tiên sinh ly trường thọ buông tiếng thở dài đem việc này kỹ càng nói một lần cùng bạch trạch cùng nhau suy tư đối sách xác thực chỉ có này ba sách bạch trạch nói đáng tin nhất ngược lại là trung sách ngọc Bế hạ phàm vốn là mang tha chơi đùa một thế tâm thái cho dù là đối với vương mẫu lịch kiếp thân cho phép cả đời cũng có thể sẽ lòng có người bên cạnh Lý Trường Thọ, thế nào cảm giác tiên sinh là ở trong tối phúng cái gì? Thì thần lo ngại, thì thần lo ngại. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên nhỏ giọng hỏi, vì sao không đơn giản chút, trực tiếp cùng Ngọc Đế Lịch Kiếp thân nói chuyện? Lý Trường Thọ cùng Bạch Trạch đều là ngẩn ra. Hữu Cầm Huyền Nhã nói, Ngọc Đế Lịch Kiếp thân bây giờ chính là thời niên thiếu, chính là cần dẫn đạo giai đoạn, sư huynh vì sao không cần hóa thân làm dạy học tiên sinh đâu? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, nói, nếu là đại pháp sư tại liền tốt làm đại pháp sư đi dẫn đạo bệ hạ thỏa đáng nhất nếu không bạch tiên sinh không 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 bạch trạch vội vàng khuất tay đêm nay tuyệt đối không được ta vẫn là thay ngươi nhìn chằm chằm linh nga an nguy càng cho thỏa đáng hơn làm lý trưởng thọ thở dài ta là làm thần tử thật sự không quá thích hợp hắn vừa dứt lời một tia đạo vận tại lý trưởng trọ đáy lòng lưu chuyển đạo vận run run đại đạo minh minh một cái quen thuộc từ lặng yên ngương tụ thành làm ly trường thọ cũng không dám lộ ra bất luận cái gì ghét bỏ biểu tình đi cảm ơn không cố hưu một đã ủng hộ ngay người đăng bạch trạch cùng hữu cầm huyền nhã còn không có kịp phản ứng ly trường trọ liền đối không trung xa xa cúi đầu cất cao giọng nói đệ tử rõ ràng sau đó đứng dậy chan đầy cảm động nhìn về phía hữu cầm huyền nhã làm cái sau cũng không chịu được đứng lên hữu cầm huyền nhã đôi mắt sáng mang theo vài phần nghi hoặc trắng nõn ngón tay nhỏ nhắn lẫn nhau dây dưa màu băng làm váy đi lại như sóng nước phân chậm rãi rủ xuống hơi có chút thất thố bạch trạch cười nói thế nhưng là thái thanh lão gian nghe được chúng ta lời nói cho ngươi hạ lệnh rồi bạch tiên sinh lời lấy sai rồi Lý trường thọ thở dài lão sư bày mưu nghĩ kế mưu tính thiên cổ mọc đế bệ hạ sự tình định đã sớm biết bất quá là cho ta một chút nhắc nhở chớ nên do dự hàng việc bạch trạch lập tức nhíu mày trầm tư này chính là chính mình cùng thủy thần trinh lịch à lệnh thú tuyệt vọng đâu hữu cầm huyền nhã cái chán cho mấy cái dấu hỏi Nhưng lý trường thọ không nói nhiều nàng cũng không dám hỏi nhiều hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì liền nghe được trường thọ sư huynh cùng bạch tiên sinh bắt đầu thương lượng khởi phân công sự tình dường như muốn bạch tiên sinh thời khắc chú ý linh nga an nguy mà trường thọ sư huynh cũng chia một bộ phận tâm thần tại nam thiện bộ châu bên trong hữu cầm huyền nhã chủ động nói trường thọ sư huynh nhưng có huyền nhã có thể làm sự tình lúc này chúng ta thương thảo những việc này ngươi tạm thời không cách nào tham dự lý trường thọ cười nói tại núi bên trong tu hành lúc Liêu do ôn tập ta trước đó dạy ngươi những cái đó động tác vâng hữu cầm huyền nhã ông quyền đáp ứng một tiếng thấy lý trường thọ cùng bạch trạch tiếp tục thương thảo tiên sinh dạy học sự tình liên phối hợp gọi ra hỏa vẻ hộp kiếm đi cách đó không xa đất trống trên nhẹ khẽ hít một cái khí hữu cầm huyền nhã quanh người sáng tên kim quang nhà nhạt, nhạt, phản chiếu nàng kia lấn xương ngạo tiết ra thịt càng lộ vẻ tinh oánh dịch thấu nàng tại trước mặt điểm ra một đầu thủy kính tỏ ra chính mình thân hình sau đó tay trái nắm chặt hỏa vẻ hộp kiếm chui kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng một đưa thân thể bên cạnh nghiêng mảnh mai thân hình dũng động trói mắt quang mang cả người khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn giống như nữ võ thần đồng dạng chính đạo tang thương động tác bảo trì mấy cái chớp mắt hữu cầm huyền nhã khuôn mặt đỏ lên thu hồi đại kiếm suy nghĩ vừa rồi trong động tác thân thái của mình còn có thể như thế nào cải tiến cậy đầm nước bạch trạch hôn cánh tay dùng bả vai đụng vào lý trường thọ truyền thanh nói Này vị hữu cầm huyền nhã chắc chắn danh truyền ba ngàn thế giới Thì thần dự định khi nào làm nàng lên thiên đình trong vòng ba năm rưỡi đi lý trường thọ nâng chung trà lên vạc nhấp một hớp cụ thể còn phải xem nàng ý tứ ta mặc dù làm như vậy nhiều an bài nhưng cũng không nghĩ ép buộc nàng làm cái gì bạch trạch khóe miệng hơi nhất lạnh nhạt nói Thì thần ngươi cái này có chút không điện đạo ngươi cô nương một lòng vì ngươi làm tốt như vậy việc phải làm ngươi còn như vậy lời nói có khi thủy thần đều là vô ý thức trốn tránh một ít trách nhiệm nay quả thật là vì tránh né nhân quả nhưng ít nhiều có chút không đẹp đã làm nàng đi con đường này vì sao không thể trực tiếp cho nàng rõ ràng mệnh lệnh nàng bất quá là nhân giáo đạo thừa xuất thân thủy thần cũng đã thành nhân tán thành đệ tử thay nàng thừa nhận chút áp lực vốn là không ảnh hưởng toàn cục lý trường thọ cẩn thận nghĩ nghĩ cười nói bạch tiên sinh dạy bảo chính là cũng là ta suy nghĩ có chút không chu toàn vậy kế tiếp Ta liền trực tiếp cho Huyền Nhã an bài bên trên, Thủy Thần nghĩ chuyện, chu toàn có thừa, Thủy Thần nghĩ người, luôn có không đủ nha. Ha 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 ha. Lời nói đùa, Thủy Thần chớ để vào trong lòng. Lý Trường Trọ lắc đầu, quay người liếc nhìn Linh Nga tình hình, bắt đầu làm xuống một bước kế hoạch. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ giấu ở Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bên người giấy đạo nhân, đã cách nhiều năm lần nữa có động tĩnh. Hai cái giấy đạo nhân bay ra dưới nền đất, một đầu hóa thành văn sĩ trung niên bộ dáng, đổi lại một thân cẩm bào cầm một cái quạt xếp một cái khác giấy đạo nhân đặt ở tay áo trong dự bị liền như vậy nên ngang hướng này phồn hoa thành quát mà đi đáy lòng cũng nổi lên vương mẫu nương nương sửa chữa sau có quan hệ ngọc đế cùng vương mẫu lịch kiếp kịch bản ngọc đế một thế này sinh mà phú quý nay phụ vì tòa thành trì này thủ tướng nắm giữ trong tay một chi phàm tục binh mã phạm vi ngàn dặm bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy ngọc đế lịch kiếp thân tên là hoa hữu minh từ nhỏ nghịch ngợm gây sự tại phủ tướng quân hậu viện xương bá một phương ghét phân thích võ tính tình qua loa làm việc thô giáp dễ dàng phía trên lại bụng già hẹp hòi đây là kịch bản giả thiết mới không phải ngọc đế bản thân tính tình bình thường quyền thần nghiêm túc mặt vương mẫu lịch kiếp thân là bản địa thành chủ phủ đại tiểu thư ôn như hiền thục tên là hạ ngương sương bởi vì ngọc đế vương mẫu là một chút thần hồ lịch kiếp bọn họ trưởng thành sau khuôn mặt hình dáng tướng mạo đều cùng bản thể tương tự cho nên hạ ngương sương sớm liền phải mỹ nhân chi danh cho vương mẫu nương nương định ra kịch bản hoa gia cùng hạ gia vốn là thân cận mà hạ nương sương từ nhỏ đã yêu thích giày vò hoa hữu minh mỗi lần hai người gặp mặt đều không thiếu được một hồi chơi cợt ly trường thọ vốn không nguyện chính mình đến đây thế tục ca thiệp ngọc đế cùng vương mẫu lịch kiếp vốn là phí sức không có kết quả tốt sự tình nhưng không chịu nổi một cái đi chữ hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến này thành cùng ngọc đế cùng vương mẫu đến một trận không ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ lặt gặp gỡ bất ngờ cái gì ly trường thọ còn không có vào thành tin thức quách qua Liên phát hiện tại một chỗ trong trà lâu gào to thiếu niên nhìn cái này thiếu niên lang may kiếm mắt sáng phong khoáng ngông nghênh ngày nắng to khoác lên cái đen trồn áo khoác thân thể nửa chính bất chính nửa nghiêng không nghiêng đổ tại trên giường ở hắn tả hữu xuyên vũ khí 16 người thân mang ra phó đoàn sam tám người chiếm hàng trước nhất mấy chương cái bạc trà lâu một bên đài gỗ bên trên có mấy vị tuổi trẻ nữ từ chính thổi kéo đàn hát hát chính là sốt giòn xương người đầu điệu hát dân gian đánh chính là uyển truyền lưỡng lự nhẹ âm trình độ ngược lại là coi như không tệ. Nay trà lâu bên trong cơ hồ ngồi đầy. Trà lâu tiểu nhị hối hả ngược xuôi, đưa trà đưa chút tâm lấy tiền tệ vàng bạc, trên tay muốn chính là bốn bề yên tĩnh, dưới chân chú ý một cái nhẹ nhàng không tiếng động. Một khúc đánh xong, trà lâu góc có cái đại gia đứng dậy gọi tốt, nhưng mới vừa gọi nửa tiếng liền bị đồng hành người ấn xuống miệng, thấp giọng a xích. Không muốn sống nữa. Hoa thiếu gia làm hô sao? Này trà lâu hàng trước nhất giường mềm bên trên, vị kia mùa hè mặc trồn thiếu gia bình tĩnh hang giọng đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay, nói một tiếng. Cường. Có gia phó lập tức bưng một đầu khay hướng về phía trước. Tùy tiện đối với cái khác cô nương gắn chút vàng bạc, lại đem một đôi có giá trị không nhỏ vòng tay, đưa đến kia tên đánh tỷ bà thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, đứng dậy đối hoa phủ thiếu tướng quân hạ thấp người hành lễ. Nhu nhu mà nói một câu. Đa tạ thiếu gia. Hôm nay liền đánh đến nơi này đi, thiếu niên đứng lên nói. Đừng có mệt nhọc, ta ngày mai trở lại nhìn ngươi. Thiếu nữ kia vội nói đúng thiếu gia đám kia cầm đao binh vệ cùng gia bộc lập tức đứng dậy tại thiếu niên này phía sau xếp hàng mũ. minh ngang ra trà lâu trước khi ra cửa trà lâu trưởng quỹ ở bên chạy tới đối thiếu niên liên tục thở dài sau đó thấp giọng hỏi hoa chiếu gia ngài lúc nào đem oánh oánh nạp hồi phủ bên trong a oanh oánh sư phù sư nương vẫn luôn thúc giục tiểu lão nhân cùng ngài nói một tiếng ngươi thưởng đồ vật đã đủ nhiều bọn họ thật sự là bất an a đến thiếu niên vẫy tay đã là không sai biệt lắm trưởng thành hình thể hắn ôm lấy này trưởng quỹ cổ nay trưởng quỹ cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh hai mắt thiếu niên không có chút nào tư điểm mà nhìn trên đường bình tĩnh mà nói bản chiếu ra xem cái khúc liền phải đem đánh khúc mang về nhà kia ra đến ngươi này nhiều uống mấy chén trà có phải hay không cũng phải đem ngươi này trà lâu cuộn xuống đến Lầy. cái này trà lâu trưởng quỹ miệng đều có chút run run hoa thiếu ra ngài đừng hiểu lầm tiểu lão nhân chẳng qua là thiếu niên cười lạnh âm thanh vỗ vỗ trà lâu trưởng quỹ đầu vai dẫn người tiêu sái mà đi hóc đường lý trường trọng mắt thấy một màn này công qua xếp che mặt thật sự có điểm không có mắt thấy cũng không biết chờ ngọc bế bề hạ lịch kiếp kết thúc hồi tưởng lại đoạn này phách lối năm tháng nên là cỡ nào biểu tình hơn nữa theo vương mẫu nương nương kịch bản hoa chiếu gia đại khái 17 18 tuổi liền trải qua thay đổi rất nhanh phu quy phá diệt sinh hoạt bần hàn lại ở rể đến vương mẫu nương nương phủ thượng qua mấy năm sống yên ổn nhiệt tử lần nữa ra đạo xa rút. Đây là trước sau hai cái kịch bản trùng hợp kết quả. Tất nhiên, đây đều là chú định mệnh đầu, tồn tại cải mệnh khả năng, sinh tử bộ định ra quý tích, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ảch! Lão bổng một chút ngọc đế bệ hạ truyền thế thân, đứng tại đầu tường dơ cao trường kiếm, đối bầu trời hô to. Lão tặc thiên! Bệnh ta do ta không do trời hình ảnh kia, thật sự kinh điển. Bất quá cân nhắc đến đạo tổ lão ra cảm xúc, mọc đế bệ hạ khôi phục bình thường sau mặt mũi, Lý Trường Thọ vẫn là muốn làm chút công tác, ngăn chặn như vậy chuyện phát sinh. Lý Trường Thọ suy tư một hai, ở phía sau đi theo, trước nhiều hiểu rõ một chút Ngọc Đế lịch kiếp thân tính tình, lại đi hiểu biết Hạ Vương mẫu lịch kiếp thân tình huống, cuối cùng quyết định bước kế tiếp an bài như thế nào. Sách vừa nghĩ tới chính mình phụng thánh nhân lão ra ý chỉ, an bài Ngọc Đế cùng Vương mẫu cũng là tương đương kích thích. Lý Trường Thọ theo đuôi Hoa Hữu Minh nửa tháng, hắn thấy được Hoa Hữu Minh hoa hoa công tử một mặt, ở trong đành tùy ý vui đùa, đi nam đi bắc đi dạo bày uống trà cùng thành bên trong cái khác quyền quý nhà thiếu gia nói chuyện phiếm khoác lác sau đó bị một tuổi lớn hơn công tử ca lừa dối đi hoa lâu kết quả lại bị hoa phủ một vị phó tướng mang binh bắt trở về cũng chứng kiến hoa hữu minh chuyện như vậy nập được cái khác tiểu đồng bọn lúc bị chế nhạo chàng cảnh hoa hữu minh đi vào một chỗ từ lâu cao tầng hết thảy uống rượu công tử ca đều nhìn hắn bật cười có hô hoa chiếu ra lại bị người mẫu thân bắt về rồi hoa hữu minh trừng mát vung lên trường bào vạt áo nhét vào đa lưng bước nhanh đi lên liền đem nói chuyện cùng cười to mấy người đánh đập một trận đánh kia là một cái mặt mũi bầm dập Thiêu cha gọi mẹ sau đó hoa hữu minh nắm lên mấy cái kia công tử ca hầu bao tiện tay ném tới bên cạnh nghĩ căng ngăn lại không dám hướng về phía trước tiểu nhị trong tay hôm nay tử lâu này hết thầy tiêu dài bọn họ mấy vị công tử thanh toán trên tử lâu bữa sau lúc nhảy cẫng hoan hồ trong lâu lâu bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí tiện thể ly trường thọ cũng hiểu rõ tại sao lại xuất hiện kia mấy cái dây đỏ đây là một năm trước hoa hữu minh mới vừa ra hoa phủ cùng một đám quyền quý nhà thiếu gia kết thành bạn tốt khoác lắc lúc nói khoác lắc hoa hữu minh đến tuổi tác đáy lòng vốn là có điểm sần sần dục động mà bên người hồ bằng cầu hữu khoác lắc thời điểm một người gọi ta muốn cưới 10 cái một người gọi ta muốn cưới 20 cái hoa hữu minh hừ lạnh một tiếng kéo ra vật áo lộ ra trong đó viết trí lớn hai chữ lạnh nhạt nói bản thiếu gia muốn để càng nhiều nữ tử nhận được hạnh phúc thế là nhất chiến thành danh, trở thành cái này vòng quan hệ nổi danh tân quý. Cũng chính là tại như vậy tập tục hạ, Hoa Hữu Minh bắt đầu trở nên có chút lỗ mãng khí nóng này, một tới hai đi, vẫn thật là nhìn chúng mấy cái cô nương, nhưng thứ nhất tỉnh tỉnh mê mê, thứ hai trong nhà mẫu thân quản được chặt, hắn cũng không dám thật gây dự. Tương tư loại này sự tình, có thể là tình thâm, cũng có thể là đơn thuần tham. Hoa Hữu Minh chính là thuộc về cái sao, bắn ra đến nhân duyên tượng đất bên trên, cái này xuất hiện nhân duyên điện bên trong tình hình, chính mình nên như thế nào dẫn đạo. Lý Trường Thọ cũng không suốt ruột tiến đến Hoa phủ, mà là bắt đầu điều tra tòa thành trì này trong ngoài tình hình, đem gần đây mấy ngàn dạng bên trong phàm tục thế lực quan hệ đều liệt ra tới. Việc quan hệ Ngọc Đế bệ hạ, tóm lại là muốn thận trọng một ít. Lý Trường Thọ lúc này cũng không muốn đi làm Ngọc Đế lịch kiếp thân lão sư. Suy đi nghĩ lại, quyết định lẫn vào Hoa phủ, làm một cái thư đồng thư đồng. Hoa phủ, cao cấp thư đồng thư đồng. Này một tập chính mình đời trước giống như ở đâu nhìn qua, lý trường thọ cười vài tiếng lại bắt đầu đợt thứ nhất nếm thử hắn hóa thành một thiếu niên cõng bọc hành lý phong trần mệt mỏi đến hoa phủ cửa sau trước vừa định tới vần liền bị hai tên binh vệ ngăn cản dừng lại làm cái gì ta là đọc sách học ngưu học sinh bởi vì gia đạo xa rút vô lực sinh hoạt cho nên nghĩ đến phủ thượng hỏi một chút nơi này thiếu hay không thư đồng thư đồng không thiếu hai vị thả chó lý trường thọ trừng mắt lời nói còn chưa kịp nói hai câu cửa hậu viện mở ra mây cai ca bốn năm tức tiểu nãi chó vọt ra đuổi theo lý trường thọ chạy ba đầu đường phố này hai vị thủ vệ đại ca sự lãnh khóc thật sự làm thiên đình bình thường quyền thần cảm thấy kính nể lý trường Thọ lặng lẽ rời trở về cửa sau đối hoa phủ một hồi suy nghĩ chính lúc này có cái xuyên trường quái giữa lại dâu quai nón trung niên nam nhân tiến tới đối với lý trường thọ thầm nói huynh đài cũng muốn vào hoa phủ kiếm sống ồ lý trường thọ cười nói huynh đài hẳn là có phương pháp. Đúng thế, chúng ta đặc biệt giúp huynh đài như vậy, muốn vào hoa phủ làm việc lại không đường đi anh hùng hảo hán. Này trung niên nam nhân ngón tay cái đối phía sau lắc lắc, huynh đệ chúng ta mấy cái làm từ chi, sau đó ngài liền đầy chúng ta về phía sau cửa, khóc chảm một chút. Trong phủ phu nhân tâm địa mềm, ngươi vừa khóc khẳng định sẽ bị thu. Ai, huynh đài đừng đi a à, huynh đài, lại cũng không hỏi một chút giá sao. Chúng ta chỉ lấy ngài nhập phủ sau một năm tiền công, tân hai năm cho là được. Huynh, si chính bình hỗn đi thôi. Lý Trường Thọ bước nhanh rời đi, đi vài bước cũng là nhị không được cười ra tiếng, cảm thấy thú vị. Mà thôi, hay là dùng thấy hiệu quả càng nhanh, cùng Bạch Trạch thương nghị dự bị phương án đi. Trang Đại Hiền, Lý Trường Thọ lấy ra hai tháng thời gian làm chuẩn bị. Hắn trước tiền định một người trung niên văn sĩ bộ dáng, tại thế tục lan lộn cái dạy học tượng thân phận. Sau đó, trước tiên ở gần đây một tòa đại thành bên trong, sao khởi nhân tộc đương đại hiền tái chi danh, để tên này thanh tại phạm vi ngàn dặm lưu truyền ra tới, nay cùng hải thần giáo hải thần tiểu cố sự có dị khúc đồng công tri diệu liền ở chỗ một cái mới lạ thú vị làm cho người ta có thể truyền miệng như cái gì khuyên nhiều người trẻ tuổi lúc cái hót hiện ra kim quang tiếp phục ma bài bạc một lần nữa bắt đầu lại mới tinh nhân sinh người tại hoa lâu trước nói hai ngày hai đêm đạo lý này hoa lâu trực tiếp liền sục hoa lâu trưởng quỹ thiện tâm đại phát hoa lâu cô nương một nửa chục thân rời đi trừ cái đó ra hắn đi qua chỗ ca chết thay đổi sống giếng cạn nước lã mùi trên mặt đất, sinh đá hoa, đưa tay nhất chiêu liền sẽ dẫn tới bay đầy trời chim xoay quanh. đợi thanh danh lửa nóng, ly trường thọ nhân lúc còn nóng bái phòng nơi đó nổi danh nhất thư viện, một trận biện luận làm mấy tên tóc trắng xóa lão hiền tài hô to lão sư, tự thân lại phiêu nhiên mà đi. sau thanh danh chẳng qua là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là đi phô trương. ly trưởng thọ tiên bố muốn ra ngoài du học, không biết cái này thành trì nghĩ tiếp đãi, nghe hỏi mà đến thoát thành thành chủ người mang tin tức nâng lễ vật trên đường hàng khởi trường long lý trường thọ lại dùng một câu lười nhát đi quá xa lân cận chọn ba tòa thành trì làm chính bình thanh danh lại nói ra một mảng lớn hắn cố ý đem mục đích thực sự cũng chính là hoa phủ nơi thành trì đặt ở hành trình cuối cùng tiêu tốn 10 ngày đi qua hai tòa thành ra mấy trận chỉ điểm đại hội cuối cùng mang theo đầy người vinh dự đã tới hoa phủ nơi thành lý trường trọ đến đây ngày ấy đinh vệ ninh ra mười dặm toàn thành nam nữ già trẻ đường hẻm hoan lên chẳng qua là hoa tươi liền vắn mấy trăm cân thanh nội quyền quý thiết yến khoản đãi trong bữa tiệc Lý trường trọ lại nói vài câu nhân sinh quá ngắn thiên địa quá lớn ta tâm mặc dù mang vô hạn nhưng hai chân không chịu nổi dùng bản thành địa linh nhân kiệt phong cảnh cũng là không sai sau đó ta chính là ở đây lưu lại ba năm mở một nho nhỏ thư viện dạy bảo bảy tám tên đệ tử sau đó lại tiếp tục đi xa tìm tòi nghiên cứu thiên địa biên giới trung quyền quý không khỏi đại hỉ một đám thấu hướng về phía trước đến từ người lời nói hai từ nhà mình như thế nào xuất sắc. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, nói chính mình không thu học phí, không thu lễ vật. Chỉ nạp thông minh linh mẫn chi đệ tử, chờ thư viện xây thành, mời bọn họ mang nhà mình hài đồng tới qua xem qua. Ngay tại thành bên trong phồn hoa khu vực, nay vị đương đại đại hiến mua một tòa đại trạch viện, ra tay vô cùng xa xỉ, lắn người trong vòng một đêm, trạch viện nguyên bản kiến trúc biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ ở trong đó bố trí một mảnh rừng trúc, một phương áo nước, vài tòa giả sơn, chỉ có hai gian phòng trúc tô điểm ở giữa có phàm nhân nghĩ muốn xông vào lại tại trạch viện trong mất phương hướng từ chỗ nào đi vào liền mơ mơ màng màng từ chỗ nào ra tới lập tức phàm là có chút kiến thức người đều biết đây là thành bên trong đến rồi cao nhân từng nhà công tử được đưa đến thư viện trước từ các nhà đại nhân dẫn xếp hàng ly trường trọ lại bắn tiếng muốn thu bốn tên nam đệ tử ba tên nữ đệ tử hợp bắc đầu số thành bên trong quyền quý lần nữa kích động lại có số lớn nữ đồng thiếu nữ chạy đến thư viện trước xếp hàng trình tự cũng thực hiện thực nhà ai đại nhân địa vị cao ai liền xếp tại trước hoa hữu minh cùng hạ ngưng sương tại thư viện cửa phía trước gặp lại lần nữa nguyên bản hoa hữu minh thân là bản thành thủ tướng tri tử ổn ổn xếp ở vị trí thứ nhất nhưng mang theo mạng trên mặt hạ ngưng sương vừa đến trực tiếp nhu nhu nhược nhược hướng hoa hữu minh trước người một chặng quay đầu lộ ra một phần điềm đạm đáng yêu tri tướng hoa hữu minh mới vừa có điểm cảm động liền nghe hạ ngưng sương thấp giọng nói câu đi phía sau đi hoa hữu minh mày kiếm dự lên trước mắt hiện ra chính mình từ nhỏ bị trước mắt này thiếu nước. hằn hạ đủ loại tình hình ba tuổi ngủ chưa ổ chân bị hát nước năm tuổi bắt dế mèn bị đầy vũng bùn bảy tuổi bị ong mật đuổi theo đầy viện chạy chín tuổi bỏ nóc phòng bị rút lui bậc thang 11 tuổi lập tức hoa hữu minh hận theo trong lòng khởi càng ngày càng bạo hướng về phía trước bước ra nửa bước trường mắt quyền một nắng hà ngương xương nhẹ nhàng chớp mắt sau mạo che mặt gương mặt bên trên tràn đầy yếu đuối ngươi muốn đánh ta sao tiểu minh minh bản chứa ra không chấp nhặt với ngươi hoa hữu minh hừ lạnh một tiếng lui lại hai bước người phía sau nhóm lập tức truyền đến vài tiếng cười khẽ đinh đinh linh cư viện phía sau cửa truyền đến tiếng chuông đại môn tự hành mở ra bên trong truyền đến một tiếng lời nói trước hết nhất 20 vị nhập môn người như nghe ta giảng bài căn cứ lớp học biểu hiện quyết định đi ở trung thiếu niên hai đồng lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên hà ngưng sương cùng hoa hữu minh tại trước nhất chiếm hết địa lợi nhưng hà ngưng sương nhảy vào sau cửa gỗ hoa hữu minh quay người trừng mắt đằng sau muốn xông lên đám người còn có chút non nớt khuôn mặt lại tràn đầy uy nghiêm hắn khẽ quát một tiếng Trên cái gì chen hướng cái gì hướng chính mình có bao nhiêu cân lượng không biết sao những cái đó ngày bình thường bất học phù thuật đứng bên ngoài dám chỉ vào trong nhà mình thế lực dành trước đi vào ngủ chiếm danh ngạch thiếu gia tang gặp một lần đánh một lần nói xong hoa hữu minh chính mình lại cũng không vào cửa ngược lại để lý trường thọ cảm thấy kinh ngạc mà ly trường thọ đang muốn nên như thế nào làm hoa hữu minh đi vào lúc hoa hữu minh lại đại đại liệt liệt hồ câu làm biết chữ vượt qua một trăm cái tiên tiến nguyên bản sông lên phía trước nhất hơn người mấy tên thiếu niên hài đồng không khỏi dừng chân lại bọn họ làm không được nha cảm ơn hố hắc ma ốc tám mươi sáu đã ủng hộ ngay ngươi đăng nay vị ngọc đế bệ hạ thật đúng là luôn có thể chỉnh ra chút cho mới vốn cho rằng đem hoa hữu minh lừa dối vào thư viện liền có thể thuận lợi dẫn đạo hắn hướng đường ngay phát triển cận tiện làm ngọc đế cùng vương mẫu lịch kết thân trước tiên xem vừa ý bắn ra chính nghĩa hỏa hoa nhưng hoa hữu minh đột nhiên đến một tay ngăn cửa ngược lại là lý trường thọ trước đây không nghĩ tới không chỉ như vậy hoa hữu minh còn cưỡng ép lập một cái tiêu chuẩn làm hơn phần nửa bất học vô thuật quyền quý nhà thiếu niên đều bị ngăn cản bên ngoài xem hoa hữu minh bên miệng kia cười đắc ý ý chính hắn cũng hẳn là không biết trong cái chữ đi lý trường Thọ âm thầm cười khẽ vừa định thông báo hoa phủ kia vị tướng quân đại nhân đến một chuyến vốn đã tiến vào thư viện hạ ngương xương lại liếc mắt con người trở về đối ngăn cửa hoa hữu minh nói thiếu tướng quân uy phong thật lớn hoa hữu minh đầu lông mày dày nhẹ lạnh nhạt nói Hạ côn ngương thật là lớn ý hà ngương xương cũng không giận có chút thân thể đan bà tự ở thư viện đại môn bên trên ôm lấy cánh tay lạnh nhạt nói thư viện lão sư chính là là chân chính đại hiền hắn định ra quy củ tự có đạo lý riêng Người này cưỡng ép thêm một đầu hạn chế chẳng lẽ không phải vẽ rắn thêm chân Cổ ý khó xử phía trước nhất đám kia các đại nhân cùng nhau gật đầu hoa hữu minh hai tay chắp sau lưng na đầu ưỡn ngực cất cao giọng nói chính là bởi vì thư viện bên trong tiên sinh là làm thế đại hiền chúng ta mới cảm ứng yêu cầu nghiêm một ít xuất thân phú quý chưa lớn không biết mấy cái đi vào có thể học được cái gì chẳng bằng đem những vị trí này nhiều lại cho bản thành những cái đó chân chính đọc qua sách hoặc qua đạo lý cùng thế hệ như vậy mới có thể vì bản thành bồi dưỡng được càng nhiều người mới các vị nói đúng hay không? Phía dưới đám kia mặc trốn mang ngọc tuổi trẻ tiểu tử, lập tức rất tán thành, mặc dù một đám ngay trước nhà mình đại nhân mặt không dám lên tiếng, lại âm trầm đối với hoa hữu minh dương ngón tay cái lên. Lời đấy sai rồi, Hà ngương Sương lại nhạt nói. Tạm thời bất học vô thuật, lại có thể nào đại biểu cả đời liền bất học vô thuật? Ngươi đây chi bài vị, thần lớn là theo thành bên trong quyền chức cao thấp sở liệt, nay chức vị hoặc huynh đệ tương truyền, hoặc cha con tương truyền. Chọn bài vị thành bên trong quyền quý nhà từ đệ bồi dưỡng thành tài, Đối bản thành có ích đại, vẫn là chọn bảy vị bần hàn xuất thân, đây ngập khát vọng lại không chỗ thi triển tử định, đối bản thành có ích đại. Tư viện tiên sinh làm nơi đây bảy vị gần phía trước người trước đi vào, chưa chắc không phải có như vậy cân nhắc. Hoa hữu Minh sững sờ, con mắt đi lòng vòng, lập tức giang nói: "Chính như ngươi vừa rồi nói, tạm thời bất học phu thuật, lại không thể đại biểu cái này người cả đời liền bất học phu thuật. Kia tạm thời không đắc ý, cũng không có nghĩa là cái này người cả đời liền không to lớn đại công." thiếu tướng quân có biết chính mình tại nói cái gì hạ ngương xương đầu ngón tay cuốn quanh một tia tóc xanh sau mạng che mặt khóe miệng có chút cười lạnh ngươi như vậy ngôn ngữ đã là ly kinh bạn đạo sợ là muốn bị hoa tướng quân cho lên đánh cô hoa hữu minh ngẩng đầu nói bản thiếu thì sợ gì cũng có phía dưới đám kia đại người đưa mắt nhìn nhau bọn họ cũng không hiểu rõ này hai người trẻ tuổi rốt cuộc tại nói cái gì nhưng cảm giác được đều rất có đạo lý dáng vẻ chính lúc này thư viện bên trong truyền đến một hồi tiếng cười to thân mang bu lỏng trường bào văn sĩ trung niên dậm chân mà đến giá người phiêu giật suốt trần rồi tung tóc dài theo gió phất phới một cỗ tường hòa an nhàn khí tức tại các nơi quanh quẩn mai cửa này hỗn loạn đám người liền vội vàng hành lễ không thiếu phụ người hai mắt tỏa ánh sáng hai đồng các thiếu niên thì hiếu kỳ đánh giá này vị trong truyền thuyết đại hiền đang chẳng tự nhiên là lý trường thọ giấy đạo nhân ha 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 tốt một cái quyền quý bần hàn chi biện Này vị thiếu tướng quân xương hô như thế nào a à? hoa hữu minh nghệ khí mười phần ta lòng rất an ủi lý trường thọ hai tay thăm dò tại tay láo trong cười nói hữu minh có thể hay không nói rõ sự thật như vậy đạo lý là ngươi đáy lòng suy nghĩ vẫn là không muốn nhập ta thư viện cố ý cỡ từ đoạt lý hạ ngương xương hô hắn chính là cố ý cưỡng từ đoạt lý hoa hữu minh vốn định đáp lễ một câu nhưng đối mặt trước vị tiên sinh này trong lòng không muốn nói láo nhân tiện nói tiên sinh chớ trách gia phụ là bản thành thủ tướng ta sau này cũng muốn làm thủ hộ nơi đây tướng quân tự nhiên cần luyện quyền chân dương cung ngồi ngựa sớm ngày có chảm giao cầm hồ chi lực biết chứ cái gì ta là không muốn học lý trường trọ lại cười nói hoa tướng quân làm thế nào biết ta chỗ này không dạy công phu quyền cước nói xong Lý Trường Thọ theo tay láo trong rút ra hai tay, tay trái đưa tới một mảnh lá rụng, lại tiện tay ném một cái. Này lá rụng mang theo suốt rụt tiếng gào phóng lên tận trời, tại cao mấy chục trượng không trung tạc ra tiếng sấm nổ vang, Hoa Hữu Minh mắt đều nhìn thẳng. Lý Trường Thọ cười nói: "Muốn học?" "Ồ, ân ân ân." Hoa Hữu Minh một hồi gật đầu. "Ta dạy cho ngươi a." À. Lý Trường Thọ hai tay thăm dò trở về tay áo trong, cười khẽ hai tiếng, quay người trở về thư viện. Hoa Hữu Minh hai mắt tỏa ánh sáng, trước sau chân liền đi vào theo, làm một bên hạ ngưng xương lật ra cái lều nguyệt. Hoa Hữu Minh mới vừa vào bên trong, phía dưới liền có hơn 10 cái thiếu niên thiếu nữ cùng nhau tiến lên, đợi đi vào thư viện môn bên trong đầy đủ 20 người, viện môn tự hành khép kín. Lại qua một canh giờ, thư viện cửa lần nữa mở ra, 13 người ủ rũ cúi đầu đi ra. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra này vị đại hiền chọn đệ tử tiêu chuẩn gì, nhưng tóm lại là bị si xuống dưới. Lưu lại 7 người vì bốn nam ba nữ, một đôi thanh mai trúc mã có hôn ước, một đôi nhân duyên điện bên trong có nhân duyên. Một đôi dĩ nhiên chính là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Lịch kiếp thân, cùng với một cái hóp đủ số. Lúc này thư viện chính giữa, từ phía thông thấu phòng trúc bên trong, bảy tên thiếu niên thiếu nữ từng người xếp bằng ở bàn thấp sao gió nhẹ đánh tới lá trúc vang xào sạt phong trúc hai bên màn chay có chút dơ lên ngồi tại lấy đu bên trong tiên sinh bưng tử xa ấm trà ấm giọng trò chuyện một ít sớm đã chuẩn bị tốt chủ đề làm bảy người trẻ tuổi nghe say sưa ngon lành tiên sinh phía sau già sơn nước chảy đinh linh rung động chim ngày ếch kêu thanh âm gần gần xa xa chính là tuổi nhỏ hào thời gian không phủ cảnh xuân tươi đẹp chớ ngưng thương lý trường thọ nói chuyện trời đất một hồi vô trộm vì năm người khác ấn mở linh căn để bọn hắn có rộng mở trong sáng cảm giác một chút duy trì đại hiền chi danh tiểu kỹ rào mà thôi đợi hoàng hôn ngã về tây lý trường trọ đứng dậy ôm thanh nói chưa phát giác đã là như vậy canh giờ từng người trở về đi mai cửa có bảy cái bao vải trong đó là thư viện quần áo cùng với mấy quyền sau đó phải dùng kinh văn ngày mai bắt đầu mỗi tháng này lẻ thư đến viện nhai giảng bài mặt trời mọc mà tới hoàng hôn mà quay về Nhớ rõ chính mình chuẩn bị một bữa đồ ăn. Ta sẽ chỉ dạy bảo các ngươi ba năm. Này ba năm có thể được bao nhiêu đều xem tự thân các ngươi. Các ngươi muốn học cái gì, ta liền giáo cái gì. Nhưng ta giáo cái gì, các ngươi cũng muốn học cái gì. Hiểu không? Hạ Ngưng xương cười nói. Tiên sinh có ý tứ là, chúng ta như từng người đưa ra một môn muốn học công khóa. Nhưng tất cả chúng ta đều phải cùng nhau học tập những này công khóa. Là như vậy sao? ngư xương thật sự thông minh. Lý trường thọ cười nói chính là như vậy hà ngưng Sương sắc vét bản hoa hữu minh khóe miệng cong lên khẽ hừ một tiếng thầm nói na liên có chút khôn vặt mà thôi hà ngưng Sương xinh đẹp gương mặt tối đen ngón tay đối hoa hữu minh làm cái nhếch mặt động tác giữ dằn ly trường thọ cười nói lần sau lên lớp các ngươi ba tên nữ tử nhập thư viện liền không thể lại lấy mạng che mặt che lấp ba vị thiếu nữ cúi đầu đáp ứng phải trở về đi ngày mai thấy ly trường thọ khoác khoát tay chắp tay sau lưng trước hết nhất rời đi này phòng trúc lưu lại bảy tên thiếu niên thiếu nữ tại kia nhỏ giọng sợ hãi thán phục tiên sinh hoa hữu minh vào tới phòng trúc một bên nhấc lên màn tre cao giọng la lên tiên sinh ngài danh hào là cái gì sáu người khác không khỏi ngần ra bọn họ cẩn thận hồi tưởng xác thực chưa từng nghe thấy này vị đại hiền chi danh chỉ biết đây là đại hiền là cao nhân ta à lý trường thọ quay đầu lưu lại một cái vòng má cùng với mỉm cười thản nhiên mộc thanh hoa nay thư viện về sau liền gọi mộc hoa trư viện đi mộc thanh hoa hà ngương xương lồng bẩm trong mắt toát ra mấy phần suy tư cùng lúc đó thiên đình thông minh điện bên trong chính nâng một chương tấu biểu cẩn thận đông mộc công không hiểu cảm giác cái cổ mát lạnh đạo tâm nổi lên có chút gợn sóng thế nào đây là ngọc đế bệ hạ bên kia thì thân không phải nói đã điều tra rõ ràng bắt đầu dẫn đường sao mộc công có chút không rõ ràng cho lắm nhấp một hớp trà nóng tiếp tục chấp hành công vụ cùng lúc đó trung thần châu nơi nào đó phường trấn khách sạn bên trong ngũ trang quan trấn nguyên đại tiên địa tiên chi tổ hóa ra là như vậy phường trấn phòng khách bên trong linh nga nhìn trong tay hao tốn mấy chục viên linh thạch mua được ngọc phù tra diệt trong đó tin tức trấn nguyên đại tiên cùng tam thanh lão ra cùng thế hệ xem như thiên địa bên trong thành danh hơi sớm đại năng nhưng danh khí một nửa đều là nguồn gốc từ bạn tốt hồng vân lão tổ cái chết lay cùng trấn nguyên đại tiên làm việc khiêm tốn cực ít tại hồng hoang đi lại mật thiết tương quan Mũ trang quan nơi cũng không phải gì đó bí van ngay tại kia tây ngưu hạ châu phía đông vạn thọ sơn bên trên nhưng quanh năm bị đại trận bao phủ chính là trưởng sinh kim tiên cũng vô pháp đi vào linh nga nhìn kỹ ngọc phù bên trong những văn tự này người xếp bằng tại giường bên trên tiểu lông mày một hồi khẽ nhíu nên như thế nào mới có thể bái kiến này vị đại năng trấn nguyên đại tiên có hai loại bảo vật cực kỳ lợi hại một là cực kỳ hiếm thấy tiên thiên linh căn cây quả nhân sâm hai là nhưng khi làm phòng ngự trí bảo thi triển đặc thù bảo vật địa thư hồng hoang từ thượng cổ liền lưu truyền thiên địa nhân ba xét truyền thuyết thiên thư quy về thiên đạo không biết rõ ràng địa thư cùng chấn nguyên đại tiên làm bạn mà sinh chính là thiên địa thai mảng biến thành có được mở đường thế giới điều khiển vạn vật công hiệu nhân thư chính là sinh tử bộ lãi xương là tam sinh minh thư nhưng quyết định sinh linh chi mệnh đầu có thể chấp trưởng địa thư chấn nguyên đại tiên bản lĩnh tất nhiên là không tầm thường nghe nói cực thiện càn khôn đại đạo có rất nhiều càn khôn đại thần thông đối mặt như vậy tiền bối Lạp may là tuyệt đối không được, nhất định phải chi tiết lấy nói với. Sư huynh cho chính mình an bài lần luyện tập này, nhìn như là đi đưa tin. Chưa chắc không phải cất làm điểm nhân sâm quả cho sư phụ kéo dài tính mạng niệm tử. Linh Ha cẩn thận tính toán chính mình thao hầu, phát hiện trừ là sư huynh sư muội, Cái khác phần lớn có chút bình thường. Hết lần này tới lần khác, sư huynh thân phận lại không thể bộc lộ ra đi. Ai? Thật là khó nha. Linh Nga ai thán. Hiếu khí vô lực nằm tại giường bên trên, ôm qua gián sư huynh bức họa hối đầu trên giường lật qua lật lại một hồi lan lộn thẳng đến mái tóc lộn xộn mới yêu ớt thở dài đi vạn thọ sơn thử thời vận sao vạn nhất này cao nhân liếc mắt nhìn ra chính mình là thiên đình thủy thần sư nguội trực tiếp phóng chính mình đi vào đâu kia cũng không đúng này cao nhân có thể hay không tin còn muốn khác nói tùy tiện đi tới thành công khả năng chẳng nhiều lắm còn có thể gặp được một chút phiền toái nào trước trước sau sau điều tra hơn hai tháng căn bản không nghe được vị cao nhân này có cái gì yêu thích ngọc người nhất lên trấn nguyên đại tiên đều là địa sách nên xâm quả hồng vân lão tổ quá thảm rồi không còn gì khác hữu hiệu tình báo này đề tài quả thực quá khó khăn chút vẫn là không thể nóng lòng tạm thời muốn từ từ ngưu toa linh nga ngồi dậy nắm chặt nắm tay nhỏ nhẹ nhàng cua cua tiếp tục tra vô luận cuối cùng thành công hay không chính mình chỉ cần làm được phạm vi năng lực bên trong vạn toàn chuẩn bị thất bại cũng không cần hối hận vì sư phụ có thể sống lâu mấy vạn năm, vì sư huynh có thể yên tâm chính mình, để cho chính mình có thể sống ngày giúp sư huynh chia sẻ một ít áp lực. Trấn Nguyên đại tiên có hay không ngữ đồ đệ loại hình? Linh Nga nháy mắt mấy cái, đi đến bệ cửa sổ bên cạnh, mở ra một cái khe hở, nhìn về phía ngoài cửa sổ phường trấn. Lúc này nàng khoảng cách vạn Thọ Sơn đã không tính quá xa. Hắc Trì Phong đầm nước bên cạnh, bạch trạch hóa thành bản thể, đỉnh đầu một chi trường vũ chỉ hướng trong đầm nước hình ảnh, cảm ứng đến Linh Nga cắt hung rất nhanh bạch trạch khôi phục hình người đối với đứng một bên lý trường trọ nói kỳ thần yên tâm chính là linh Nga cũng không hung họa cùng quải tượng sở hiện giống như đúc lý trường thọ chậm rãi gật đầu cười nói bạch tiên sinh phí tâm ai việc nhỏ bạch trạch dùng tay làm dấu mời cùng lý trường thọ cùng nhau nhập tọa cho chuyện khởi nam châu sự tình lý trường thọ thuận tiện cũng tại bạch trạch nơi này lấy thỉnh kinh tương đương với làm bạch trạch thay mình soạn bài chuẩn bị ngày mai chính thức nhập học nội dung hai người đàm luận một hồi bà trạch cười nói thì thần làm ngọc đế vương mẫu lão sư cảm giác như thế nào tiên sinh đừng có như vậy ngôn ngữ lý trường trọ nghiêm mặt nói ta chẳng qua là làm một ít hộ vệ sự tình lại hộ vệ chính là ngọc đế cùng vương mẫu lịch kiếp chuyển thế thân từ không phải ngọc đế vương mẫu chi sư là là bài trạch hít mắt cười thì thần nói đúng lắm kia làm ngọc đế vương mẫu hộ vệ cảm giác như thế nào lý trường thọ thở dài lọc lòng lại không dám dạy bậy cái gì nói lời sẽ còn bị ngọc đế bệ hạ cùng vương mẫu nương nương di tạc trong lòng rất dễ dàng sinh ra không biết ảnh hưởng đi một bước xem một bước đi chủ yếu là thúc đẩy hai vị kia một thế nhân duyên hiện tại vẫn là ngõm lại chờ bệ hạ trở về thiên đình ta nên như thế nào cùng bệ hạ giải thích hắn một thế này nhân duyên vì sao vẫn là vương mẫu đi xác thực không dễ dàng thì thần ngươi bạch trạch lời nói đột nhiên dừng lại những mày nhìn về phía ly trường thọ mặc dù con mắt không cách nào thấy mặc dù tiên thức không cách nào cảm giác nhưng lúc này lý trường thọ dường như bị từ trên trời giáng xuống một cỗ đạo vận bao khỏa cẩn thận cảm ứng như vậy đạo vận bạch trạch như là xâm nhập một mảnh hỗn động vô ngần thiên địa mà tự thân giống như một hạt cát bụi lại cảm thấy trong thiên địa này ẩn chứa vô số trí lý vô tận huyền diệu thánh nhân đạo vận bạch trạch trong mắt toát ra mấy phần bình yên đã biết này nhất định là thái thanh thánh nhân tại cùng lý trường thọ đối thoại đen tị cũng là nghen tị không đến chỉ có thể đi theo thủy thần bên cạnh cuộc sống cô đầu một lát sau Lý Trường Trọ mở hai mắt ra, chậm rãi thở hắt ra. Bạch Tiên Sinh, có biết vực ngoại thiên ma đô có cái nào bản lĩnh? Ồ, Bạch Trạch không khỏi ngần ra. Chính lúc này, Tiểu Quỳnh Phong bên trên có rất nhỏ càn khôn nhiễu loạn, hai cỗ tiên thiên bảo vật đạo vận chợt hiện, lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trạch lập tức nói: Vực ngoại thiên ma không phải hồng hoang sinh linh, thần lớn vì khai thiên tích địa trước tiên thiên ma thần về sao? Bọn họ biến hóa đa đoan. Đối với hồng hoang thiên địa cùng hồng hoang sinh linh, gian trá, tàn nhẫn, chỉ biết hủy diệt, ý đầu làm hồng hoang thiên địa quy về hỗn động. Từ khai thiên tích địa về sau, thời viễn cổ liền bộc phát qua hồng hoang sinh linh cùng vực ngoại thiên ma chi chiến, nhưng kẻ sau không chịu nổi một kích. Thì thần, thế như là Huyền Đô thành chiến sự căng thẳng, tam ngươi cần tiến đến gấp rút tiếp viện. Huyền Đô thành bên kia đại sư huynh ứng phó tới, Lý Trường Thọ tay trái mở ra, một đoàn mây mù chậm rãi ngưng tụ thành, trong đó hiện ra một đoạn mơ hồ hình ảnh. Một tòa cổ thành trôi nổi tại hư không bên trong, Trung quanh là nồng đậm màu xám sương mù, giờ phút này chính có đếm không hết bóng đen tự trong sương mù xông ra, vô biên vô hạn, hung hãn không sợ chết. Phong tới tòa cổ thành này bên ngoài, cổ thành các người lóng lánh lộng lẫy ánh sáng, đếm không hết có bao nhiêu trọng đại trận ngay tại vận chuyển, những cái đó không cách nào thấy rõ hình dạng bóng đen, chính là đánh thẳng vào những này đại trận từ ánh sáng. Ở giữa tòa thành cổ, là một đòa thất thải vòng xoáy, đó chính là hồng hoang thiên địa lối vào. Trong đại trận có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh tại các ngươi lao vùn vụt không ngừng tu bổ đại trận bỏ sót lại đối ngoại đánh ra đạo đạo lưu quang chiến cuộc tổng thể bình ổn đột nhiên bên ngoài mây xám chấn động từng đầu không cách nào danh trạng đen nhánh cự thú bay ra hỗn độn hải hướng đại trận thẳng táp đánh tới tại thanh lớn bên trái xé mở một điều lỗ hồng lập tức đếm không hết bao nhiêu bóng đen tự lỗ hồng cùng nhau trên vào cổ thành bộc phát đạo đạo lưu quang lại có một nhóm thủ vệ tự thành bên trong bay ra đem hơn phần nửa bóng đen trực tiếp tiêu diệt như loạn chiến bên trong vẫn như cũng có vài chục đạo bóng đen ung thành một đoàn xông vào trước kia thất thải vòng xoáy vòng xoáy bên trong sấm sét vang dội làm càng nhiều bóng đen sáp xông vào đại trận lỗ hồng hai sợi đen trắng khí tức lạng yên xuất hiện đem đại trận lỗ hồng trước bóng đen trực tiếp tan rã tiên thiên trí bảo thái cực đồ hiện trong nháy mắt đem cổ thành hoàn toàn bao khỏa ông dương trì lực nghịch thuận trong lúc đó những cái đó không cách nào danh trạ đen nhánh cự thú khoảnh khắc nổ nát vụn đại pháp sư thân ảnh tại thành trước ngạo nghĩ mà đứng thành bên trong những bóng người kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra vừa muốn có người quay người đuổi theo trước đây chạy trốn bóng đen bốn phương tám hướng màu xám khí tức bên trong ngô ra từng cái thất thải rực rỡ rúc rác. đại pháp sư quay đầu nói không cần đuổi từ có người thu thập bọn họ mau mau chữa trị đại trận mạnh bạo cha hình ảnh nhất truyền một đoàn bóng đen từ hư không mà đến đụng vào một mảnh chật hẹp tiểu thiên địa theo sát phía sau là một đạo màu tiến thần lôi này đạo thần lôi tựa như có thể đen chỗ này hàng màn tiểu thế giới trực tiếp vỡ nát nhưng sấm sét nhẹ nhàng rung động hóa thành một mảnh hùng vĩ vô cùng lôi màn đen này phiến hàng ngàn tiểu thế giới bao khỏa trong đó như lồng giam ngươi đam đông hải biên duyên một đạo lưu quang cấp tốc bay vụt mà đến ở chỗ này không phải chứ danh đạo lữ quay thầy không chuẩn bị cảnh điểm thiên nhai hải giác ngừng thân hình một thân đạo bào màu xanh lang ngụy cha qua đi thanh niên khuôn mặt thon dài thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc phảng phất tại xác minh hắn thường xuyên treo ở bên miệng kia thiên đình văn thần bất thiện đấu pháp ngôn ngữ đến tự nhiên là lý trưởng thọ bản thể thái thanh lão ra cho xem màn ảnh nhào hục thái thanh lão ra cho nhắc nhở làm hắn lập tức chạy đến nơi đây cùng cái khác mấy tên thánh nhân đệ tử tụ hợp sau đó cùng nhau chạy tới ba ngàn thế giới biên duyên xử trí vực ngoại thiên ma sự tình nục ngoại thiên ma xâm nhập thiên đạo trật tự bên trong vào tới tòa kia hàng ngàn tiểu thế giới bên trong bọn người kia luận quấy rối cũng là vô cùng chuyên nghiệp trực tiếp chui vào nơi đó chúng sinh bên trong lẫn vào luyện khí sĩ đạo tâm từ đó tránh thoát tử tiêu thần lôi chém vào thiên đạo giờ phút này đã đem kia hàng ngàn tiểu thế giới phong tỏa cũng đối với thánh nhân phát ra cảnh báo thánh nhân từng người phái ra chính mình đệ tử chạy đến đông hải thiên nhai hải giác ngươi tập hợp ly trường thọ người đại biểu giáo mà đến dù sao nhân giáo hiện tại trừ hắn ra cũng chỉ có hai cái đồng tử một con trâu cùng một đầu kinh phí thiêu đốt bản lão sơn dương ly trường trọ mới vừa đến nơi đây đông hải bên trong bay vụt ra mấy đạo lưu quang hắn quay người nhìn lại trước hết nhất nhìn thấy chính là bóng người xinh xắn kia không khỏi lộ ra cười ôn hòa ý sau đó ánh mắt quét qua lông mày càng nhăn càng sâu thánh nhân tuyển người lúc tuyệt giao thánh nhân lão gia có thể liệu định nhân giao phái ra sẽ là thiên đình thủy thần cộng thêm càng khôn xích huyền hoàng tháp hai loại bảo vật thực sự không cần cái gì suy tính chi lực cho nên phái tới vân tiêu tiên tử cho hai người nhiều một chút tiếp xúc cơ sẽ có thể nay thực thông thiên cái khác mấy cái không trọng yếu thánh nhân đệ tử cũng đều là cùng lý trưởng thọ quen biết tối thiểu nhất từng có một lần thất tình chi ách liên thủ do tình cao thủ tam giáo bảo vật số chương một môn ngụm thổ động trấn áp cổ kim cường giả mộ đa bảo đạo nhân tuyệt giáo bát đại đệ tử bên trong nhất là sinh động có hồng hoang tiểu mưa đúng lúc danh sương triệu công minh triệu đại gia cùng với diền giáo âm dương ngữ chuyên gia cùng trong mặc ít nói tổ hợp thái ất chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân nhưng chờ năm vị đạo môn cao thủ đến đông đủ mặt đen lý trưởng thọ cùng với sắc mặt khác nhau năm vị thánh nhân đệ tử cùng nhau nhìn về phía cái kia cửa lông xanh đại cầu không dám hướng về chỗ này hòn đảo thanh niên đạo giả này thanh niên đạo giả khuôn mặt anh tuấn khóe miệng mang theo xấu hổ mỉm cười dưới thân lông xanh đại cầu không ngừng run rẩy cái kia vốn là coi như uy vũ dị thú khuôn mặt bên trên biết đầy sợ hãi Tê phương giáo địa tạng đa bảo đạo nhân vỗ tay phát ra tiếng đào tại sau lưng trong hai tay cầm hai cái ốc biển trạng tiên thiên linh bảo đạo môn trừ tiên lập tức có thể nghe được địa tạng cùng hắn tọa kỵ dưới đáy lòng lẫn nhau truyền đạt đối thoại thanh âm đi qua bản chủ người đều không sợ ngươi sợ cái gì chúng ta là phụng lão sư chi mệnh mà đến là thiên địa làm việc tốt chủ nhân ngươi chính mình đi qua không được sao thả ta vài ngày nghỉ không được sao ngươi là thánh nhân đệ tử bọn họ để ý thánh nhân ra mặt sẽ không giết ngươi nhưng ta chẳng qua là cái vô tội bị ngươi tính kế dị thú đi qua thủy thần không đem ta rút vân lột ra bọn họ nổi đều lấy ra thì thân chuyện gì làm không được. Thủ đoạn nhiều bẩn, chủ nhân ngươi còn không biết sao. Chúng ta dị thú mẫu mực bạch trạch tiền bối, đều không phải này đối thủ. Địa tạng mắng. Kia là hỗn nguyên kim đấu. Mau qua tới. Không phải vân tiêu tiên tử ra tay, hai ta toàn không có. Kia hoa nhân. Ngươi biết nàng thời viễn cổ giết bao nhiêu tiên thiên đại năng sao. Hỗn nguyên kim đấu có thể ngược dòng trở lại bản nguyên. Đại la kim tiên lọt vào đi có thể trở thành kim tiên, đây là ta nói cho chủ nhân ngươi thật là chủ nhân ngươi không phải tranh đoạt việc này làm gì phàn nàn âm thanh bên trong đế thính thần thú toàn thân run rẩy trở địa tạo chậm rãi hướng về phía trước địa tạo mặt lộ vẻ mỉm cười trong mắt ma thao nhàn nhạt, nhạt ánh sáng toàn thân lộ ra một cỗ tường hỏa từ bi chi ý quả nhân là dáng vẻ trang nghiêm khí chất xuất chúng ha chùi thái ất chân nhân thật sự nhịn không được trước cười âm thanh lại quay lưng đi đầu vai một hồi run run trên đảo nhào nguyên bản đứng tại lý trường thọ bên người vân tiêu tiên tử lộ ra mấy phần nụ cười ô nhu triệu công minh lập tức bước về phía trước một bước liền muốn tế lên 24 viên định hải thần châu đa bảo đạo nhân truyền thanh nói sư đệ sư muội như vậy trường hợp không nên đánh giết địa tạng triệu công minh gật gật đầu mở miệng nói làm tê phương giáo hai vị sư thúc phí tâm lần này mại ma nguy nan ta đạo môn tam giáo đủ để ứng đối không làm phiền đạo hữu ra tay sao địa tạng lạnh nhạt nói ta phương tây mặc dù cần cỗi nhà ngàn nhưng cũng có một phần hộ vệ hồng hoang thiên địa chi tâm còn thỉnh đạo huynh chớ nên khó xử đa bảo đạo nhân nghĩ nghĩ ở bên cười nhẹ nói hai vị sư thúc ra mặt vẫn là muốn để ý này vị bần đạo địa tạng giấu tại đế thính trên lưng lại cười nói lọc qua các vị sư huynh sư tỷ vân tiêu bình tĩnh thu hồi hỗn nguyên kim đấu ly trường thọ mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn đế thính kia có điểm né tránh thu mắt thái ất chân nhân ở bên chập chập hai tiếng đều loạn nhận hô liễu là được rồi chúng ta cũng không dám cùng các ngươi tây phương giáo xương huynh nói tỉ không chừng lúc nào liền nói chúng ta động phủ bảo khố cùng ngươi phương tây hữu duyên địa tạng thoáng có chút xấu hổ đa bảo đạo nhân ở chỗ này bối phận lớn nhất lúc này nói một tiếng chuyện quá khẩn cấp trước cùng ta cùng nhau đi qua đi lập tức đa bảo đạo nhân ngón tay họa vòng thiên ngoại hư không bên trong lập tức xuất hiện một ngụm thổ động hướng về không biết nơi nào lan tràn mà đi vân tiêu tiên tử dựng lên một đóa mây trắng nương lý trưởng thọ cùng triệu công minh đi theo mà bỉnh chân nhân cũng dựng lên một đóa mây trắng mang cho thái ất chân nhân theo sát phía sau địa tạng bên này liền lợi hại bởi vì đế thính bốn vó phát run đi không quá động chỉ có thể từ hắn cái này chủ nhân thi triển tiên lực bao khỏa đế thính sau đó lại ung dung không vội thừa thú tiến lên mới vừa bay vào thổ động đế thính cùng địa tạng liền nghe được phía trước tiếng cười ly trường thọ, đa bảo sư huynh người này thổ động tựa hồ có thể ngăn cách càn khôn cũng không biết thánh nhân lão gia có thể hay không nhìn thấu Đế Thính lập tức run run mấy lần, địa tạng cũng là khuôn mặt tối sầm. "Còn tốt." Đa Bảo đạo nhân cười nói, "Cái này thật sự chưa thử qua, mất quá hẳn là tránh không khỏi, thánh nhân đã là nhảy ra đại đạo bên ngoài, đủ loại thần thông không thể tưởng tượng." Phương Tây Hai Linh cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Đa Bảo địa động có vượt qua càn khôn chi năng, bọn họ trong động trước bay tốc độ thực sự không coi là nhiều nhanh. Nếu không y theo địa tạo cước lực, thật đúng là không nhất định có thể đuổi theo. Địa tạng cũng vô pháp hướng về phía trước ngôn ngữ lúc này chẳng qua là lẳng lặng đi theo, chờ đợi sau đó nhiều suất chút tồn tại cảng dám đến đây tham dự việc này địa tạng xác thực có mấy phần can đảm cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma là hồng hoang chi địch sinh linh chi địch lần hành động này chính là thiên đạo thụ ý kế thiên hủy bỏ một chút tai họa ngầm cao thủ có thể hay đi không thể ít đi thiên địa bên trong đại giáo càng không thể không đi nếu là tại việc này trong lúc đó lẫn nhau nội chiến kia chắc chắn vì thiên đạo trừng phạt cũng sẽ làm cho mấy vị thánh nhân lão gia không vui Địa tạng thừa nhận, hắn cũng có đánh cược thành phần. Dù sao hắn thật không dám hứa chắc, thì thần sẽ hay không liền cơ hội, nói chuyện cũng không cho. Liền trực tiếp giết hắn. Nhưng rất nhanh địa tạng liền phát hiện, hắn hoặc là nói đề thính, đã không thể cho thủy thần bao nhiêu uy hiếp. Từ thủy thần ngồi cưỡi bạch trạch xuất hiện ở trong thiên địa, đề thính liền cũng không đề cập tới nữa có quan hệ thủy thần nửa chữ. Chợt nghe đến phía trước lại có tiếng thảo luận, đạo môn tam giáo này sáu vị thánh nhân đệ tử đã là đứng tại cùng một mảnh mây bên trên nói chuyện phiếm đa bảo đạo nhân hỏi trường canh gần đây còn tại vì yêu tộc sự tình phát sầu không tính là phát sầu bất quá là tại chờ ngọc đế bệ hạ lịch kiếp trở về lại đối với yêu tộc khởi xướng tổng tiến công ly trường thọ thở dài thiên đình thành lập như vậy nhiều năm mong đế bệ hạ vẫn luôn chờ đợi một trận đại chiến cho thiên đình dưa oai ta cũng không thể đem hết thảy chuyện đều làm ha 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 triệu công minh vuốt râu cười to nói ngọc đế sư thúc cũng là tính tình thẳng thắn người có thể được trường canh ngươi tương trợ các ngươi đạo trích không đáng lo lắng vậy. Đây là âm dương ngữ sơ cấp, chẳng qua là làm nào đó phương Tây đệ tử nghe trói tai. Thái Ất chân nhân sùi cười một tiếng, nói trở lại, những cái đó yêu tộc cái gì lại đều bị trường canh như vậy tan giai chính thần tính kế đến chết, cũng làm thật là phế vật. Đây là âm dương ngữ cao cấp, địa tạng sắc mặt âm trầm xuống, Vân Tiêu tiên tử cũng nhẹ nhàng nhíu mày liếc nhìn Thái Ất chân nhân. Ly Trường Trọ lại là hơi híp mắt lại, cười nói: "Thái Ất sư huynh nhưng chớ có xem thường cùng thiên đình đối nghịch những thế lực này." bọn họ như không làm một hai câu ngữ liền có thể đánh lui một bên ngọc đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu trường canh sư đệ nói rất đúng thái ất chân nhân trợn mắt một cái nhớ tới linh châu tử tại lý trường thọ kia học tập lại hàng năm hồi âm đều nói qua khoái hoạt cũng liền nhịn một tay mà ngọc đỉnh chân nhân lời này rơi xuống đất giấu tay bên trong lại làm cho địa tạng đáy lòng một hồi thầm than thì thần càng đem tam giáo dính hợp lại cùng nhau nếu như thế quả nhiên là bọn họ phương tây chi đại địch có đa bảo đạo nhân thổ động chính là vân tiêu tiên tử cũng muốn bay nhanh mấy ngày lộ trình lại bị rút ngắn đến nửa ngày đợi thổ động đào được chỗ kia hàng ngàn tiểu thế giới lôi màn bên ngoài đa bảo đạo nhân cùng triệu công minh hướng về phía trước tìm hiểu tình hình như thế nào làm mấy người còn lại tại thổ động trong chờ một chút địa tạng nhảy xuống đế thính cất bước hướng về phía trước quanh người nhàn nhạt quang mang chiếu sáng có chút âm u thổ động vân tiêu tiên tử đang cùng lý trường thọ đứng tại thổ động cuối cùng đứng sóng vai lý trường thọ chắp tay Vân Tiêu Tiên tử một đôi nhu đầy trùng điệp trước người, hai người dẫn âm nói xong một ít chuyện lý thú. Làm Ly trường thọ nói đến Ngọc Đế nhân duyên địa tượng đất xảy ra vấn đề, Vân Tiêu nghe đến mê mẩn lúc. Địa Tạng đi thẳng tới Lý Trường Thọ trước mặt, cúi đầu làm cái đạo vái chào, sau đó ngẩng đầu mà đứng, cười nói: "Thỉ thần, tiểu tăng hữu lễ." Lý Trường trọ lời nói nhất đốn, đối với Vân Tiêu Tiên tử ái náy cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Địa Tạng. Bên cạnh Thái Ất chân nhân ôm hai tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đối thủ chi gian cùng chung chí hướng địa tạng đạo hữu không phải là nhận không ra người hai vị kim ngọc lương duyên tăng tiến cảm tình đặc biệt đứng ra làm dối địa tạng cao mày nói bần đạo thế nhiên là quấy dày có chút lý trường thọ cười nói đạo hữu nhưng có chuyện quan trọng địa tạng cười nói ở thiên địa bên trong ta ngươi lập trường đối lập nhau trước đây mấy lần cách không giao thủ về sao bần đạo đối với thủy thân có chút kính trọng ngày hôm nay có thể cùng thủy thần dắt tay xử trí vực ngoại thiên ma sự tình cũng cố ý tương đối một phen xem ta người ngày hôm nay ai công lao lớn nhất như thế nào lý trường thọ cười nói đạo hữu có đế thính tương trợ nhưng nhẹ nhõm phân rõ sinh lên tiếng lòng tất nhiên là nắm vững thắng lợi ồ khụ khục thổ động xó xỉnh bên trong đế thính run rẩy hướng đi về trước ra hai bước suy yếu ho khan hai tiếng miệng nói tiếng người tiểu thú vết thương cũ tái phát lập tức liền không thể động chủ nhân Bảo trọng a, à, cung thủy thần đạo sức, thú nhỏ chỉ sợ không cách nào giúp. Ngài, cọc, địa thinh dài hơn hai trượng thân thể lã sắp tại thổ động trong, nhín thở ngưng thần, trên người tiên quang một hồi cường một hồi yếu, địa tạng cái chán cho đầy hắc tuyến, thai ất chân nhân cũng là buồn cười, vân tiêu tiên tử trong mắt đều toát ra mấy phần ý cười. Lý trường trọng nghiêm mặt nói, địa tạng đạo hữu, lần này là hộ vệ thiên địa mà đến, ta ngươi không nên tổn tương đối chi tâm, có một phần lực liền tẫn một phần lực tranh cường háo thắng cũng không phải là giải quyết vấn đề chi đạo lại ta ngươi cũng sẽ không bởi lần này sự tình liền sửa đổi lẫn nhau lập trường không cần phải có gặp gỡ quá nhiều nói giao lý trường thọ chắp tay một cái quay người cùng vân tiêu tiếp tục dẫn âm nói chuyện phiếm điệp tạo mỉm cười vật đầu quay người đi trở về đế thính bên người nhìn lén vào kia giả chết đế thính kén chút nhịn không được một chân đạp ra ngoài lý trường thọ ánh mắt dư quang quét tới đế thính toàn thân run run hạ nhanh lên ngồi dậy uy nghiêm khuôn mặt bên trên viết đầy ngây thơ vô hạn địa tạo dưới đáy lòng dẫn âm mắng ngươi sợ cái gì chủ nhân thì thần trên người có bạch trạch tiền bối hương vị bạch trạch tiền bối muốn tính kế ta ngươi dễ như trở bàn tay bây giờ bạch trạch tiền bối cùng thủy thần liên thủ trừ phi thành nhân lão ra ra tay không người có thể tính ra mặt quan trọng vẫn là tính mạng quan trọng thủy thần khả năng không phải thật sự muốn giết chủ nhân ngài nhưng ta nghe bạch trạch tiền bối xa xa tiết lộ qua hắn là thật muốn giết ta à Cô, địa tạo hừ lạnh một tiếng ngồi tại đế thình bên người lặng lặng đợi chính lúc này kia đa bảo đạo nhân cùng triệu công minh rất tay đào hang mà về triệu công minh nói trường canh này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tình hình đều tìm hiểu xem rõ ràng nơi này lưu không ít sinh linh cũng đã biết vực ngoại thiên ma trà trộn vào đến sự tình tổng thể cũng không bối rối nhưng bị vực ngoại thiên ma xâm nhập đạo tâm sinh linh cùng bình thường sinh linh không quá nhiều khác biệt quả thật có chút khó giải quyết đa bảo đạo nhân cũng nói nơi đây có không ít sinh linh đều là từng thủ vệ huyền đô thành thao thủ về sao chúng ta nếu là có thể hộ bọn họ tính mạng, vẫn là muốn hộ bọn họ tính mạng. Ly Trường Thọ hỏi, huyền đô thành khoảng cách ngươi đây xa sao? Cũng không xa gần thuyết pháp như vậy. Triệu Công Minh cười nói, thiên đạo chi lực nhất mỏng manh nơi, liền có thể tìm được một lỗ hồng. Huyền đô thành liền trấn áp tại này lỗ hồng bên trên. Vậy là tốt rồi, Ly Trường trọ nói. Chúng ta ngày hôm nay phải làm, là đem vực ngoại thiên ma tiêu diệt hoặc là khu trục. Ta chưa hề ứng đối qua như vậy địch thủ, cũng không dám lung tung hiến kế, còn thỉnh đa bảo sư huynh chủ trì đại cuộc. đa bảo nhìn về phía thái ất chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân. thái ất chân nhân cười nói, đa bảo sư huynh ứng đối chính là, bần đạo hai người tùy thời nghe lệnh. ngọc đỉnh chân nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu. hiện đa bảo đạo nhân ôn hòa cười một tiếng, nhân tiện nói, kế tiếp chúng ta phải làm chính là tìm ra vực ngoại thiên ma tung tích, bị vực ngoại thiên ma kẻ phụ thân, Cần lớn vành mắt có chút biến thành màu đen. trường canh, ngươi nhưng có cái gì thượng sách? như vậy lần lượt tìm xuống thực sự phiền phức nơi đây sinh linh cũng xác thực có không ít lý trường thọ cười nói địa tạng đạo hữu tọa kỵ vừa vặn có thể dùng ở chỗ này có lẽ đây chính là phương tây hai vị thánh nhân lão ra phái địa tạng đạo hữu đến đây nguyên nhân chủ yếu ồ đa bảo nhíu nhím mày cố ý hỏi nên như thế nào dùng thái ất chân nhân chập chập cười một tiếng tự nhiên không thể nào là lấy nó nguyên thần luyện chế thành pháp khí kia đế thính lúc này run run hạ lý trường thọ cười nói Thái Ất Sư Huynh nói. Cũng là xem như dùng một lát đầu, bất quá vẫn là làm đế thính chính mình tới nói đi. Ân. Bá ngồi ở một bên địa tạng chỉ cảm thấy có trận cuồng phong càn quét mà qua, nguyên bản ghé vào kia giả chết thần thú hóa thành một đạo thanh quang, dùng địa tạng cũng chưa thấy qua tốc bụng trực tiếp xuất hiện tại lý trường thọ trước mặt. Này uy vũ thần thú thu nhỏ thân hình, người dưới đất. Đầu tại lý trường thọ chân một bên một trận nhẹ cọ. Thì thân ngài cứ việc an bài, ta am hiểu nhất lắng nghe vạn linh tiếng lòng, Địa tạo ánh mắt dần dần mất đi hào quang, trong tay áo lấy ra một đầu nồi sát, bục một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, ở phía dưới đốt lên củi lửa. Cảm ơn Tân Minh chủ kiếm vô thương Trần Nguyệt Thương Thiên, thiên không 202, trang đại lực duy trì. Lập tức cuối tháng đầu tháng, chính là gấp đôi vô thượng hạn kim phiếu hoạt động, các lão gia còn có phiếu tạp cho chúng ta đi. Tác giả Quân vẫn ngươn tại cố gắng tăng thêm, như Khôi Hải Vân quá nốt tác giả Quân đầu óc, có đôi khi vì một nhân vật đối thoại liền muốn đánh ma thật lâu lấy lại tinh thần đã bỏ lỡ có thể tăng thêm thời gian. Đêm nay dạng sáng còn có đổi mới. Người đang cái gọi là hàng ngàn tiểu thế giới, kỳ thật chỉ là hồng hoang luyện khí sĩ nhóm truyền miệng không quy phạm xương hô. Năm đó lấy Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cầm đầu đại chiến, dùng ly trường trọ đời trước chi thức điểm, có thể hiểu thành có được lực lượng cường đại viễn cổ loài bò sát, loài chim, động vật có vô tranh đoạt thiên địa bá quyền, cuối cùng đem bàn cổ đại thần thật vất vả mở ra đến thiên địa đánh nát lấy bất chu sơn làm hạch tâm khu vực bị đạo tổ bảo vệ xuống tới tạo thành ngày hôm nay ngũ đại bộ châu mà những cái đó ném đi đến hư không bên trong hồng hoang mảnh vỡ hóa thành ba nàn thế giới trong đó ngũ hành đều đủ chính là đại thiên thế giới tên khoa học toàn ngũ hành thiên những cái đó ngũ hành mất cân bằng thiên địa được xưng là hàng ngàn tiểu thế giới chủ yếu cùng toàn ngũ hành thiên tiến hành phân chia dần dần đã thiên thế giới cùng hàng ngàn tiểu thế giới định nghĩa xuất hiện sai lầm diễn biến thành đơn thuần lấy thiên địa dung tích tới phân chia ly trừ thọ bọn họ lúc này chính tới vần này phiến hàng ngàn tiểu thế giới bản thân âm dương cân đối ngũ hành đầy đủ đại đạo hoàn chỉnh cũng chính là nồng độ linh khí thấp hơn ngũ bộ châu nơi xem như cái vô cùng tốt tu hành nơi mới vừa thông qua bên ngoài kia hùng vĩ sấm xét thác nước thái ất chân nhân liền cảm khái nói nhân tộc thật sự lợi hại a à? như vậy chân chính thiên địa biên duyên còn có nhiều như vậy nhân tộc giấu chân triệu công minh cười nói trượng cổ lúc huyền đô thành chiến sự căng thẳng từng có rất nhiều đi theo nhân hoàng tướng sĩ tại yêu tộc bại lui về sao đến đây nơi đây trì viện hậu nhân của bọn họ lân cận lưu tại tiểu thiên địa này đại sư huynh chúng ta từ chỗ nào vào tay đa bảo đạo nhân nhìn về phía một bên địa tạng cùng đế thính đế thính tinh thần phấn chấn đứng dậy địa tạng nghiêm mặt nói bần đạo cùng đế thính ở giữa giám sát các nơi còn thỉnh các vị đạo hữu tại bốn phía đi lại ít nhất cũng phải làm những cái đó bị vực ngoại thiên ma xâm chiếm đạo tâm sinh linh tâm thần có chút hoạt động đến lúc đó bần đạo tự sẽ dẫn âm thông báo các vị kia bần đạo đi nam đa bảo đạo nhân cười nói công tự hành hướng về phương nam cưỡi mây mà đi lý trường thọ cười nói chúng ta đi phía bắc đi triệu công minh vô ý thức đáp thanh hiện nhưng triệu đại giang ngẩng đầu một cái chỉ thấy lý trường thọ cùng nhà mình nhị muội có chút lúng túng nhìn chăm chú vào chính mình vội vàng đổi giọng vi huynh đi phía tây vi huynh đi phía tây nói xong cưỡi mây đi nhanh nửa đường lại là một hồi cười khẽ Ly trường trọ lúc này quả quyết đứng dậy, lấy ra nam nhân nên có ra mặt đảm đưa, dùng tay làm dấu mời. Cùng vân tư tiên tử cách hai thước đứng sóng vai, cưỡi mây hướng cánh bắc mà đi. Thái ất chân nhân chậc chậc cười một tiếng. Nhìn xem nhân ra thủy thần, nay tình hình cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Lường lẫy, chúng ta đi phía đông đi. Ngọc đỉnh chân nhân quét qua ống tay áo, Một mình hướng về phía trước, lại nhạt nói. Từ người cưỡi mây, đờ a, thái ất chân nhân cười sạch tới vẫn là sư đệ ngươi tu vi cao thâm vi huynh cách gần đó chút có an toàn cảm giác đế chính trên lưng tiên địa tạng có chút muốn nói lại thôi vực ngoại thiên ma thực lực có mạnh có yếu hắn kỳ thật cũng rất muốn có người có thể ở bên cạnh hộ pháp mà thôi ngày hôm nay không có bị thủy thần tính kế làm hắn cùng đế thính đi một mình đối mặt chúng ma đã là may mắn chuyện nơi ra mây bên trên lý trưởng thọ tiên thức khóa chặt tại phía trước bộ lạc bên trong nhíu mày chồng tư vân tiêu ôn như hỏi thế nhưng là tại suy nghĩ như thế nào tính kế đất này giấu Lý trường trọ nói ngày hôm nay đến đây là giải quyết vực ngoại thiên ma tai họa ngồng cần chú trọng đại nghĩa nếu một phen kịch chiến địa tạng tự nhiên chiến tử kia cùng ta ngươi không quan hệ bọn họ phương tây có thể bởi vậy tăng mấy phần số phận nhưng chúng ta không thể trên mặt đất giấu phía sau chơi ngáng chân lại bỏ qua hắn một lần vân tiêu trong mắt tăng mấy phần ý cười ngươi trước đây mấy lần đối địa tạng nổi sát tâm ngày hôm nay lại có thể nhẫn nại trụ thật sự không dễ. Mọi thứ không cần nóng lòng tạm thời, đều có thể ổn chung thủ thắng. Lý trường trọ nói. Ta đã dò xét ra mấy người có dị dạ, sau đó ta tiêu bọn họ ra tới. Ngươi liền lập tức đem bọn hắn thu vào hỗn nguyên kim đấu, chớ nên để bọn hắn ngộ thương người bên cạnh. Căn cứ Bạch Tiên Sinh nói. Vực ngoại thiên ma thiện mê hoặc, không chế đạo tâm. Chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Lần này xông tới vực ngoại thiên ma, cũng không biết cụ thể số lượng có bao nhiêu. Vân Tiêu rũi ra tuyết trắng bàn tay trái, lòng bàn tay Hỗn Nguyên Kim đấu nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời, say trầm trọng. Ngày hôm nay làm ta ra tay chính là, ta đã cùng những cái này thiên ngoại chi linh giao thủ người mấy lần. Đối bọn hắn cũng coi như có chút hiểu rõ. Thời viễn cổ, thiên đạo chưa hiện, những này vực ngoại sinh linh thường xuyên đến hồng hoang biên duyên sinh sự. Ly Trường Thọ, lịch duyệt bại hoàn toàn. Giờ phút này Vân Tiêu đang chuẩn bị cùng người đấu pháp, biểu tình nghiêm túc lại trang nghiêm lại có một loại trước đây rất ít xuất hiện phong phạm. Đó cũng không phải đơn thuần uy nghiêm. Cũng không phải cao thủ uy áp mang đến áp bách. Mà là cho người ta một loại ổn trọng ra dặn cảm giác. Vân tiêu tiên tử ngày thường xuyên đáp nhiều lấy màu trắng làm chủ. Ngày hôm nay cũng là như vậy. Trắng thuần váy dài bao khỏa danh danh thân thể. Lam nhạt đai lưng điểm xứt lấy mấy khỏa băng sắc bảo thạch. Hai tầng hơi mỏng mây tay áo về sau. Bàn tay trắng nõn cổ tay rơi một đầu bít ngọc vòng tay. Nơi xa lôi màn chiếu dọi xuống vân tiêu tiên tử da thịt càng lộ vẻ trắng nõn dù là lúc này xinh đẹp gương mặt trang nghiêm cũng chưa từng làm nàng ô nhu chi ý có nửa phần giảm bớt vân tiêu ánh mắt dịch ra nói khẽ ngươi đều là nhìn ta làm gì trước làm chính sự trường hợp không đúng ly trừ thọ cũng không có thừa cơ nói cái gì tao lời nói cùng vân tiêu cưỡi mây đến chỗ này bộ lạc trên không lúc này này bộ lạc bên trong nam nữ già trẻ đều đã tập hợp một chỗ có chút bất an nhìn chăm chú vào lý trừ thọ trên người bọn họ từng người đều có tu vi theo mới vừa cất bước luyện khí xi si đến thiên tiên cảnh không giống nhau lý trường thọ cất cao giọng nói các vị còn thỉnh yên tâm chúng ta đạo môn đệ tử tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội đến đây nơi đây chỉ vì chu sắt tả ma nói xong lý trường thọ âm thầm điểm ra năm đạo khí tức lặng lẽ bám vào năm danh năm nữ trên người lần đầu cùng vực ngoại thiên ma giao thủ lý trường thọ tất nhiên là không dám khinh thường đạo môn mấy vị cao thủ chạy đến này phiến hàng ngàn tiểu thế giới lúc nơi đây vực ngoại thiên ma đô tiến vào ẩn nấp trạng thái bị thần lôi vây khốn không cách nào rời đi nơi đây chúng ma lúc này liền trốn ở chúng sinh bóng tối bên trong lý trường thọ cũng là căn cứ bạch trạch cùng đa bảo đạo nhân miêu tả dùng tiên thức cẩn thận phân biệt xác định này nam danh nam nữ bị thiên ma phụ thân mà bị lý trường thọ điểm ra khí tức quấn quanh này nam danh nam nữ lập tức có chút ngờ mịt lại có mấy phần khẩn trương cùng khủng hoảng cùng bọn hắn quanh người nhân tộc biểu hiện giống như đúc vân tiêu tế lên trong tay kim đấu này kim đấu bắn ra năm bục kim quang đen này năm danh nam nữ trực tiếp cuốn về hỗn nguyên kim đấu bên trong sau đó lớn chừng bàn tay hỗn nguyên kim đấu tại vân tiêu trước người phi tốc xoay tròn vân tiêu tiên tử hai tay kết ấn kim đấu phía trên quang mang đại tác đơn nàng dọi sáng ra mấy phần thần thánh cảm giác liên tiếp chín ấn vân tiêu hai tay nhẹ nhàng đẩy lại là năm đạo kim quang tự kim đấu soi sáng ra đen kia năm danh nam nữ đưa về chỗ cũ năm người này toàn thân run rẩy miệng sùi bọt mép sắc mặt vô cùng trắng bệch khí tức mặc dù yếu ớt nhưng lại chưa ngừng tuyệt hao tổn tự thân hơn phân nửa nguyên khí lý trường thọ dùng tiên lực bao khỏa khởi năm khỏa linh đan để lên năm người này trong miệng năm người cấp tốc yên tĩnh trở lại một lão ẩu đối lý trường thọ cùng vân tiêu làm cái đạo vái chào hồ đa tạ tiên trưởng nơi đây những này nhân tộc lúc này mới cùng nhau hành lễ như là công nhận lý trường thọ cùng vân tiêu đồng dạng mà lý trường thọ tiên thức tiếp tục khóa chặt nơi đây nhìn chăm chẳng mười mấy tên hoặc là vành mắt biến thành màu đen hoặc là tự thân đạo vẫn có chút hơi dị thường người nhắm mắt nương thần cẩn thận cảm ứng vân tiêu trong tay hỗn nguyên kim đấu vẩy ra đạo đạo kim quang hóa thành một mặt tử ánh sáng đen nơi đây triệt để bao phủ vân tiêu mở miệng nói nơi đây còn có tà ma tiềm ẩn các vị còn thỉnh an tâm chớ vội tha cho chúng ta tinh tế phân biệt này trên tiên cảnh lão ẩu hô đại gia không cần ra tiếng yên lặng đả tọa đợi tiên trừ tra phân biệt đám này nam nữ già trẻ cùng nhau ngồi xếp bằng xuống chưa hai đồng rúc vào từng người cha mẹ trong lòng ngực giờ phút này hơi có chút khẩn trương cái khác phần lớn đều đã vô cùng bình tĩnh so với vực ngoại thiên ma bọn họ càng sợ bị hơn thả răng giết lầm không thể bỏ qua chính lúc này địa tạng một tia dẫn âm lọt vào tai ly trường trọ lại lần nữa ra tay ba đạo khí tức phân biệt rơi vào nơi đây ba người trên người lời mới vừa nói kia tên lão ẩu thình lình xuất hiện kia lão ẩu đầu tiên là ngần ra trong miệng còn nói hai có phải hay không có chút hiểu lầm phía sau cũng đã hiện ra một đạo kinh khủng bóng đen bóng đen đối với lý trường thọ cùng vân tiêu kêu to dường như muốn dương cánh sông đi lên quái vật này chỉ có đại khái hình người hình dáng thân thể càng giống là một loại chất lỏng cấu thành bốn cái tinh hồng con mắt thính tuôn ra tầng tầng làn sóng nhưng vân tiêu là bực nào tiên thần nàng cơ hồ tại thiên ma hiện thân một cái chớp mắt đã ra tay hỗn nguyên kim đấu kim quang còn chưa bộc phát nàng món tay nhỏ nhắn trước điểm tên thiên ma này chung quanh càn khôn xuất hiện một vòng băng lang đem cái này thiên ma trong nháy mắt đông kết kim quang bắn đến tên thiên ma này trong chốc lát bị kim quang tan giã mà kia tên lão ẩu cùng với khác hai tên nhân tộc nam nữ bị trực tiếp thu vào hỗn nguyên kim đấu bên cạnh cương trảo ra càng khôn xích lý trường thọ mỉm cười hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ đáy lòng chắp ra ngay tại kia không ngừng cảm khái tiểu đồ điện ngươi được hay không nay muốn về sau ngươi cùng vân tiêu cãi nhau ta cũng không giúp ngươi cản kim đấu muội muội hắc hắc kim đấu muội muội lại trưởng thành a ngươi có thể hay không đem bản tháp gia tế ra đến làm ta đi đáp cái lời nói Lý trưởng Thọ theo lời làm theo đem Huyền Hoàng Tháp nâng ở lòng bàn tay diễn một màn tháp tháp lý thủy thần Lý trưởng Thọ cùng Vân Tiêu lại tại nơi đây cẩn thận điều tra qua một hồi mới chuyển đi nơi khác tại cái này phương hướng bên trên không ngừng trải rộng ra tiên thức còn tốt nay tiểu thiên địa diện tích không lớn mấy người bọn hắn tăng giáo tiên nhân hao tốn nửa ngày công phu liền đem nơi đây hoàn toàn dò xét một lần có đầy thính tương trợ bọn họ bớt đi không ít công phu. Đợt thứ nhất điều tra liền tra ra 67 chỉ vực ngoại thiên ma. Những này vực ngoại thiên ma thực lực, không cách nào dùng hồng hoang tư chuẩn để cân nhắc, nhưng đối với đa bảo đạo nhân, triệu công minh cấp độ này cao thủ tới nói. Cũng chính là đụng một cái liền nát trình độ. Lý trường trọ bọn họ dẫn âm thương nghị một hai, lại cẩn thận lục sắt một lần, đem cảm thấy nhân vật kháng nhi dẫn tới một chỗ ở vào đầm lấy trung tâm trên đảo nhỏ, tổng cộng 26 người. Đa bảo đạo nhân nghiêm mặt nói, lúc này lôi màn chưa tán nói rõ còn có thiên đạo khóa chặt ngoại ma chúng ta chưa từng tìm được thái ất chân nhân ngạc nhiên nói những này ngoại ma rốt cuộc là thứ gì như thế nào cảm giác bọn họ như là nguyên thần lại tựa hồ có bản thể triệu công minh cười nói cái gọi là vực ngoại thiên ma kỳ thật cũng là sinh linh sinh linh chính là chân linh cùng đại đạo cùng chấn mà sinh nói bắt nguồn từ hỗn độn chỉ bất quá hỗn độn hải bên trong nói lẫn nhau xen lẫn không có chút nào trật tự cho nên hóa sinh sinh linh hình thù kỳ quái. Nếu là từ góc độ này mà nói. Ly trường thọ nhíu mày nhìn, nơi đây kia 26 cái hoài nghi đối tượng, những này vực ngoại thiên ma cũng là hỗn độ sinh linh, trên bản chất cùng hồng hoang sinh linh không sai biệt lắm. Hắn cái này không biết theo không thời gian nào xuyên qua tới, ngược lại càng phù hợp vực ngoại thiên ma định nghĩa. Vui đùa, vui đùa. Hắn là mầm cây chính hồng đạo môn đệ tử, nếu oa nương nương cũng đã nói. Thành nhân không quan tâm những này, lại nói thiên đạo lão ra thừa nhận hắn thân phận kia từng đạo thiên phạt chính là cho hắn hồng hoang hộ tịch nha vân tiêu nói khẽ kim đấu bên trong còn có hai đầu vực ngoại thiên ma chưa bị hoàn toàn hóa đi ly trường trọ đáy lòng khẽ động đa bảo sư huynh nhưng có có thể vây khốn loại này vực ngoại thiên ma bảo vật không bằng khảo vấn khảo vấn bọn chúng lào khiêu địa tạo đế thính đến thái ất ngọc đỉnh lại đến đa bảo công minh thậm chí vân tiêu tiên tử giờ phút này đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào lý Trường thọ triệu đại gia đỡ dâu trầm ngâm sợ chuẩn mũi phu xuống đài không được ở bên nói tiếp Tí tưởng này mặc dù không thể tưởng tượng cũng chưa từng có người thử qua nhưng cũng không phải không thể nha thái ất chân nhân không chịu được phạm nói thầm vực ngoại thiên ma còn có thể khảo vấn đây cũng thật là là chưa từng nghe thấy lý trường thọ khẽ nhíu mày biết chính mình có chút lỡ lời lần này là ăn tình báo khuyết thiếu thu thiệt trở về sau tự phạt sao chép ổn tự kinh một ngàn lần. Tân, chờ Linh Nga về núi lại cử động bút. Nhưng lúc này, Ly Trường Thọ chỉ có thể cười nói tiếp. Thử xem tóm lại sẽ không lỗ. Xác thực có thể thử một lần, Vân Tiêu khẽ vốt cằm, tế lên hỗn nguyên kim đấu. Hai đạo kim quang đem hai đoàn hắc vụ hoàn toàn bao khỏa, phong tới chúng tiên trước mặt. Thay ất chân nhân tế lên cửu long thần hỏa cháo, đem hai đầu thiên ma bao lại. Lý trường trọ lại không yên tâm tế khởi huyền hoàng tháp, vầy ra đạo đạo huyền hoàng khí tức, ngăn tại chúng tiên cùng kia 26 người trước đó. Cửu Long thần hỏa cháo dưới, kia hai đoàn bóng đen tại run không ngừng, lúc này đã là vô cùng chi yếu, dần dần hiển lộ ra bọn chúng nguyên bản hình dạng, liền giống như hai đoàn rót đầy dầu đen thủy cầu, trên đó không ngừng nô ra từng cây xúc giác, xúc giác phía trên ẩn chứa một loại nào đó tối nghĩa đạo vận. Ly Trường Thọ thầm nói, cùng bạch tuộc có điểm cùng loại, trước dùng một chút chân hỏa đốt hạ thử xem. Thiện, thai ất chân nhân cẩn thận từng ly từng tí thả một chút xíu chân hỏa, này hai đầu suy yếu bản vực ngoại thiên ma lập tức phát ra trận trận kêu to trên người hắc khí bị nung chảy thân thể cũng bị đốt ra lỗ rách Khai ất chân nhân hỏi đến điểm sống xét lý trường thọ túc khởi lòng bàn tay ngũ lôi chi pháp mấy đạo nhỏ bé hồ quang điện nhập vào thần hỏa che đậy bên trong đen kia hai đầu thiên ma đánh toàn thân run rẩy ai hắc có chút ý tứ ha đa bảo đạo nhân vén tay áo lên tiến đến thần hỏa che đậy trước lấy ra một đống pháp bảo trồng chất tại bên cạnh bắt đầu từng cái thí nghiệm như cái gì thiên lôi, đè hỏa, cư phong, lưu bụi, đây đều là cơ bản thao tác. Lý Trường Trọ lấy ra mấy thứ độc đan, Thái Ất chân nhân lấy ra một chút luyện đan cạn mã, Ngọc Bình chân nhân niệm vài đoạn tinh lọc kinh văn, để tạo thi triển điểm phương Tây thuật pháp. Thẳng đến Thái Ất chân nhân dùng binh khí cắt đứt một cái xúc giác, ném tới đế thính trước mặt, nói một câu: "Nếm thử." Đế thính hai mắt trong nháy mắt thành màu trắng nhạt, toàn thân run rẩy, mờ mịt, thất thố, bất lực mà nhìn này phương băng lãnh lạnh tiểu thiên điện Sống qua khó khăn, Chính lúc này, vài tiếng kêu to tại bên cạnh vang lên. Lại là mấy đầu vực ngoại thiên ma phóng lên tận trời, hướng về tứ phía chạy tứ tán. Nhưng chờ đợi đã lâu Vân Tư tiên tử tay phải vỗ vào Hỗn Nguyên kim đấu phía trên, mấy đạo kim quang bắn ra, đen này bốn đầu vực ngoại thiên ma trực tiếp cuốn trở về. Tại kim đấu bên trong dung thành từng đoàn từng đoàn hỗn độn khí tức, chân trời bao vây lấy tiểu thiên địa này lôi màn, lập tức tan thành mây khói. Đa Bảo đạo nhân cười nói: "Không nghĩ tới. Việc này hoàn thành thuận lợi như vậy, vẫn là may mắn mà có đế thính tương trợ lý trường thọ híp mắt cười quét mắt bên kia đế thính đế thính cuống họng nhọn phát ra một hồi ngao ngao âm thanh cuối đồng muốn đem khối kia xúc rác nuốt lại phát hiện kia xúc rác đã tự hành hóa thành khói đen tiêu tán lý trường trọ nói đi thôi chúng tiên tất cả đều vật đầu đa bảo đạo nhân mở ra một đạo thổ động mấy người lập tức biến mất không thấy gì nữa thế là một lát sau ồ cái nào đó trong bộ tộc, một đôi trẻ tuổi phu phụ ánh mắt lộ ra mấy phần u lãnh, liếc nhau. Tiếng lòng trao đổi. Hồng Hoang luyện khí sĩ cao thủ, không gì hơn cái này chúng ta an tâm ẩn nấp. Đợi thực lực đầy đủ, liền khống chế càng nhiều luyện khí sĩ cho chúng ta sử dụng, đánh tan Huyền Đô thành đột nhiên. Hai vị, muốn cười liền cười nha. Này đôi trẻ tuổi phu phụ sợ hãi cả kinh, lập tức liền muốn đứng dậy, nhưng từng người còn chưa có động tác, đã là bị Hỗn Nguyên Kim đấu ma úc Vân Tiêu Tiên tử cùng Lý Trường Thạo bèn nhìn nhau cười chờ xử lý vực ngoại thiên ma, đêm này đôi phu phụ thả về chỗ cũ, đưa vào đan dược nhảy trở về thổ động bên trong. triệu công minh tán thả nói trường canh liệu sự như thần thật sự lợi hại. bên cạnh địa tạng hơi bĩu môi, vừa rồi bất quá là thủy thần mở miệng nhanh một chút để bọn hắn ra ngoài đi một vòng liền trở về, lại để cho đế thính giám sát toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới phát hiện ba châu cá lòn lưới. điểm này hắn địa tạng cũng là nghĩ đến, đa bảo đạo nhân buồn bực nói thiên đạo vì sao liền trực tiếp triệt thần lôi đâu nơi đây thiên đạo chi lực tương đối yếu kém dễ dàng bị thiên ma lừa gạt qua đi ly trường thọ như thế giải thích địa tạng lạnh nhạt nói tốt nhất đợi thêm nửa ngày hoặc là mấy ngày ly trường trọ lại nói không thể nếu còn có cá lọt lưới đối phương định đã có cảnh giác như vậy chỉ là lãng phí thời gian hắn còn muốn vội vàng cho ngọc đế cùng vương mẫu lịch kiếp trên người khóa ly trường trọ nói vừa mới ngọc bình sư huynh đọc kinh văn bên trong có một đoạn kinh văn làm những thiên ma này phản ứng mãnh liệt ta ngươi vẫn là theo trước đây bình thường chia ra hành động lại ở trong thiên địa này đi một lần lần này toàn lực niệm tụng khung ma chú văn tin thức từng nhà điều tra đế thính thụ nhiều mệt nghe lén các nơi nếu có lỗ hồng di ngươi là hỏi đế thính toàn thân khẽ run rẩy kén chút đen địa tạng tung bay ngầm nhẹ nói thì thần yên tâm ta định lấy ra chủ nhân cũng chưa thấy qua mười thành thủ đoạn địa tạng mặt đen thành đáy nồi tiện tay chép ra một ngụm nồi sắt đôi đế thính liền ấn xuống dưới sau nửa canh giờ đầy trời khắp nơi trên đất tiếng tụng kinh bên trong một đạo có chút kinh khủng cự đại bóng đen phóng lên tận trời ý đầu trốn về hỗn độn hải bên trong mà bóng đen này dựa vào nó sở bắt trói tên thiếu niên kia miệng đôi đám này hồng hoang cao thủ chửi ống lên ai còn dám nói chúng ta vực ngoại thiên ma gian trá các ngươi mới gian trá các ngươi mới là ma ma đạo làm kim quang chiếu rọi mấy đạo lưu quang đạp nát này mấy trăm triệu đường kính bóng đen lúc kia thiếu niên yên lặng lưu lại hai giọt đen nhánh nước mắt không hoang thật là đáng sợ chúng ta liều chết đi vào đồ cái gì a à? đại nhân ngươi đăng chân trời tia đầy trời khói đen bị kim quang tách ra thái ất chân nhân thở dài như thế nào cảm giác này thiên ma có chút chết không nhắm mắt mấy thân ảnh tự nơi xa bay tới đa bảo đạo nhân lòng bàn tay xách theo kia tên bị thiên ma bắt trói thiếu niên bàn tay nhẹ nhàng chấn động thiếu niên này thân thể hóa thành một bồi cát bụi bay là tạ ở giữa phiên thiên địa này triệu công minh nói kia chứa niên không thể cứu được hồn phách đều đã bị thiên ma từng bước xâm chiếm sạch sẽ Sân ra đầu thiên ma này cũng không phải là lần này đến nơi đây lý trưởng thọ chậm rãi gật đầu nhìn chăm chú vào những cái đó lóe ra nhà nhạt màu vàng cát bụi thoáng có chút xuất thần mặc dù tiềm ẩn sâu nhất vực ngoại thiên ma bị buộc hiện thân nhưng ở lý trưởng thọ kiên trì hạ tiếng tụng kinh vẫn như cũ nhiều kéo dài một hồi đợi mấy vị tiên nhân lần nữa gặp mặt đã bảo đạo nhân dùng có chút giọng điệu không chắc chắn thầm nói lần này hẳn là không đi đạo đạo ánh mắt nhìn về phía lý trường thọ lý trường thọ trầm ngâm vài tiếng còn nói không chính xác thế sự không có tuyệt đối thái ất chân nhân cười mắng ngươi là muốn đem này phiến tiểu thiên địa trùng luyện một lần hay sao đều đã số quản tề hạ còn có thể có cái gì sai lậu lý trường thọ đối với thái ất chân nhân mỉm cười ổn đạo làm không có tận cùng vậy trường canh chuyện kế tiếp ngươi đến an bài đi đa bảo đạo nhân cười nhiều ra quyền chỉ huy tất nhiên là cho lý trường trọ một lựa chọn hiện tại sự tình đã giải quyết nên gỡ ma có thể tháo nên giết con lừa đa tạ đa bảo sư huynh lý trường thọ chắp tay một cái sau đó liền nhìn về phía một bên tây phương giáo người tới cùng đến thú địa tạng đạo tâm siết chặt đế thính kẹp chặt chân sau cùng nhau nhìn lý trường thọ lý trường thọ lại cười cười đối địa tạng chắp tay một cái lần này gạt bỏ thiên ma tai họa ngầm đế thính không thể bỏ qua công lao bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm kế tiếp không bằng liền mời đế thính ở chỗ này như lưu thủ một thời gian địa tạng mỉm cười nói thủy thân chi ngôn cũng coi như có lý thái ất thân nhân hai tay thăm dò tại ống tay áo nhìn đế thính thản nhiên nói chính chủ còn không có lên tiếng ngươi loạn đáp ứng cái gì địa tạng mặc dù đã làm đủ ứng đối thái vất chân nhân âm dương quái khí chuẩn bị nhưng lúc này vẫn như cũ nhị không được sắc mặt biến thành màu đen khi tức không thoải mái một bên triệu công minh cùng đa bảo đạo nhân đều cười đến hít cả mắt lần này ngược lại là lý trường thọ vì địa tạng giải xấu hổ lý trường thọ trực tiếp đổi chủ đề các vị sư huynh chúng ta là không còn muốn đi huyền đô thành nhìn xem cũng không biết nơi nào chiến cuộc phải trong vững vào không thể đa bảo đạo nhân một ngụm từ chối nhưng mặt nói nếu huyền đô sư huynh không mở miệng cầu viện chúng ta không được tùy ý tạt chân đây là huyền đô thành thượng thời của định gia quy củ vực ngoại thiên ma thần thông quỷ quỷ khó lường chúng ta tùy tiện tiến đến nói không trường liền sẽ để này có thể thừa dịp Nghe nói lời lấy, Lý Trường Thọ cũng không khỏi hơi nhi hoặc một chút Vân Tiêu Tiên tự ôn như nói Trước đây liền từng có như vậy tình hình Tự tiện chủ trương hấp rút tiếc viện huyền đô thành cao thủ bị thiên ma thừa lúc Ở trong thành dẫn phát đại chiến Làm huyền đô thành phòng tuyến cơ hồ thất thủ Lúc này huyền đô thành bên trong đa số thần thông ngưng làm đạo binh Cũng là bởi vì việc này Đạo binh Như thế nghe đại pháp sư nói qua Không nghĩ tới còn có những này nội tình Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu bỏ đi làm hữu cầm huyền nhã tới nơi đây mạ vàng ý nghĩ như vậy có nhiều việc hỏi vân tiêu tiên tử vài câu lập tức đa bảo đạo nhân ra cái thổ động mấy vị tiên nhân tha thứ tự bay vào trong đó trở về ngũ bộ châu nơi đợi thổ động khép kín địa tạ cúi đầu nhìn dưới thân đế thính cái chán dần dần bắn ra thập tự gân xanh đế thính thân thể hùng tráng run run hạ vội vàng dưới đáy lòng truyền thanh nói chủ nhân ta ngươi tại thủy thần mái hiên phía dưới không thể không cúi đầu à? a ồ phải không địa tạng yên lặng theo đế thính trên lưng nhảy xuống tại tay láo trong lấy ra một cây hàng ma sử cùng một phương khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ đế thính lui về phía sau nửa bước chủ nhân ngài chẳng lẽ không coi là là ta lần này biểu hiện rông ra mới khiến cho thủy thần phóng chúng ta một ngượng ong hàng ma sử tại nhẹ nhàng rung động ngài không phải là đang chất vấn ta đối với ngài chân thành chi tâm tại bạch trạch tiền bối sở tác tinh quái đầu bên trong ta chính là trung tâm biểu tượng chủ nhân có chuyện hào hào nói trung tâm liền đứng lại cho ta. Chủ nhân ngài đen trượng tử thu lại chúng ta bàn lại. Hốn trướng, ta lúc đầu tại sao lại thu ngươi? Chủ nhân ngài không thể chờ mặt không nhận thù A. À? Dừng lại. Chủ nhân ngươi chính là đấu không lại thủy thần, vựa trống không có ý nghĩa A. À? Ha 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 ha. Mặt trời mới mọc quang huy bên trong. Một đồng lông xanh đại cầu tại không trung bốn trì, một thân mang khoan bào, khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ đạo giả, dơ hàng ma sử ở phía sau cùng truy mãnh đuổi, những cái đó mới vừa trải qua thiên ma chi loạn nhân tộc bộ lạc bên trong không ít thân ảnh xa xa ngắm nhìn một màn này lộ ra một chút ý cười huyền đô thành đại trận bên ngoài huyền đô đại pháp sư đứng tại từng đống bùn đen bên trong nhìn về phía trước hỗn độn hải bên trong những cái đó tứ tán chạy trốn bóng đen hơi nhẹ nhàng thở ra trường thọ bên kia hẳn là xử lý tốt a đại pháp sư trầm ngâm vài tiếng lại có chút không yên lòng dù sao thiên ma có chút xào trá nhà mình sư đệ mặc dù làm việc chu toàn nhưng tóm lại là tương đối là đơn thuần đơn thuần, Nam Châu Thế Tục, tòa kia vần đây bởi vì nào đó đại hiền mà náo nhiệt sĩ thử đại thành bên trong. Thư viện cửa phía trước, bảy tên thiếu nam thiếu nữ đã là đứng một canh giờ. Cho mặt trời mọc thời gian liền ở chỗ này. Vốn dĩ, bọn họ cũng có chút phê bình kín náo, cảm thấy mộc tiên sinh mất ước. Như khi Hoa Hữu Minh nói một câu, đây cũng là tiên sinh đối với chúng ta thử thách. Đám này thiếu nam thiếu nữ lập tức giữ vững tinh thần, đứng ở trước cửa lặng lặng chờ đợi. Ba tên ngày hôm nay không có khăn che mặt thiếu nữ không bao lâu liền xinh đẹp gương mặt sinh mồ hôi hoa hữu minh cũng là tại bỗng nhiên bỗng nhiên phát hiện cái này về tổng hạ ngương xương lớn lên còn rất đẹp tuy vẫn thiếu nữ hình dáng tướng mạo không bằng đánh khúc oánh oánh hoa lâu đỉnh đỉnh cùng xương xương như vậy tư thái xinh đẹp làm cho người ta một chút nhìn sang liền miên man bất định nhưng khuôn mặt thanh tú động lòng người càng xem càng cảm thấy nhìn cái gì vậy Hạ ngương xương mày liễu dựng lên lại nói nếu không phải tiên sinh không cho đau khăn che mặt tóm lại là không nghĩ cho ngươi như vậy lỗ mãng lãng tử nhì lại bộ dáng hoa hữu minh khóe miệng nhẹ nhàng co quáp mấy lần cảm thấy cái gì đây chính là cái hung hãn phụ nhân về sau ai cưới nhất định phải bị nàng khi dễ cả một đời không thể trêu vào không thể trêu vào thanh anh thật thật cùng tiên sinh học bản lãnh chính là kẹt kẹt thư viện cửa gỗ bị kéo ra ly trường thọ ra vẻ văn sĩ trung niên xuất hiện ở mấy người trước người ngáp một cái nói một tiếng vào đi hoa hữu minh trận mắt nói tiên sinh ngươi mới vừa tỉnh ngủ sao đêm qua cuộc phong mưa rào ra ngoài chảm yêu trừ ma Lý trường trọ bình tĩnh nói trở về sau có chút mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi lời vừa nói ra hoa hữu minh cùng cái khác ba tên chớ nam hai mắt trong nháy mắt được thắp sáng ba vị thiếu nữ cũng có chút hiếu kỳ hoa hữu minh vội hỏi thật sự có yêu mà sao ha 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 lý trường thọ cao giọng cười to đợi bọn hắn bảy ngươi đi vào liền đem viện tử cửa gỗ quan hợp chắp tay đi tại đường lát đá bên trên tống giọng nói xong trong thiên địa này ngươi là chủ thể nhưng vạn vật ra linh trí liền xưng là vạn linh bởi vì cái gọi là người linh tên ma im quỷ thế gian tự đều là không thiếu chỉ bất quá tại này nam thiện bộ châu bên trong tại chúng ta nhân tộc nơi tụ tập tai khác tương đối hiếm thấy mà thôi cái gọi là yêu ma linh tông thuật bất chính là yêu ngươi táng tận thiên lương vì ma như thế mà thôi hoa hữu minh nháy mắt mấy cái cẩn thận suy tư lời như thế đáy lòng lại nổi lên một chút kỳ lạ cảm giác đen những lời này đều di lại vào tới phòng trúc ly trường thọ ngáp lên ngươi bảy người thương lượng trước hạ cụ thể lựa chọn cái nào công khóa tiên sinh ta lại nghỉ ngơi một hồi đợi buổi chiều cùng các ngươi giảng bài nói xong ly trường thọ nằm tại trên ghế xích đu không bao lâu liền nhắm mắt khởi tiếng ấy kỳ thật đây bất quá là làm bộ dáng tâm thần na đến bản thể cùng vân tiêu tiên tử tại tam tiên đảo thượng tán tản bộ nói chuyện tâm tình uống ly nước trà giữa chương mới cáo từ cùng tiên tử như vậy tương giao quả thật làm cho người có chút thoải mái dễ chịu tu sắc khả san miềm giọng có thể nhai mùi thơm ngát vào mũi càng có biển quang núi sắc thật sự hồng hoang nhất tuyệt ly trường thọ bản thể lui về độ tiên môn tiểu quỳnh phong tìm cái thoải mái dễ chịu góc giấu đi lần này Như lại chưa chủ động trả lại tháp ra cùng càn khôn xích linh nga còn ở bên ngoài lịch luyện ly trường thọ như thế cũng có thể làm một tay chuẩn bị đủ để ứng đối tuyệt đại đa số tình hình ngoài ý muốn linh nga ngược lại là vẫn luôn an ổn vô cùng tại phường trấn bên trong đi dạo phố uống chút trà mua 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 mặc dù cũng tại suy nghĩ như thế nào leo lên vạn thọ sơn nhưng tổng thể có chút nhàn nhã. hắc chỉ phong bên trên ly trường thọ giấy đạo nhân mở hai mắt ra bạch trạch ở bên cười tiến tới vực ngoại thiên ma đều giải quyết giải quyết lý trường thọ cười nói kia đế thính thần thông thật sự dùng tốt đây chính là vực ngoại thiên ma khắc tinh bạch trạch vừa định đánh cái so sánh đột nhiên liền nghĩ đến chính mình cũng dường như bị trước mắt này vị thủy thần khắc chế tôi cười dần dần thu liễu ngồi ở một bên thất ý thở dài lý trường thọ lần này thật sự có chút không rõ ràng cho lắm hỏi bạch tiên sinh đây là sao ai thủy thần làm bần đạo yên lặng một chút tâm đi bạch tiên sinh tùy ý chính là lý trường trọ lo lắng quan sát bạch trạch một hồi phát hiện bạch trạch cũng không khác hình lúc này mới bắt đầu bận rộn bên sự đen địa tạng cùng đế thính lưu tại tiểu thiên địa kia bất quá là lý trường thọ bộ này tính kế một bộ phận dựa vào cái gì chỉ có thể Tây Phương giáo ra tay phân hóa bọn họ đạo muôn Tam giáo, mà bọn họ không thể làm một chút Tây Phương giáo tâm thái. Thiên Đình Thủy Thần phủ, Lý Trường chọn đổi một bộ giấy đạo nhân, bưng phất trần đi ra phủ đệ. Hướng Thông Minh điện mà đi. Sau nửa canh giờ, Thiên Đình truyền ra ngoài một đạo hịch văn, này hịch văn bị Thiên binh Thiên tướng đưa đi trung thần châu các đại phường trấn, đưa đi Tây Như Hạ châu Linh Sơn. Rơi tại Bắc Châu yêu tộc khởi binh nơi tụ tập. Đây là một phong ngợi khen thư. Trong thư nói nói, thiên ngoại có vực mọi thiên ma quấy phá xâm nhập trong tam giới ý đồ giết hại sinh linh may mắn được thiên đạo chỉ dẫn thánh nhân lão ra cho phép đạo môn tam giáo đều ra cao thủ bằng vào địa tạo sự cao thượng cùng đế thính chi thần thông đen lẫn vào tam giới chi vực ngoại thiên ma quét sạch thiên đình hịch phân bên trong không nhắc tới một lời tây phương giáo ba chữ nhưng đối địa tạo sự cao thượng đế thính thần thông chi huyền diệu đại thêm tán thưởng mặc dù không có gì thực chất tính khen thưởng nhưng cho địa tạng khá cao danh vọng kế tiếp chính là các vùng dấu cùng đế thính từ phương xa trở về đến lúc đó bọn họ hẳn là sẽ đặc biệt cảm động địa tạng biểu tình đoán chừng sẽ đặc biệt chơi vui đang tức lý trưởng trọ là không cách nào đi linh sơn thấy tận mắt tây phương giáo nội bộ đám kia lão đạo lại bởi vậy chuyện ghen tị dấu. không có khả năng tất cả mọi người là thánh nhân đệ tử thánh nhân ký danh đệ tử không có khả năng không có như vậy điểm dung người chi lựa, không thể vập người khác yêu tú đi buổi trưa chưa qua nam châu thế tục toàn nào đó thành lớn trong vư viện ly trường thọ mỉm cười mở hai mắt ra bảy cái thiếu nam thiếu nữ đã là dùng qua cơm trưa. lúc này ngay tại thu thập cơm hộp hoa hữu minh rõ ràng chưa làm qua những này có chút tay chân vụng về đem hộp gỗ gói kỹ cầm cây tăm xỉa răng. con mắt thỉnh thoảng hướng bên cạnh nhìn một chút hà lương sương đang uống trà tư thái đoan trang cử chỉ yêu nhã khắp nơi lộ ra một cỗ đại gia khuê tú phong phạm ung khục ly trường trọ hắng giọng nói một tiếng các ngươi nhất định được rời công khóa bảy người nhao nhau gật đầu ngược lại là kia hoa hữu minh quan tâm hỏi một câu tiên sinh người không cần ăn chưa sao không cần lý trường thọ cười nói ta không phải phàm tục không cần ăn từng chương giấy trắng tự lý trường trọ ống tay láo bay ra bay đến bảy người trước mặt đem từng người muốn học công khóa viết số tới thân mang giống nhau kiểu dáng trường sam bảy người vội vàng lấy ra bút mực cẩn thận viết mấy chữ lý trường trọ lại đem những này tờ giấy trục trở về đặt tại trong tay ngâm khẽ nói thi từ văn chương tiền thuật thuật tính đinh pháp lý trường trọ lời nói nhất đốn nhìn nay sư sư vẹo vẹo hai chữ cười nói hữu minh vì sao muốn học binh pháp hoa hữu minh đứng dậy đôi lý trường thọ ông quyền khuôn mặt mang theo một chút đắc ý cất cao giọng nói học sinh về nhà suy nghĩ một đêm đã minh bạch mình thiếu hụt vì sao công phu quyền cước đạo pháp tiên thuật nhà ta đều có người dạy ta nhưng binh pháp chỉ đạo Phủ thượng người tài ba lại không nhiều. Tiên sinh là hiền giả đại tài, nhất định là không gì không biết, ta nhất định phải nắm chắc những thứ này. Ly Trường Thọ cười nói, ngươi có biết, liền ngươi phủ thượng kia cùng phàm nhân không kém nhiều tu sĩ truyền lại tiên pháp, cùng ta chi tiên pháp trên lịch bao lớn. Hoa Hữu Minh sững sờ, nò giọng hỏi, trên lịch rất lớn sao? Ha ha ha. Ly Trường Thọ ngửa đầu cười to, Hoa Hữu Minh có điểm xấu hổ vào đầu. Hắn lân cận tòa hạ ngương xương chửi nhỏ một tiếng. Ngốc từ, tiên sinh hôm qua nói qua chúng ta để công khóa tiên sinh sẽ cùng nhau truyền thụ ngươi còn hối hận cái gì hoa hữu minh trừng mắt nhìn hạ ngương dương cái sau ánh mắt quét qua thiếu tướng quân lại từ tâm địa rụt cổ một cái lý trưởng thọ nói vậy chúng ta liền tạm định này ngũ môn công khóa xế chiều hôm nay tới trước thuyết văn chương cùng tiên thuật phải nhớ kỹ ta sẽ không chuyển cho các ngươi gia tăng thọ nguyên chi thuật Này sẽ nhiễu loạn sinh lão bệnh tử chi mệnh số ta sẽ chỉ truyền cho các ngươi một chút đơn giản khốn địch thủ pháp tỷ như như vậy thao dây thường thuật lý trường trọ ngón tay rảy nhẹ hoa hữu minh đai lưng đột nhiên hóa thành một sợi dây thường đem ra hỏa này trói gô mà hoa hữu minh dừng bước không kịp khống chế cân bằng thở nhẹ một tiếng hướng hạ ngưng xương đập tới hà ngưng xương bất quái nhược nữ tử lúc này chỗ nào né tránh đến mờ, liền nghe được ai nha hai tiếng bàn thấp nàng xoảng rung động hà ngưng xương nhắm mắt thở nhẹ lại mở mắt lúc vừa vặn nhìn thấy hoa hữu minh kia trương có điểm ngốc khuôn mặt sau đó bốn mắt nhìn nhau không tự giác liền nghe được thùng thùng tiếng tin đập nhà gỗ lập tức yên tĩnh trở lại phía trước hai hai thành đôi thiếu nam thiếu nữ quay đầu nhìn lại từng người mang theo vài phần lo lắng so sỉnh bên trong nào đó hóp đủ số thiếu niên yên lặng cúi đầu cảm giác chính mình bị đại hiền chọn chúng chưa chắc là chuyện tốt nghĩa đu bên trong ly trường thọ hít mắt cười dương dương tự đắc mặc dù hai vị đại lão lịch kiếp thân lúc này chỉ là mới biết yêu nhưng cảm tình có thể xác lập lại từ từ bồi dưỡng nha ổn thỏa lý do lưu thêm điểm cộng đồng hồi ức cũng là tốt lúc này kia hạ ngương sương đã là lấy lại tinh thần khuôn mặt đỏ lên trừng mắt hoa hữu minh ngươi ngươi vẫn chưa chịu dậy hoa hữu minh trên người chó dây thường trong nháy mắt cười bỏ hắn cố tự chấn định vội vàng nhảy lên lại nắm chặt nắm đấm ho khan thanh xin lỗi đụng phải ngươi đừng đừng tức giận cùng hà ngương sương hừ lạnh một tiếng lần nữa ngồi xuống sửa sang lại vật trang sức ra vẻ vô sự phát sinh liền nghe hoa hữu minh ở bên nhỏ giọng thầm thì cũng thật đẹp mắt đừng nhiều lầm ta nói là ngươi trong lỗ mũi kia hai cây lông tóc toàn bộ phòng trúc lần nữa an yên làng xuống nguyên bản chính mỉm cười lý trường thọ giờ phút này cũng là mắt tối sầm lại kén chút liền đem cỗ này giấy đạo nhân tự cháy hoa hữu minh một tiếng giận dữ mắng mỏ hà ngương sương nắm lên một cây bút lông liền xông tới hoa hữu minh đứng dậy liền chạy hai người tại phòng trúc bên trong một hồi truy đuổi đùa giỡn kia hai đôi hoặc là đã có hôn ước hoặc là chú định nhân duyên thiếu nam thiếu nữ mỉm cười nhìn Lý Trường Thọ cũng chưa ngăn cản. Nếu tới năm đó thanh xuân tuổi trẻ quang ảnh, so sánh bên trong, cái nào đó liền đùa dỡn đều tờ hồ không có quan hệ gì với hắn góp đủ số người. Tiên lặng nằm ở trên bàn, đều là mệnh a. Không, chúng ta không thể tin mệnh. Hắn Dương Thiên phù hộ, sau này nhất định phải nhịp tập. Cám ơn không o không o. Hoạt hiến, không cụ ôi ông một. Ôi ôi y. gôn 106, hai ngày ố. ngủ PUSAETEZNUS -e đã ủng hộ ngay. Ngươi đăng. Ngay có âm tình, trang có tròn khuyết. Tiên lặng chờ hoa nở, đừng vội chờ nóng này. Đại gia đừng hoảng hốt. Các ngươi tại, tan hay tại, vô luận hoàn cảnh bên ngoài sẽ sẽ không biến hóa, sang tác cũng sẽ không chịu ảnh hưởng kỳ thật sẽ không có biến hóa. Cùng bình đài bàn bạc, bà, là ta công tác, đem tác phẩm cho các ngươi xem. Đây là ta mộng tử. Trong công việc thay đổi cùng áp lực, là mỗi cái nam nhân trưởng thành đều muốn đi đối mặt đem mộng tưởng lưu cho các ngươi xem như viết sách người tại hiện thực dãy rộ bên trong sau cùng lã mạn làng lẽ nói một câu ta kỳ thật không có bị ảnh hưởng thân là kẻ ra đời ta khá bình tĩnh nhưng độc giả các lão ra không ngừng thảo luận bình luận sách nóng bên trong cũng tại thảo luận bình đài cùng tác giả mâu thuẫn lo lắng sư huynh có thể hay không chịu ảnh hưởng làm ta không thể không đứng ra nói một câu đại gia an tâm đọc sách liền tốt tại điểm nêu duy trì chính bản chính là đối với sư huynh lớn nhất ủng hộ tác giả quần thể và bình đại chi gian chuyện không phải lan đến gần độc giả đại gia dùng tiền đọc sách ta liền đem viết tốt đem hết toàn lực để các ngươi hài lòng vắt hết óc đọ sức các ngươi cười một tiếng đại gia nhiều chi cầm chính bản nhiều ném mấy chương phiếu liền tốt không cần lo lắng tác giả lợi nhuận có thể hay không bị ảnh hưởng đây là ta nên đi đối mặt áp lực cùng khiêu chiến rất xin lỗi bởi vì sách bên ngoài chuyện cho đại gia tạo thành bối rối đêm nay dạo sáng đổi mới sau ta liền sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai tiếp tục tăng thêm nay còn không có 200 vạn chữ vừa muốn tiến phong thần tiết tấu lập tức bắt đầu an bài xiển nhị đại tóm lại các ngươi tại này ta ngay tại này mộng tại này có thể đi đâu đây uổng ta ha ta... ha ta... ha ta... ha ta... ha 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 ha

ta ha 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 ta ha 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 ta ha 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 ha

thoáng có chút xuất thần. Thì thần sinh hoạt, quả nhiên là làm thú ven tị phong phú, lại muốn quan tâm thiên đình sự tình, lại phải nghĩ biện pháp tinh kế phương Tây cùng yêu tộc, còn muốn thay ở bên ngoài lịch luyện tiểu sư muội lo lắng, mẫu nhiên càng phải tiếp cái thánh nhân việc phải làm, ra ngoài đánh một chút vực ngoại thiên ma, thuận tiện cùng tam giáo cao thủ nói chuyện phiếm khoác lác, nói chuyện nhân duyên. Đơn nhất nửa năm này, thì thần càng là gánh vác khởi dạy bảo mọc đế cùng vương mẫu lịch kiếp thân nhiệm vụ. Mặc dù mỗi lần nhắc lên việc này, thì thần đều sẽ khoát tay nói đây không tính là đây không tính là này làm sao có thể xem như ngọc đế bệ hạ lão sư nhưng bạch trạch luôn cảm thấy thì thần có thể tiêu tốn gần một phần ba tinh lực tại việc này bên trên tất nhiên là thật vui vẻ nào giống hắn bạch trạch qua khi thụy thú về hư yêu sái hiện nay trừ ngẫu nhiên giúp thủy thần xét duyệt xét duyệt kế hoạch liền chỉ có thể tưởng tượng như thế nào theo đuổi cực hạn mỹ vị dưỡng lão sinh hoạt an nhàn lại bồn tẩy bạch trạch lại đúng giờ liếc nhìn trong đồng nước tình hình vô ý thức liền thu hồi ánh mắt hắn đột nhiên run lên ly nga lần này ra ngoài phường trấn tựa hồ bay có chút xa thì thần thì thần ồ ly trường thọ ở bên hồ giấy đạo nhân mở hai mắt ra trong mắt tinh quang lấp lóe lại lập tức ẩn lui Thừa dịp ngày hôm nay thư viện không cần nhập học ly trường thọ mới vừa ở mộ đạo tu hành không cần bạch trạch nhiều lời ly trường thọ lập tức nhìn về phía trong đầm nước hình ảnh bạch trạch đỉnh đầu trường vũ lần nữa lấp lánh sáng ngời trong đầm nước hình ảnh lập tức càng thêm rõ ràng lý trường trọ an bài tại linh nga gần đây giấy đạo nhân quân đoàn lập tức thi triển đội pháp đi theo giờ phút này linh nga đang chạy về vạn thọ sơn mây đường trên nàng đổi một thân vừa vận trang điệp vé dài áo mỏng thiêu mây dày tóc xanh vã làm xinh đẹp tóc mây xào mục nhìn quanh đôi mi thanh tú lưu luyến tuy là ẩn nấp dung mạo lại như cô không giảm thanh tú cảm giác nàng như thế nào đột nhiên nghĩ tới đi thử một chút lý trường trọ lẩm bẩm lập tức nhất tâm đa dụng tiếp tục nhìn chằm chằm linh nga hành tích bạch trạch cười nói có lẽ là suy nghĩ rõ ràng tiếp tục mang xuống cũng bất quá là lãng phí thời gian sớm một chút đi tìm kiếm chút vận may vô luận thành bại đều có thể sống ngày trở lại chính mình sư huynh huynh bên cạnh nha lý trưởng thọ khóe miệng cong lên lạnh nhạt nói nhìn nàng đoạn này thời gian tại phường trấn bên trong mỗi ngày chưa đủ cũng là có chút vui vẻ kia không giống nhau bạch trạch trơ chọc nói đối với linh nga mà nói không có sư huynh vui vẻ là không hoàn chỉnh lý thọ Trường thọ trừng mắt nhìn nào đó đầu bếp bạch chặt lập tức đem đầu chôn ở móng bên trong một hồi hắc 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 cười khẽ hơi nghĩ nghĩ lý trường thọ bản thể giới tiểu quỳnh phong trực tiếp làm lơ bản môn hộ sơn đại trận thi triển thổ độn hứa tây như hạ châu mà đi trước đây chưa chủ động trả lại thánh nhân lão gia cũng không thu hồi đi tháp ra cùng càn khôn xích cùng với bản thể lần nữa rời núi nói thật đen tháp gia lưu tại bên người là thật đỉnh linh bảo không cần tu hành tháp gia yêu thích nhất là bị thần binh lợi khí đập thứ hai yêu thích chính là cùng người nói chuyện phiếm đánh cái rắm nửa năm này tháp gia cùng càn khôn xích nói chuyện phiếm nhàm chán thường xuyên thúc lý trường thọ đi tam tiên đảo thấy kim đấu muội muội hoặc là đi thánh mẫu cung bái kiến thánh mẫu nương nương chào hỏi hạ hồng tú cầu muội muội cứ thế mãi làm ly trường thọ đều có điểm hoa mắt chóng mặt này chính là sử dụng phòng ngự loại cực phẩm linh bảo đại giới sao thái thanh lão sư thanh tĩnh vô vi đại đạo thật sự lợi hại có thể chịu được như vậy nhiều linh bảo tinh thần ô nhiễm giống như thái thanh lão sư sẽ trực tiếp đem linh bảo phong đứng lên muốn dùng thời điểm lại giải phong lý trường thọ đáy lòng thở dài càng khôn xích lóe ra có chút sáng ngời hắn tiến lên tốc độ bay lập tức nhanh hơi chút bên kia linh nga cưỡi mây đã bay đến vạn thọ sơn gần đây nào ở trên không ngừng một hồi hơi suy tư đem viên kia ngọc phù cầm trong tay ngọc phù bên trong chữ viết vẫn là kia một chuyến lịch luyện nhiệm vụ nhắc nhở như linh nga phải làm chính là đem ngọc phù ở trước mặt giao cho trấn nguyên đại tiên nhĩ nhĩ linh nga tay trái thăm dò vào tay áo bên trong lấy ra nhấc lên tiên quả cũng không thể tay không đi bái vòng vĩnh cổ đại năng trấn nguyên đại tiên linh nga cưỡi mây hướng về phía trước chậm rãi bay đến vạn thọ sơn 100 vị trí đầu bên trong này núi không kỳ không cao giống như một mảnh bên trong vùng bình nguyên nhô ra trống nhỏ bao nếu là chuẩn xác điểm hình dung nói là vạn thọ sườn núi càng thỏa đáng một tia hơi gió thổi vào mặt linh nga chỉ cảm thấy nửa bước khó vào bị nơi đây cản khôn ôn nhu cự tuyệt nàng tất nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn nghĩ đến vạn thọ sơn cọ điểm cơ duyên luyện khí sĩ nhận đãi ngộ đều là như vậy hướng về đỉnh núi nhìn lại xanh ung tươi tốt sẽ núi gian có thể nhìn thấy đạo quán một góc mái cong nơi đây cũng vô tiên hết cũng không tường thụy càng không khánh vân như vậy cao cấp tô điệp linh nga có thể nhìn thấy trên núi bên trong linh thú chơi đùa hồ nước bên cạnh tiên hạc mổ cánh sơn lông phía trên bách điều lượn vòng cẩn thận cảm ứng thiên địa bên trong đạo ở chỗ này tựa hồ cũng ẩn lên phía trước chỉ là một mảnh phàm nhân chỗ ở như thế nào cảm giác cùng tiểu quỳnh phong một cái mùi vị linh nga nhẹ khẽ hít một cái khí liếc nhìn màu đậm chắc cảm thật tự biết có không ít tiên thức chính khoa chặt ở trên người nàng không khỏi nghĩ đến sư huynh hẳn là ngay tại nhìn nàng biểu hiện đôi phía trước làm cái đạo vái chào linh nga dùng giọng thanh thúy hô văn bối nhân giáo đạo thừa đệ tử ngày hôm nay đến đây là bài kiến địa tiên tri tổ tiền bối thay ta nhân giáo cao nhân đưa một phong thư phía trước im ắng cũng không một chút đáp lại linh nga đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại như thế hô hai lần chính lúc này bên cạnh có tiếng người truyền đến lại là một có chút hơi mập đạo nhân tự phía dưới mai lâm bay đến không trung cười nói đừng phí tâm đạo hữu nơi này có đại trận thanh âm là truyền không đi vào lại nói thanh âm chính là truyền vào đi ngươi lại như thế nào có thể bái kiến đến ai này hơi mập đạo nhân run run hạ nhìn linh nga trước mặt chậm rãi hội tụ từng tia từng tia lưu quang những này tiên quang ngưng tụ thành một thiện môn hộ một phái bên trong lại đừng có càn khôn một tia bình thản hùng hậu liên miên xa xăm đạo vận bay ra cùng với thương lão tiếng nói khách quý đến nhà mau mau mời đến linh nga nháy mắt mấy cái trong tay ngọc phù có chút lấp lóe sáng ngời trong đó một nhóm chữ chậm rãi biến mất hóa thành một phong mắn vọn thư linh nga vội vàng liếc nhìn thư tín nội dung phát hiện thật đúng là mỗi nhân giáo cao nhân viết là khoản đúng là huyền đô tiểu pháp sư lý trử thọ một tia dẫn âm chui vào linh nga tay bên trong nói chính là lần này chỉ là lần đầu bái phỏng không nên hỏi này vị đại tiên quá nhiều vấn đề liền nói là bị nhân giáo cao nhân chỉ điểm đến đây hỏi ý địa tiên tu hành chi đạo sư huynh linh nga tinh thần chấn động lập tức tràn đầy tự tin bay vào trước mắt trong kết giới vạn thọ sơn gần đây cảnh sắc không có nửa điểm biến hóa hiển nhiên là tồn tại cực kỳ cao minh càn khôn đại trận giống như lại tích một phương càn khôn nhưng mà ly trường thọ vốn cho rằng linh nga có thể tại ngũ trang quan bên trong ít nhất nốc một hai canh giờ nhưng linh nga bất quá chỉ chốc lát liền phiêu nhiên mà ra cưỡi mây nhắm hướng đông bay đi lúc này linh nga cố ý đem mao theo trấn nguyên đại tiên đạo vận ngọc phù cầm trong tay những cái đó chú ý nàng người tự nhiên biết nàng chỉ là thay cao nhân đưa tin lại bị chấn nguyên đại tiên hồi âm này trong lúc vô hình vì chính mình tăng lên không ít theo hầu làm tự thân tình cảnh không đến mức lâm vào nguy hiểm kỳ thật linh nga cũng là quá ổn có thể đi vào ngũ trang quan tiên tử nơi đây ai dám trêu chọc nhất là khi trấn nguyên đại tiên nói bốn chữ khách quý đến nhà vô kinh vô hiểm rời đi vạn thọ xương phạm vi linh ga đột nhiên thi triển phong độ cấp tốc chạy tới chính mình trước đây đặt chân phường trấn nàng mới từ tây môn vào lập tức huyền theo đông môn ra rời đi phường trấn lúc đã đổi dung mạo hóa thành một thiên tiên cảnh lão ẩu hướng nan thiện bộ châu mà đi muốn theo nam châu đi vòng trở về đông thắng thần châu tại phản trinh sát khối này cũng là nắm đến xích sao tất nhiên nghĩ quấn choáng nhà mình sư huynh còn thiếu một chút xíu hỏa hầu linh nga hiển nhiên là đã sớm chế định được rồi hoàn chỉnh về nhà đường đi lúc này hoàn thành nhiệm vụ trong đôi mắt đẹp ứa ra lục quang qua thế tục kinh đầm lầy vượt qua lục địa danh giới lao thẳng tới độ tiên môn sơn môn vì không bại lộ tung tích linh nga giữ vững 12 phần tung tích mỗi đến rõ số lượng vạn dạng liền thay đổi một lần trang dung nàng tự nhiên biết đây đều là sư huynh khảo hạch nội dung cho nên toàn lực ứng phó không dám chút nào lười biếng mấy ngày về sau độ tiên môn sơn môn phía trước linh nga áp chế chính mình kích động tay nhỏ lái mây trắng khôi phục nguyên bản dung mạo hư phát một điểm nhỏ điều hướng sơn môn mà đi tới sơn môn linh nga lấy ra lệnh bài trưởng môn cùng với hai cái tràn đầy đan dược và dược thảo bảo nang tràn đầy vui vẻ hiếu kính cho canh cổng mấy vị lão tiền bối lời nói đây là chính mình đi ra ngoài lịch luyện đoạt được một hồi không được không được vậy làm sao có thể hành về sao ninh nga cưỡi mây hướng bình tĩnh tiểu quỳnh phong chậm rãi bay đi lưu lại mấy vị lão đạo đủ kiểu tán dương Ly Trường Thọ bản thể tất nhiên là sớm một bước chạy về môn phái bên trong. Thuận tiện công chúng giấy đạo nhân thả về sơn môn từng cái phương hướng. Thực hổ thạnh, chỉ là một chút xíu phòng lực lượng hộ vệ. Cưỡi mây qua sơn giã. Phương Tâm hận chậm chạp, làm Ninh Nga bảo trì bình tĩnh qua mấy tầng đại trận, thấy được ở bên hồ dưới cây liễu đứng thân ảnh quen thuộc, rốt cuộc kìm nén không được. Nàng giao hò một tiếng, hướng Lý Trường Thọ bay nhanh, trong miệng hô to. Sư huynh ta còn sống trở về á. Nguyên bản sụ mặt Lý Trường Thọ quả nhiên là bại bởi câu này la lên cười vật gật đầu cũng không cự tuyệt linh nga mở ra tay nhỏ nàng đúng như nhũ yến về tổ liền như vậy đụng phải sư huynh trong lòng ngực ly trưởng thọ thoáng có chút do dự đeo tại sau lưng hai tay tự nhiên rủ xuống nhĩ nhất chưa nhất thời khắc linh nga lại đột nhiên hoàn hồn xinh đẹp hương mặt trong nháy mắt đảo thấu lập tức hướng về phía sau nhảy ra đầy lập vui vẻ hóa thành một tiếng nắc ly trường thọ bình tĩnh đưa tay sửa sang cổ áo nói lần này lịch luyện thu hoạch như thế nào linh Nga lúc này biểu hiện đã là chứng minh lịch luyện dự quả như thế nào nàng đen chính mình ngượng ngùng ép xuống khuôn mặt mặc dù đỏ lại không mây hơi đối với lý trưởng thọ hạ thấp người hành lễ nói khẽ đa tạ sư huynh an bài lịch luyện sư muội lần này thu hoạch rất nhiều lý trưởng thọ cao mày nói thu hoạch rất nhiều chính là trở về đều không nói rõ ta chính bản thân liền như vậy không có chút nào để phòng tới vần sao linh nga khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống vô ý thức liền muốn giả khóc bán đáng thương nhưng lại lập tức nghĩ đến cái gì lực lượng mười phần mà nói một tiếng nếu nơi đây đứng sư huynh đều không phải sư huynh ta đây coi như lại chú ý cẩn thận sợ cũng là sống không được ngươi cũng là nói có mấy phần đạo lý ly trường thọ gật đầu biểu thị khen ngợi lần này xác thực trưởng thành rất nhiều linh nga mừng khóc khởi cười một tiếng lẽ nói còn có nha vừa rồi cái kia cái kia ung một cái cũng là thay vân tiêu tỷ tỷ mang cho ngươi ạch không xong nói lỡ miệng Lý Trường trọ lạnh nhạt nói: "Các ngươi vập nhau, tựa hồ đã hồi lâu trước đó." Linh Nga nhãn châu sai động, lập tức dịch ra chủ đề: "Sư huynh, ta bị cái này bảo bối." Lem Nhìn xem. Một viên nhân sâm quả bị Linh Nga nâng ở lòng bàn tay trong, "Sư phụ ăn thứ này, có thể tăng vần năm vạn năm thọ nguyên." Nhân gia tại trấn Nguyên Đại Tiên nơi nào cầu đến? Linh Nga vội vàng đen trấn Nguyên Đại Tiên cấp nhân giáo tiểu pháp sư hồi âm một cái khác quả ngọc phù, nhét vào Lý Trường Thọ trong tay, vứt xuống một câu ta trước cho sư phụ đưa quà á liền nhanh như chớp nhi chạy tới tề nguyên lão đạo nhà cỏ nha đầu mày quả nhiên cũng là không muốn nhìn hắn cùng vân tiêu tiên tử tiến triển quá nhanh lý trưởng thọ chấp tay than nhẹ quay người trở về đan phòng bên trong liếc nhìn ngọc phù bên trong đơn giản chào hỏi lời khách sáo tâm thần chuyển đi nam châu nơi hữu cầm huyền nhã thượng thiên sự tình lý trưởng trọ đã quyết định hướng sau trì hoãn không khác cấp cho huyền nhã tạo thế tiên truyền chắc chắn sẽ náo ra các loại động tĩnh sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm bây giờ phe mình đại lão huyền đô đại pháp sư không tại ngũ bộ châu bên trong ổn thỏa nhất lựa chọn chính là muốn giảm bớt như vậy sự vụ mặc dù thiên đình chiêu binh kế hoạch sẽ chịu một ít ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không tính quá lớn chính là thiếu chút tuyên truyền hiệu quả cũng có thể làm huyền nhã thực lực lại đề thang một đoạn nhỏ nam châu thế tục tòa kia lý trường trọ đã chấp giáo nửa năm trong thư viện làm bộ nghỉ ngơi giấy đạo nhân mở mắt ra phong trúc bên ngoài ba tên thiếu năm ngay tại tu hành lạc thạch thuật chờ thực dụng tiểu pháp thuật ba tên thiếu nữ ở phía xa rừng trúc bên trong đọc diễn cảm thi tử, mà phòng trúc góc cái kia hóp đủ số, ngay tại dựa bàn viết cái gì. Ly trường trọ đứng lên, ôn thành nói. Tử hữu, vì sao không đi luyện tập pháp thuật? Thiếu niên dương thiên hữu vội vàng đứng dậy trả lời. Hồi tiên sinh, ta tại ôn tập thuật tính, nay mấy môn pháp thuật ta đều học không được, chỉ là cho đại gia cản trở. Tiêu cũng muốn học, về sau cũng có thể có cái phòng thân bản lĩnh, sự do người làm. Đừng có xem thường từ bỏ. Lý Trường Thọ của Vũ hắn hai câu, liền đối với bên ngoài nói một tiếng. Hữu Minh, mang Tiểu Vũ đi qua. Được rồi. Hoa Hữu Minh hai bước huyền nhảy tới, nhếch miệng cười. Dư Thiên Hữu vội vàng hướng trước, hô vài tiếng đại ca. Như là tiểu tuy tùng bình thường, đi theo Hoa Hữu Minh phía sau. Lý Trường Thọ không khỏi hít mắt cười khẽ. Thêm một năm nữa. Hoa Hữu Minh muội muội sắp ra đời rồi, chính là Ngọc Đế bệ hạ điểm danh muốn bình thường tuyệt sắc. Đồng dạng, hẳn là Dương Tiễn chi mẫu nếu nơi đây cái này dương thiên hữu sẽ là chính mình biết cái kia dương thiên hữu trận này vượt qua phàm tục nhân duyên cũng liền có thể giải thích đi khoa Ngày đó lưu bọn hắn lại bảy người lúc Lý trường thọ vốn không có để ý cái này danh hào cũng là cách mấy ngày tu hành lúc bột nhiên nghĩ đến này dương thiên hữu là ai vì sao còn nói chuyện dương thiên hữu chính là thiên đình kim đồng truyền thế Lý trường thọ cẩn thận nghĩ nghĩ lại tại thiên đình âm thầm kiểm chứng qua này dương thiên hữu chỉ là cái người bình thường không có gì theo hầu tư chất cũng không có gì đặc biệt. Xen chừng, hẳn là là Ngọc Đế bệ hạ đến lúc đó không đành lòng ngăn cản muội muội, muội phu, liền âm thầm cho Dương Thiên Hữu tăng thêm chút theo hầu, như thế cũng hảo nhìn Trung Thiên Đình uy vọng, mọc đế mặt mũi. Nói thật lên, Dương Tiễn chuyện xưa cũng là rất thả. Cha mẹ sinh Dương Tiễn huynh muội ba người, đại ca cùng phụ thân cùng chết tại thiên binh trong tay, mẫu thân bị trấn áp tại Đào Sơn chi hạ. Dương Tiễn chính mình mang theo muội muội lẻ loi hiu quạnh, gian nan bái sư, Lý Trường Thọ cũng không nhớ rõ có quan hệ chi tiết. Hơn nữa nhị lang thần truyền thuyết cũng là mỗi người nói một kiểu. Có nói chuyện, Dương Tiễn phá núi cứu mẹ lúc, đem mẫu thân cứu ra đảo núi. Nhưng mẫu thân bị bộc phơi mà chết. Cho nên Dương Tiễn đối thiên đình di hận trong lòng, tuy được thiên đình phong thưởng, lại đối với chính mình cứu cứu có mang hận ý, tiết xuống một câu nghe điều không nghe tiên. Nơi này có một chút, là Lý Trường Thọ trước đây liền chú ý đến. Lại phá lệ để ý Dương Tiễn là bị thiên đình thần vị về sao, lập phong thần chi kiếp đi theo sư phụ ngọc đỉnh chân nhân bảo vệ Trung quốc tất nhiên đây đều là nguyên bản chuyện xưa bắc câu lô châu tây nam bộ danh giới tiêu tộc tụ tập chi địa so với vài thập niên trước nơi đây đã là thay đổi hoàn toàn bộ dáng mặt đất khô nứt sân tuyền ngan nước các nơi đều là âm u đầy tử khí không ít đỉnh núi đều đã hóa thành một tòa chết núi không kha nơi đây hội tụ chúng yêu kháng thiên mà đi vì thiên đạo sở ác thiên đình các quyền chức bộ môn làm những cái đó tiết mục chư sĩ thần điện bên ngoài đều đã không còn liên tục phát lực dù sao dày vào lâu này đo yêu tộc ra liền dày đặc tiêu tộc các vị cấp cao làm thật không nghĩ tới thiên đình thế nhưng như thế có thể chịu ban đầu phát thảo thiên hịch văn thiên đình các loại thủ đoạn phản chế chính là không phát binh thảo phạt bọn họ yêu tộc sau đó bắc châu chi chiến thiên đình phái đại quân tham chiến tiêu tộc một phương bị cưỡi bạch trạch thủy thần làm sập tâm tính không những không thể đánh đau thiên đình ngược lại đem chính mình đánh tâm can run rẩy bọn họ cần một lần đại thắng sau đó kẹp theo thắng thế cùng thiên đình đàm phán ăn khớp rất đơn giản quá trình cũng có thể rất rõ ràng nhưng thiên đình cái kia thủy thần lại là hoàn toàn không cho cơ hội dưới mặt đất một ngôi đại điện bên trong lục áp nghiêng dựa vào bảo tọa bên trên trước người lơ lửng yêu đế ấn tỷ dùng bàn tay đỡ cái chắn sắc mặt vô cùng âm trầm thủy thần đấu thần không đấu thế đấu tiên không đấu thánh bạch trạch đột nhiên đại điện góc truyền đến một tiếng cười khẽ hai thân ảnh tự bóng tối bên trong đi ra một đạo có chút thân ảnh kiều tiểu dừng ở góc cũng không hướng về phía trước ao choàng hạ lộ ra hai sợi tóc bạc một tên lão giả khác trực tiếp xúc lên ao choàng bước nhanh đến bảo tọa trước đó chắp tay nói thái tử điện hạ bần đạo đang nghĩ ra phá cục chi pháp tiền bối mời trực tiếp bẩm báo lục áp hai mắt có chút vô thần Này lão đạo cười nói điện hạ chúng ta sao không theo thiên đình một vị khác quyền thần trên người vào tay thể thân xác thực khó đối phó nhưng hắn cuối cùng bất quá là tam giai chính thần, mà thiên đỉnh bên trong còn có một vị nhị giai chính thần, Mộc Công. Cáng ơn Đinh khi 1709, khoi 2002 STNK, nuôi hà hồ chu chun Ta nước 123 đã ủng hộ ngay. Người đàm, lúc này mới hơn nửa năm, Lý Trường Thọ liền rõ ràng cảm giác ra. Này bảy cái thiếu niên, càng ngày càng khó dạy. Buổi chiều lúc, Lý Trường Thọ giảng giải một ít phàm tục bên trong tương đối nổi danh văn chương, liền bị hỏi kém chút đáp không được còn tốt ổn thỏa lý do trước đây đã là cùng bạch trạch kỹ càng chuẩn bị khóa tân nhắc đến những tiểu tử này có thể sẽ hỏi từng cái vấn đề đợi hoàng hôn ngã về tây ly trường thọ đem hoa hữu minh cùng hạ ngư xương lưu lại quét dọn thư viện liền phiêu nhiên trở về chính mình chỗ ở này đôi hoan hỉ oan ra nửa năm qua này cãi nhau ầm ĩ cảm tình ngược lại là so trước đó tốt lên rất nhiều tối thiểu đánh nhau thời điểm hạ Ngương xương sẽ không đối với hoa hữu minh nhược điểm bộ vị hạng man thủ nơi đây chuyên trì giới xương sườn tâm thần diệt hồi tiểu quỳnh phong Lý Trường Thọ lần theo tiên thức thám thính đến đối thoại âm thanh, cưỡi mây hướng bên hồ nhà cỏ mà đi. Sư phụ, cái này quả ngài cũng đừng hỏi từ chỗ nào đến, ăn liền tốt. Đây chẳng lẽ là cái gì tà thuật luyện chế mà thành? Lớn lên như thế giống anh Hải. Linh Nga ngươi từ chỗ nào tìm thấy như vậy tà vật? Linh Nga vội nói. Đây không phải cái gì tà vật, sư phụ ngài cẩn thận cảm ứng xuống. Đây chính là nhân sâm quả, Tinh thiên chính là dài cái bộ dáng này, có thể tăng gần 5 vạn năm thọ nguyên đông. Vậy vi sư cũng không cần, chính ngươi dùng chính là sư phụ không cần không cần tề nguyên không ngừng khoát tay theo cạnh cửa đem linh nga chạy ra vi sư thật sự không muốn như vậy tà vật ai sư phụ mang cửa gỗ bị dùng sức khép lại thậm chí rung ra một chút bụi mù linh nga dùng tiên lực bưng viên kia nhân sông quả thoáng có chút bất đắc dĩ nhà cỏ bên trong tế nguyên lão đạo dùng tiên lực bố trí xong mấy tầng kết giới mới khe khẽ thở dài lẩm bẩm nói vi sư như vậy chọc tiên không đáng. Lý trưởng Thọ khẽ cao mày, sư phụ này đạo tâm, thật sự có chút khó giải quyết. Linh Nga phòng lên khóe miệng, bương nhân sông quả tại kia ra một lát thần, chờ vân phó hiện Lý trưởng Thọ tung tích. Linh Nga lúc này mới khôi phục bình thường lúc hoạt bát bộ dáng, quay người bay về phía nhà mình sư huynh. Sư phụ nói đây là tả vật, không cần, làm sao bây giờ nha? Không sao. Lý trưởng Thọ cười nói, sư phụ thọ nguyên còn có không ít, lúc này cũng tại thiên đình nhậm chức, lại dùng qua bàn đào đen nhân sâm quả phong nhập bình ngọc bên trong bảo tồn lại đi ồ linh nga nhu thuận ứng tiếng lại nhỏ giọng nói nếu không chúng ta đem sư phụ đánh cho bất tỉnh rót hách như vậy vi phạm sư phụ tâm ý sư phụ rất khó tiếp nhận ly trường thọ nhỏ giọng nói phương án này làm bảo lưu sau này bàn lại vâng tuân thủy thần đại nhân lệnh Linh nga thanh tú động lòng người chắp tay hành lễ lập tức liền nghĩ tới tình hình vừa nãy thính tai đều có chút nóng lên ly trường thọ háng giọng niêm mặt nói, trước đây ta ngươi cũng không chính thức nói qua. ngày hôm nay ngươi có thể hay không trả lời vi huynh, ngươi đối với sau này tu hành con đường có gì mong đợi, hoặc là có cái nào quy hoạch. linh an nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói khẽ. tại núi bên trong tu hành nha chính là, nếu như có thể trường sinh liền không thể tốt hơn, sư huynh đừng đuổi ta đi ra ngoài liền tốt. ngươi lần lịch lãm này đã là quen thuộc tình hình bên ngoài, nghĩ ra ngoài đi lại, chỉ cần trước tiên nói với ta một tiếng, liền có thể. Lý Trường Thọ tại tay láo bên trong lấy ra một trang giấy người, đưa cho Linh Nga. Lòng ngươi hiểm ác, phức tạp khó hiểu, ta bản thân cũng vì Tiểu Quỳnh Phong mang đến mấy phần nguy hiểm, ngươi vẫn là muốn gia tăng chú ý. Tạ sư huynh, Linh Nga mừng khóc khởi đem người giấy tiếp tới, Như chủ động biểu thị chút gì, Như lại chỉ là ngâm khẽ hai tiếng. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ khó được ấm giọng hỏi. Không có việc gì, ta trở về tu hành. Linh Nga đem người giấy ôm vào trong mực, cúi đầu quay người theo lý trường thọ bên người quấn đi nhà cỏ lý trường thọ có chút muốn nói lại thôi vốn định nói lại ổn tự kinh chuyện sau đó liền nhị không được cười lên mà thôi lần này mình viết đi cũng coi như tỉnh táo một chút đáng nhắc tới chính là nay một ngàn lần ổn tự kinh cuối cùng biến thành đọc thầm Li nga thuận lợi sau khi về núi lý trường thọ muốn mong nhớ sự tinh lập tức thiếu một nửa nhật tử cũng càng phát ra nhàn nhã đứng lên với thiên đình bên trong xử trí xử trí thiên đình sự vụ Tại trong thư viện đốc xúc hai vị thiên đình đại lão lịch kiếp thân làm yêu đương, như thế lại bình tĩnh mấy tháng, Đông Mộc Công tâm sự nặng nề tìm được thủy thần phủ. Thiên tướng bỏng báo, Lý Trường Thọ tâm thần lập tức quy về nơi đây giấy đạo nhân trên người. Đen Đông Mộc Công đón vào trong chư phòng. Nhưng vào thư phòng về sao, Đông Mộc Công mấy lần muốn nói lại thôi. Sắc mặt có chút khó khăn, Lý Trường Thọ cười nói. Mộc Công đây là sao? Cái này. Đông Mộc Công đổi cái tư thế ngồi, nhìn Lý Trường Thọ kia mấy năm gần đây càng phát ra mặt mũi hiền lành bên trên là ra cái nụ cười khó coi đông mộc công thấp giọng nói thì thần mấy ngày nay như nghe được cái gì tin đồn đầy trời lý trường trọng nghiêm mặt nói cũng không nghe được thế nhưng là có chửi bới mộc công chi lời đồn tại thiên đình lưu truyền ai cũng không phải nói chửi bới đông mộc công cười khổ nói bọn họ nói cũng đúng tình hình thực tế dù sao ta cũng chỉ là phổ thông nhân tộc xuất thân có thể được thiên đình cao vị bất quá là bởi vì năm đó gia nhập thiên đình hơi sớm vẫn là trường canh ngươi ra tay giúp ta suy nghĩ cái chủ ý mới khiến cho bệ hạ đối với ta có chút tín nhiệm trường canh ta lần này đến đây chỉ là nghĩ đối với ngươi lời nói thậm chí có thể lập hạ đại đạo lời thề ta tuyệt sẽ không ở sau lưng hãm hại tép buộc trường canh ngươi Ly trường thọ cao mày nói những lời kia cụ thể như thế nào là từ chỗ nào truyền đến đông mộc công nói cái này chính là nói trường canh ngươi sớm muộn muốn thay thế ta chờ bệ hạ hồi thiên liền muốn thay đổi thần vị bọn người kia tiên lạng lông như vậy rốt cuộc ra chiêu lý trường thọ trước an ủi đông mộc công vài câu đứng dậy đi qua đi lại đông mộc công đúng là lúc này thiên đình dễ dàng nhất bị nhằm vào cao vị quyền thần nhất là mộc công phía sau cũng không có thế lực trào chống bản thân lực ảnh hưởng cũng có chút có hạn tu vi việc này không thể vội vàng sao động lý trường trọ nói mộc công an tâm xử lý thiên đình sự vụ chính là sau đó ta ngươi cùng nhau đi các ngươi tuần tra mấy lần. Bây giờ bệ hạ cùng nương nương mới vừa hạ phàm người mấy năm, đằng sau còn có dài năm tháng, thiên đình sự vụ cần mộc công đến chủ trì, như vậy việc nhỏ cũng không nên phân tâm. Trường canh yên tâm, ta chỉ là sợ ngươi lòng có khúc mắc. đông mộc công khẽ thở dài thanh. Ly trường trọ lại mỉm cười lắc đầu, ta ngươi tương giao nhiều năm, lẫn nhau đã xem như bạn tốt chi kỷ, chỉ bất quá bởi vì tại bệ hạ điều khiển trước làm việc, ta ngươi không tốt quá mức thân cận. Mộc công, nếu là có cái gì làm ngươi khó xử, lại ta đủ khả năng sự tình tin thỉnh nói rõ đông mộc công kém chút liền lão mắt đỏ lên thở dài đa tạ trường canh thông cảm nếu không phải trường canh ngươi tương trợ sao là ta hôm nay lập tức lý trường trọ lại trấn a đông mộc công vài công làm làm tâm lý khai thông công tác mộc công tới khi lo lắng rời đi lúc lại là sắc mặt hồng ngợn tỡ ngực ngẩng đầu như là tại thủy thần phù bên trong một lần nữa nhận được thân là nam tiên tự tin yêu tộc vẫn là phương tây lý trường thọ ngồi trở lại bàn đọc sách về sau lẳng lặng suy tư đối sách loại này sự tình thật đúng là không có gì tốt biện pháp đối phương làm đông mộc công tâm tính chính mình cũng chỉ có thể tận lực đi chấn an mộc công có điểm tự ti không đủ này đúng là hợp tình lý chính mình cũng không thể mang mộc công đi đâu xuất cung bên trong mái lão quân táo chỗ dựa nếu đúng như đây mộc đế bệ hạ có lẽ lại sẽ đối với mộc công cùng chính mình có chút kiên kỵ kỳ thật so với cái này lý trường thọ càng để ý rốt cuộc là nào tiên thần ban đầu tại thiên đình bên trong tản như vậy tin tức hắn nghĩ tới khối kia lời đồn hủy diệt cơ thiên uy thạch nhưng tinh tế suy nghĩ tại bệ hạ hồi thiên trước đó không nên đem việc này làm lớn chuyện nếu không thiên đình bất ổn sẽ sinh ra càng nhiều sự cố sạch quyền thần yêu phiền đông mộc công đi không lâu sau Lý trường trọ liền đưa tới ngao ất cùng biện tra để bọn hắn âm thầm điều tra trong tổn thương đông mộc công lời đồn khởi nguyên cũng vì hai người bọn họ ra một chút kế sách mấy ngày về sau một viên ngọc phù mấy cái đạo hiệu xuất hiện ở lý trường thọ trước mắt mà trong đó có bốn chữ Làm ly trường thọ cảm giác có chút chói mắt phù nguyên thần điện chấp trường giả phù nguyên tiên ông Cà ca ca nao ất thấp giọng nói phải chăng muốn điều chút long cung cao thủ tới thiên đình ngụ ý nay đào cao thủ chỉ nghe lý trường thọ hiệu lệnh có thể tùy thời đối với có vấn đề tiên thần ra tay không thể lý trường trọ nói việc này chỉ có thể bệ hạ tới quyết đoán ta cùng mộc công đều không nhưng vượt quyền Điện phò thống lĩnh đem ngọc phù này đưa đi cho mộc công Lời nói bên trong, ly Trường Trọ đã là ở trong đó viết tám cái chữ lớn, sen như cho mộc công đề nghị. Hết thầy cầu ổn, chậm đợi chu toàn. Làm xong những này, ly Trường Trọ lẳng lặng suy tư một hồi, đáy lòng nổi lên mấy cái ý nghĩ, lại theo thứ tự phủ định. Như vậy chính thần chính mình quả thật không hào động, dù là có tiền chẳng hậu tấu quyền lực, cũng nhất định phải làm ngọc đế hạ quyết đoán. Huống chi, hắn còn không có. Làm Lý Trường Thọ cảm giác có chút an tâm chính là, hắn nhắc nhở Mộc Công về sao, Mộc Công lập tức vì phù nguyên thần điện tăng phái một đội hộ vệ. Một chiêu này cũng là xảo diệu, tê phỏng dưới, hàm nghĩa rất nhiều. Mặt từ này về sau, thiên đỉnh bên trong truyền ngôn vẫn như cũ chưa ngừng. Phảng phất Đông Mộc Công đã lập tức liền muốn cùng thủy thần chờ mặt đồng dạng. Lý Trường Thọ cười bỏ qua, tiếp tục làm chính mình tiểu Nguyệt lão việc. Hà Ngưng Sương cùng Hoa Hữu Minh chuyện xưa, theo năm tháng trôi qua, dần dần trở nên thú vị đứng lên. Nhất là thư viện xây dựng hơn một năm về sau, Hà Ngưng Sương chủ mã duyên dáng yêu kiều hoa hữu minh tại khóa đường bên trên kiểu gì cũng sẽ thất thần vụng trộm nhìn vài lần hà ngưng xương đối với hoa hữu minh thái độ cũng từ đây trước không ngừng trêu cợt trở nên hơi chút ôn ngu chút giai đoạn này thiếu nam thiếu nữ tâm thần ngây thơ kiến thức nửa vời hoặc đế bệ hạ bản tính lại thích sĩ diện thường xuyên sẽ nói một ít người mang bong ngữ điệu chưa đến hạ ngưng xương đối với hắn một hồi bút mực thế công cầm bút mực tạp người cái loại này hai người quan hệ có khá lớn tiến triển nhưng thật ra là tại hoa hữu minh muội muội hoa vân xuất sinh hoa phủ xếp đặt tiệc rượu lần kia hạ Ngương xương thiện trang mà đến hoa hữu minh xem mắt đều thẳng cũng chính là hôm đó phủ tướng quân cùng thành chủ phủ thương nghị kết thân sự tình hoa hữu minh vô ý thức muốn bác bỏ nhưng bởi vì trong tâm thần đều là hạ ngưng xương bộ dáng quên đi mở miệng hạ ngưng xương lại rất bình tĩnh đáp ứng xuống cũng chủ động cùng hoa hữu minh ngồi cùng một chỗ lập được môn đăng hộ đối hôn ước mặc dù ngày hôm sau khóa đường bên trên hạ ngưng xương liền đối với hoa hữu minh lạnh lùng nói câu việc hôn ước Bất quá là bọn họ làm quyết định, ta sớm đã đáp ứng mà thôi. Vô luận muốn giả người là ai? Tối hôm qua một đêm kích động đấy không ngủ, buổi sáng còn tại suy nghĩ chính mình ngày hôm nay nên như thế nào cùng hạ ngưng xương đáp lời hoa hữu minh, lập tức bị tạt một chậu nước lạnh. Sau đó, chính là dài đến ba tháng chiến tranh lạnh. Ly trường thọ nhìn ở trong mắt, sốt ruột. Cũng không phải nhiều nữa sốt ruột. Hắn âm trầm chỉ điểm hoa hữu minh mấy lần, nói cho hắn biết trên đời vi diệu nhất bảo vật, chính là thiếu nữ chi ruột sẻ đang tiếc hoa hữu minh đối với cái này một biết nửa hiểu, cũng không lĩnh hội này thần tỷ. Thẳng đến một ngày, thư đều tan học, hoa hữu minh cố ý lưu lại, cùng với trở chiều dư huy đứng tại lý trường thọ trước mặt. Lão sư, ta muốn cùng hạ ngương xương dạy hết hôn ước. Ồ, ngay tại suối nước bên trong ngâm chân lý trường thọ. Nghe vậy cười hỏi, vì sao? Luôn cảm thấy, hoa hữu minh gãi lãi đầu, không bằng ta trước đó. Cùng nàng còn chưa có hôn ước lúc như vậy tự tại. Hôn ước cũng không phải là trò đùa. Lý Trường Thọ cười nói, việc này không phải nói hủy liên có thể hủy, mà các ngươi quan hệ cũng đã theo cùng đường hảo hữu, chuyển biến thành sau này muốn gần nhau người. Trong lúc nhất thời không thích ứng rất bình thường, ngươi mỗi ngày cùng nàng nhiều lời nói chuyện, hoặc là vì nàng viết một phong thư, chính là Nan Nhiên muốn xuất ra chính mình đảm lương, nàng có lẽ đối diện sau này nhật tử có chút lo sợ bất an. Hoa Hữu Minh trầm ngâm vài tiếng, thở dài, cũng không nói thêm cái gì. Nhưng mà, ban đêm hôm ấy, hoa phủ kinh biến, Hoa Hữu Minh phụ thân bên ngoài chinh chiến bệnh truyền nhiễm trọng mà chết, tráng niên mất sớm, hoa phủ trời trong một đêm sụp xuống, binh quyền bị cái khác tướng lĩnh đặt đi, phủ tướng quân khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Này, chính là Ngọc Đế bệ hạ lịch kiếp thân phải trải qua lần thứ nhất ra đạo sa sút. Lý Trường Thọ gặp lại Hoa Hữu Minh lúc, đã là tại hai tháng sau. Hoa Hữu Minh vành mắt hãm sâu, tóc dài lộn xộn, xuất hiện ở khóa đường bên trên, hai mắt đã không có bao nhiêu hào quang. Mà một ngày này, Hạ Ngưng xương giống như bình thường như vậy, đêm này hai tháng lý trường thọ giảng giải văn chương thuật tính chi pháp bỏ vào hoa hữu minh bên người kia số định mức bên ngoài chuẩn bị hơn 60 lần chờ đợi hai tháng ăn trưa cũng coi như bày tại hoa hữu minh trước mặt ta làm hạ ngưng sương nhẹ nói hoa hữu minh hai tay run lên xếp bằng ở đó cũng chưa nhúc nhích hạ ngưng sương sắc mặt bình tĩnh gắp một khối sút giòn thịt trực tiếp bỏ vào hoa hữu minh bên miệng hoa hữu minh vành mắt đỏ lên đưa tay đẩy ra hạ ngưng sương hai tay đứng dậy rời thư đường hoa đại ca dương thiên hữu lập tức đuổi theo cái khác hai tên chiếu nam cũng đi ra ngoài cản lại hoa hữu minh lý trường trọ nhìn một màn này đáy lòng khai khẽ thở dài cũng không quản nhiều ba năm kỳ hạn mới vừa đến lý trường thọ tự hành rời khỏi hạ ngư xương cùng hoa hữu minh chuyện xưa hai người 16 tuổi năm nó. hoa hữu minh cho lý trường thọ rời đi lúc lưu lại cầm nang buông xuống phủ tướng quân thiếu ra thân phận lưu lại một phong thư đi tới sắt vách đại thành bên trong vào quân ngũ hắn dũng mãnh thiện chiến sở trường về binh pháp, càng là nghĩa bạc vân thiên, cho quân đội danh vọng không ngừng tăng lên, 18 tuổi năm đó trở thành một nổi danh gần xa tử tướng. Nhưng ngay sau đó, Hoa Hữu Minh bị những cái đó không muốn thấy Hoa Phủ lần nữa quật khởi phàm tục thế lực sở nhàm vào, bị ép rời khỏi quân ngũ, chắn nản trở về nhà bên trong. Hoa Hữu Minh về nhà lúc, gia trung đã là hỗn loạn không chịu nổi. Nô lệ người hầu tàn đi hơn phân nửa, phụ tướng quân trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trong lúc hắn tung người xuống ngựa, muốn cất bước nhập phủ, bên cạnh lại truyền đến một tiếng đã có chút lạ lẫm la lên mang theo mạng che mặt hạ ngương xương dạo bước mà đến giống như hai năm trước bình thường tựa như không có chút nào biến hóa đối với hoa hữu minh nói một câu trở về rồi hoa hữu minh mỉm cười vật đầu ồ đa tạ hạ cô nương mong nhớ hạ ngương xương sửa lại phát xuống sao nhẹ dạo hỏi ngươi chuẩn bị khi nào cưới ta ta ngươi hồn ước tất nhiên là tại năm đó ta đáp ứng rồi không cần hoa hữu minh lắc đầu quay người mà đi đã không phải năm đó kia thiếu niên hắn giờ phút này cũng không quay đầu ta hoa hữu minh ngày hôm nay đã không xứng ngươi như vậy hạ ngưng sương cũng không nói thêm cái gì tại phủ tướng quân tiền trạng hồi lâu có thông ung tùng bóng hình xinh đẹp lờ mờ cuối cùng màn đêm bu xuống chỉ còn hoa mai lưu lại có lẽ là hoa hữu minh mệnh cách quá mạnh có thể ảnh hưởng vô số sinh linh bệnh đồ trong lúc lý trường thọ suy nghĩ như thế nào làm hoa hữu minh biết được hạ ngưng sương tương tư khổ tai họa lại đến có bộ tộc thiết kỵ mạnh mẽ đâm tới liên pha mấy chục thành trì uy hiếp hoa hữu minh cùng hạ ngưng xương nơi sắc châu thành thanh nội lòng người bàng hoàng quyền quý nâng nhà tị nạn quân phòng chưa chiến trước bại hoa hữu minh thu xếp tốt chính mình mẫu thân cùng tiểu nguội thay đổi phụ thân chiến bào túc ngựa xông vào thành bên trong quân danh một tay thao dây thường thuật một cái nhẹ phong kiếm liên chẳng mấy ý đồ không đánh mà chạy tiêu cực lười biếng chi tướng lĩnh vung cánh tay hô lên nay phụ bộ hạ cũ nhao nhao đáp lại Sát châu thành toàn lực chuẩn bị chiến đấu đại quân long thành ngày đó hoa hữu minh đột có kỳ mưu thừa dịp quân địch bất ổn xuất nhẹ binh ra khỏi thành huyết chiến ngày đó hà nương xứng thân mang một thân đại hồng y váy mang treo thành chủ phủ mấy trăm binh vệ vọt tới đầu tường lại đuổi trễ một bước hoa hữu minh đã xông ra cửa thành xuất quân trước kích tướng quân bách chiến thân chưa chết đầu tường hồng trang lôi dựng thẳng cổ thành chi chưa phá quân địch tan tác hoa hữu minh vết thương đầy người ngược lại ở trước cửa thành bị hiếp trở về trong phủ thành chủ. Về sau, liền có tâm hỏa loạn đốt một đêm. Ngọc đế bệ hạ truyền thế thân, liền như vậy có ở rể chi thực. Năm đó, hai người 19 tuổi, Lý trường thọ công thành lui thân, giấy đạo nhân trốn ở trong tối bảo hộ, cũng không lại ra tay. Ngọc đế cùng vương mẫu có thể có một thế này, kỳ thật rất tốt, xem như đền bù hai vị tiên thiên sinh linh nguyên bản tình cảm thượng thiếu hụt. Lý Trường Thọ lúc này lại nhìn năm đó Vương Mẫu nương nương an bài kịch bản. Nàng tựa hồ cũng muốn cùng ngọc đế bù đắp những này thiếu hụt chỗ thì vân tiêu tiên tử đâu lý trường thọ không khỏi lâm vào một chút suy tư không có dấu hiệu nào hắn mí mắt nhẹ nhàng dạo rực lý trường thọ bấm ngón tay suy tính rất nhanh liền thói quen từ bỏ vừa cẩn thận cảm ứng nửa ngày Minh thần xác thực có rất nhỏ dị dạng cảm giác đến hắn tu vi như vậy cảnh giới mặc dù không gọi được đại năng đại thần thông giả nhưng như vậy cảm ứng tịch không phải không có lửa thì sao có khói nhất định là có chuyện gì tại phát sinh đại kiếp đến vì thế lý trường thọ ngay lập tức đi tìm bạch trạch cầm bạch trạch trường vũ làm bạch trạch cẩn thận cảm ứng một hồi cho ra kết luận lại là hết thảy như thường thì thần tự thân cũng vô tai họa lý trường trọ nói có thể hay không suy tính dưới có không đại kiếp dấu hiệu kệ bạch trạch cười đáp ứng một tiếng chậm rãi hai mắt nhắm lại không bao lâu bạch trạch nhướng mày một tia rợi tóc phẩm chất màu tím sấm sét trống rỗng xuất hiện đập vào bạch trạch trước người bạch trạch cái chắn lập tức che kín mồ hôi lạnh mở mắt nhìn về phía lý trường thọ sao thiên cơ đột nhiên loạn cảm ơn hỏa đế iu vô tả đã ủng hộ ngay ngươi đang thiên cơ vừa loạn đại kiếp sắp tới nắm trong tay phong thần đại kiếp mấy cái trong chóng đo chiều gió lý trường thọ quả thực có chút vội vàng không kịp chuẩn bị vừa mới bật trạch trước người cái kia đạo rét không chỉ là làm bạch trạch hoảng sợ ra đầy thân đại khục mồ hôi lạnh cũng làm cho lý trường thọ đạo tâm chấn động này luôn xuất hiện dĩ nhiên không phải cái gì đánh chết kịch thấu cầu mà là thật tử tiêu thần lôi cảnh cáo thiên đạo tại cảnh cáo bạt chặt thôi diễn thiên cơ đo lường tính toán cắt hung lúc kiềm chế một chút nếu là quấy nhiễu đại kiếp vận chuyển chính là thật tử tiêu thần lôi rơi vào đỉnh đầu ly trường thọ ôm cánh tay một hồi suy tư đáy lòng lại nổi lên điểm có chút kỳ quái ý nghĩ tại sao lại là hiện tại phong thần đại kiếp không phải ngọc bế bị tam giáo đệ tử vũ nhục từ đó đi trong tử tiêu cung cáo trạng đạo tổ hạ xuống sao nếu từ góc độ này phân tích lúc này thiên địa bên trong sinh linh chi lực đã đến cái nào đó giới hạn giá trị từ đó dẫn phát thiên đạo hạ xuống đại kiếp nhưng đại kiếp còn tại tắp hủ chưa định ra kiếp nạn hình thức cùng nội dung trong này thao tác không gian cặt lại một đường thôn như ngón cái xét trống rỗng xuất hiện đem hắc chỉ phong chiếu trong suốt trực tiếp đập vào lý trường thọ mũi chân tiền lầy nhĩ cũng không thể nhĩ lý trường thọ lập tức bỏ đi chính mình đáy lòng điểm này lớn mật ý nhĩ đối không trung xa xa cúi đầu đồng dạng là hoảng sợ ra mồ hôi nhễ nhại chốc lát lý trường thọ cùng bạch trạch ngồi trùng hùng ở đầm nước bên cạnh từng người đem hai tay thăm dò tại tay láo bên trong muốn mở miệng trong lúc nhất thời lại có chút do so dự và nhất nói nhầm bạch tiên sinh lý trường Thọ mới vừa mở miệng bạch trạch lập tức run run mấy lần trái phải nhìn quanh đáy mắt tràn đầy hồi hộp bạch trạch nhỏ giọng hỏi thì thần ngươi vừa rồi kia là tại suy nghĩ cái gì cái này có thể nói sao a à, đúng đúng nói hai ta chắc chắn hóa thành kiếp cho bạch trạch nhẹ nhàng thở phào một cái lúc này lại là ngay cả nói chuyện cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí không biết nên mở miệng như thế nào lý trường trọ lại hỏi bạch tiên sinh ngươi có hay không cái loại này muốn rời đi nơi đây xúc động cũng không bạch trạch cẩn thận cảm thụ một hồi rất nghiêm túc lắc đầu ta cảm thấy nơi này thật thoải mái bằng thần thông ồ nơi đây vô cùng thư thái Lý Trường Trọ đáy lòng không khỏi buông xuống nửa khối tảng đá. Đầu tiên môn lúc này hẳn là là không có cái gì nguy cơ, nhưng Bạch Trạch thần thông là cùng trời cơ cùng một nhịp thở, không thể loại trừ Bạch Trạch bởi vì thiên cơ hỗn loạn, cảm ứng ra hiện rối loạn. Bạch Trạch quan sát tỉ mỉ Lý Trường Trọ một hồi, cười hỏi: "Thì thân thế nhưng là có chút lúng cuống, cũng không, chỉ là có chút đột nhiên." Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục ngồi sổng ở kia trầm tư. Bất kể như thế nào, kiếp phận đã xuất hiện, thiên cơ bị che đậy suy si tính chi pháp cùng xem bói chi pháp đã không đáng tin. Thiên đạo lão gia vừa mới trực tiếp cảnh cáo hắn cùng bạch trạch, đủ loại dấu hiệu cho thấy, chính mình con đường sau đó, tuyệt đối không dễ đi. Hai người lại ngồi sổng một hồi, bạch trạch nói, nếu không, đi tìm thánh nhân lão gia thương lượng một chút, thánh nhân lão gia nếu như có chuyện, đều là trực tiếp phân phó tại ta. Mà thôi, ta về trước thiên đình nhìn xem là cái nào tình hình, bạch tiên sinh còn thỉnh giúp ta xem trọng độ tiên môn, thì thân không cần quá mức lo lắng. bạch trạch nghiêm mặt nói, đại kiếp bu xuống hẳn là còn có một thời gian. lúc này chẳng qua là tạo thành kiếp vận, chắc hẳn. giờ phút này thiện suy tính lại chính suy tính người đã cảm nhận được thiên cơ chi biến hóa. đạo môn tam giáo có nhiều cao nhân, hẳn là đều đã đã nhận ra nơi đây khác biệt. ta chỉ là đi thiên đình nhìn xem có hay không dị trạng. bài tiên sinh không cần phải lo lắng, làm như vậy nhiều sai nhiều đạo lý, ta tất nhiên là rõ ràng. lý trường trọng mỉm cười gật đầu cưỡi mây trở về tiểu quỳnh phong hắn trước dẫn âm căn dặn sư phụ sư muội đoạn này thời gian không nên đi ra ngoài hai người đáy lòng nếu có cái gì ý niệm kỳ khoái cần phải cùng hắn thương lượng rồi quyết định có làm hay không tùy theo ly trưởng thọ tâm thần tại giấy đạo nhân trong lúc đó na trước hết nhất tiến đến thiên đình thiên đình chính là thiên đạo trọng địa nếu thiên đạo xuất hiện dung chuyển thiên cơ xuất hiện biến hóa thiên đình lẽ ra đứng mũi chịu xào tinh thức tự thủy thần phủ lan tràn đi các nơi Ly Trường Thọ thấy được đang cùng thiên tướng vui vẻ đấu vật linh châu tử, thấy được nơi xa đi ngang qua toàn tra thiên binh, thấy được từng người từng người cùng với Hoan Thanh tiếu ngữ tiên tử nhóm. Tựa hồ hết thảy như thường. Lăng Tiêu bảo điện nơi cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, kim quang vường quanh, tường thị xe lẫn, Ngọc Đế bệ hạ bản thể liền tại bên trong lặng yên nằm, trải qua một trận chân thực mộng cảnh. Ly Trường Thọ bưng phất trần, cưỡi mây bay, bay ra thủy thần phủ. Nếu như không phải sợ gây nên chấn giữ thủy thần phủ thiên tướng nhóm khó chịu, hắn hiện tại cũng nghĩ nhất tâm đa dụng trực tiếp dùng mấy con giấy đạo nhân bay ra thủy thần phủ tại thác ngươi nhanh chóng tìm kiếm thiên hà bầu thiên môn bên cạnh đầu xuất cung thiên đình lừa lớn tiên đậu giao trồng trung tâm hết thảy đều như ngày bình thường như vậy không có bất kỳ cái gì dị thường không có nửa điểm dị dạng thiên đình bởi vì ca thủ không nhiều lúc này còn chưa phát hiện thiên cơ hỗn loạn sự tình nhi muốn suy tính đến thiên cơ cũng không phải chuyện dễ là chính mình quá nhạy cảm lý trường trọ đáy lòng âm trầm cô phong thần đại kiếp nếu như là tại 800 đến 1.000 năm về sau. Hiện nay bắt đầu xuất hiện kiếp vân, phong tỏa thiên cơ. Nhưng thật ra là bình thường thao tác, thiên đạo tại tiết kiệm năng lượng, bình thường, tính năng hình thức bên ngoài, khởi động một cái cao cấp đại kiếp hình thức, theo vừa rồi cái kia đạo lôi, có thể phân tích ra. Phong thần kiếp khó là thiên đạo đã định hạ, ổn thỏa lý do, ly trường thọ giấy đạo nhân đã là hành bắt đầu chuyển động. Một đầu giấy đạo nhân đi tìm triệu công minh cùng Hoàng Long chân nhân, một đầu giấy tạo nhân tiến đến đông hải bài phỏng long cung cùng tam tiên đảo tâm thần điểm tự các nơi tại nam hải chi tân thế tục bên trong tìm lý trường thọ muốn biết đáp án một lát sau lý trường thọ một bộ giấy đạo nhân ở trên không cưỡi mây cúi đầu mắm nhìn mặt đất nơi đây là nam triệm bộ châu đông bắc bộ lý trường thọ cỗ này giấy đạo nhân bất quá là vừa mới thức tỉnh tin thức hướng ra phía ngoài dò xét đã phát hiện như vậy tình hình một mảnh rộng lớn vùng quê bên trên số lớn phàm nhân xếp thành hàng dài, dọc theo một dòng sông, hướng phía tây bắc hướng tiến lên. Này đó phàm nhân bên trong, một nửa thân mang giáp ra. Thanh đồng giáp, cầm trong tay trường kích trường đao, một nửa quần áo tả tơi, như dê bò bình thường bị xua đuổi lấy. Nô lệ Nam Châu thế tục mặc dù đã tồn tại vài vạn năm, nhưng bởi vì diện tích quá mức rộng lớn, phàm nhân sức chân có hạn, từng cái khu vực phát triển tình hình không đồng nhất mà nói. Như phần lớn bộ lạc, phương quốc, còn chưa vứt bỏ chế độ nô lệ, tù binh phần lớn sẽ trở thành nô lệ nô lệ dòng dõi cũng sẽ trở thành nô lệ phía dưới những cái đó bị áp giải các phàm nhân chính là một trận đại chiến qua đi bị bắt giữ nô lệ đang bị mang đến một cái mới phát khởi bộ lạc thương lý trưởng thọ tiên thức đảo qua phát hiện tại thương bộ lạc bên trong một trận tế thiên đại điển giờ phút này vừa mới hạ màn kết thúc một cái thân hình to lớn mạnh mẽ nam nhân chính đỡ một vị mỹ mạo ngữ tế ti đi xuống đài cao hễ mấy năm này bởi vì ngọc đế vương mẫu lịch kiếp thân sự tình Lý Trường Thọ ngược lại là sơ suất đối với bên này theo dõi, dù sao có Khổng Nguyên đại tỷ đầu vẫn luôn tại nơi đây chấn thủ, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Treo thương bộ tộc đến Thương Quốc, hẳn là còn đã mấy trăm năm đường muốn đi. Kiếp phận xuất hiện, chính là cùng việc này có quan hệ. Lý Trường Thọ bí mật quan sát một hồi, đợi cái khác giấy đạo nhân liên tiếp đến từng người mục đích, lúc này mới thu nhiếp tinh thần, bắt đầu thăm viếng bạn tốt, không tiêu tốn quá nhiều công phu. Tại Lý Trường Thọ ám chỉ hạ, Triệu Công Minh, Hoàng Long thân nhân phân biệt bấm ngón tay suy tính, sau đó kinh ngạc phát hiện thiên cơ hỗn loạn. Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân đều đã là trải qua hai lần đại kiếp lão linh, giờ phút này chấn kinh trình độ lại hoàn toàn khác biệt. Triệu Công Minh rất bình tĩnh, trước đó thông thiên giáo chủ đã chỉ ra việc này. Hoàng Long chân nhân vội vã cùng Lý trưởng thọ cùng nhau rời đi động phủ. Lý trưởng thọ cỗ này giới đạo nhân tất nhiên là trở về Nam Thiện Bộ Châu. Hoàng Long chân nhân thẳng đến côn lôn Sơn ngọc hư cung muốn đi nhắc nhở xiển giáo các cao thủ những này cũng là đều tại lý trường thọ trong dự liệu làm lý trường thọ kinh ngạc chính là hắn còn chưa đến tam tiên đảo mới từ long cùng bên trong ra tới vân tiêu tiên tử đã cưỡi mây tại mặt biển chờ hắn còn chưa mở miệng nói có quan hệ việc này vân tiêu tiên tử liền ôn như nói tình hình có chút không đúng thiên cơ bị che đậy kiếp phận đã là đang nổi lên cũng không biết sẽ ứng ở nơi nào lý trường thọ không khỏi ôn hòa cười một tiếng vốn là nghĩ đến báo cho vân tiêu tiên tử một tiếng ngược lại là bị vân tiêu tiên tử dặn dò vài câu nàng còn nói xác nhận đại kiếp sắp tới làm lý trường trọ tận lực giảm bớt ra ngoài nếu là bản thể có thể đi thiên đình không thể tốt hơn Ly trường thọ mỉm cười đáp ứng cẩn thận nghe vân tiêu lời nói những này lo lắng lời nói bởi vì là giấy đạo nhân ở đây lý trường thọ cũng không cùng vân tiêu tản bộ nói chuyện phiếm mà là đem cỗ này giấy đạo nhân hóa thành người giấy hình dạng bay đến vân tiêu tiên tử trong tay người giấy chuyển ra lý trường thọ tiếng nói ta nắm lấy rất nhiều năm muốn làm cái càng khôn pháp bảo truyền lại phong thư vẫn luôn có chút không bắt được trọng điểm nay người giấy mà nên làm truyền tin sử dụng nếu là có việc gấp liền lập tức tìm ta thương lượng ly trường thọ nói nghiêm túc vân tiêu tiên tử nghe thực lòng nàng cầm cái bảo hạp đem người giấy để vào trong đó Xác người cất giữ tâm thần rút ra ly trường thọ đem này người giấy xem như dẫn âm chi dụng cũng sẽ không nhờ vào đó nhìn trộm cái gì khục vẫn là muốn bảo trì một chút khoảng cách cảm giác cùng cảm giác thần bí từ biệt vân tiêu tiên tử Lý Trường Thọ tâm thần lạc về lại Tiểu Quỳnh Phong mật thất. Như vậy nhiều năm chuẩn bị, liền bắt đầu phát huy được tác dụng. Mặc dù không thể trắng trợn làm một bản phong thần đại kiếp bách khoa chỉ nam, nhưng Lý Trường Thọ làm những cái đó kế hoạch đã nhưng từng bước một bắt đầu thúc đẩy. Đầu tiên, làm từ tận khởi động kế hoạch biểu. Ùng. Ừ. Lý Trường Thọ tiên thức bắt được linh bên hồ nhà cỏ động tĩnh, nhà mình sư phụ Tế Nguyên đạo trưởng, giờ phút này đổi lại một thân màu xanh đậm mới tinh đạo bào, bưng phất trần, đang từ nhà cỏ bên trong bay ra, hướng đan phòng mà tới. Sát vách nhà cỏ bên trong, Linh Nga cũng theo cửa sổ do xét phía dưới, buồn bực nhìn nhà mình sư phụ bóng lưng. Sư phụ muốn ra ngoài. Lý trường trọ đáy lòng trong nháy mắt nhớ tới còi báo động, theo mật thất bên trong chủ động minh tới, tiếp sư phụ đến đan phòng bên trong. Trường thọ, tính nguyên lão đạo cười nói, vì sư cái này muốn đi thiên đỉnh báo cáo công tác, ngươi trước đây dẫn âm căn dặn, có việc liền chuyên tới để cùng ngươi nói một tiếng. Đi thiên đỉnh, báo cáo công tác, Lúc này, Lý Trường Thọ vội nói. Sư phụ, không báo cáo công tác chính là ta giúp người tại thông minh điện bên trong chào hỏi. Như vậy sao được? Tế Nguyên Cao Mày nói. Thiên đình sự tình, ngươi liền muốn theo chương trình làm. Vi dư hiện nay, xuất liên tục cái sơn môn đều không như sao. Lý Trường Thọ lập tức a khẩu không trả lời được, giải thích nói. Hiện giờ thiên đình chính là có nhiều việc thời điểm, sư phụ ngài không bằng chờ thêm chút thời gian. Đi, đi, đừng hơi một tí liền trừng mắt sơ phất trần nha. Tề Nguyên nói. Vi sư liền đi thông minh điện bên trong thuật cái trước mà thôi. Ngươi là thiên đình chính thần, vi sư cũng muốn lấy ra chút thiên đình chính thần chi sư tinh khí thần đến. Trường trọ A. Đệ tử tại. Vi sư đột nhiên nghĩ thấu, Tề Nguyên cười âm thanh, trong tay phất trần nhẹ nhàng hất lên, cười nói. Cùng với tinh thần xa suốt sống qua ngày. Không bằng tiêu sái một ít, đi khắp nơi đi nhìn xem. Như thế nào sống không phải sống. Vì sao luôn luôn sống ở ngày xưa chuyện xưa bên trong hướng về phía trước xem vi sư còn có bó lớn thời gian nhưng tiêu giao khoái hoạt nhiều đi xem một chút hồng hoang phong quang Lý trường thọ nghe vậy đáy lòng đầu tiên là một hồi vui mừng sau đó chính là có chút tỉnh táo trước mắt chính là đại kiếp ấp của thời điệp sư phụ rất có thể liên nhận lấy kiếp vận ảnh hưởng lại bởi vì đạo tâm cảnh giới khá thấp này lại sao động có lẽ càng cường liệt đen sư phụ trói tại núi bên trong cái này sợ là không quá thích hợp lập tức lý trường trọ liền sư phụ dâng lên hai tên kim tiên cảnh giới đạo nhân làm hộ pháp lại đen sư phụ kéo đi bạch trạch trước mặt mời bạch trạch toàn lực cảm nhận hạng, nhà mình sư phụ nếu là ra ngoài các hung như thế nào tề nguyên này đã không phải lần thứ nhất nhìn thấy bạch trạch cũng chi bạch trạch là một vị tu vi không tầm thường kỹ nghệ bất phàm đầu bếp đối với bạch trạch có chút khách khí bạch trạch tự biết lý trưởng thọ sư phụ tề nguyên sư muội linh nga tại lý trưởng thọ đạo tâm bên trong tỷ trọng lập tức hoa ra bàn thể biến thành thị thú dáng vẻ một cai trường vũ chậm rãi hướng về phía trước, mà về tề nguyên lão đạo ngược. Tề nguyên có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tùy theo lý trường thọ cùng bạch trạch giày vò. Không bao lâu, bạch trạch cười nói, ta vừa rồi tưởng tượng cùng đạo hữu cùng nhau ra ngoài, đáy lòng cũng không lo lắng cảm giác. Nếu bần đạo thần thông không có phạm sai lầm, tựa hồ còn có một trận cơ duyên. chờ đạo hữu hái, lý trường thọ hai mắt tỏa sáng, muội hỏi, cái nào cơ duyên? Bạch Trạch vừa muốn thói quen bấm ngón tay suy tính, ngón tay cứng đờ, một hồi cười ngượng ngùng. Cái này cũng là không nói chính xác, bần đạo có thể có cái nào cư duyên. Tề Nguyên lão đạo mỉm cười nói xong, có lẽ là đi Thiên đỉnh đến một phen ngợi khen, đối với bần đạo tới nói. Đã là khó được chuyện tốt. Bạch Trạch cười không nói. Ly trừ Thọ vẫn có chút không quá yên tâm, nhưng sư phụ muốn ra ngoài, lại đi chính là Thiên đỉnh, lại có Bạch Trạch như vậy lời nói. Sư phụ ta đưa ngươi đi thiên đỉnh đi. Ngươi đưa làm gì? Tề Nguyên lão đạo thở dài, vi sư cũng không phải là ba tuổi anh hài. Ngươi lại ở chỗ này chờ, ta mang ngươi giấy đạo nhân cùng nhau đi. Nở lai liền có thể trở về. Nói xong, Tề Nguyên lão đạo chậm rãi cưỡi mây mà lên, trở ra hắc trì phong bên trên trọng trọng đại trận, chợt tiến đường đi sơn môn, chạy tới đông thiên môn nơi. Lý trưởng Thọ tự nhiên không dám khinh thường. Hiện nay kiếp phận vừa tới, Chính mình sư phụ liền có chút không hiểu ra sao muốn đi thiên đỉnh báo cáo công tác, cái này khiến Ly Trường Thọ như thế nào dám xen thừa. Một đầu giấy đạo nhân thi triển hóa hình thuật hóa thành linh điểu, dương cánh truy hướng về phía Tề Nguyên. Đoạn đường này không có chút nào phong ba, Tề Nguyên thuận lợi đến, cầm chính mình sơn thần tiểu ấn, thông qua đông thiên môn. Ly Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, thiên đỉnh bên trong giấy đạo nhân tiên tức tiếp tục truy tung sư phụ tung tích. Tùy theo, Ly Trường Thọ tâm niệm vừa động, đợi sư phụ tiến vào thông minh điện bên trong, liền vân chút tâm thần lái giấy đạo nhân tiến đến xem phong thần đại vai phụ tình hình cái kia tình trường thất ý báo đen cũng không biết chịu kiếp phân ảnh hưởng lúc này sẽ có thay đổi gì như lý trừ thọ rất nhanh liền có chút thất vọng báo đen giờ phút này vẫn là trong động tu hành tu vi cảnh giới mặc dù tăng lên không ít nhưng cũng không có bất luận cái gì dị trạng lý trường thọ bí mật quan sát hồi lâu phát hiện máu đen không xuất quan mục đích tiên đình thông minh điện bên trong lại xuất hiện nho nhỏ rối loạn tâm thần lập tức rời về đã thấy đông mộc công chính lôi kéo nhà mình sư phụ tề nguyên lão đạo cổ tay tự điện bên trong rậm chân mà ra hai người cứng rắn nói thật vui tề nguyên đạo hữu ta tiễn ngươi một đoạn đường đông mộc công đại nhân sự vụ bận rộn tiểu thân chính mình trở về liền có thể ai có mà làm được đông mộc công xích lại lần cười âm thanh chúng ta cùng thủy thần đều là trí giao hảo hữu tề nguyên lão đạo lập tức các mại cười làm lành muốn tránh thoát lại không dám chỉ có thể nhìn chằm chằm chung quanh kia từng đạo ánh mắt tò mò cúi đầu đi tại đông mộc công bên người mộc công điều một chi thiên binh tại chung quanh bảo vệ tế nguyên lão đạo càng lộ vẻ câu nệ ly trưởng trọ âm trầm cười khẽ dùng biến hình thuật hóa thành chim bay tại cách đó không xa đi theo nhà mình sư phụ tay áo bên trong còn có hai cái kim tiên cảnh giấy đạo nhân một đầu thiên tiên cảnh giấy đạo nhân trở ra đông thiên môn thẳng hướng đông thắng thần châu mà đi trên đường đi đông mộc công cùng tế nguyên lão đạo giới cho chuyện có chút vui vẻ ly trường thọ trong mắt tràn đầy ý cười đột nhiên có một loại vi diệu lão phụ thân tâm tính bất kính này bất kính chính lúc này lý trường trọ bên tai đột nhiên nghe được một tia kỳ lạ hoan thanh linh giác run rẩy hình như có nguy hiểm đến tiên thức bỗng nhiên bắt được một tia bạch quang từ đuôi đến đầu bay vụt mà đến thẳng đến đông mộc công mà đi cảm ơn tế Kiêu đã ủng hộ ngay ngươi đam này bạch quang đến quá mức nhanh chóng trước một cái chớp mắt chỉ là hàn quang chợt hiện tiếp theo một cái chớp mắt đã huyền tại đông mộc công cùng tiến nguyên trước mắt kia đội thiên binh tu vi cao nhất bất quá chân tiên cảnh, giờ phút này hoàn toàn làm không ra bất kỳ ứng nối. Đông Mộc công sắc mặt đại biến, vô ý thức giữ chặt Tề Nguyên lão đạo cánh tay, đem hắn hướng phía sau đột nhiên hất lên. Tề Nguyên lão đạo ai này một tiếng, kém chút liền bị quang đến tan ra thành từng mảnh. Cùng lúc đó, Mộc công quanh người kim quang đại tác, đạo bào bên ngoài hiển lộ ra nửa người bảo giáp, tay trái không kịp cầm ra pháp bảo, trực tiếp đối phía trước bổ ra một chưởng. Thiên đình Mộc công, đầu pháp màu xanh gió xoáy từ hắn lòng bàn tay phun trào gió xoáy phun ra một đạo màn ánh sáng màu xanh mộc công dâu tóc phất phới hai mắt tràn đầy uy nghiêm như này màn sáng không kịp tiến hành cái kia đạo lơ lửng bạch quang bỗng nhiên bộc phát một tường trùng sáng chiếu thấu thiên địa đem phương viên trăm dạm chiếu lên trong suốt ly trường thọ hóa thành chim bay giấy đạo nhân giờ phút này kết một khoảng cách lại như cũ bị này bạch quang ngơi thương tích chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bạch mang nguyên thần chi lực cơ hồ bị tách ra hắn vô ý thức làm này cỗ giấy đạo nhân lui lại hai cỗ tâm thần đã buông xuống sư phụ tay láo bên trong giấy đạo nhân trên người chức cứu sư phụ như vậy cấp độ đầu pháp sư phụ sát liền tổn thương đụng tới liền chết một ngụm tiên khí đều có thể trực tiếp đem sư phụ tan đi cái là tại này phiến gấp rút bộc phát bạch quang bên trong tề nguyên tay láo bên trong bay ra hai đạo lưu quang hai cái kim tiên cảnh giấy đạo nhân hóa thành hai tên trung niên khuôn mặt thiên tướng số một giấy đạo nhân nắm lấy tề nguyên lão đạo đầu vai phun trào tiên lực bao trùm tề nguyên lão đạo trong tay lấy ra một đầu quen thuộc túi gia thú thân hình liền muốn nhanh chóng thối lui số hai giấy đạo nhân vào thẳng hướng đông mộc công tiên lực ngưng tụ thành dây thường hướng về phía trước vung vẩy ý đem đông mộc công tự bạch quang lồng nặc nhất nơi lấy ra lý trường thọ giờ phút này phản ứng đã là vô cùng nhanh chóng nhưng kia bạch quang phun trào khoảng cách quả thực quá ngắn Nắn đến lý trường thọ đều thi triển không ra đắc ý nhất động pháp đối phương hữu tâm tính vô tâm lại có lẽ là kiếp vận ảnh hưởng lý trường thọ nguyên bản nguy cơ dự cảm lần này căn bản không có hiệu quả. Số một giấy đạo nhân còn không thể đem sư phụ mang đi. Số hai giấy đạo nhân tay trái đầu ngón tay, vẫn chưa chạm đến đông mộc công kia phiêu giật màu xám mở đầu. Đây trời bạch quang lại trong nháy mắt kiểm chế, phương viên trăm dặm càn khôn đâu chuyển, tâm dương đổi chỗ, từ cực lượng chuyển làm cực ám. Tiên thức đều bị áp chế tại quanh người mấy chục trượng phạm vi, như là bị giam vào hắc ám lao tù. Cái này cũng chưa hết. Ngay tại kia sáng cùng tối cực nhanh chuyển đổi trong nháy mắt, Lý Trường Thọ thông qua chỗ xa xa kia cỗ giấy đạo nhân, miễn cưỡng thấy được một đầu ngân bạch con thoi lơ lửng tại Đông Mộc Công trước mặt, trên đó chính đã xuất một vòng sóng nước. Sóng nước xa xa phiêu đãng. Vô thanh vô tức, kia đội thiên binh không thể phát ra nửa điểm tiếng hừ, thân thể ngã ọt, nguyên thần phá tán, giống như hạ sủi cào hướng về phía dưới rơi xuống, đã không có nửa phần khí tức. Độc. Lý Trường Thọ cũng coi là chuyên nghiệp vung độc luyện khí sĩ, như thế nào không nhận ra nước này đợt là vật gì? Ngươi rất thủ tuyệt đối là dùng độc cao thủ, này con thoi trạng linh bảo cũng là có chút lợi hại theo đánh lén đế phóng độc hoàn toàn không cho bình thường kim tiên cao thủ Đông mộc công nửa điểm cơ hội chạy thoát đương nhiên việc này cũng không thể trách mộc công lý trường thọ có thể làm ra ứng đối cũng không nhiều chỉ là truyền thanh nói câu đắc tội đen sư phụ đánh cho bất tỉnh tiện tay lấy ra một đầu ra thú linh bảo túi đem tề nguyên lão đạo chứa vào cái túi thu vào tay láo bên trong đông mộc công kêu rên một tiếng đau đớn hai mắt rung động toàn thân lại lấp lánh khởi hắc quang hộ thể tiên quang chỉ chốc lát đều không thể kiên trì đã là tại kia sóng nước bên trong trực tiếp tan tác ly trường thọ mộc công giấy đạo nhân số 2 khẽ quất một tiếng vội vàng hướng trước đỡ đông mộc công cánh tay nhưng từ từ tiếng vang giấy đạo nhân bàn tay lại bị hắc quang ăn mòn lộ ra màu trắng mặt giấy tết thương giống như cháy rụi đồng dạ ly trường thọ lấy ra mấy khỏa mỗi cái kim tiên cảnh giấy đạo nhân đều sẽ phân phối giải độc đan nhét vào đã bắt đầu ý thức không rõ đông mộc công trong miệng trợ hắn đối kháng kịch độc xâm nhập. Theo Mộc Công tu vi liền có thể đánh giá ra, nay vị trên danh nghĩa Thiên đỉnh người đứng thứ hai, ngài đình thường là thật tại bận bịu Thiên đỉnh sự vụ. Cùng lúc đó, hắn thông quang ngoại bộ số 3 giấy đạo nhân hai mắt, quan sát đến này đoán đen nhánh nơi. Mới vừa rồi bị độc chết thiên binh, Hà Lạc hơn người trưởng thân thể liền lơ lửng tại không trung, hiển nhiên là gặp trở ngại. Có giải độc đan tương trợ, Mộc Công miễn cưỡng tỉnh lại lên tinh thần, không học thờ hồn hền. Lý Trường Thọ này hai cỗ giấy đạo nhân, trừ lại trực tiếp bị bỏng, cũng không bị loại kịch độc này ảnh hưởng. Giờ phút này hai mắt chừng có phần tròn. Ta. người giấy. Một tiếng không phân biệt nam nữ. Có chút u lãnh tiếng nói. Ngay tại này phiến hắc ám bên ngoài truyền đến. Không nghĩ tới. Kỳ thần lại còn có hóa thân ở chỗ này. Ngày hôm nay quả nhiên là có niềm vui ngoài ý muốn. Thủy thần. Đông Mộc Công có chút kinh ngạc. Nhìn bên người này hai tên trung niên thiên tướng. Lý trường thọ chậm rãi gật đầu. cúi đầu liếc nhìn hai cái lúc này đã nát sữa người giấy bàn tay. Đây chính là giấy đạo nhân lớn nhất tệ nạn hộ thể tiên lực bị phá đi về sao? Thật bạc mệnh như tờ giấy. căn cứ giấy đạo nhân biểu hiện, Lý trưởng Thọ cũng có thể đánh giá ra. Đối phương dùng độc cũng không phải là trực tiếp nhằm vào nguyên thần. sư phụ đã bị an toàn lại thô lỗ bảo vệ. Hai cái giấy đạo nhân hóa thành thiên tướng, một trái một phải đứng tại một công bên người, nổi lên kế tiếp thế công. Xung quanh ẩn núp đủ kiểu hung hiểm. Đối phương chưa chân chính hiện thân, ngược lại cho phe mình áp lực cực lớn, vì kéo dài thời gian. Lý Trường Thọ cũng lấy ra một điểm nhỏ át chủ bài, hai cái giấy đạo nhân khí tức cấu kết, biểu tình hoàn toàn nhất trí. Đối phương rõ ràng có chần chờ. Thể nội hai viên kim đa nhẹ nhàng chiến minh, Lý Trường Thọ này hai cỗ giấy đạo nhân chủ động tràn ra uy áp, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Hiện tại nhất định phải kéo dài thời gian. Ngay tại đối phương mới vừa làm khó dễ lúc, Lý Trường Thọ bản thể đã làm mang nhà mang người, mang theo vẫn luôn không trả trở về tháp ra cùng càn khôn xích, hướng nơi đây gấp đuổi, bị phục kích nơi ngay tại đông thắng thần châu biên duyên khoảng cách độ tiên môn cũng không tính quá xa bằng lý trường thọ đột pháp chỉ cần hai cái kim tiên cảnh giấy đạo nhân kéo dài chỉ chốc lát liền nhưng giống chợt nghe đến chấn thiên hổ gầm âm thanh xung quanh càng khôn run rẩy lý trường thọ cùng một công bỉnh đầu dưới chân có cự vật tại cấp tốc tới gần kia dường như một ngụm cự đại hổ miệng lúc này chung quanh lại hung hiệp cũng không thể ngồi chờ chết lý trường thọ hai cái giấy đạo nhân kim quang đại tác tinh lực như muốn đối với ngay phía trước phun trào trong bóng đêm có đạo thon dài thân ảnh chợt lóe lên lập tức lùi lại hiển nhiên là không nghĩ đón đỡ lý trưởng trọ một chiêu này mãnh kích nói thì trọng khi đó thì nhanh lý trưởng thọ khẽ quát một tiếng nhất chuyển thế công tài hữu đồng thời giữ chặt chư chiến đã trọng thương mộc công thân ảnh hóa thành một đoàn kim quang tùy tiện chọn cái phương hướng bắn nhanh mà đi lúc này không trốn chờ đến khi nào như lý trưởng thọ mới vừa thoát ra mấy chục trượng liên giác phía trước càn khôn bị phong tỏa kim quang bị đỡ được một cái chớp mắt chính là này muốn mạng một cái chớp mắt ly trường thọ tay không linh bảo không cách nào lao ra lại muốn thúc khởi càn khôn động thuật nhưng đạo vận chưa thể tiến hành che dưới kia hai khối cự đại cái bóng trực tiếp khép kín đem bọn hắn bao ở trong đó càng khôn triệt đề phong tỏa ly trường thọ cùng chính mình hai cỗ giấy đạo nhân liên hệ gần như bị hoàn toàn ngăn cách ly trường thọ duyên thấu qua số ba giấy đạo nhân xa xa có thể thấy được một đầu thân dài mấy trăm trượng hai cánh ba đầu bạch hổ bên trái kia khỏa đầu đem hắn hai cỗ giấy đạo nhân đông mộc công cộng thêm trong túi sư phụ một ngụm nuốt hết mênh mang bạo ngược uy áp từ này hai cánh ba đầu bạch hổ quanh người khuếch tán ra đến đầu này bạch hổ liền giống như là nay phiến thiên địa vương giả phía bên phải kia khỏa đầu hổ ngửa đầu phát ra một tiếng hổ khiếu túc sát vạn giọng thật vào hổ khẩu chính lúc này hưu kia một tia ngân bạch ánh sáng lại xuất hiện ly trường thọ này cỗ theo đuôi sư phụ giấy đạo nhân bản thân cũng chỉ có tương đương với thiên tiên cảnh hậu kỳ thực lực giờ phút này làm này cỗ giấy đạo nhân đối mặt cái kia thanh ngân toa Lý trường thọ cũng không làm thuận lợi đào thoát vọng tưởng ngược lại là thừa dịp ngân toa đánh tới trong né mắt thân hình toàn lực thi triển động pháp lui lại cho chính mình tranh thủ nói câu nào thời cơ nếu tổn thương hai bọn họ diệt ngươi cửu thế tôn phù một tiếng nhẹ vang lên nay giấy đạo nhân trực tiếp bị ngân toa đâm thủng cùng lý trường thọ tâm thần chặt đứt liên quan sư phụ bên trong lòng đất lý trường trọ bàn thể giống như một đoàn lưu xa chính thấp nhanh xuyên qua Lý trường thọ tâm thần cùng kia hai cỗ kim tiên cảnh giới đạo nhân giờ phút này vẫn như cũ duy trì yếu ớt cảm ứng hắn có thể nghe được một công độc tính phát tác sau đau khổ hư nhẹ có thể cảm nhận được chính mình sư phụ tại kia trong túi rất nhỏ hoạt động lúc này bọn họ nơi phương vị tại tây bắc lại khoảng cách tại không ngừng rút vào nhưng đầu kia hai cánh ba đầu bạch hổ tu vi cảnh giới có chút cao thâm giờ phút này toàn lực phi độ Lý trường thọ cũng vô pháp lập tức đuổi theo trong tay cầm càn khôn xích phát ra trận trận nổ đùng thổ động cùng Càn Khôn động Pháp do thế thi triển, tại khắp mặt đất điên cuồng đuổi theo. Trong đôi mắt, từng tia từng tia thủy lam sắc ánh sáng nở rộng. Đám này yêu tộc ngày hôm nay muốn đối phó, chính là Đông Mộc Công. Thiên đình bên trong tất nhiên có phản đồ, đen Đông Mộc Công hành tung bạo lộ ra. Giờ phút này đại kiếp kiếp vận buông xuống, suy tính chi pháp mất đi hiệu lực, nếu không phải phản đồ mật báo, như Thiên đình như vậy khổng lồ, một cái thiên binh đều có thể làm những việc này. Ly Trường Thọ lúc này đã là rõ ràng, chuyện hôm nay nguyên nhân nơi nào? giống như mấy năm trước thiên đình xuất hiện lời đồn bình thường yêu tộc đen thiên đình điểm đột phá xem như mộc công mộc công là nhị gia chính thần hào nam tiên đứng đầu bị đứng ở vị trí này lúc liền bị xem như là thiên đình người đứng thứ hai yêu tộc nếu hiếp bách mộc công bước thiên đình cúi đầu thiên đình liền sẽ lâm vào lưỡng nan nơi vô luận không để ý mộc công toàn lực xuất binh cô kỵ mộc công đáp ứng yêu tộc điều kiện đều sẽ xưng yêu tộc tâm ý mộc công nếu bị xem như đối phương thể đánh bạc thiên đình uy nghiêm không còn sót lại chút gì Thiên Đình không xuất binh cũng muốn xuất binh, nhưng lúc này theo Thiên Đình điều binh rõ ràng vô dụng, không nói đến Thiên Đình binh mã phần lớn tu vi bất quá chân tiên. Đối mặt lớn như vậy yêu đối phương một ngụm chính là mấy vạn thiên binh thiên tướng. Do Thiên Đình Long Cung các vùng điều động binh mã tới về thời gian căn bản không kịp, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cứ trở về sư phụ cùng mộc công sư giúp đỡ người bên cạnh. Lý Trường thọ ngay lập tức nghĩ đến chính là Đại Pháp sư, nhưng Đại Pháp sư giờ phút này căn bản không tại ngũ bộ châu triều công minh vân tiêu tiên tử kiếp phận ngay tại đỉnh đầu chính mình thật sự muốn để bọn họ xâm nhập kiếp phận lây dính có lẽ có thể tránh thoát đại kiếp nhân quả sao đuổi theo chỉ cần có thể đuổi theo chính mình liền có thể cứu ra sư phụ cùng mộc công đội pháp toàn bộ triển khai lý trường thọ toàn thân lóng lánh thủy lam quang mang tiên lực điên cuồng tôn ra từng đầu địa mạch bị ném ở phía sau im lục áp tê phương giáo tỉnh táo giờ phút này nhất định phải giữ vững tỉnh táo sư phụ bị cuốn vào đông mộc công sự tình đơn thuần ngoài ý muốn đối phương muốn dùng mộc công làm thẻ đánh bạc định sẽ không trực tiếp đánh giết mộc công đồng lý sư phụ tạm thời cũng là an toàn lý trường thọ chịu đựng kích động đến mức muốn chửi người khác đưa tay đánh chính mình một bạt tay để cho chính mình cưỡng ép tỉnh táo lại không ngừng suy tư nghĩ cách cứu viện chi pháp lúc này mặc dù sốt ruột lại như cũng không quên ngụy trang tự thân đơn giản hóa thành thường dùng tiểu pháp sư bộ dáng tiểu quỳnh phong dưới đất mật thất bên trong lý trường thọ một bộ giấy đạo nhân quỳ hối thánh nhân bức họa phía trước nhưng thánh nhân bức họa không phản ứng chút nào thánh nhân lão ra ý tứ là mộc công muốn như thế nhập kiếp lý trường thọ tất nhiên là sẽ không quên rơi đông mộc công mệnh trung chú định có cái tử kiếp không phải từ đâu ra sau này thuần dương kiếm tiên lữ đồng tân nhưng mộc công chi kiếp cùng phong thần đại kiếp đụng vào còn đem chính mình sư phụ cũng kéo vào kiếp nạn bên trong sư phụ hắn bất quá là cái dựa vào bàn đào mới đến chân tiên cảnh thực lực chân thật chảm không nỡ nhìn chọc tiên còn lại thọ nguyên hào hào hưởng thụ cũng không tệ rồi vì sao còn muốn thừa nhận sư phụ như vậy chọc tiên không thể thừa nhận trọng ngày hôm nay ra tay yêu tộc đại năng dù là thổi một hơi sư phụ đều có thể hài cốt không còn cũng nguyên nhân chính là đây nghi cách cứu viện độ khó dị thường khổng lồ hắc chỉ phong nhận được dẫn âm bạch trạch lập tức thi triển thần thông hóa thành một đoàn hắc quang xông ra hắc trì phong đại trận đầu tiên môn hộ sơn đại trận truy hướng lý trưởng thọ cho phương vị bạch trạch động pháp thần thông cũng có chút có hạn mặc dù dùng bản thể bay lên tương đối yêu nghĩ nhưng đẹp mắt thành phần chiếm đa số tốc độ tạm được bên kia lý trường thọ tại khắp mặt đất sông ra không biết bao xa hắn tâm thần chợt chấn động đã là dưới mặt đất đoạt phọt tới chính mình hai cỗ giấy đạo nhân trước đó lý trường thọ trong mắt thần quang ngừng lại thân ảnh tự dưới mặt đất sông ra trong tay càn khôn xích lấp lóe sáng ngời bá một tiếng tan biến tại mặt đất xông vào đầy trời nồng vụ. Nơi này là Bắc Châu Trướng Khí Mây. Đoạn đường này đuổi theo, cũng bất chi bất giác đã vào tới Bắc Câu Lô Châu nội địa. Lăng Ly Trường trọ đáy lòng trầm xuống chính là, trước đây hắn toàn lực thôi động động pháp, tiên thức không cách nào kéo dài tới quá xa, giờ phút này tiên thức khuếch tán ra đến, lại đã hiện ra hơn mười mấy cổ uy áp ở trong mây các ngươi chiếm cứ. Dần gần xa xa. Cách nơi đây ngàn dặm đến vạn dặm không giống nhau. Rất rõ ràng, hắn lần này đụng phải yêu tộc đại năng hang ổ bên trong nhưng lúc này quyết không thể do dự mộc công cùng sư phụ tính mạng ngay tại đầu kia hồ yêu trong miệng lý trường thọ thân ảnh cấp tốc hiện lên ninh hướng phía trước nồng đậm màu xanh nâu mây mù bên trong kia càng phát ra nặng nề khổng lồ cái bóng sốt ruột tiếng gào tiếng nổ đùng đoàng càn khôn chấn động mây mù băng tán đầu tiên là một tiếng nham hiểm tiếng hừ lạnh lại là cường quang bộc phát chuyển làm đen nhánh lồng giang tiếng hổ gầm chấn thiên mà lên Từng đoàn từng đoàn nổ tung mây mù bị cuồng phong bay tới không trung. Trong điện quang hỏa thạch, tại kia hình thể khổng lồ ba đầu hai cánh hổ yêu bên người, hai thân ảnh cực nhanh giao thủ, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đầu kia hổ yêu đầu trái đóng chặt, hai cái đầu phun ra đầy trời băng ngọn lửa màu xanh lang, bốn cái mắt hổ bên trong chém ra đạo đạo kim quang, lại đuổi không kịp Lý Trường Thọ kia không ngừng lấp lóe thân ảnh. Cảm ơn tu tin 1610 đã ủng hộ ngay. Ngươi đam, đầu pháp, đầu pháp, đầu pháp. Càn khôn dích điều khiển càn khôn. Được pháp phát huy đến cực hạn, tâm thần điều vận, quy về bản thể, toàn lực suy tính cứu người ổn thỏa nhất thủ đoạn. Tại chung quanh những cái đó yêu tộc đại năng chạy đến trước đó, đen trước mắt cái này bọ cạp tinh, cái này ba đầu hổ yêu đánh tan, cứu ra sư phụ cùng Mộc Công. Sư phụ hắn, bóng người giao thoa, càng khôn xích dung chuyển trong lúc đó, Lý Trường Trọ đáy lòng bỗng nhiên giật mình. Chính mình, đây là thế nào? Đạo tâm không ngừng dung nhẹ, Lý Trường Thọ thân hình không ngừng, lại chủ động tại hổ yêu bên cạnh vội vàng thối lui mấy chục trượng, càn khôn xích nhẹ nhàng lắc lư thân hình liên tiếp lấp lóe đen kia mang theo thuần màu trắng mặt nạ phân không ra năm nữ bọ cạp tinh bỏ xa ly trưởng trọ lao xuống tiến lên trường tâm lôi quang nở rộ đây trời lôi màn theo bốn phương tám hướng đánh tới hướng đầu kia hồ yêu hồ yêu hai cánh tuôn ra đạo đạo huyết mang Đen tự thân bao khỏa trong huyết quang ngăn cản sớm xét lôi độ ly trưởng thọ trốn vào lôi quang bên trong sách theo càn khôn xích lần nữa phóng tới đầu này hình thể khổng lồ hồ yêu nhưng đạo tâm bên trong lại lâm vào cự đại hoang mang hắn như thế nào liền lên đầu sư phụ nhất định phải cứu nhưng chính mình một mình đến đây bác châu cũng không phải là ổn thỏa nhất cao minh nhất lựa chọn lúc này kịch liệt như thế đầu pháp ngược lại lại càng dễ đem sư phụ đạt hiểm địa nếu bình thường chính mình toát ra ý nghĩ dù là không phải truyền giới lực chú ý đối với yêu tộc tạo áp lực Cũng ứng tìm đến mấy vị cao thủ đồng hành triệu đại gia cùng vân tiêu tiên tử vốn là tại trận này đại kiếp ứng kiếp trên danh sách chính mình không muốn để cho bọn họ ra tay Tiêu cũng có thể tìm hoàng long chân nhân thái ất chân nhân mặc bình chân nhân này loại nguyên đàn đại kiếp bên trong không có xảy ra việc gì cao thủ cùng lắm thì chính là hứa lấy lợi lớn lấy nhân giáo thánh nhân đệ tử thân phận đi mời bọn họ ra tay bọn họ lại như thế nào sẽ cự tuyệt vì sao chính mình toát ra mời người hỗ trợ ý nghĩ này lúc sẽ bởi vì triệu đại gia cùng vân tiêu tiên tử chặt đứt cái này ý nghĩ có vấn đề thương bộ lạc quật khởi kiếp phận đột nhiên buông xuống sư phụ đột nhiên ra ngoài Chính mình tại ngăn cản sư phụ lúc Đáy lòng đột nhiên nổi lên sen thường cùng tự mãn Lúc ấy chính mình đáy lòng ý nghĩ Đúng là chính là đi thiên đình mà thôi Mà, mà thôi Chính mình đây rốt cuộc là thế nào độ tại lôi quang bên trong Càng khôn giết không ngừng phía trước công Phía sau đầu kia thượng cổ lão bọ cạp thế công Hoàn toàn bị lý trưởng thọ dùng động pháp bỏ lại đằng sau Tịch liệt đầu pháp bên trong Lý trưởng thọ tại si tư Tại si nghĩ lại chuyện đã qua đang tìm chính mình dị thường nơi phát ra nhưng bất kể như thế nào suy nghĩ lại chuyện đã qua hắn lúc này đã là tạm thời phía trên đuổi tới nơi đây sắp lâm vào thượng cổ yêu tộc đại năng trong vây công đây là không cách nào sửa đổi cục diện chính mình tựa hồ bị ảnh hưởng gì đến rồi lúc này đạo khu nguyên thần tại cùng yêu tộc đại năng đầu pháp nhưng tâm thần chỗ sâu nhất là tại cùng một loại nào đó tồn tại bí ẩn đánh cờ Lý trường thọ tính cảnh giác táo đến điểm cao nhất nữ oa thánh nhân kia hơi có chút xem thường tiếng nói tựa hồ còn ở đáy lòng hắn xoay quanh. Người kia đã thành thiên đạo diễn biến không thể thiếu một vòng. Thiên đạo, kiếp vận. Lãng tiền bối. Bỗng nhiên, Ly trưởng thạo nghĩ đến Vân Tiêu tiên tử, đây coi như là hắn hiểu khá rõ, nàng ôn nhu như nước, dịu dàng động lòng người. Đối với thánh nhân tràn đầy kính sợ, nhưng đại kiếp lúc nàng vẫn là hạ tràng, cùng hai cái muội muội cùng nhau đối với thánh nhân ra tay sao? Thiên địa sinh linh, đều tại thiên đạo bên trong. Đại đạo năm ngươi, thiên diễn 49, tuyệt giáo giáo nghĩa chính là lấy ra một chút hy vọng sống một tuyến sinh cơ kịch liệt đấu pháp bên trong ly trường thọ lúc này đã là hoàn toàn rõ ràng hắn trước đây mí mắt nhẹ nhảy cũng không phải là bởi vì cảm ứng được kiếp vận hắn tu vi cảnh giới kém xa bạch trạch bạch trạch còn cần đi suy tính mới có thể cảm ứng được kiếp vận chính mình làm sao có thể trước tiên cảm ứng lúc ấy mí mắt nhảy đáy lòng nổi lên từng tia từng tia khí tức nguy hiểm là thiên đạo đối chính mình hạ thủ hoặc là nói thiên đạo lão ra muốn dùng hắn tại đại kiếp bên trong làm chút gì đau đầu chính mình lúc này nhìn như là tại cùng yêu tộc đại năng đầu pháp trên thực tế là tại cùng đại kiếp đối kháng mặc dù này loại đối kháng cũng không tính kịch liệt nhưng từ góc bộ này đi suy đoán Một công tám thành là không cứu lại được tới không không thể như thế kết luận này có khả năng vẫn là bị kiếp vận quấy nhiễu sau sinh ra ý nghĩ dù là này một đợt là sư phụ phải ứng kiếp khả năng lại thấp cũng không thể xem nhẹ khả năng này còn có thể thiên đạo sớm đã phát hiện chính mình muốn tại phong thần đại kiếp bên trong vớt người dùng sư phụ làm mòi nổ tiếp tay yêu tộc cho chính mình rơi đài lúc này danh giới cuối cùng chính là tự vệ cùng cứu sư phụ bảo chụp cái này danh giới cuối cùng suy nghĩ tiếp cứu mộc công sự tình không phải ai cũng cứu không được nhưng như thế nào cứu muốn cùng đại kiếp đối kháng không không đúng đại kiếp là thiên đạo thôi động đây là chính mình không cách nào chống cự chặt lên đến liền là châu chấu đá xe muốn cùng ảnh hưởng chính mình cỗ lực lượng kia đọ sức muốn nhìn thấy đại kiếp danh giới cuối cùng cùng với co giãn không gian tại cái góc bộ này đi cân nhắc vấn đề tìm được phương pháp giải quyết còn tốt chính mình sớm đã làm chuẩn bị tại mưu tính phong thần đại kiếp lúc sớm đã cân nhắc qua như vậy tình hình từng nhớ rõ hắn đối với linh la mấy trăm lần dạy bảo cái gọi là át chủ bài chính là thời khắc mấu chốt lấy ra có thể nghịch chuyển tình thế thủ đoạn mà như vậy thủ đoạn hắn xưa nay không thiếu hư chói tai sốt ruột tiếng gào bên tai bên cạnh nổ vang tại lý trường thọ phóng thích lôi quang khoảng cách kia một cái tiên thiên linh bảo cấp màu trắng bạc con thoi lại xuất hiện hướng lý trường thọ mặt đánh tới lý trường thọ thân hình lúc này chính là tại nằm ngửa tư thế đỉnh đầu huyền hoàng tháp giải xuống đạo đạo thất thải hào quang huyền hoàng khí tức cực kỳ chặt chẽ đem lý trường thọ bao vây lại tháp ra kia thoải mái nhàn nhã tiền nói tại lý trường thọ đáy lòng vang lên tiểu đồ đệ buông tay làm có thể kịp thời tỉnh mộ đủ để làm lão gia đệ tử đây chính là người bái sư phía trước sau cùng thí luyện rõ ràng tháp ra tại nhắc nhở chính mình khẳng định chính mình ý nghĩ tạ tháp gia lý trường thọ hít sâu một hơi căn bản không đi quản bên cạnh đánh tới con thoi hai mắt nhắm lại tâm thần thế giới bỗng nhiên bóp lại tạm dừng khóa năm tháng trừ hàm một cái nháy mắt ngay tại lý trường thọ đáy lòng vô hạn kéo rũi thiên đình thủy thần phủ mọc bế vương mẫu lịch kiếp thân ở thương bộ lạc nơi hải thần miếu các nơi tiểu quỳnh phong nơi sơn môn chung quanh từ hải long cung gần đây địa phủ phong đô thành gần đây huyết hải biên duyên thiên nhai hải giác gần đây bắc câu lô châu danh giới gần đây vân tiêu tiên tử khuy các linh nga ống tai láo hữu cầm huyền nhã trước bàn trang điểm toàn thể giấy đạo nhân trong nháy mắt tạm dừng nguyên thần chi lực ba động vừa lúc nay hồ yêu trong miệng hai cái kim tiên cảnh giấy tạo nhân cùng lý trường thọ tâm thần liên quan vô cùng yếu ớt lúc này cũng không ảnh hưởng lý trường thọ thi triển ra như vậy thần thông không thể nói thần thông bất quá là lý trường thọ vì ứng đối như vậy kiếp vận công tâm tình hình hạ mở rộng ra một điểm nhỏ kỹ xảo linh này nơi lý trường thọ phảng phất rơi vào một mảnh an bình thế giới từng đạo bắt nguồn từ hắn tự thân thân ảnh hoặc gần hoặc xa hoặc cao hoặc thấp xuất hiện ở bốn phương tám hướng hết thảy phương vị sinh lão bệnh tử ừ, mùng dần muôn vui vô số tiếng nói tại trùng hợp đang đan sen hóa thành từng chuỗi tụng kinh vang vọng lý trường thọ đạo tâm tâm thần quy nhất không có gì duy ta đạo tử hàng sinh yên tĩnh không minh một chút thủy lam sắc ánh sáng tự ly trường thọ nguyên thần cay chán nở rộng trong nháy mắt càn quét linh đẩy các nơi để đạo tâm vô cùng yên tĩnh vô cùng bình yên tắt chủ bài không minh đạo tâm thấy được ly trường thọ tại này một mảnh thủy lam quang mang bên ngoài thấy được kia như là tơ nhận bình thường dán tại chính mình đạo tâm dán tại thái cực đồ đạo vận bên ngoài một tia hắc khí đây là đại kiếp kiếp vận tại hắn tâm thần bên trong cụ tượng nhưng lúc này lý trường thọ đáy lòng không có bất kỳ cái gì ba động bình tĩnh mở hai mắt ra hắn giờ phút này mà đắc cảm tình thần thông không minh đạo tâm phát động lý trường thọ trong mắt thiên địa bỗng nhiên có biến hóa nguyên bản cực tốc phóng tới ngân bạch con thoi tại hắn cảm giác bên trong trở nên chậm mấy phần tin thức trước đây liền bát được những cái đó chính chạy tới nơi đây lại sắc vọt tới yêu tộc các đại năng giờ khắc này ở trường khí ngăn cách hạ hóa thành từng đoàn từng đoàn các loại cuồng sáng lại có một hai cái hô hấp liền muốn vọt tới nơi đây, lầy đã là quyết thắng cơ hội. Không minh đạo tâm vận chuyển, Lý Trường Thọ tâm thần thôi diễn ra bảy loại khả năng, tám loại thủ đoạn, chín cái phương án, lại tại trong đó bắt giữ ra nhất khủng kế hoạch. Càng khôn rít nhẹ nhàng điểm một cái, Lý Trường Thọ khuôn mặt trước đó, kia huyền hoàng khí tức ngăn cách bên ngoài, càng khôn xuất hiện ba thước chỗ trống, thần thông, càng khôn tiểu na di, dựa vào tiên thiên linh bảo cường càng khôn xích. Lý Trường Thọ thi triển này chuyển vật thủ đoạn đúng là như thế trôi chảy, quả thực từng tia từng tia thuận hoạt. Mặt, tiên ngân bạch con thoi trống rỗng xuất hiện tại hồ yêu chống ra màn máu bên trong, nay tại kia hồ yêu ở giữa đầu to phía trước. Lý Trường Thọ suy đoán bên trong, như vậy con thoi vô cùng nhanh chóng, sở dĩ này kiềm chế càn khôn, phóng độc khoảng cách vô cùng ngắn, rất có thể chính là này hai cái công năng bị kia thượng cổ lão bọ cặp tinh luyện chế thành một cái. Thiên địa vạn vật đều là cân đối, trừ tiên thiên chí bảo bên ngoài, không có khả năng tồn tại hoàn mỹ bảo vật là như vậy, bảo vật công năng cũng là như vậy. Như thế luyện chế, cố nhiên là làm đánh lén quá trình trở nên nhất mạch mà thành, nhưng có cái tuyệt đối nhược điểm không cách nào bỏ giờ bảo vật bộc phát. Liền như thế lúc, kia ngân bạch con thoi bị Lý Trường Thọ cùng Càn Khôn Xích Na đến hồ yêu trước mặt, bão phát ra đầy trời bạch quang lại trong nháy mắt kiềm chế, địa quang hỏa thạch bên trong thả ra có thể tùy tiện tê liệt kim tiên kịch độc. Loại độc này hẳn là đến từ này con bọ cặp tinh bản thân, bất quá cái này cũng không trọng yếu, lý trường thọ đao thi triển tiểu na di về sao thân hình lần nữa lóe lên cực lực rời xa bọ cặp tinh từ hai tay áo bên trong thoát ra hai đạo lưu quang phóng tới không trung bị lưu quang bao quanh người giấy cùng nhau a à âm thanh trên lưng hai vai ba lô bên trong ra càng nhiều lưu quang giống như ngày lễ pháo hoa như vậy trực tiếp tạc ra đầy trời không minh đạo tâm tâm lực kéo căng người mấy tên cõng hai vai bao giấy đạo nhân hóa thành mấy chục đạo thân ảnh bọn họ lại ba bốn tổ đội đen từng người tiên lực cấp tốc hội tụ đốt tám tên giấy đạo nhân trên người dán giấy đạo nhân đồng thời khởi động tám bộ địa sát linh bạo đại trận thật coi kia thoáng một cái đã qua thế là làm sao hàn lý trưởng thọ không hề làm gì cảm ơn thánh mẫu nương nương đưa tiên thiên bình thường linh thụ những này địa sát linh bạo đại trận bất quá là vi ngăn trở địch lý trưởng thọ không mình đạo tâm đen chí ngành chính tâm thần phân đi ra dùng để điều khiển giấy đạo nhân bộc phát như còn lại một phần tâm thần đủ để trao chống đấu pháp lại nhìn hồ yêu nơi cái kia con thoi bộc phát Ba đầu hồ yêu ở giữa đầu lâu lập tức rủ xuống, đại phiến da hồ bị độc đốt cháy, hồ khu tại điên cuồng rung động. Phía bên phải đầu lâu thống khổ gầm rú, la lên. Nó tuy có ba đầu, nhưng cũng không phải là có ba cái nguyên thần, giờ phút này gần như bị đồng bạn pháp bảo biến thành trọng thương. Ly Trường Thọ cầm càn khôn xích vọt tới, phía sau lưu lại liên tiếp tàn ảnh, dường như có phân thân chi pháp. Đồng thời xuất hiện tại này hồ yêu phần bụng, đỉnh đầu, phần lưng, phần đuôi. Càn khôn xích không ngừng hướng về phía trước điểm nhẹ mấy chục người lỗ đen lặng yên xuất hiện càng khôn xuất hiện vặn vẹo đầu này hồ yêu thân thể cao lớn bị kéo duỗi áp xúc quanh co khúc hủy như trường xa chính lúc này nơi ra thiên địa bên trong xuất hiện tám khỏa lấp lánh quang cầu tám chỗ linh bạo đồng thời bộc phát đem gấp rút tiếp viện nơi đây yêu tộc đại năng tạm thời ngăn cản ở ngoài gần bên hồ yêu đầu trái mắt trái đột nhiên trợn tròn trong đó tràn đầy hoảng sợ lý trường thọ đỉnh đầu huyền hoàng tháp tay cầm càn khôn xích trực tiếp xuất hiện tại hồ yêu đầu trái phía trước Càn Khôn xích phun ra đạo đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây lưu quang, hung hăng chạm tại này hồ yêu trên cổ. Trọng thước vô phong, lại có thể chạm đoạn Càn Khôn. Ngược. Ly Trừ Thọ hét lớn một tiếng, toàn thân tiên lực tràn vào Càn Khôn xích, mà vẫn là văn nhã, cái dao đều mang ôn như Càn Khôn xích, tại Ly trưởng Thọ đáy lòng nổ lên tháp ra khẩu vị lời thô tục. Một thức chén xuống, hồ yêu đầu trái cái cổ đột nhiên vỡ ra, vết thương chính là đanh ngòng Càn Khôn đứt rãy. Gấp rút tiếng xé gió từ sau chạy đến, kia bọ cạp tinh lần nữa vào tới ly trường thọ thân hình lóe lên nhẹ nhõm tránh thoát bọ cạp tinh tập sát trong tay phun ra đạo đạo giấm xét hướng hổ yêu vừa muốn bắt đầu hạ xuống tả đại ca sọ đập tới chỉ thiếu chút nữa cứu sư phụ vớt mộc công sấm xét tránh đi hồ yêu khẩu bộ ly trường thọ thi triển lôi động vội vã hướng về phía trước chỉ cần chớp mắt hắn liền đem xuất hiện tại đầu hồ đóng chặt miệng rộng bên cạnh dùng tay trái một quyền vỡ nát hồ yêu chi răng cứu ra sư phụ cùng mộc công đạo tâm nhẹ nhàng chấn động tháp ra một tiếng cẩn thận phía sau tiên đoạn tông qua cản khôn cộng hưởng truyền đến chính mình tai bên trong tiếng nói mang theo giận mang theo hận mời bảo bối quay người một chủng bạch quang cực nhanh chém vào sấm sét chỉ chốc lát phía trước lại nói bạch chẹt một đường phi nhanh xuyên vân quá vụ rất nhanh chạy tới đông thắng thần châu cùng bắc câu lô châu danh giới xâm nhập bắc câu lô châu kia nồng đậm trướng khí bên trong hắn hiện tại sợ thực sự tiếp vào lý trường thọ dẫn âm lời nói sư phụ cùng mộc công bị yêu tộc cưỡng ép bạch chặt đáy lòng chính là một lộc bục toát ra ý nghĩ cũng là dị thường chân thực thì thân có thể hay không cho là hắn là phản đồ chính mình cảm ứng tình nguyên đạo hữu mệnh đầu lúc thật là cảm giác được tình nguyên đạo hữu phía trước là cát vận a mà lại là đại cơ duyên nhất phi trùng thiên phúc như đông hải cái loại này tê không phải là chọc tiên bạc mệnh tư thụ không được sao vẫn là chính mình thần thông bị thiên cơ ảnh hưởng qua sâu từ đó cho ra tư phản phán đoán này không phải, không thể à. Chính mình trước đây chính là bằng vào su cắt tị hung tránh né đại kiếp, tự đại kiếp trung toàn thân trở ra. Bạch chạch xoáng suýt bên trong, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Ban đầu nhìn từ đằng xa thủy thần, cảm thấy thủy thần thiện trí thiện mưu, thủ đoạn ngoan tuyệt, thiện cân bằng độ thế, chính là nhất đẳng nhị thiên đế nguyên liệu. Nhưng đi tới thủy thần bên người đại nhân, cùng thủy thần tương giao hồi lâu, mới phát hiện. Gia hỏa này trái tim là dơ bẩn điểm, lại không phải hoàn toàn tâm ngoan thủ lạt, tối thiểu đối nhân tộc, kết thân hữu đối với quanh người bạn tốt nay thủy thân có chút thân mật thủy thân bây giờ tại đạo môn bên trong vị trí kỳ thật có một tia xấu hổ hắn là thái thanh thánh nhân nhìn chúng hạt giống tốt chỉ kém thái thanh quan cúi đầu liền có thể trở thành mạnh nhất thánh nhân thân truyền địa tử nhưng xấu hổ lên xấu hổ tại thủy thân còn có cái từ nhỏ nuôi hắn đến lớn sư phụ tề nguyên nay tề nguyên còn tạm được xem như yếu nhất tiên nhân đương đại chọc tiên hơn nữa có thủy thần tại khả năng vẫn là chọc tiên người thứ nhất bình thường mà nói như là tề nguyên lão đạo như vậy rất phổ thông luyện khí sĩ tuyệt đối bồi dưỡng không ra thủy thần đệ tử như vậy linh nga càng là như vậy nàng hoàn toàn chính là thủy thần đại nhân bồi dưỡng ra được phong cách hành sự dần dần hướng về nhà mình sư huynh dựa sát vào thủy thần vốn là có sư phụ lúc này lại bị thái thanh thánh nhân thu làm đệ tử vậy chuyện này vạn nhất truyền đi wow. Mại nhất thánh nhân cùng chọc tiên đoạt đồ đệ. Mặc dù không ai dám như thế chỉ trích, nhưng vẫn thật là lại như vậy chuyện này. Căn cứ bạch trạch đối với thủy thần hiểu rõ, lúc này thủy thần hẳn là đã có phân thân quỳ hối thánh nhân bức họa phía trước nhưng thánh nhân lão gia hẳn là sẽ không trực tiếp xuất thủ cứu một chọc tiên điều này thực tại lý không hợp lại sùng cũng không phải như vậy sùng lúc này thủy thần có điểm vội vàng sao động một người liền phóng đi bắc châu cảnh nội nơi nào thế nhưng là có thượng cùng một đám lão yêu vật trốn tránh có mấy con yêu thú là năm đó yêu đế tùy tùng thực lực không kém gì thập đại yêu sái thủy thần tuy có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hộ thân nhưng căn cứ thủy thần cùng lục áp một trận chiến tới phán đoán thủy thần bản thân tu vi cảnh giới hẳn là còn không có nhập đại la cảnh nếu bị đối phương vây công quản chi là cũng muốn gặp phiền phức rất dễ dàng liền biến thành một cái không cách nào câu phá nhưng cũng vô pháp di động sơ nhạc tổng ông thiên địa càn khôn như cổ vạn độc gào thét như điên chứng vân bên trong những sinh linh kia giờ phút này đều tại điên cuồng chạy trốn sinh linh chi khủng hoảng tung ra tại bạch trạch đáy lòng phía trước phương viêm mười vạn dặm bắc châu kia trải qua nhiều năm không tiêu tan nào nề như núi trường khí mây giờ phút này giống như cuồng phong mưa rào bên trong biển cả không ngừng cuồn cuộn không ngừng chấn động bạch trạch đã hóa thành bản thể hai mắt bên trong vận chuyển tầng tầng thủy sắc làn sóng đỉnh đầu ba cây trường vũ lóe ra yếu ớt hào quang hắn thấy được đang dung chuyển nhất hạch tâm trí địa nơi nào là bắc châu nguyên bản chứa khí nồng nặc nhất nơi giờ phút này lại thiên thanh minh bầu trời xanh thẳm hạ thái dương tinh quang mang lại có chút trướng mắt bên trên bầu trời có từng tầng từng tầng mây vòng sáu con hình thể khổng lồ yêu thú, tại kia mảnh chứng khí mây lỗ hồng bên ngoài phóng tới trong đó, mà trong đó, bạch trạch trong mắt co rụt lại. Hắn vừa vặn thấy được thi triển lôi độ lý trường thọ, bị một đạo bạch quang đánh ra sấm sét thấy được kia cách lý trường thọ không hơn trăm trượng, hồ yêu bị chém đứt đầu lâu. Một đầu bao quanh bạch sắc hỏa diễm kim ô, mang theo từng tiếng âm bạo, mang theo càn khôn tầng từng nếp uốn. Cực nhanh xuyên thấu kia hồ yêu đầu lâu. Lục áp ngươi dám. Lý trường thọ thanh lãnh quát khẽ một tiếng, thân hình hướng về phía dưới đánh tới nhưng một mụn đại ấn tự hồ yêu đầu lâu nơi đập tới đào mắt hóa thành mấy trăm trượng cao đen lý trưởng thọ ngạnh sinh sinh chen bay yêu đế ấn tỷ ha 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 lục áp đạo nhân kia thoải mái lại đắc ý tiếng cười to tự đại ấn về sau truyền đến lục áp một đầu kim ô chảo cưỡng ép đem đã bị độc bất tỉnh lại trọng thương một công cầm ra nhìn kia hai cái giấy đạo nhân lục áp trong mắt lệ khí chật lóe lên đạo tâm bên trong nổi lên một chút điên cuồng phá hư chi niệm hám mùng lục áp ngọn lửa về sau dương dụng ra một ngụ uy lực cực mạnh thái dương chân viêm ly trường thọ hai mắt trợn tròn càn khôn xích trực tiếp đập tại yêu đế ấn tỷ bên trên mặc dù bởi vì tu vi cảnh giới có hạn hắn không cách nào phát huy ra càn khôn xích uy lực chân chính lại miễn cưỡng đem yêu đế ấn tỷ tung bay hắn thấy được lục áp bản thể tam túc kim ô há mùng nhắm ngay chính mình kia hai cái hai cái giờ phút này mới vừa khôi phục liên hệ lại không cách nào động đậy giấy đạo nhân lục áp chim con mắt phản chiếu lý trường thọ thân hình trong đó tràn đầy trơ tức lùng áp xác nhận không biết kia hai cái giấy đạo nhân tay áo bên trong có cái gì chỉ là một cái chớp mắt chỉ là một hơi ngươi xa bạch trạch giờ phút này đã nghĩ đến cái gì thân hình điên cuồng vọt tới phía trước tiếng nói thông qua tiên thức tại lục áp bên tay nổ vang đúng là như vậy hoảng loạn đúng là như vậy hoảng hốt dừng tay ngươi coi như giết mộc công cũng không cần bính kia hai cái hóa hô bạch sắc hỏa diễm bộc phát một đầu giấy đạo nhân làm ra dùng sức ném động tác tại thời gian ngắn nhất dùng nhất rõ ràng phán đoán đem túi ra thú ném ra nhưng thái dương chân viêm đấy quá nhanh chỉ là một đầu nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa đóa hoa liền đem bắt lên túi ra thú quấn lấy liếm phá trong đó hiện ra một lão đạo thân ảnh chọc tiên chân tiên cảnh này lão đạo quanh người tôn ra đạo đạo ánh sáng kia là lý trường thọ cho sư phụ lưu lại phòng hộ linh bảo nhưng bị thái dương chân viêm trực tiếp phá mất lão đạo tay áo bên trong bay ra nhân giấy lộn đạo nhân chỉ là bộc phát ra tiên lực đã bị ngọn lửa đánh tan đảo mắt lão đạo bị thái dương chân viêm bao khỏa do so kia giấy đạo nhân đốt nhanh hơn chút nay dù sao là kim ô nhất tộc bản nguyên thần thông a nhưng lý trưởng thọ lưu lại những này chuẩn bị ở sao sư phụ tranh thủ thêm một cái chớp mắt cơ hội nhiều một lần cơ hội mở miệng lão đạo đầu tiên là kinh ngạc ngẩng đầu liền thấy lý trưởng thọ điên cuồng vọt tới khoảng cách chính mình đã bất quá mười trượng thân ảnh không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức không để ý chính mình đem hủy diệt hoảng sợ chỉ là sốt ruột hô to đi mau không muốn qua ấy mọi lửa nuốt hết lão đạo khuôn mặt đập vỡ vụ lão đạo nguyên thần cực cao nhiệt độ đen lão đạo kia không chịu nổi một kích đạo khu hơi chút cho tàn ly trường trọ bổ nhào vào vô hụp kia trương mở tay trái bắt lấy một cái tinh tế cho tàn sư phụ sư chống không tiên tĩnh ly trường thọ ngơ ngác đứng tại kia bởi vì không minh đạo tâm áp chế thất tình lục dục giờ phút này hắn đáy lòng không ngừng lượn vòng kia từng bức họa hoe mắt một sập nước mắt chậm rãi trượt xuống khoe miệng có một vệt máu nhàn nhạt trở ra đáy lòng như là có một thanh đao tại hoạt động tại các như là trong mộng tỉnh lại bình thường Lý trường thọ nhìn về phía đã bay đi nơi xa lục áp thấy được những cái đó vây tới khổng lồ yêu thú mang theo một chút thanh âm rung động ngươi ngươi giết hắn lục áp trong mày lạnh nhạt nói là lại như ngươi giết hắn lý trường thọ hai mắt nhắm lại chậm rãi thở ra một hơi, mở hai mắt ra. Kia trong mắt tràn đầy tơ máu, kia đáy mắt dũng động một cỗ lục áp xem không hiểu phẫn nộ. Nơi xa bay tới bạch trạch, vô ý thức dừng bước tại ở ngoài ngàn dặm. Hung hiểm. Vô cùng cự đại hung hiểm. Bạch trạch toàn thân lông tóc quái sáng, từ thân thần thông điên cuồng cảnh báo, tùy theo cười khổ một tiếng, nhắm mắt thở dài. Yêu tộc, triệt để xong. Ngươi giết hắn. Lý trừ thọ thanh âm trở nên vô cùng hùng hậu. Lục áp mới vừa muốn nói gì, đã thấy ly trường thọ quanh người thần quang phun trào phía sau chậm rãi nổi lên một đầu bức tranh bức tranh mở ra thiên địa bỗng nhiên trở nên ảm đạm họa bên trong hiện ra nhật người tinh thần hiện ra phồn hoa phàm tục hiện ra liên miên tiên sơn u tĩnh đám mây ca mất cùng điện chỉ là một bức dài sáu thước bức tranh trên đó phảng phất chỉ có mây mù nhưng mây mù bên trong tại diễn dịch chúng sinh tại diễn dịch thiên địa tại diễn dịch vạn vật cùng vạn linh chi liên quan nhân thần quỷ yêu linh ma bức tranh nhẹ nhàng lắc lư một cỗ mênh mông tối nghế phức tạp rất đơn giản đạo vận đen còn đang do dự phải chăng muốn thử một chút đánh dụng huyền hoàng tháp lục áp cùng người sáu con thượng cổ cự yêu cuốn vào trong đó chỉ là một cái chớp mắt ly trường thọ cúi đầu phun ra khẩu máu toàn thân xuất hiện yếu ớt hào quang hắn dấy lên nguyên thần chi lực nhưng luyện khí sĩ liều mạng một lần lúc mới có như vậy dấy lên nguyên thần chi lực nhất định nguyên khí tổn hao nhiều dấy lên nguyên thần chi lực át chủ bài nói. Lục áp. Đối với ngươi, ta liền không nên mấy lần đồ ổn, liền không nên đi nghĩ đến. Ngươi là đại kiếp ứng kiếp người một trong sẽ có thiên đạo che chở, liền không nên chờ vạn phần nắm chắc đột nhiên, lý trưởng trọ năng lên tay trái, lòng bàn tay có hơi hơi sáng người phun trào. Kia băng lãnh, trống váng, không có bất kỳ cái gì tình cảm tiếng nói. Vang vọng các nơi. Vạn vật quân hoành. Một chùm hắc quang tự lý trưởng thọ phía sau hiện ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa như là có thiên đạo chi lực quỷ dị xuất hiện, như lại cùng thiên đạo chi lực hoàn toàn khác biệt, đem 16 con yêu thú cùng với lục áp trực tiếp bao khỏa trong đó. Trong nháy mắt, những này yêu thú như là bị phong ấn, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, tự thân tu vi cảnh giới không hiểu biến mất hơn phân nửa. Lục áp hóa thành hình người, toàn thân run rẩy, khôi phục thiếu niên khuôn mặt, tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Lý Trường Thọ. Nhưng tùy theo, này kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa, hắn đem mộc công ném đi nơi xa, liền cùng bên người những cái đó yêu thú bình thường, lâm vào khôn cùng phẫn nộ đáy mắt tràn đầy sắc ý cơ hồ muốn đem lý trường thọ thôn phệ đây là lý trường thọ cân bằng cho phẫn nộ của bọn nó lý trường thọ khuôn mặt bên trên ngụy trang biến mất không thấy gì nữa khôi phục kia thanh niên đạo giả bản sơ bộ dáng tay kèn kẽ lò siêu phá toái thanh liên tiếp theo lý trường thọ thể nội truyền ra hắn đứng tại không trung trong tươi cười tràn đầy đáng chát sư phụ ngươi cũng không biết đệ tử thành là cái gì nói sư phụ ngươi cũng không biết Ly Trường Trọ đưa tay điểm ở ngực, từng tia từng tia thất thải rực sỡ đạo vận, ngư tụ thành đen nhánh, giống mạng nhện kiếp vận, đối lục áp nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia hắc khí quấn quanh ở lục áp nguyên thân phía trên, làng lục áp càng thêm phẫn nộ. Không minh đạo tâm, tự nát. Dẫn kiếp vận nhập ta, hằng kiếp vận nhập ngươi. Lục áp, có lẽ trước kia không chết không thôi. Là bởi vì lập trưởng, là bởi vì lợi ích, là bởi vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng ngày hôm nay, đa, chính là ngươi kiếp kia trương bảo đồ gì rào rung động thì lam sắc đạo vẫn không ngừng cọ rửa này phiến thiên địa kiên lục áp cùng 16 danh cao thủ cùng nhau gầm thét đôi ly trưởng thọ giống như điên đánh tới ly trưởng thọ tóc dài phất phới đạo bào liệt đấy huyền hoàng tháp chìm vào đỉnh đầu bao lại nguyên thần mắt trái băng lam là bởi vì đạo chi hiện mắt phải huyết hồng là đáy lòng kia lại không cách nào áp lực sắc ý đại vũ trị thủy đầu. hiện thì thần bảo khí tạo võ cờ hiệt tay cầm càn khôn xích một bước đoạn thiên khung chết đột nhiên tây nam phương hướng xuất hiện một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn đôi ly trường thọ đạo vận bao phủ ngàn dặm phạm vi trục tới lại có khẽ than thở một tiếng phiêu đãng trên chín tầng trời trên bầu trời một lão đạo xếp bằng ở bồ đoàn bên trên hiện ra thân hình kia dưới bồ đoàn có thủy hỏa thái cực chi tướng lão đạo khuôn mặt tiểu tụy tựa hồ không có chút nào đạo hạnh mang theo hai mắt cũng không có tinh thần gì nâng lên tay trái lúc rộng lượng tay láo theo gió phất phới đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cái kia che khuất bầu trời đường kính vượt qua mấy ngàn dặm bàn tay lớn lại đảo mắt vỡ nát tiêu tán thành vô hình lão đạo có chút cố sức mở miệng dương mắt nhìn về phía bàn tay to kia đánh tới phương hướng nhàn nhạt, nhạt tiếng nói lại cho người ta kinh lôi nổ vang xung kích cụt phía tây nam tách không biết bao xa Nâng mảo thụ lão đạo toàn thân rung động cũng không dám cùng cửu thiên tri thượng lão đạo ánh mắt đối mặt cúi đầu nói câu sư huynh đắc tội sau đó quay người rời đi biến mất không còn tâm tích cửu thiên tri thượng lão đạo lại không bất kỳ bày tỏ gì cúi đầu nhìn về phía phía dưới đại chiến thế gian hết thảy tại lão đạo phảng phất như thoảng qua như mây khói thiên địa đại đạo cùng hắn giống như không liên hệ chút nào hắn ngồi ở kia chính là nói một cái sợi tóc liền có thể diễn dịch khôn cùng chân ý lão đạo cũng không quản nhiều liền như vậy lẳng lặng nhìn nhìn phía dưới lý trưởng thọ như điên dại bình thường dùng càng khôn xích đạp nát yêu thú đầu lâu một tay xé mở yêu thú cánh chim những cái đó yêu thú lâm vào như vậy đạo vận đồng thời lâm vào khung cùng phẫn nộ. Đây chính là Lý Trường Trọ nói. Thoát thai từ thái cực chi đạo, tên là vạn vật cân đối. Vạn vật cân đối chi đạo thi triển ra, liền có thể đem cường địch kéo vào cùng chính mình giống nhau tu vi cảnh giới, hết thảy đều có thể bị cân đối, hết thảy đều từ nay phiến, lĩnh vực chúa tề già quyết định phải chăng muốn đi cân đối. Này đạo chưa viên mãn, không phải Lý Trường Thọ liền sẽ bước vào đại la cảnh, thậm chí, này đạo chưa hoàn thiện, là Lý Trường Thọ tại dùng thiêu đốt nguyên thần phương thức, tạm thời thu được thôi phát ra con đường này thực lực, nếu là thiêu đốt nguyên thần thời gian quá lâu tất nhiên sẽ ảnh hưởng với bản thân đạo hạnh Cửu thiên tri thượng lão đạo món tay lần nữa rẻ nhẹ bảy tám đầu hung ác yêu thú động tác dừng lại huyền hoàng tháp đột nhiên bộc phát ra từng tia từng tia huyền hoàng khí tức tia bảy tám con yêu thú trong nháy mắt bị này huyền hoàng khí tức ép thành vỡ nát ly trường trọ lao thẳng tới lục ác cái sau đem hết toàn lực đọc lên mời bảo bố xoay người như một đạo lam quang phóng tới hồ lô lớn giờ phút này như là mất linh bình thường tại hơi run rẩy Lý Trường Thọ cúi đầu phun ra hai cái máu tươi, tất nhiên là hắn lâm thời cân đối lợi hại như vậy pháp bảo, dùng cầm trong tay một đầu rách dưới pháp bảo. Đại giới là nguyên thần bị tổn thương, nhưng đáng giá. Lý Trường Thọ ném ra càn khô xích, lục áp vội vàng hóa thành tam túc kim ô, lại bị càn khôn xích trực tiếp đánh rớt. Lý Trường Thọ nếu điên dại nhào lên, không để ý bị yếu hóa rất nhiều thái dương chân viêm bộc phát, trực tiếp ấn xuống kim ô cái cổ, tay trái giơ cao, càn khôn xích lần nữa bị hắn nắm chặt, đối kim ô ném ra một thước, hai thước, càn khôn xích nếu như mưa rào đập xuống chính lúc này chân trời xuất hiện một bóng người xinh đẹp nàng phía trước một cái chớp mắt vẫn là tại bên ngoài mấy vạn dặm phóng ra một bước đã xuất hiện ở lão đạo quay người nước từ hai tư vô song khuôn mặt thánh khiết trao ôn nhu mang theo trang nghiêm bảo tướng quay người kim quang nhẹ nhàng lấp lóe nàng đến lão đạo trước người hơi hạ thấp người nói một tiếng sư huynh lão đạo vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía dưới tình hình lạnh nhạt nói không cần cầu tình. Nữ tử bất đắc sĩ cười một tiếng, đứng tại mây bên trên lẳng lặng chờ đợi, cũng không đi nhiều nhìn phía dưới. Thiên địa bên trong, gió tại nhẹ ngào, độc trùng gào thét. Chờ phía dưới kia thanh niên đạo giả xé nát kim ô, Xách theo kim ô kia đã máu thịt bé bét đầu lâu, tại không trung lảo đảo cất bước, đi trở về đến vừa mới kia chọc tiên tiêu tán địa phương. Nan dậm bên trong tràn ngập đạo vẫn phiêu trở về, chui vào Lý Trường Thọ thể nội. Hai chân uốn lượn, Lý Trường Thọ vô lực quỳ xuống, toàn thân thiêu đốt yếu ớt ngọn lửa dập tắc, ngắm hai mắt trường trọ a à, sư phụ hiện tại không có những ý nghĩ gì khác ngươi cùng ngươi sư muội hào hào chính là vi sư đi thiên đỉnh cho các ngươi trải đường hỗn trướng ngươi chính là như vậy dạy ngươi sư muội thấy nghĩa mà không được như thế nào xem như chúng ta luyện khí sĩ ngươi chạy ngươi lại chạy trở lại cho ta đồ nhà ngươi bái nhập sư môn hơn 9 năm vì sư quyết định cho ngươi ban thưởng cái đạo hiệu ngươi này trường thọ tên quá tục khí về sau ngươi liền gọi tiêu dao thế nào càng tục khí kia vân trung hạc như thế nào trong mây chi bật hạc ngươi không phải nghĩ cưỡi hạc mà bay sao hào đồ đệ ngày hôm nay sư phụ mang ngươi nhập độ tiên môn sau này vọng ngươi hào hào tu hành không thể có nửa phần lười biếng tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu đạp tiên đầu Câu trường sinh đến kia phần tiêu giao đạo quả đốt ngón tay đâm vào lòng bàn tay trong thịt tương giọt máu tươi giải xuống ly trường thọ đều quên đi thu chính mình máu không chính mình không thể cứ như vậy từ bỏ sư phụ còn có thể cứu sư phụ khẳng định còn có thể cứu biện pháp muốn tìm biện pháp chân linh sư phụ có lẽ sẽ có chân linh lưu lại vừa rồi thái dương chân viêm mặc dù hung ác nhưng chỉ đốt một cái chớp mắt ly trường thọ trong tay ném ra bảy tám viên nhiếp hồn châu lập tức ngồi quỳ chân trong hư không không ngừng thôi động nhiếp hồn châu từng tia từng tia tàn hồn nhẹ nhàng lấp lánh con cần gì con cần công đức hương hỏa công đức na cha cố sự bên trong cạo xương cắt thịt về sau từng muốn dùng hương hỏa công đức tái tạo tiên khu đúng chính là như vậy cảm thụ được nhiếp hồn châu bên trong kia từng tia từng tia yếu ớt tàn hồn tại nhanh chóng trôi qua lý trường thọ không dám đợi lâu đen tự thân công đức dẫn xuất trực tiếp rót vào mấy khỏa nhiếp hồn châu cầm đi đều cầm đi hắn nguyện ý dùng này một thân công đức đổi trong nháy mắt đạo đạo kim quang lấp lóe chắc phá ra tiền nguyên lão đạo hư ảnh như này hư ảnh lóe lên liền muốn tan biến không không muốn sư phụ đã quen thuộc giọt nước nhỏ xuống thanh âm ly trưởng thọ thấy hoa mắt phảng phất thấy được quen thuộc ao nước bình phong làm lầu các mà trong ao nước nữ thần chính ngồi ở bên cạnh ao nàng cười ôn như hỏi cần giúp một tay không chuyên tu nhân tộc hồn phách còn có thể cho hắn giao phó được trời yêu ái tư chất ồ ly trưởng thọ không biết nên nói cái gì lập tức gật đầu nữ thần đưa tay trái ra năm trăm ly trưởng thọ trọng trọng gật đầu Ngư Thần cười khẽ âm thanh, Ly Trường Thọ một lần nữa cảm thấy năm tháng trôi qua, từ cái này tái nhợt tình hình bên trong giải thoát ra tới, trước mắt lại là sắp tiêu tán sư phụ hư ảnh. Ly Trường Thọ đạo tâm lần nữa nhấc lên, không đợi hắn có động tác, một trùng kim quang từ cao không rơi xuống, đen sư phụ tàn hồn bao khỏa trong đó. Lại có một chút như đêm hè đom đóm kim quang, tự bên cạnh bay tới, tu hợp vào tàn hồn bên trong, làm này tàn hồn càng phát ra phong phú. Ly Trường Thọ đáy lòng nổi lên công đức hai chữ, lập tức đen chính mình công đức rút ra cho những này tàn hồn hắn hận không thể làm sư phụ đen chính mình công đức đều cầm đi nhưng khi công đức tiêu hao một thành tia tàn hồn đã là bị kim quang bao khỏa không cách nào lại thu nạp công đức không trung chuyển đến nữ oa thánh nhân tiếng nói ngươi dư ngày hôm nay đã chết tái sinh chi linh cùng ngươi không có chút nào liên quan có thể hay không nhưng nữ oa thánh nhân lại nói đem hắn hồn phách đưa vào lục đạo lân hồi bàn ôn giữ liền có thể kim quang Thủ liễm cử thiên chi thượng nữ tử mình cười liếc nhìn bên người ngồi xếp bằng lão đạo cười không nói chính lúc này đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo thất thải vòng xoáy tiếng tụng kinh vang lên mờ mịt tiếng ca vang lên một cái bóng mờ sự quay tròn cơn xoáy bên trong bay ra tùy theo chính là yếu ớt thở dài ai thật phất vả ra tới một chuyến vẫn là muốn làm câu hồn sứ giả việc ta quá thảm rồi hậu thổ nương nương không đúng là tiểu ai ly trường thọ bỗng nhiên quay người kia hư ảnh đã là bay đến lý trường thọ trước mặt nàng nhìn mặt bên trên nước mắt chưa khô bàn tay lây dính máu tươi lý trường thọ lộ ra mấy phần bất đắc dị ý cười Người chết vì đại bớt đau buồn đi bớt đau buồn đi đều là muốn để ta thay đổi ít một chút ta quá khó khăn đa tạ nương nương lý trường Thọ lập tức hô học. tiểu ai thở dài đưa tay điểm tại tên nguyên lão đạo giờ phút này đoàn tụ hồn phách bên trên Đen hồn phách hóa thành một đoàn màu vàng quang mang ai ta trở về không thể bên ngoài ở lâu Lý Trường Trọ lại làm cái đạo vái chào, đa tạ nương nương. Tiểu Ai lắc đầu, thân ảnh lóe lên, cùng đại địa bên trên thất thải vòng xoáy cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Trọ đáy lòng, Thái Thanh Đạo vận nhẹ nhàng lắc lư, một bức có chút mơ hồ hình ảnh chậm rãi hiện ra, so với hai lần trước truyền tin, lần này Thái Thanh lão sư cho truyền tin, rõ ràng nhận lấy một ít quấy nhiễu. Hình ảnh rất đơn giản, là không biết bao lâu về sau địa phủ lục đạo luân hồi bàn nơi kết thúc ổn dưỡng kỳ tế nguyên lão đạo hồn phách cùng với một vệt kim quang bay ra lục đạo luân hồi bàn phần lưng, bay vào một mảnh mây đen bên trong, chuyển thế giáng sinh. Mây đen bên trong sấm sét lấp lóe, địa quang như rồng. Sấm sét lại chiếu ra một đầu cự đại dựng thẳng ảnh, đây là dị nhân hàng thế lúc dị tượng. Kia là một đầu gấu, phía sau có hai cái cánh khổng lồ. Này tại hồng hoàng này được xưng là phi hùng chi tướng, nói rõ là cái thông minh cơ trí, có kinh thế chi mưu một đời nhân kiệt, có thể chuyển thế liền tốt, có thể chuyển thế liền tốt, nhân kiệt không nhân kiệt. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một cái, đáy lòng một cái dây cung căng đứt, thể nội tiên lực khô kiệt, nguyên thần ủi oải suy sụp, một đầu từ không trung cắm lạc, mất đi ý thức. Mà lúc này, Lý Trường Trọ đáy lòng, sau cùng một chút tâm lực, đột nhiên nghĩ đến chút gì. Phi hùng chi tư. Phong thần đại kiếp. Nàng, Khương Tử Nha. Nhà mình sư phụ là Khương Tử Nha kiếp trước. Tề Nguyên, Tề Quốc Chi Nguyên. Gãnh. Lý Trường Thọ khóe miệng giật một cái, trong nháy mắt đã mất đi ý thức mà hai đạo lưu quang theo hai cái phương hướng bay vụt mà đến. Trong đó một đạo dừng lại, lại là Triều Công Minh thân ảnh. Triều Công Minh cười khẽ âm thanh, nhìn nhà mình nhị muội tiếp được Lý Trường Thọ, đen Lý Trường Thọ ôn như nhét vào hỗn nguyên kim đấu bên trong. Triệu Đại Gia nhìn về phía nơi xa, một công thân ảnh đập xuống tại một chỗ đại sơn đỉnh núi, tỏ thân run, run run mấy lần. Cảm ơn Epsilon Eta Epsilon. Mai Hùi Ngồi Mù 99, Lì 0929687577, Tây đã ủng hộ ngay. Ngươi đam. Đây là cái gì độc? Sao đến lợi hại như vậy? Không biết, bất quá triệu công minh tiền bối cho đan dược, một công hẳn là không có chuyện gì. Lớn mật yêu tộc. Ta đi liều mạng với bọn hắn. Có chút hỗn loạn thông minh điện bên trong, một đám tiên thần đồng thời quay đầu, nhìn về phía nói chuyện kia tên thiên tướng, tại sao vội vàng dùng tay gẩy gẩy bên cạnh đồng đội, cho ra cái ánh mắt. Nguyên. Nguyên chút ta nha. Ta. Lão chu ngươi đừng có kích động. Chúng ta muốn chờ thủy thần đến đây làm chủ đi mời thủy thần sao thủy thần giống như không tại thủy thần phủ thiên tướng cầu kiến rất nhiều lần đều không thể cầu kiến đến thông minh điện chỗ tốt nhất có tiên nhân làm vân sàng giờ phút này mộc công toàn thân ranh lét hơi thở mong manh nằm tại kia một đám tiên thần từng người liếc nhau mấy vị tam giai chính thần đứng dậy kỳ thời ổn định tiên thần chi tâm trọng binh chấn giữ ngũ phương thiên môn đừng có bối bố rối một chút lời đồn đại tại thiên đình các nơi quanh quẩn nói là mộc công bị đánh lén bây giờ trọng thương xin từ chưa biết thì thân không biết tung tích. Đồng Dạ có khả năng bị yêu tộc cao thủ đánh lén. Thiên đình bắt đầu lòng người bàng hoàng, không ít tiên thần, thiên tướng tự phát tụ tập lại, từng người chuẩn bị pháp bảo, dự định tùy thời cùng yêu đình khai chiến. Tổng thể tới nói, thiên đình mặc dù không có quá nhiều cao thủ, nhưng từ trên xuống dưới cũng coi như một lòng đoàn kết. Nhưng cùng thiên đình so sánh, Bắc Châu danh giới yêu tộc ngược lại vô cùng y tĩnh. Lục áp đạo khu đều bị đập nát, bọn họ còn không biết nhà mình thái tử điện hạ đến tục cùng trải qua cái gì, hết thảy như thường. Cái này cũng cùng đại chiến bộc phát tại Bắc Châu chỗ sâu, mà Bắc Châu chướng khí mây nồng trầm hậu trọng, giảm sóc đại chiến ba động có quan hệ, mà tại đại chiến về sau, thanh niên tiện tay san bằng càn khôn ba động, miễn cho gây họa tới quá nhiều sinh linh. Độc trùng độc thú cũng là sinh linh, đồng dạng có được tại Hồng Hoang Thiên Địa sinh hoạt quyền lực lợi nha. Thiên Hà bên cạnh, biện trang cùng ngao ất ám chọc chọc thương lượng một hồi, sau đó bắt đầu chia ra hành động. Làm thủy thần tín nhiệm nhất hai cái mã tử, hai người bọn họ cảm thấy chính mình lúc này nhất định phải phải làm chút cái gì. Nao ất đầu tiên là đi an thủy thành trong thần miếu, thân niệm kêu gọi đến đau đầu, đều không thể nhận được đáp lại. Như vậy tình hình, thiên đình mục công bị yêu tộc đánh lánh, lại bị tiệt giáo tiền bối triệu công minh đưa về thiên đình, nhà mình giáo chủ ca ca còn không biết tung tích. Nao ất kịp thời lấy ra một cái ngọc phủ, hầu kết trên giới run rẩy Thật, muốn dùng cái này sao? Từng có lúc, giáo chủ ca ca vỗ đầu vai của hắn, thấm thía dặn dò. Nếu là thiên đình, nhân giáo hoặc là độ tiên môn phương nào xuất hiện dị dạng ngươi lại thông qua thần niệm không liên lạc được ta liền mở ra quả ngọc phù này trong mày có thể dạy ngươi như thế nào tùy cơ ứng biến này chính là trong truyền thuyết hải thần giáo tận thế cẩm nang nó ắt khuôn mặt tràn đầy trang nghiêm xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì uy hiếp không có bất kỳ cái gì thăm mới mở ra ngọc phù bên trên cấm chế tiên thức thăm dò vào trong đó đây là tới vội vàng không quản nhàn nói đã cố tranh phía trước khó ổn tự kinh đọc xong ổn tự kinh cuối cùng còn có mấy dựng thẳng hàng chữ thinh linh viết hiện tại thanh tỉnh sao ngẫm tại lúc này gặp được tình hình phải chăng nhất định phải tìm được ta hiện tại có thể bắt đầu tùy cơ ứng biến ngao ất thật muốn duy trì tê liệt khuôn mặt đem ngọc phù đột nhiên đập xuống đất đối ngọc phù hung hăng chửi một câu quỷ cái tận thế cẩm na khục bình tĩnh bình tĩnh giáo chủ ca ca khả năng gặp phải phiền toái mà có khả năng nhất tìm được giáo chủ ca ca nơi tất nhiên là độ tiên môn nao ất lần nữa đem kinh văn mặc cõng ba lần ổn định tâm thần mang lên một chút lễ vật che giấu hành tung đường vòng đi xa tiến đến độ tiên môn vừa tới độ tiên môn sơn môn phía trước nao ất liền phát hiện một chút không giống bình thường chỗ nơi này tựa hồ có một tia huyền diệu đến cực điểm đạo vận cùng đâu xuất cung bên trong đạo vận có chút tương tự như này đạo vận rất nhạt ngả nếu không phải nao ất có long chi khiếu giác long chi nhạy cảm, cùng với giáo chủ ca ca nhiều năm hôn đúc sợ là cũng vô pháp chú ý tới. Nao ất lúc này hóa thành một thiếu niên, cưỡi mây hướng về phía trước, đối thủ vệ lão đại gia nhóm cho thấy ý đồ đến, cũng đem một viên ngọc phù đẩy tới, nói cho độ tiên môn trưởng môn thân khải, ngay tại ngoài sơn môn đợi một hồi. Không bao lâu, có trưởng lão chạy đến, đem ngao ất dẫn vào độ tiên môn bên trong. Đi độ tiên điện bên trong, không hư trưởng môn quý vô yêu long miệng một bên vết máu, nên ra cửa điện, đối ngao ất chắp tay cười nói. Không biết là ngày, vô ưu trưởng môn, Nao ất đánh dãy quý vô ưu ngôn ngữ. Cười chấp cay một cái. Quý vô ưu lập tức rõ ràng ngao ất không thể bại lộ thân phận. Quay người dùng tay làm dấu mời, đem ngao ất dẫn vào thiền niệm. Nao ất tướng quân thế nhưng là có chuyện quan trọng gì. Vô ưu trưởng môn, tiểu quỳnh phong nhưng có cái gì dị dạ. Nao ất liễm lông mày. Hiện giờ thiên đình gặp được một thức phiền toái, nhà ta giáo, trường thọ huynh lại liên lạc không được. Ồ! Quý vô ưu nhíu mày chi ngẫm, lại nói. Ngươi đi theo ta, lại dùng ẩn hình chi pháp chúng ta đi tiểu quỳnh phong vừa nhìn liền biết nào ất một vị trưởng môn tại nhà mình sơn môn bên trong đều phải như vậy câu lệ sao lời này tự nhiên không thể tùy tiện nói ra tới mặc dù không hư trưởng môn chỉ là cái bình thường kim tiên lại bởi vì cưỡng ép tu hành khiếu trung nhị khí thần thông bị chấn động đến đạo cơ bị hao tổn nhưng dầu gì cũng là nhân giáo đạo thừa trưởng môn như vậy lén lút lén lén lút lút đừng nói lại còn có loại sắp nhìn trộm giáo chủ ca ca ngày thường sinh hoạt kích thích cảm giác đáng tiếc hai người mò tới tiểu quỳnh phong kia vô hình vô tung đại trận bên ngoài vừa định tiến vào bên trong linh giác chính là một hồi cuồng loạn quý vô ưu nhớ mày hắn đường đường kim tiên cảnh tu vi lại sẽ nổi lên ngộ nhập nơi đây lập tức trọng thương ý nghĩ cái này vô ưu trưởng môn chúng ta quang minh chính đại đi vào đi ngao ất có chút ít thất vọng cho cái đề nghị quý vô ưu họ âm thanh tự hành xuất hiện đối tiểu quỳnh phong bên trên hô câu Phong thượng nhưng có người tại một phái bên trong có một chút tiên thức do xét mà đến, tất nhiên là chỉ có thấy được quý vô ưu. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ nhỏ quỳnh phong thượng nở rộ, này kiếm quang dài ước chừng người trượng, tổng thể vì màu xanh thẳm, trong đó ẩn chứa sắc bánh kiếm ý, cơ hồ liền muốn tại quý vô ưu trước mặt bộc phát. Quý vô ưu vội vàng lui lại, cơ hồ là đem hết toàn lực bỏ chạy. Lúc này mới miễn cưỡng chạy ra mấy chục trượng, miễn miễn cưỡng cưỡng tránh đi đạo kiếm quang này, chỉ là bị chém một tia tóc dài. này Quý vô yêu ngược lại là không có gì, chỉ là đang nghĩ chính mình chỗ nào làm không đúng, làm Huyền Đô tiểu pháp sư không vui. Đồ tiên môn lại là vỡ tổ, lần lượt từng thân ảnh tự các phong phóng lên tận trời, liền muốn xông lại hộ vệ trưởng môn. Tiểu Quỳnh Phong bên trên, Linh Ga vội vàng chạy ra nhà cỏ, trong tay cầm ngọc phù lắc lư hai lần, Quý vô yêu trưởng môn cùng ngao ất trước mặt lập tức xuất hiện từng tia từng tia ba động. Lại là đại trận môn hộ được mở ra. Linh Nga đưa tay đánh xuống chính mình chán, vừa rồi nếu như không phải kịp thời phát hiện thao tác sai lầm làm ngũ hành đại trận chết đi một chút nhà minh trưởng môn nói không trường liền không có không tồi khục quy vô yêu hò hạ thanh chuyển các nơi bần đạo cùng trường thọ cộng đồng thiết kế bộ này trận pháp uy lực xác thực lợi hại được rồi không muốn khảo nghiệm để tránh quấy nhiễu đồng môn tu hành các ngươi đều trở về đi không có việc gì không có việc gì thi triển ẩn tung thuật pháp nấp trong bóng tối ngao ất không chịu được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cho nhà mình giáo chủ ca ca làm trưởng môn, lầy, khó như vậy sao? Quý vô yêu bình tĩnh cười một tiếng, giúp ngao ất che lấp thân hình. Cùng nhau bay vào tiểu quỳnh phong bên trong, tiểu quỳnh phong bên trên đại trận lần nữa hét kín. Phong bài bạc bên trong mấy vị tiên tử, cũng đánh cửa ra vào, cửa sổ, thăm dò nhìn ra phía ngoài, cái thế mặt lộ vẻ giật mình. Ồ! Giang lông nhi lông mày dựng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, tiểu cửu ngươi tại đổi bài. Không có, chính thi triển thách không nhếch vật chi pháp tử cửu hì hì cười một tiếng giang long nhi nói một tiếng tốt trực tiếp liền nhào tới tại tử vũ thi cùng hùng linh lị có chút bất đắc dĩ cùng ánh mắt hâm mộ hạ một hồi lâu đùa giỡn lại nói quý vô yêu cùng ngao ất đến tiểu quỳnh phong bên trên ngao ất hiện ra thân hình đối linh nga chắp tay hành lễ cất cao giọng nói linh nga tẩu tẩu linh nga có chút xấu hổ nhưng vẫn là bình tĩnh gật đầu hướng về phía trước đối trường môn hảo nhất đốn nhận lỗi quý vô ưu liên tục khoát tay nói không có việc gì nao ất không dám nhiều chậm trễ thẳng cắt chủ đề hỏi giáo chủ ca ca có thể tại sơn thượng linh nga khẽ cao mày nhìn xem ngao ất lại nhìn xem quý vô yêu thoáng có chút so dự quý vô yêu cười nói bần đạo còn có chuyện quan trọng trước đi một bên chờ sư huynh hẳn là không tại núi bên trong linh nga như thế nói câu thấy ngao ất nhíu mày lại lập tức nói bổ sung bất quá sư huynh lúc này hẳn là là an toàn ngao ất vội hỏi giáo chủ ca ca đi nơi nào ngay tại vừa rồi bạch tiên sinh cũng chính là bạch trạch tiền bối từng đến ta phong thượng linh nga nói bạch trạch tiền bối nói ta sư huynh xâm nhập một chỗ di tích viễn cổ bị nốt ở bên trong đại trận lĩnh hội một môn thần thông như vậy thần thông lĩnh hội xong mới có thể từ trong đại trận thoát khốn quý vô yêu cười nói trường thọ thật sự hào phúc nguyên ngao ất lại cúi đầu suy tư một hồi hỏi nhưng có bằng chứng có hơn nữa thực có sức thuyết phục linh nga trong tay áo lấy ra một phương bốn góc tiểu kỳ trên đó bay ra một tia đạo vận làm ngao ất cùng quý vô ưu vô ý thức lui lại mấy bước thở mạnh cũng không dám quý vô ưu không hoang kẻ già đời hắn một chút nhận ra này bảo kỳ nhận ra này bảo kỳ đạo vận thất thanh nói huyền đô ly địa diễm quang kỳ ngao ất cũng là mặt lộ vẻ giật mình hơi chút nhẹ nhàng thở ra linh nga nói bạch trạch tiền bối nói sư huynh làm hắn đưa này lá cờ trở về làm ta bảo vệ tiểu quỳnh phong an nguy nếu là có nguy nan sự tình bạch trạch tiền bối sẽ kịp thời chạy đến đúng rồi bạch trạch tiền bối đi thiên đỉnh nao ất cười nói như thế liền tốt như thế liền tốt ta cái này chạy về thiên đình bên cạnh quý vô ưu trầm ngâm vài tiếng nhìn xem kia ly địa diễm quang kỳ lại nhìn xem linh nga cảm thụ được linh nga hiển lộ ra thiên tiên cảnh sơ kỳ đạo vận nỏ giọng hỏi một câu linh nga đối với chức trưởng môn có hứng thú hay không linh nga trưởng môn không không đến mức ngao ất chạy về thiên đình lúc bạch trạch đã đi như hôm nay gian chưa có người không biết bạch trạch là thiên đình thủy thần lý trường canh tọa kỵ dù sau này đối yêu tộc tới nói là cái đà kích trí mạng đối nhân tộc tới nói lại là kiện mở mày mở mặt chuyện ly thú cho nên lưu truyền hết sức nhanh chóng bạch trạch tới thiên đình lúc trăng ra uy áp trường vũ tản ra lấy ra thủy thần lọc phủ thiên binh thiên tướng cũng không ngăn cả ngược lại là bao vây bạch trạch đi thông minh điện lúc ấy bạch trạch duy trì bản thể tại thiên đình bên trong tản bộ dùng yêu nhã dáng người bước ra thượng lưu bộ pháp dẫn tới không thiếu nữ tiên ghé mắt cùng với nam tiên tán thưởng đến thông minh điện bạch trạch cũng chưa nhiều lời tuy bị thánh nhân lão gia dùng đạo tâm ngưng chứ kỳ lạ phương thức phát nhiệm vụ bận bịu ngày bận bịu khắp nơi làm việc làm bạch trạch có chút hương phấn nay chứng minh thánh nhân lão gia đã thừa nhận hắn cái này thánh nhân đệ tử tỏa kỵ nhưng ý đến lục áp cả chết bạch trạch bao nhiêu cũng có chút buồn bực thiên đình không thể một ngày vô chủ chuyện người lúc này lý trường thọ bị vân tiêu tiên tử mang về tam tiên đảo bên trong dưỡng thương cho dù có hỗn nguyên kim đấu đan trường người năm tám năm cũng vô pháp thức tỉnh mộc công mặc dù không thế nào làm được việc lớn nhưng tối thiểu có thể duy trì thiên đình vận chuyển bình thường đến thông minh điện về sao bạch trạch đầu trên trường vũ nhẹ nhàng lấp lóe một viên đang rực chui vào đông mộc công trong miệng bất quá chỉ chốc lát mộc công không xanh biếc tổn thương lui lập tức liền có thể xuống giường bạch trạch lấy thị thú chi tư miệng nói tiếng người thủy thần vô sự chư vị không cần phải lo lắng chỉ là lúc này không cách nào trở về thiên đình còn thỉnh mộc công chú cầm thiên đình đại cuộc chớ nên tùy tiện đối với yêu tộc dụng binh thiên đình cố thủ liền có thể đông mộc công ánh mắt chớp động nghe được bạch trạch dẫn âm lập tức làm ra ứng đối hướng về phía trước làm cái đạo vái chào thở dài đa tạ thủy thần cứu giúp mộc công làm phiền bạch trạch như thế nói câu sau đó liền mang theo thủy lam sắc làn sóng tiếp tục bước thượng lưu bước rơi thiên đình bạch trạch đi sao chúng tiên vội hỏi đông mộc công đã xảy ra chuyện gì mộc công theo bạch trạch dẫn âm chỉ nói hắn bị yêu tộc cao thủ liên thủ đánh lén còn tốt thủy thần ra tay cứu giúp tề phần thủy thần tung tích tất nhiên là cùng bạch trạch cho linh nga giải thích không sai biệt lắm tin tức này tại thiên đình bên trong cấp tốc truyền ra chúng thiên binh thiên tướng nhẹ nhàng thở ra mộc công cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ hắn lúc ấy bị lục áp ném đi lúc thần chi không rõ mơ mơ màng màng lại rõ ràng nhìn thấy nhìn thấy nhìn thấy thủy thần vì cứu hắn đi cùng hơn người mấy nhức đầu yêu chém giết cuối cùng từ thiên khung rơi xuống hắn mộc công thiêu thủy thần hai cái mạng thủy thần ở đâu là phát hiện mật địa tu hành kia là sợ thiên đình tao loạn trọng thương ngã hục, trốn đi chữa thương đi đá hận hắn đông mộc công tu vi không được đáng hật, ngọc đế bệ hạ bây giờ không tại thiên đình bên trong nhưng cỗ này hận ý đông mộc công chỉ có thể để ở trong lòng ngược lại dấn thân vào thiên đình đại sự bên trong ổn định thiên đình đại cuộc cỗ này hận ý giống như một đám lửa tại mộc công đáy lòng không ngừng thiêu đốt rốt cuộc lại 12 năm sau thiên đình cùng bắc châu yêu tộc duy trì bình tĩnh nhưng đông mộc công lại không cách nào lại nhẫn nại tại đêm tối trong hội quy vối bị phong ấn lăng tiêu điện phía trước thật sâu cúi đầu nam thiện bộ châu sắc châu thành bên ngoài một chỗ nhàn nhã trong trang viên phóng ngựa nam sơn quy điền trồng trọt cùng ai thê an an ổn, ổn ổn tư thủ 7 năm bây giờ chính phiền muộn dưới hối không con cũng gặp được 7 năm năm đề suy ý muốn hay không nạp cái tiểu thiếp hoa hữu minh bị một đạo kinh lôi tự ban đêm bừng tỉnh hắn bỗng nhiên ngồi dậy trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt đủ loại hồi ức trở về đáy lòng không khỏi cao giọng cười to ta một thế này chinh chiến mấy năm cưới vợ quy ẩn tròn đầy ai nay phàm tục trí nhớ bên trong như thế nào xuất hiện nhiều nhất đều là như thế khuôn mặt quen thuộc ngọc đế bên người truyền đến một chút thì thầm âm thanh ngọc đế khuôn mặt trong mình cười dần dần biến thành mặt đen sau đó yên lặng đưa tay bưng kín chính mình chán chính lúc này hai đạo kim quang từ cao không bay tới chiếu ở ngọc đế cùng vương mẫu lịch kiếp trên người hai người trong nháy mắt hóa thành hai cái điểm sáng biến mất trong nháy mắt không thấy chỉ có chân mỏng nhẹ nhàng trượt xuống lang tiêu bảo điện bên trong ngọc đế tự bảo tọa bên trên mở hai mắt ra không chịu được đưa tay không nói gì ta cái này tông thái băng a trường canh than bài thế nào này làm sao làm cũng không đúng nhất định là sư muội phát hiện cái gì cưỡng bắt trường canh sau đó đuổi theo hồ ừ, lần này nhất định phải trị trường canh làm việc bất lợi số một làm hắn đi người cung huấn trăm năm thường nga ngọc đế cười khẽ âm thanh trở về chỗ tại phàm tục đủ loại tự thân đạo vận chậm rãi bay ra nhưng hắn cũng nhìn thấy đông mộc công ở ngoài điện quỳ sát mở ra lăng tiêu bảo điện làm mộc công đi vào đông mộc công đến điện bên trong ngọc đế liền cười nói như thế nào chỉ có mộc công trường canh lái khanh ở đâu Mộc Công vành mắt đỏ lên, đi đến đại điện bên trong trung tâm liền quỳ xuống, trong nhé mắt nước mắt tuôn đầy mặt, khóc lóc kể lể một tiếng. Bệ hạ, lão thần liều chết bừng tỉnh bệ hạ, quả thật kia yêu tộc khinh người quá đáng muốn tập sát lão thần. Hốn trướng, thì thần vì cứu lão thần tính mạng, bị yêu tộc người mấy đầu trên cổ đại yêu vây công, trọng thương ngã gục, bây giờ lão thần cũng không biết thì thần tung tích. Nay 12 năm không tin tức, lão thần quả thực lo lắng thủy thần, lúc này mới bừng tỉnh bệ hạ, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong an tĩnh một cái chớp mắt, người tại bảo tọa bên trên áo trắng thiên đế khuôn mặt dần dần âm trầm. Ông. Ừ. Bàn ngọc bị trực tiếp đạp bay, Ngọc Đế đứng dậy. 12 năm. Vì sao 12 năm mới đánh thức ta? Vì sao còn phải đợi 12 năm? Đi, đốt lên các bộ thiên binh. Lập tức khởi binh. Trường canh nếu có không hay xảy ra, ta thể giết tẫn thượng cổ chi yêu. Tầm âm lăng tiêu bảo điện bên ngoài phong vân biến sắc, đạo đạo lôi long lấp lánh hoàng sợ cửu trọng thiên khuyết không ngừng chấn động. Càng ơn lù lôn 2002, bay cha 29, thinh 9 trăm tám mươi 788, không hòa lôn vui, 096 đã ủng hộ ngay. Ngươi đang, cầu phiếu ai? Làm đông mộc công tại lang tiêu bảo điện phía trước cuối đầu, tay kia đạo kính lôi tại nam thiện bộ châu ngọc đế lịch kiếp bên người nổ vang lúc. Cái nào đó hắc ám, lấy ra yếu ớt lam sắc quang mang xó xỉnh bên trong một tóc tai bù xù thanh niên đạo giả xếp bằng ở kia trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dài này bóng tối trong dũng động ấm áp ôn như đạo vận bao vây lấy hắn làm dịu hắn an ủi hắn tại hắn sau lưng là một tòa nhẹ nhàng xoay tròn bảo tháp bảo tháp giải xuống đạo đạo huyền hoàng khí tức chân áp này nhỏ hẹp càn khôn tại trước người hắn là một thanh thanh đồng trường xích trường xích giờ phút này cũng tán phát ra trận trận là sóng tăng thêm một tầng càn khôn ngăn cách tại này ngăn cách bên ngoài còn có một đầu uy năng toàn bộ triển khai kim đấu kim đấu bên ngoài thai cực đồ chậm rãi chuyển động phong bê kim đấu lỗ hồng thanh niên đạo giả trước mặt một chương từ tiên lực nương tụ thành bảo đồ tại không ngừng biến hóa hắn thỉnh thoảng nâng bút viết xuống một hai cái chữ hoặc là vẽ xuống một hai cái vật cùng linh nếu quan sát kỹ nơi đây trong bóng tối tất giấu một đám lấp lóe văn tự cùng đồ án bỗng nhiên mấy thứ bảo vật đồng thời rung động hắn dừng lại động tác đem hết thảy che lấp thủy thần Bạch Trạch tiếng nói truyền đến, Ngọc Bế Bệ Hạ đã bị mộc công đánh thức, là có hay không muốn theo kế hoạch làm việc. Ồ. Hắn chỉ là như thế đáp ứng âm thanh, hai trong mắt bên trong cũng không có bao nhiêu vẻ mặt. Bạch Trạch tiếng nói mang theo một chút trần trở. Lúc này nếu lựa chọn tránh lui, có ta tương trợ. Kỷ thần ngươi nhưng từ đại kiếp bên trong thoát thân. Kim đấu bên trong an tĩnh một chút, thanh niên đạo giả lạnh nhạt nói. Như vậy bất ổn. Bạch Trạch cười khẽ âm thanh, Kim đấu bị phong bế mấy thứ bảo vật lần nữa hiện ra từng người uy năng kia thanh niên đạo giả ngồi ở kia suy tư tưởng tượng thấy tìm Quanh người những cái đó che giấu trong bóng đêm văn tự đồ án còn tại dần dần tăng nhiều nếu có người nhìn trộm hắn đạo tâm liền có thể thấy như vậy tình hình màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây linh đài quanh quẩn tra nghiêm tiếng tụng kinh nguyên thần tiểu nhân nhi cũng đang lẳng lặng ngồi xếp bằng tại nguyên thần trước mặt từng tia từng tia hắc khí ngưng tụ thành một lão đạo thân ảnh này lão đạo thấy không rõ khuôn mặt chỉ là lẳng lặng cùng hắn ngồi đối diện tại chăm chú nhìn vào hắn đêm tối bên trong lăng tiêu bảo điện đầu tiên là kim quang đại tác chiếu sáng một tầng thiên lại là sấm sét vang dội đại đạo rung động thiên đình bên trong tinh thần thiên binh đầu tiên là lo sợ bất an hơi kinh ngạc nhưng cảm nhận được ngọc đế thốt nhiên mà lên khí tức sao tiên tâm đại chấn ngươi tâm phúc trở về thiên đình chúng tiên nguyên bản mê mang không ngơ ngẩn không biết làm sao tại thời khắc này tan thành mây khói bởi vì bọn hắn biết kế tiếp chính mình không cần lại lo lắng chỉ cần nghe lệnh bất quá nửa canh giờ thông minh điện điều binh chi lệnh truyền đến các bộ thiên binh vóng sái trong tay từ cửu trọng thiên ba tầng dưới đến ngũ đại thiên môn nơi dần dần sôi trào từng đội từng đội thiên binh từng người từng người thiên tướng hướng bắc thiên môn trung thiên môn tây thiên môn hội tụ mây đường hỗn loạn liền trên dưới giao thoa cùng bay chỗ đứng không đủ liền tự thiên môn nơi hướng ra phía ngoài kéo dài Mọc đế hạ chỉ thiên đình muốn cùng bắc châu yêu tộc toàn lực một trận chiến mà lúc này ngọc đế nhưng lại chưa hiện thân tại thông minh điện cùng các ngươi bận rộn đều là một công cùng cái khác tiên thần ngọc đế một mình đi đâu xuất cung tự khai tích thiên đình lão quân thường trú ở đây ngọc đế chưa từng tới bao giờ đâu xuất cung chỉ vì lão quân trên danh nghĩa chính là ngọc đế chi thần nhưng trên thực tế là thánh nhân hóa thân ngọc đế cũng không biết chính mình đến đâu xuất cung bái phỏng nên bị như thế nào tiếp đái có thể hay không làm thái thanh sư huynh xấu hổ nhưng mà ngày hôm nay ngọc đế đã là nhất định phải tới nơi đây hỏi một chút lý Trường trọ lúc này tình huống như thế nào mặc dù ngọc đế bệ hạ đáy lòng đã sớm biết có thái thanh sư huynh tại đoạn sẽ không để cho lý Trường trọ nguy hiểm đến tính mạng nhưng chính như một công lời nói 12 năm còn chưa có tin tức quả thực làm cho người ta bất an mặc bê trên người mặc kim giáp đến đâu xuất cung phía trước đâu xuất cung cửa cung mở rộng trong đó mây khói lượn lờ rõ ràng mộc ngư thanh theo gió bay tới tiểu kim tiểu ngân hai tên đồng tử không nhanh không chậm vượt qua cửa cung cánh cửa đối lọc đế quỳ xuống hành đại lễ đồng nói cung nghinh bị hạ mọc đế tự biết đây là thái thanh sư huynh cho hắn cái này thiên đế mấy phần mặt mũi lúc này cũng lộ mộ ra một chút nụ cười ấm áp nói không cần đa lễ lão quân có thể tại cung bên trong bệ hạ thứ tội lão quân trước đây đi vân du rồi đã mấy năm chưa trả tiểu kim cúi đầu bẩm báo nhưng lão quân trước khi đi từng nhắn lại nếu bệ hạ bởi vì trường canh sư huynh mà đến con thỉnh bệ hạ yên tâm trường canh sư huynh nam đó bị thương rất nặng đạo hạnh gần như tán loạn bây giờ ngay tại tam tiên đảo bên trên chữa thương có vân tiêu tiên tử dốc lòng chăm sóc cũng có chúng bảo tướng hộ lúc này đã không có nguy hiểm đến tính mạng bệ hạ nếu muốn đối với yêu tộc dụng binh con thỉnh chú ý đến thiên đình bây giờ cục diện kiếm không dễ ngọc đế rõ ràng nhẹ nhàng thở ra cười nói trường canh mạnh khỏe trường canh mạnh khỏe lão quân nhưng còn có cái khác nhắn lại ta từ không thể gặp thiên đình tiên thần bị người ức hiếp mà làm vô sự phát sinh sau đó cũng sẽ mang thiên đình binh mã trùng sát phía trước mà thôi tân lão quân trí ngôn ta cái này triệu tập chúng tiên gia trước thương nghị lại xuất binh nói xong ngọc đế đối đầu xuất cung chắp tay một cái quay người trở về lăng tiêu bảo điện đợi ngọc đế đi sau tiểu kim tiểu ngân liếc nhau cùng nhau nhẹ nhàng thở ra bọn họ đứng dậy nhảy trở về đâu xuất cung bên trong đóng lại đại môn Thái Thanh Thánh Nhân Huyền Diệu Đạo vẫn đem đâu sức cung bao khỏa trong đó. Tiểu Ngân có chút bất an nói thầm. Chúng ta đây coi là không tính gây sự nha. Vì sao kêu gây sự? Như thế nào gây sự rồi? Tiểu Kim mắng. Lão quân du lịch phía trước nói. Về sau trường canh sư huynh nói chuyện chính là lão quân nói chuyện. Chúng ta nghe chính là. Hơn nữa chúng ta là khuyên ngọc đế bệ hạ tỉnh táo. Này nếu là trực tiếp cùng yêu tộc khai chiến. Thiên đình không có nhiều cao thủ cho chống. Khẳng định tổn thất nặng nề thật vất vả có điểm ra sản đều bồi tiến vào đối với giống chúng ta là tại làm chuyện tốt tưởng ngân nháy mắt mấy cái ngược lại là an ổn rất nhiều lại nói ngọc đế bệ hạ trở về lăng tiêu bảo điện lập tức triệu tập thiên đình chúng tiên thần văn thần võ tướng phân loại lăng tiêu bảo điện bên trong một mảnh túc sắc khí tức ngọc đế thân mang kim giáp mùi cao tại bảo tọa bên trong nói một tiếng tiêu tộc sự tình mộc công theo tường bẩm báo dưới đài cao đông mộc công kho mình hành lễ đen ngọc đế hạ phàm sau mọi việc kỹ càng bẩm báo yêu tộc phát thảo thiên hịch văn tuyên bố không tuân theo thiên đình chi lệnh thiên đình theo thủy thần quyết đoán phát thảo yêu hịch văn lấy chính thiên uy lại dùng kéo binh kế sát tan giả yêu tộc sĩ khí thủy thần lại chủ trì bắc châu đại chiến thiên đình lấy yếu ớt đại giới diệt sát tiêu tộc chúng tinh nghệ đến tận đây lệnh yêu tộc đối thiên đình uy hiếp lớn giả yêu tộc sĩ khí càng đổi mộc công nói thủy thần chi ngôn chỉ chờ bệ hạ lịch kiếp trở về từ bệ hạ chủ trì diệt yêu chi chiến nhưng mộc công không cần chần chờ ta tới nói đi mọc đế khuôn mặt vô cùng lạnh lùng ngay đó mộc công bị yêu tộc cao thủ vây công chính là thủy thần kịp thời cứu viện thủy thần vì thế thân bị trọng thương đến nay vẫn chưa tỉnh tới lời vừa nói ra phía dưới tiên thần một nửa mặt lộ vẻ giật mình một nửa có thức tức giận tại thiên tướng trận liệt dựa vào sau vị trí bên trên no ất đem đầu nón trụng một ném vào thẳng ra đám người hướng về phía trước đi nhanh mười mấy bước một hôi chạm đất cúi đầu la lên Bệ hạ, con thỉnh cho phép mà tướng lãnh binh công kích phía trước, vì ta giáo chủ ca ca báo thù rửa hận." Trần Ngọc Đế nói, "Nào ất không cần lo lắng, thì thần đã không còn đáng ngại, hồi liệt đi." Nào ất cúi đầu xác nhận. Quay người trở về chính mình vị trí, yên lặng đứng thẳng. Hít, muốn vừa đúng. Ngọc Đế lại hỏi, "Ngày hôm nay, ta muốn công bác châu danh giới chi yêu. Các vị ái khanh như có hiến kế, phía dưới tiên thần an tĩnh một hồi." Mộc Công dùng tiên thức liếc nhìn chính mình tay áo bên trong Ngọc phủ, đây là chỉ chốc lát trước, Nào ất cùng hắn gặp nhang lúc, dâng lên Hải Thần binh pháp. Mộc Công đang chờ, chờ Ngọc phủ bên trong miêu tả tình hình xuất hiện. Đại điện bên trong lại an tĩnh hai cái hô hấp, Ngọc Đế hỏi lại, không ngây một người có rượu kế. Bệ hạ. Một lão đạo hô to một tiếng, như là rơi xuống cái nào đó gian nan quyết định, cúi đầu làm đạo vái chào, nói: "Thần có một sách." Nói. Lão đạo cao giọng hô hào, kia yêu tộc làm hại tứ phương thiên địa chúng sinh khổ này lâu vậy bây giờ yêu tộc không tuân theo thiên đình ngư hại thiên đình trọng thần tội ác tài trời tuyệt không cho phép tha thứ nhưng thiên đình vừa mới cất bước đinh tướng mặc dù đã không thiếu lại không quá nhiều cao thủ yêu tộc di họa từ thượng cổ tần giấu các cao thủ chúng ta lần này chinh phạt yêu tộc nhưng không có cao thủ gấp rút tiếp viện sợ khó đại thắng ta ngọc đế chậm rãi gật đầu bất mãn nói phù nguyên ái khanh kế sách chính là đêm này mọi người đều biết sự tình lặp lại lần nữa bệ hạ phù nguyên tiên ông tiếp tục cao giọng hô thần kế sách chính là lấy thiên đình danh nghĩa triệu mời đạo môn các cao thủ thần nguyện tự thân đi xiển giáo cầu viện ngọc đấy nhướng mày sau đó liền ngồi tại bảo tọa bên trên hơi di tư dưới đài cao một công đáy lòng thở dài hết thảy quả thật như thủy thân sở liệu thậm chí đứng ra hiến kế người nói lời đều cùng ngọc phù bên trong phòng đoán như vậy không sai biệt nhiều đã như vậy bệ hạ mộc công lập tức đứng dậy hoang người nói lão thần nguyện đại bệ hạ bên ngoài mời cao nhân tương trợ thiên đình tốt ngọc bế giờ phút này đã là quyết định con mắt có thần quang hang hái truyền ta mệnh đại quân lập tức xuất phát vây quanh bắc châu danh giới đợi hai vị ái khanh mời đến cao thủ viện hộ một trận chiến tiêu diệt bắc châu chi yêu lấy trinh thiền uy cả điện tiên thần cùng nhau lĩnh mệnh tân bệ hạ ý chỉ ngọc đế mở ra tay phải Lăng Tiêu Bảo Điện đỉnh điện bảo châu kim quang đại tác, từng tia từng tia màu vàng lưu quang tại ngọc đế lòng bàn tay ngưng tụ, ngưng tụ thành một cái sắc bén vô song bảo kiếm, Thiên Đạo Trần Quyền kiếm. Ngọc đế rút kiếm phía trước chỉ, khẽ quát một tiếng, "Khởi binh!" Thế là, Thiên Đình các bộ binh mã, Tường bảy, nhiều đám, phủ kín thiên khung, hướng Bắc Châu Dũng mãnh lao tới. Mộc Công mang theo một đội binh mã, vội vàng chạy tới Kim Ngao đảo. Tin tức không ngừng đọc Ngọc Phù bên trong nội dung, hắn đã đọc mấy chục lần vẫn có chút nhìn thấy mà giật mình mộc công mặc dù tu vi không được nhưng ở thiên đình như vậy nhiều năm cũng không phải ngu dại hạng ngươi như thế nào nhì không ra chuyện hôm nay sẽ đối với hồng hoang sinh ra bao lớn ảnh hưởng ngọc phù bên trong còn nói tiến đến ngọc hư cung cầu viện chi tiên thần chắc chắn thần thái kiêu căng cố ý đối với thánh nhân đệ tử hạ lệnh từ đó kích phát thánh nhân đệ tử bất mãn cửa tuyệt thiên đình điều lệnh nếu tiến đến kim ngao đảo cầu viện chi tiên thần cũng như thế lòng mang ý đồ xấu đạo muôn nguy rồi ta lúc này không cách nào hiện thân chỉ có thể cầu xin mộc công tiến đến kim ngao đảo nhập đảo trước mộc công chắc chắn bị tự xưng tiệt giáo tiên giả trận lại đạo hữu đây là muốn đi nơi nào chợt nghe một tiếng la lên mộc công tiên thức màu về ngoài vạn dặm đã thấy mấy đạo lưu quang tự tây nam phương hướng bay tới đem mộc công ngăn lại chuyện phát sinh phía sau làm mộc công càng phát ra kinh hãi hết thảy phát triển đều như thì thần cho quảng ngọc phù này sở bày ra ngăn lại mộc công người từ xưng là tiệt giáo nhị đại tiên nhân biết được mục công muốn đi tiệt giáo cầu viện chuyên tới để gặp nhau nhưng bọn hắn cũng không phải là đến chi viện ngược lại là nói thiên địa có đại kiếp tê giáo trên giới tôn đại sư huynh đa bảo chi lệnh giờ phút này không được tùy ý giang màn mộc công trong mày cùng mấy tên tiệt giáo tiên nhân nói chuyện nhiều vài câu liền quay người trở về thiên đình lúc này mộc công xem kia ngọc phù xem nhiều lần đáy lòng phảng phất nổi lên thủy thần kia nhất quán bình tĩnh thong dong tiếng nói duy nhất phá cục chi pháp tới vần đông thiên môn đông mộc công cắn răng một cái rộng chân một cái dưới chân mây trắng nhất chuyển mượn thiên đỉnh mây đường hướng tây như hạ châu mà đi thẳng đến linh sơn linh sơn phía trên tiên quang đại tác mấy thành nhân đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng minh đón mộc công nhưng để bọn hắn trở tay không kịp chính là mộc công chỉ là đến linh sơn lần đây chợt quay người mà đi còn lắc đầu thở dài mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ linh sơn chúng nửa ngày sau bắc châu chế không Ngọc Đế ngồi cao với Thiên Đế Long Liễn, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hai canh giờ trước, kia phù nguyên tiên ông đến đây thỉnh tội, quỳ gối Long Liễn phía trước cao giọng la lên. Lời nói chính mình vô năng, không mời được thánh nhân đệ tử, còn gặp không may chế nhạo. Này không thể nghi ngờ cho sĩ khí chính Hồng Thiên binh thiên tướng, tạt một trọng nước lạnh, cũng làm cho Ngọc Đế trong mắt nhiều hơn mấy phần tức giận. Phương viên trong vạn dặm đầy trời mây đen, các bộ thiên binh thiên tướng đều đang đợi hắn cái này thiên đế mệnh lệnh, mà xiển giáo nhục nhã thiên đỉnh sứ giả, cửa không phải cao thủ đến đây tương trợ không thể nghi ngờ cho hắn một cái cái tát chính lúc này đông mộc công mang theo một đội thiên binh tự phương tây mà đến người chưa tới tiếng khóc tới trước quỳ hối xa liễn lời mở đầu nói trước đây tao hộ làm ngọc bế nghe được đông mộc công tiến đến kim ngao đảo bị tiệt giáo báo cho bởi vì đại kiếp buông xuống không cách nào phái người chi viện thiên đình sau đó đông mộc công lại tiến đến tây ngưu hạ châu linh sơn lại ngay cả linh sơn sơn môn đều không bước lên được ngọc đế hít một hơi thật sâu ngồi tại trên xe kéo đã là muốn mở miệng giận mắng giờ phút này thanh nhân đạo thừa không cao thủ đến giúp thật sự thật sự nhân giáo đại pháp sư chấn thủ thiên ngoại huyền đâu thành xiển giáo tiệt giáo tây phương giáo từng người cự tiệt ra người hắn thiên đình khởi binh đến tận đây đã là cưỡi hồ khó xuống nếu lui binh thiên đình rất mất mặt không biết bị phía dưới yêu tộc như thế nào chế nhạo nếu không lui nếu không lui liên muốn dùng thiên binh thiên tướng mệnh đi lấp những cái đó thượng cổ đại yêu chi thân mặc bế tại xa liễn bên trong đứng dậy tóc dài phất phới phía sau sấm sét trận trận hắn nắm chặt song quyền lại buông ra như thế lặp đi lặp lại mấy lần may kiếm mắt sáng bao hàm hàn quang bên người thiên đế thần quyền kiếm không ngừng chiến binh lui binh một tiếng này phà phất đã dùng hết ngọc bế hết thảy khí lực làm một biên đông mộc công đáy lòng đều là không khỏi một nắm chặt thiên đình binh mã vô thanh vô tức giống như thủy triều thối lui phía dưới yêu tộc chuyển đến chấn thiên la lên lại nửa ngày sau lang tiêu bảo điện bên trong ngọc đế huy kiếm đen trước mặt bàn ngọc chém thành hai khúc quay người lại cười kim giác, lấy súng kim nón trụ đưa tới thiên đế ấn tỉ, bay thẳng cửu trọng thi khuyết chỗ sâu nhất này tam giới chúa tể hắn không làm cũng được ba ngày sau hồng hoang thiền biến đầy trời mây đen che đậy ngũ bộ trong một ngày một đêm một đầu tin tức tại hồng hoang bên trong lan truyền nhanh chóng ngọc đế bất mãn tam giáo đệ tử bất lễ thiên đình không tuân theo thiên mệnh đi trong tử tiêu cung tìm đạo tổ khóc lóc kể lể đạo tổ hạ xuống đại kiếp giao trách nhiệm tam giáo thánh nhân nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ tiếp dẫn chuẩn đề cùng thái thanh lão tử thánh mẫu nữ hoa tại trong năm sau cùng đi trong tử tiêu cung cùng ban bạc phong thần phong thần đại kiếp như vậy mà khải nhưng thiên cơ triệt để hỗn loạn thôi diễn chi đạo bị phong hồng hoang trừ thánh nhân bên ngoài không người biết đại kiếp vì sao lại nhân như thế nào phong thần ai hỗn nguyên kim đấu bên trong người tại tầng tầng bảo vật che lấp hạ thanh niên đạo giả cũng chính là lý trường thọ hít trước thứ hai khí đạo tâm linh đài nguyên bản tại trước mặt hắn hình như lão đạo bóng đen giờ phút này đã lặng yên tiêu tán tiếng tụng kinh càng phát ra rõ ràng hắn ánh mắt cũng càng phát ra trong sáng lan tính và tính đi mưu đồ phong thần không nghĩ tới chính hắn lại thành phong thần đại kiếp ngòi nổ thành làm ngọc đế dẫn giữ ngòi nổ đây chính là thiên đạo ở khắp mọi nơi Lần như không gì làm không được đen sinh linh lay hoay tại chấp trưởng trượng cổ lúc lãng tiền bối bây giờ chính mình đều thành thiên đạo quân cờ nhưng lý trường thọ giờ phút này cũng không cảm thấy chính mình tại trận này đánh cờ bên trong bại bởi thiên đạo kim đấu bên trong lý trường thọ trong ngực lấy ra hai loại bảo vật đặt ở trước mặt chảm tiên phi đao tiêu đế ấn tỷ sau đó hắn sẽ đem yêu đế ấn tỷ dâng cho thiên đình cho yêu tộc một kích trí mạng hồ lô lớn có tác dụng khác Bảo vật này cũng là có phần khó thuần phục. Lục áp đã chết. Mặc dù đinh đầu thất tiến thư không biết tung tích, triệu đại gia tại đại kiếp bên trong bị xử lý khả năng chưa biến mất, nhưng tối thiểu chứng minh thiên đạo kịch bản cũng không phải là không thể sửa. Thiên đạo mượn chính mình tay, định ra phong thần người khương tử nha. Lại nhờ vào đó đến một hắn nhập kiếp, trở thành ngọc bế trách tội tam giáo ngòi nổ, mở ra phong thần sự tình. Cùng lúc đó, Lý Trường trọ lại đen Tây Phương giáo một tay, đem Tây Phương giáo trực tiếp kéo vào trong đại kiếp đen nhân giáo hái được đi ra ngoài việc này cũng không phải là một lần là xong chưa chính mình can thiệp long tộc nhập thiên cùng phương tây đánh cờ từng bước một làm thiên đình cùng phương tây có đối địch chi ý không ngừng tích lũy đại vận mới có như vậy thay đổi mộc công đi linh sơn nhìn như là lý trưởng thọ tùy ý cho chiêu thức trên thực tế đối với phương tây thánh nhân tới nói chính là cái khó giải nan đề nếu bọn họ đối với mộc công ra tay phương tây trực tiếp cùng thiên đình khai chiến hậu quả khó do cho nên linh sơn chủ động nghênh đón mộc công thậm chí muốn ra cao thủ giúp thiên đình hủy diệt yêu tộc nhưng mộc công căn bản không vào linh sơn Sai người rời đi làm linh sơn từ trên xuống dưới chỉ có thể dương mắt nhìn này không phải dương mưu cũng không phải âm mưu mà là đại giới trước đây lý trưởng thọ diệt sát lục áp lúc tây phương giao chuẩn để thánh nhân từng ra tay đại giới khi đó phương tây đã vào kiếp mà thiên đạo cũng vui vẻ làm phương tây nhập kiếp thiên đạo muốn từ đầu đến cuối chỉ là thiên địa ổn định hết thảy nhìn như chưa thay đổi hết thảy lại có biến hóa thiên đạo tại kiềm chế biến số chính mình vì diệt lục áp đã là vào kết chung hỗn nguyên kim đấu bên trong ly trường thọ phát ra tiếng thứ ba thở dài lần này hắn nhấc lên trong tay tiên lực ngưng tụ thành đao khắc. nhìn chăn chú trước mặt bảo đồ đây là hắn đạo vạn vật cần đối trong mắt thần quang phun trào cái chán nở rộ kim quang tay láo tóc dài loạn vũ kim đấu bên trong nguyên bản hắc ám chật hẹp khôn đột nhiên sáng lên một đám thủy lam sắc chữ lớn thái cực đầu, hỗn nguyên kim đấu huyền hoàng tháp càng khô xích cùng nhau bộc phát uy năng tam tiên đảo sấm xét đại tác nhưng cũng vô thần lôi phách hướng hỗn nguyên kim đấu lý trừ thọ trong miệng tự lẩm bẩm ta có thể trở thành thiên đạo quân cờ bởi vì ta bản thân liền là thiên đạo một phần tử là thiên địa một tia bụi bặm nhưng thiên đạo chính là thiên địa ý chí thiên đạo chi hạ sinh linh không tư ẩn bị điều khiển mặc dù vạn vật đều có thể vì chó dương nhưng sinh linh cuối cùng không giống với tử vật. ban cổ khai thiên địa, vì vạn linh mở đường ký sinh chỗ. đạo tổ toàn thiên đạo, vì vạn linh định ra nơi đây trật tự. đây chính là sinh linh cùng thiên đạo mang cách chỗ. ngày hôm nay ta đem thiên đạo viết nhập ta chỉ đạo, thiên địa ý chí cùng sinh linh trong lúc đó cần có cân đối. lời nói nhất đốn, đau khắc rơi xuống. ly trưởng thọ toàn thân tiên quang phun trào, dường như hao phí sức lực toàn thân. tại kia bảo đầu bên trong viết xuống thiên đạo hai chữ, trong chớp mắt. Lý Trường thọ quanh người đạo vẫn phun trào, sau đó ầm vang nổ tan, quy về vô hình. Sư phụ, cảm ơn, cảm ơn Mai Tê. Hùa Vô Kì, Huhan một trăm chín mươi bảy, nuôi Tuê, U E A -t E E U S, Ta Ha, Lột hai nghìn, nuôi là vốn hai một không bảy một chín chín sáu đã ủng hộ ngay. Ngươi đăng U Minh Địa Phủ, Phong Đô Thành Đông, Nhất Tiến Thiên Hùng Quan bên cạnh đỉnh núi, nơi này là hai vị câu hồn nguyên sái viên qua nhỏ mọc cá lúc bí mật vườn hoa là hai người bọn họ vu theo thượng cổ mà đến tình huynh đệ không ngừng thăng hoa chứng kiến không có biến chất cái loại này thiên gió thổi phất qua mã diện kia mềm mại lông bồng mây dám đi ngang qua ngư đầu kia như ngọc thạch đen ngưu nhãn này hai hàng chính hối lên cánh tay nằm tại vách núi đỉnh chóp trong lòng cũng không có gì dư thừa phiền lòng chuyện không cần dẫn đội ra ngoài nhất quan tài nhật tử chính là như thế không thú vị nhàn nhã lại tịch mịch mã gần nhất này hồng hoang là thế nào này hơn 10 năm địa phủ mỗi ngày trấn a trấn bò bò đại vu tề nói không phải phải có đại kiếp sao hí trước tiên chưa chút người đi nói không chừng lúc nào đại kiếp bộc phát chúng ta nơi này lại bận không qua nổi mắt diện sùi cười một tiếng tìm ai câu hồn sứ giả không phải dễ làm như vậy muốn dạ sợ những người phàm tục kia hồn phách mới được ai thì thần nếu như có thể cho chúng ta ra một chút chú ý liền tốt nghe nói thủy thần bị thương cũng không biết có khỏe hay không ngư đầu lời nói bên trong đột nhiên hơi chớp mắt đỡ khăn trùng đầu bò lên như thế nào hiện tại mới nghĩ đến nhanh chúng ta làm chĩa xuống đất phủ đặc sản vấn an thủy thần đại nhân a mã triện bình tĩnh lắc đầu thủy thần là dễ gặp như vậy sao đây chính là thiên đình quyền thần nhân giáo thánh nhân lão gia đệ tử nghe nói ngọc đế bệ hạ giận dữ vì thủy thần kén chút liền đem yêu tộc trực tiếp diệt vậy cũng không nhất định ngư đầu cười hắc hắc chúng ta dùng địa phủ danh nghĩa đi thăm thì thần hắn lão nhân gia như thế nào cũng sẽ thấy chúng ta a à. thiên đình cũng không thể ngăn cản chúng ta a à. ngươi suy nghĩ một chút tại thủy thần bị thương cần có nhất an ủi thời điểm chúng ta chọn 500, không 54 mươi xác suất chúng nữ oan hồn thủy thần vạn nhất tìm được một chút trước kia không có vui vẻ hắc 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 về sau hai ta có thể không phải cái này sao ngư đầu dựng thẳng ngón tay cái lung lay một bên mã diện lập tức mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đột nhiên hai vị nguyên sái, có khỏe hay không? Này ôn ngợn tiếng nói. Như vậy khí tức quen thuộc, như vậy khắc vào cốt tủy hương vị. Nư đầu cùng mã diện khăn trùng đầu cùng nhau dưng lên, đứng lên nhìn về phía nơi chân trời xa, thấy được kia cưỡi mây mà đến thanh niên đạo giả. Độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ. Nư đầu mã diện liếc nhau, ánh mắt điên cuồng giao lưu. Lý Trường Thọ thấy thế có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, xa xa truyền thanh nói. Bên ta mới cũng không nghe được cái gì. Hai vị gần nhất thế nhưng là thiếu gia vị, Nư đồng mã diện nghe vậy không khỏi đại hỉ, đứng dậy nhảy xuống vách núi, trao hỏi phía dưới những cái đó ỉu xìu ỉu siêu nhi âm sai giữ vững tinh thần, cho lên cái chiêng, ngõ lên cổ, dường lên phủ bụi đã lâu chưa bài. Nghĩa phủ hoan linh ngươi, tâm dương người một nhà. Ly trường thọ, thái ất thiên nhân cảm giác có bị mạo phạm đến. Tại ly trường thọ ống tay láo, một viên cái đầu nhỏ ló ra, lại là hóa thành ba tức lớn nhỏ linh ha, tóc mây váy lộ bạn xinh đẹp cư mặt, tay nhỏ đào sư huynh ống tay áo biên duyên, hiếu kỳ đánh giá các nơi, sư huynh nói mang chính mình đến chỗ tốt nơi này là linh nga đột nhiên giật mình sư huynh nơi này không phải địa phủ sao sư phụ thật chẳng lẽ ùng Lý trưởng chọn đưa tay cất tay láo ngón tay đem linh nga ôn nhu ấn trở về thành thật một chút sư phụ được quyết định trước tiên truyền thế trong này phát sinh chuyện tương đối phức tạp chúng ta cũng chỉ có thể tới đây xem sư phụ lần này linh nga không khỏi run lên nhưng nghe sư huynh lời nói nói khinh đạn trong lúc nhất thời cũng không có quá đa tình tự dâng lên. Dù sao, theo mấy năm trước Linh Nga liền dự cảm đến sự tình không đúng, làm rất nhiều tâm lý xây dựng. Chỉ là không nghĩ tới. Sư phụ thật truyền thế, đã sư phụ quyết định truyền thế, kia làm đệ tử cũng chỉ có chút. Đợi chút, bị truyền thế. Nho nhỏ Linh la cái chán cho đầy hắc tuyến. Đây còn không phải là bị giết. Nàng còn chưa kịp hỏi ý sư huynh, liền nghe bên ngoài truyền đến đối thoại âm thanh, lại tại lý trường thọ tay áo bên trong điểm chân hướng ra phía ngoài liếc nhìn, nhìn thấy như đồng mã diện cùng địa phủ đón khách âm sai đại đội một phen hàn huyên khách sáo lý trường thọ cầm hai bình gia vị cũng lấy ra một cái ngọc phủ nói chính mình là phụng thủy thần chi mệnh đến đây cầu kiến hậu thổ nương nương nư đồng mã diện không dám khinh thường cầm ngọc phủ nhìn thoáng qua nư đầu đưa tới đặc biệt tiếp đãi khách quý xe bỏ mang lý trường thọ chậm rãi từ từ đi dạo đi phong đô thành mã diện thì là vắt chân lên cổ chạy như điên trước một bước xin chỉ thị diêm quân đại nhân 12 năm trước bắc châu một trận chiến Ly Trường Thọ chân thực dung mạo mặc dù bại lộ, nhưng đương trận sinh linh hoặc là bị xóa bỏ, hoặc là chính là triệu đại gia này loại người một nhà, lúc này chính mình còn có thể tiếp tục diễn diễn kịch, có thể nhiều một chút bảo hộ, liền nhiều một chút bảo hộ nha. Sở dĩ mang linh nga đến đây địa phủ, Ly Trường Thọ cũng là có mấy phần lực lượng. Dù sao, tại các thánh nhân đều đã biết được, Thái Thanh thánh nhân tự mình hiện thân bảo vệ, hắn trên người bảo hiểm lại thêm như vậy ước điểm điểm. Lại có, hiện tại Ly Trường Thọ nguyên thần bên ngoài nổi lơ lửng huyền hoàng bảo tháp, trong tay áo cất càn khôn xích trong lòng mực dán bên trong ly địa diễm quang kỳ tùy thời còn có thể mời bộ phận thái cực độ uy năng đến đây chi viện ổn thỏa một chút cách nói giờ phút này là hắn đi qua 500 năm hướng trước 500 năm nhất có an toàn cảm giác thời khắc lúc này lý trưởng thọ đáy lòng cũng là vô cùng náo nhiệt tháp ra say khớt nói xong cùng kim đấu mỗi mũi tiếp xúc quần mũi 12 năm ly địa diễm quang kỳ a di biểu thị im lặng càng khôn xích lão ca ám chọc chọc cười lạnh liên cung hắn không có ở kia đồng dạng đương nhiên lời này càn khô xích cũng là không dám nói chỗ nào còn có thể không có bài vị rồi đáng nhắc tới chính là thái cực đầu cũng bắt đầu có linh nghiệm truyền đến tham dự bọn nó đề tài hiển nhiên đi qua tháp ra nói thử thách thái thanh lão ra đã triệt để công nhận hắn cái này thánh nhân đệ tử thái cực đầu cũng không còn đem hắn xem như người ngoài Thừa dịch không cần đem nhân giáo trí bảo trả lại ly trường thọ rời tam tiên đảo liền quyết định mang linh nga tới tế điện hạ sư phụ đều là luyện khí sĩ kỳ thật đều ứng đem sinh tử xem nhạt một ít bằng không thì cũng không thể chịu đựng được năm tháng dài đằng đẵng tịch mịch tiên nhân bình thường tạo mộ. tìm được cái mộ phần đối mộ phần làm đạo vái trào phía trên một chút hương phóng điểm trái cây niệm vài câu điếu văn thiên đình quyền thần tảo mộ trực tiếp đuổi tới địa phủ lục đạo luân hồi bản vẫn là muốn đi vào cái loại này không có cái gì khó khăn chắc trở ly trường trọ liền đến lục đạo luân hồi bàn bên cạnh bị một trùng sáng đặt vào trong đó lần này hậu thổ nương nương cũng không lộ diện đem lý trường thọ đặt ở một chỗ dốc thoải bên trên dốc thoải bên ngoài có một chỗ nho nhỏ đầm nước mấy con màu vàng qua cầu ở trong đó chìm chìm nổi nổi tình nguyên lão đạo hồn phách ngay tại trong đó lý trường thọ trong mắt toát ra một chút bình yên tại tay áo bên trong đem linh Na nâng ra tới từng tia từng tia tiên quang lượn lờ linh nga thân hình không ngừng xoay tròn khôi phục thành bình thường lớn nhỏ sau đó miệng nhỏ nhất biển vành mắt đỏ lên mắt to sóng nước ngượng nhạo nhìn chăm chú vào sư phụ hồ phách che miệng mũi liền gọi sư phụ ngươi chết rất thảm a à. ly trường thọ cái này lại không có hồn phi phách tán đứng tại hồ nước bên cạnh ly trường thọ nhìn chăm chú một hồi sư phụ hồn phách vừa nhìn về phía nơi xa chân trời tâm tình so trước đây thiếu đi mấy phần chắn buồn bực linh nga ở bên bận rộn cũng không biết nàng tại sao lại trước tiên dự sẵn nhưng tóm lại là chuẩn bị tốt giấy vàng hương án tê phẩm trái cây tờ đây bày cái nho nhỏ tế đàn trong lên màu trắng áo choàng ngươi quy chân tại kia sư phụ hóa vàng mã linh nga hút sụt xịt cái mũi tiểu xảo chóp mũi đều khóc sưng lên ngào giọng thì thầm sư phụ nha ngươi trên đường hào hào Lý trường thọ cải chính đây đã là đến đường trung địa cũng một lần nữa trở lại linh nga nước nở ra nói thầm thiệt sư phụ ngươi phía trước tại thời điểm đệ tử không thể tẫn bao nhiêu hiếu mặc dù là bởi vì ngài vẫn luôn tại phòng bên trong ngủ không ra sư phụ là ngài đem đệ tử mang về sơn trượng đưa vào tiền đạo đệ tử vẫn không có thể làm ngài hưởng thanh phúc. Sư phụ ta ở đây hóa vàng mã. Ngươi liền ở chỗ này dựa vào, cũng không cần tinh địa phủ đại quỷ tiểu quỷ tay, tại địa phủ nhiều mua chút. Không đúng, sư phụ ngươi ở đây cũng ra không được. Sư phụ ngươi chết rất thảm. Kỳ thật còn tốt, Lý Trường Trọ lại nhạt nói. Sư phụ chuyển thế thân sẽ do so một thế này đặc sắc rất nhiều. Muốn ở chỗ này ổn dưỡng không biết mấy trăm năm, mới có thể đi chuyển thế đầu thai. Ninh Nga ngẩng đầu liếc nhìn sư huynh, thở dài, tiếp tục cúi đầu hóa vàng mã. Sau nửa canh giờ, Linh La vành mắt hồng hồng thu thập lại bái tế trang phục, bị Càn Khôn xích đánh vào đầu vai, lập tức hóa thành cao ba tức tiểu tiên tử, bị sư huynh để vào ống tay áo. Như vậy, đơn thuần là vì làm nào thân phận sẽ không bại lộ. Lý Trường chọn đối nơi xa làm cái đạo vái chào, liền bị đưa ra lục đạo luân hồi bản. Bọn họ sư huynh muội cũng được một tia ôn nhu dẫn âm, muốn tới đây tỷ thời đều có thể. Linh Nga dẫn âm hỏi: "Sư huynh, đây là hậu thổ nương nương tại nói chuyện sao ồ lý ly trường thọ ứng tiếng đôi phi trước chờ ngư đầu mã diện làm cái đạo vái chào cười nói phiền phức hai vị ngư đầu cười nói không phiền phức không phiền phức ngươi một nhà ngươi một nhà mò mò mã diện hỏi thì thần đại nhân tổn thương khá tốt xác nhận vô ngại rất nhanh liền sẽ trở về thiên đình báo cáo công tác lý trường thọ đơn giản giải thích một câu liền cùng ngư đầu mã diện rời 18 tầng địa ngục trên không luân hồi tiên đảo hướng lai lịch mà đi trở về tiểu quỳnh phong lý trường thọ cùng linh nga lại bận rộn một hồi lý trường thọ đem sư phụ nhà cỏ thu thập xong dùng tiên lực phong cấm từ đó như ngàn năm bất hủ vạn năm tồn tại linh nga dùng chính mình tại phiến đá bên trên lặp đi lặp lại khắc họa của tự kinh ma luyện ra kỹ nghệ sư phụ khắc cái tiểu thạch bia bài vị đặt ở nhà cỏ chính giữa linh nga lại tại trước bài vị xoa xoa nước mắt nò giọng hỏi sư huynh chúng ta nên như thế nào cùng sư tổ nói cái này nói thẳng liền tốt Lý Trường Thọ cười nói, ngươi đi nói cho sư tổ một tiếng, ta đi bách phàm điện thông báo sư môn. Kỳ thật, Linh Nga. À? Ồ, Linh Lan ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ, con ngươi chiếu đến sư huynh khóe miệng kia buông lòng ý cười, không chịu được nhẹ mím khóe miệng. Lý Trường Thọ nói, đối với chúng ta luyện khí sĩ tới nói, không có hồn phi phách tán, không coi là thật đi. Sư phụ đầu thai truyền thế, mặc dù đã không phải chúng ta sư phụ, nhưng chúng ta cũng có thể biết. Sư phụ kỳ thật vẫn luôn vẫn là tại, hơn nữa chuyển thế về sao, sư phụ cũng sẽ không lại nhập chọc tiên đạo sư huynh linh nga đánh rẽ lý trường trọ lời nói khóe miệng lộ ra một chút ý cười ta đều biết ồ lý trường trọ đưa tay vô ý thức nhĩ xoa xoa nà nầu như lại có chút hoàng thần đã lớn như vậy nhĩ không được cười lên lý trường thọ nói câu ta trước đi bách phàm điện quay người đi đến cửa phía trước sư huynh linh nga một tiếng kêu gọi lý trường thọ còn không tới kịp quay người đã là bị linh nga từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm này nho nhỏ hơi nước chi tiên ngày hôm nay lại là không có chút nào mặt đỏ tới mang tai dấu hiệu nắm bắt lý trường thọ đạo bào cai chắn để tại sư huynh trên lưng lò giọng nói còn có ta tại ta không sao ngươi không muốn bị việc này ảnh hưởng đến đạo tâm sư phụ vốn là thọ nguyên có hạn ngày nay chỉ là trước thời hạn chút Lý trường thọ vỗ vỗ linh nga nhu đề cấm giọng đáp lời cưỡi mây tiến đến bách phàm điện tên nguyên bỏ mình Đội Tiên môn trưởng môn quyết định vì Tiểu Quỳnh Phong tổ chức lớn một trận việc tang lễ, lại bị Lý Trường trọ ngăn lại, và Lâm Quân trưởng lão đưa ra, muốn hưu Lý Trường Thọ cùng Linh Nga đi đan đỉnh phong, lại bị trưởng môn Quý Vô Ưu nhanh lên phủ định. Đều không phải vạn trưởng lão lớn lên quá hung chút, Quý Vô Ưu kém chút tại chỗ liền đi ấn xuống vạn trưởng lão miệng. Nhưng tóm lại, sư phụ tại độ tiên môn bên trong tồn tại cảm cũng không tính quá cao, cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Giang Lâm Nhi tự giam mình ở Tề nguyên nhà còn nửa tháng, liền mỉm cười đi ra đối với ở bên ngoài bồi tiếp chính mình đợi nửa tháng vong tình thượng nhân nói câu không có việc gì sinh ly từ biệt tình chi đại sự luyện khi sĩ cũng có thể từ đó cảm ngộ ra rất nhiều đạo lý những đạo lý này có tác dụng hay không tạm thời khác nói ngươi tóm lại là muốn nhìn về phía trước lý trường thọ thu thập xong tâm tình bắt đầu từng bước làm trở lại hắn trước đem các ngươi giấy đạo nhân một chút xíu mở ra cũng đi hấp chỉ phong cùng bạch trạch uống chút rượu tâm sự tinh kế tinh kế hậu sự phong thần đại kiếp hẳn là tại tám chín trăm năm sao? lý trường thọ hiện tại đã là chính thức nhập kiếp nhưng lại cũng không phải là vào phong thần đại kiếp hắn kiếp không phải thân tử đạo tiêu cũng không phải nhập phong thần bạc đầu tiên hắn sẽ không trở thành được phong thần đối tượng lúc này ứng kiếp tam giáo vì tiệt giáo xiền giáo tây phương giáo tiếp theo hắn hiện tại là thiên đình quyền thần cùng tương lai vị kia dương tiễn tình huống cũng là có chút khác biệt lúc này chưa dáng sinh nhị lang thần dương tiễn phong thần bây giờ là có thiên đình thần vị nhưng lại là xiển giáo đệ tử vì thế sư cản tay nhập phong thần đại kiếp cuối cùng cũng thuận lợi nhập thân thượng thiên thần vị tấn thăng ly trường thọ không cần làm nhân giáo ra trận đã đem chính mình hái được đi ra ngoài nhưng hắn lúc ấy vì giết lục áp dùng cân đối chi đạo kéo lục áp nhập kiếp lệ lục áp bị đại kiếp khống chế nhờ vào đó triệt tiêu lục áp thiên đạo che chở chính mình cũng bởi vậy cùng phong thần đại kiếp trói lại với nhau lấy cướp công kiếp mới có thể đem lục áp trực tiếp chém giết tự tại chỗ đối với cái này Lý Trường Thọ cũng không hối hận, lại tới một lần nữa vẫn là sẽ chọn lựa như vậy. Lý Trường Thọ chính mình nhập kiếp, xác nhận muốn tại đại kiếp bên trong hoàn thiện chính mình đạo, nếu là thuận lợi vượt qua đại kiếp, chính mình liền có thể được vô biên chỗ tốt. Nếu là thua, trường sinh đạo quả còn là có thể bảo trụ, nhưng về sau khẳng định chỉ có thể là thiên đạo công cụ người. Dung không được hắn nửa điểm vùng vẫy. Thiên đạo cần bị cân đối, kỳ thật cũng là thiên đạo ngầm đồng ý, nơi đây quan hệ thập phần vi diệu, cần kiên nhẫn phẩm vị. Này 12 năm, ly trường thọ tại thể ngộ cân đối đại đạo lúc cũng đem không minh đạo tâm tu bổ trở về bởi vì đối với không minh đạo tâm tiến hành cường hóa tăng lên ly trường thọ lại cho môn thần thông này một lần nữa mệnh danh hiền giả thời khắc sinh động hình tượng lại giàu có nội hàm ngày mai về thiên đỉnh đi đêm tối vô cùng ly trường thọ ngửa đầu nhìn lấy thiên khung tâm thần chạy không đạo pháp tự nhiên cùng lúc đó phong bài bạc bên trong mấy đạo nhân ảnh lặng lẽ tụ ở chỗ này bài phòng chung quanh trận pháp mở ra lại bố trí tầng tầng tiên lực kết giới linh nga tử cửu hữu cầm huyền nhã tử vũ thi giang lâm nhi hùng linh lị lúc này chính tụ tại một chỗ ẩn nấp xó xỉnh bên trong thi triển nhân giáo truyền tống kỹ năng ở trước mặt dẫn âm tử cửu thầm nói ta cảm thấy trường thọ hiện tại rất bình thường nha tế nguyên sư huynh mặc dù bất hạnh gặp nạn chúng ta cũng rất đau lòng nhưng trường thọ đạo tâm không phải sẽ bị đánh nha linh nga nắm bắt chính mình cái cằm nghiêm mặt nói không hắn không phải chân chính vui vẻ hữu cầm huyền nhã định tiếng nói vì trường thọ sư huynh có thể đi ra cái bóng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì giang lâm nhi buồn bực nói trường thọ vì cái gì muốn có cái bóng cái này từ cửu tay nhỏ vung lên hắn không cần phải biết bắt đầu thương lượng làm thế nào chứ cứu vớt trường thọ không vui vẻ kế hoạch cảm ơn an hoa tám trăm một đã ủng hộ ngay ngươi đăng sư huynh sư huynh ngươi qua đây sao khẳng định không phải chuyện gì xấu bản sư muội có thể hố sư huynh ngươi sao? Muốn hố cũng hố không đến nha. Đúng hay không? Màn đêm nặng nề, Tiểu Quỳnh Phong phía sau núi, bị trận pháp bao phủ cự mộc rừng bên trong. Linh Nga lôi kéo Lý Trường Thọ cánh tay, một đường làm nũng, túng Lý Trường Thọ đến một mảnh cỏ bên trên. Chu quanh những cái đó thẳng tắp tiên thiên bình thường linh tương chuyên cung cấp linh thụ, liền giống như chống đỡ lấy đêm tối to lớn cột đá. Tản ra một loại nào đó xa xưa lại thương minh khí tức. Linh Nga túng sư huynh đến bãi cỏ trung tâm, vừa định thổi lui lại nhớ mày hỏi sư huynh ngươi bây giờ đứng tại này chính là bản thể lý trường thọ nghiêm túc đáp trả dù sao ngươi trước đây cố ý nói vậy là tốt rồi linh nga cắn hạ đầu lưỡi cười nhẹ lui về phía sau hai bước chậm rãi xoay người nàng lúc này động tác ngưu hỏa trôi chảy tóc dài váy có chút phất phới cùng với ngọn cây khe hở vầy xuống ánh sao liền giống như rừng bên trong đẹp nhất tinh linh một chút xíu màu trắng nhạt ánh sáng ngưu hỏa từ bốn phương tám hướng bụi cỏ trong sáng lên, lại là một ít phổ biến phát sáng linh trùng. Bọn chúng đầu tiên là từ từ đi lên, lại tại rừng bên trong bãi có các ngươi bay múa. Làm cánh rừng nhiều từng mảnh từng mảnh yếu ớt vầng sáng. Lý Trường Thọ nhìn một màn này, trong mắt toát ra mấy phần bình yên. Linh Nga đứng tại ngoài một trượng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, con ngươi chiếu đến ánh sao. Đẹp có chút mộng ảo. Sư huynh, xem được không? Ồ, Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ hỏi ta thật sự vô sự ngươi là phải làm không được nói chuyện linh nga đột nhiên cường thế một đợt cỡ ngực ngẩng đầu một tiếng quát nhẹ tùy theo na liền nghĩ tới chính mình bị sư huynh khi dễ trước kia năm tháng Dù cổ một cái nhỏ giọng nói nhưng có thể không lý trường thọ gật gật đầu môi trên mặt đất tới đi xem ngươi nhà đầu này còn có bên cạnh mấy cái kia lén lén lút lút ra hỏa rốt cuộc muốn làm cho gì linh nga lại lui về phía sau mấy bước dừng bên trong đi ra hai cái khuôn mặt đáng yêu như hai mắt vô thần tiên tử tất nhiên là linh nga giấy đạo nhân đánh đàn làm tiêu vỗ nhẹ chống con tiểu quỳnh phong bên trên vang lên du dương dài điệu cứ vớt không vui vẻ kế hoạch bước đầu tiên tâm luật dùng âm nhạc vớt lên đạo tâm vết thương dùng âm nhạc làm cảm xúc nhận được thư giãn dùng âm nhạc vì kế hoạch tiếp theo làm nền một khúc coi như thôi ly trường thọ trong mắt lộ ra một chút ý cười đông khung thùng phảng phất một đầu cự tượng giữa khu rừng bôn trì linh nga tấu lên dài điệu nương theo tiếng bước chân này cũng trở nên nhanh nhẹn hơn hồ oa à. bên cạnh truyền đến một tiếng hò hét hùng linh lị giơ hai cái cổ dài dê con non nhảy đến lý trường thọ trước mặt này tôn trượng sáu cao giống như núi thân hình khổng lồ nhảy lên hùng chạy bên trong lưu truyền đã lâu cầu trúc múa trong miệng còn một hồi hắc 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 la lên lý trường thọ linh nga cũng là một hồi bĩu môi nhưng cũng không tiện nói gì bởi vì tiểu quỳnh phong cao cấp ăn hàng đoàn tại thương nghị kế hoạch lúc mỗi người mỗi ý ý kiến không cách nào thống nhất cho nên quyết định theo trình tự ra trận xem ai có thể đem ly trường thọ chọc cho thoải mái cười to mang theo đầu đầy tiểu bằng hữu khục mang theo đầu đầy dấu chấm hỏi ly trường thọ kiên nhẫn nhìn ra ngoài một hồi rốt cuộc đợi đến hùng linh lị bày cái kết thúc tạo hình hai cái bị nàng kẹp ở dưới cánh tay linh thú con non quay đầu chính là oa oa loạn phun giờ phút này hùng linh lị kia trương khuôn mặt nhỏ bên trên viết đầy chờ mong không ngừng cho lý trường thọ phát ra ánh mắt ám chỉ tựa hồ đang chờ mong lý trường thọ lời bình lý trường thọ nhíu mày hỏi nhớ nha nếu nghĩ trở về hùng trại nhìn xem ta ngày mai an bài ngươi về nhà chính là muốn hùng linh lị hai chân mềm nhũn kém chút liền quỳ muội nói không 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 biểu huynh ta ở trên núi rất tốt ta trước đi về trước không cần vì ta quan tâm hắc 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 nói xong hùng linh lị ôm hai cái như búp bê bình thường linh thú con non ủ rũ thất ý rời trận nhìn hùng linh lị bóng lưng lý trường thọ giật mình rõ ràng tác nàng xác nhận muốn để chính mình vui vẻ chút linh nga bộ dạng phục tùng cúi đầu tiếng nhạc khôi phục thành nguyên bản du dương Ung khục dương bên trong truyền đến ho nhẹ âm thanh đã thấy giang lâm nhi chắp tay sau lưng cất bước đi tới đưa tay đối lý trường thọ trước người bãi còn một chút buông xuống một phương bàn thấp bày hai vò tiên tử lý trường thọ vừa muốn đứng dậy hành lễ liền bị giang lâm nhi ấn trở về sương không cần phải nói ta đều hiểu có cái gì về gớm giang lâm nhi tiện tay chạc khui rượu đàn bên trên phong thư cầm hai cái bát nước lớn một đầu cánh tay ngọc lùi về tay áo bên trong lại tại cổ áo phía trước nhô ra đem ông tay láo thắt ở trước ngực một cỗ hồng hoang hảo hán khí tức độc vào mặt giơ lên vào rượu giang lâm nhi khẽ quát một tiếng đều tại rượu là huynh đệ liền làm cho ta nói xong ngửa đầu mãnh rót uống như vậy rượu là một loại tiểu ký xảo nhìn như uống thả cửa trên thực tế hơn phân nửa rượu đều vấn đi ra ngoài Lý trường thọ thở dài biết giang lâm nhi trong lòng hẳn là rất áp lực dù sao hoàng giang vũ sư bá cùng nhà mình sư phụ tề nguyên đều là giang lâm nhi một tay người nấng kết quả Lý trường thọ cầm lấy vào rượu rượu vào cổ họng chính là một hồi nhíu mày khẩu vị kém xa hắn nhưỡng đương nhìn hắn mọi thứ cầu ổn thì thật cũng là tinh xảo nhân giáo tiểu đệ tử nhất là năm gần đây tại bạch trạch tiền bối hôn đúc hạ đã là cùng một vị có nhất định theo đuổi một bên đánh đà linh nga khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy cảm giác lúc này không khí cùng chính mình suy nghĩ hơi có điểm không giống nhau lắm một lát sau đang trống không vào rượu đập vào bàn trên Giang lâm nhi đánh cái nấc nhìn trước mặt cái này đối diện chính mình quang tới ô nhu ánh mắt đồ tôn này ánh mắt đúng là như thế ấm áp mang theo một chút ái náy mang theo vài phần bất đắc dĩ trong nháy mắt liền đen giang lâm nhi đáy lòng kia hai đạo vết sạo mở ra giang lâm nhi cúi đầu phun ra khẩu rượu cúi người tại trên bàn thấp, nhẹ ngào khóc giống. Ta chính là cái thất bại thiên tiên. Sư tổ, đều đi qua, ly trường thọ ấm giọng khuyên, người muốn nhìn về phía trước, sư phụ còn có hồn phách tại. Linh Nga tiếng đàn vừa loạn, dường như có kim qua thiết mã đánh trận thanh âm. Cách đó không xa ngồi sổng hùng linh lị vội vàng chạy tới, nâng lên giang lâm nhi đối với lý trường thọ xấu hổ cười một tiếng cúi đầu chạy như điên rời đi tắt chiến hai lần thất bại lý trường thọ nhịn không được cười lên vừa muốn nói đừng chơi đùa lung tung một bên lại truyền tới thanh thúy trung đồng thanh hai đạo xinh đẹp bóng hình cùng với tiếng nhạc chân thành mà đến thân mang tiên sợi áo tay bên trong cầm nhẹ văn phiến tô cờ váy giống như sóng nước lắc lư nhưng hai người bọn họ cái loại này mang theo vài phần khó chịu vô cùng mất tự nhiên dáng múa thật sự làm lý trường thọ kém chút cười ra tiếng lại xem bên trái chính là cực ít thay đổi tiên váy tử cửu nàng mặc dù vẫn là như vậy tội ác ngập trời nhưng do ngày bình thường nhiều ba phần tiên khí ba phần tinh khiết khuôn mặt khi chất đều thành thục không ít, có một chút tiên tử phong phạc. Lại nói phía bên phải, Hữu Cầm Huyền Nhã giờ phút này có chút mê người. Nàng vốn là tiêm tú tư thái, bởi vậy lúc trang phẫn, nhiều hơn mấy phần ôn nhu cùng vũ mị, hết lần này tới lần khác nàng biểu tình lại có chút cứng ngắc, thanh nghĩ khuôn mặt đều là thỉnh thoảng nhíu mày, nghiêm túc hồi tưởng đến động tác kế tiếp. Đáng tiếc, nếu như chỉ là loại trình độ này, Ly Trường Thọ nghĩ đưa tay che mắt xúc động, rõ ràng vượt qua thoải mái cười to xúc động. Nhưng, từ Cử cùng Hữu Cầm Huyền Nhã giới múa một hồi, đột nhiên hướng về tả hữu thối lui, hai người từng người hạ thấp người. Bảo trì run cây quạt động tác, tiếng nhạc bắt đầu có chút quỷ, quỷ dị. Một vệt bóng đen theo rừng bên trong lóe đến, tại Từ Cử cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cây quạt xa xông ra, bên cạnh chiếu đến hai bó quang đánh vào hắn trên người. Cái này người đầu đội màu lam khăn cô dâu, thân mang phấn phấn lục lục tiên váy, cho tiếng nhạc bắt đầu lắc lư thân thể, trong miệng hắc lên có điểm nượn nhạo phảng tục ca dao hắc không có hai câu lại đem khăn cô dâu vén lên lộ ra kia nùng cha diễm mặt địa khuôn mặt hai cái bím kiểu tóc cùng với kia mang tính tiêu chí chồng dâu dê ai nha ca tử tịnh tịnh đến hai ca tử tịnh lạc dẫn động ta nghĩ ta ẩn tình mang cười đem khóe mắt làm giới thiệu phóc lý trường trọ đưa tay chọc lấy hạ cặp mắt của mình lựa chọn tính tạm thời mù bài tiên xin người nho nhã quân sư nhân thiết sập a à. nhưng tóm lại lý trường thọ vẫn là cố né nhả rãnh xúc động để bọn hắn đem tiết mục diễn xong sau đó mới mặt đen đứng dậy. Đều tới. Bên cạnh rừng bên trong, mấy người đưa mắt nhìn nhau, đàng hoàng đi ra. Có điểm không dám hướng về phía trước nhìn thẳng. lý trường thọ thở dài. Tâm ý của các vị ta xin tâm lĩnh, nhưng ta xác thực đã điều chỉnh tốt tự thân trạng thái. Còn có, bạch tiên sinh. Bạch chặt vội vàng tại chính mình trên mặt sơ sạng một cái, cười nói. Đây không phải ứng linh Nga tương thỉnh, bồi đại gia nắng nhiệt một chút. Bần đạo thế như là liền ra mặt đều không thèm đến xỉa. Lập tức, Lý Trường Thọ lòng tràn đầy nhà rãnh lại không mở miệng được. Hữu Cầm Huyền Nhã nhíu mày hỏi: "Sư huynh, ngươi thấy những thứ này không vui sao?" "Đến, ngươi ngồi ta này, lại liếc tiên sinh." Hữu Cầm Huyền Nhã theo lời đưa tới, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Trạch, trắng nõn cái chắn lập tức che kín hắc tuyến. Tử Cửu cùng Giang Lâm Nhi cũng tiến tới, cái trước lập tức phình bụng cười to, cái sau Tử Kình còn không có qua, nhìn xem hùng đóng vai nữ trang Bạch Trạch, lại nhìn xem chính mình, cả người chán nản thở dài quay đầu ôm hữu cầm huyền nhã lần nữa khóc giống trong miệng còn lẩm bẩm thế nhưng đồng dạng đều như thế ly trưởng thọ tay láo dài quét qua quay người thi triển động pháp bạ lui mà đi bạch trạch cũng nhanh lên cáo tử ly trưởng thọ không ở tại chỗ hắn cũng không dám cùng tiểu quỳnh phong bên trên nữ quyến tiếp xúc nhiều nắm nhìn đan phòng phương hướng Linh nga lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình xem ra sư huynh là muốn ép nàng ra đại chiêu linh nga tại tay áo bên trong lấy ra một viên ngọc phù khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh đối long phù điểm nhẹ hai lần quay đầu chui vào rừng bên trong tỷ tỷ tại bế quan sao không có sao này vậy cái ta tại suy nghĩ như thế nào mới có thể làm sư huynh vui vẻ chút ân đúng đúng sư phụ chuyện đối với sư huynh đả kích rất lớn là ta còn tốt a à, ta chính là lo lắng sư huynh ta mỗi ngày tại núi bên trong tu hành sư huynh còn muốn ứng đối các loại đại sự và nhất tâm tính bất ổn bị địch có thể thừa dịp vậy không xong dừng bên trong lời nói nhỏ nhẹ tiếng vang một hồi mãi cho đến bên cạnh truyền đến mấy vị nữ tiên cộng thêm một nữ nửa vu tiếng cười to linh nga lúc này mới thu hồi nọc phù đắc ý cười một tiếng nguyên bản định trời trời sáng về thiên đình lý trường thọ quyết định trước tiên nửa canh giờ khởi hành thật đạo tâm cái bóng bản thể trốn ở tiểu quỳnh phong bên trong lý trường thọ hai mắt nhắm lại tâm thần mở ra thiên đình thùy thân phù bên trong giấy đạo nhân một đầu người giấy theo bên cạnh giá sách bên trên bay ra hóa thành dâu tóc bạc trắng lão đạo đã lâu không gặp lý trưởng thọ tiên thức như nước chảy chảy rộng ra thấy được tại tu hành lên châu tử thấy được ở trước cửa trấn thủ số lớn thiên binh thì thân phủ bên trong hết thảy như thường thiên đình tựa hồ cũng hết thảy như thường nhưng ở lang tiêu bảo điện bên ngoài một đạo màu vàng cột sáng chậm rãi xoay quanh trên đó có từng khối ô vuông biểu hiện ra thiên đình thiếu hụt thần vị đợi phong thần đại kiếp cất bước xuất hiện ứng kiếp chi linh này nguyên thần nhập phong thần bằng nay màu vàng cột sáng liền sẽ nhiều một cái tên nay để cho ngọc đế quyết đoán phải chăng cần cái này sinh linh tiến vào thiên đình thiên đạo cùng đạo tổ lão ra cho đủ ngọc đế quyền hạn lý trường thọ nhìn thấy này cột sáng về sau đáy lòng chính là cười một tiếng quả nhiên đã có rất nhiều biến hóa bây giờ thiên đình hẳn là so nguyên bản phong thần cố sự bên trong thiên đình cường thịnh rất nhiều đến mức ngọc đế bệ hại nhiều hơn không ít quyền nói chuyện từ góc độ này cân nhắc chính mình lúc trước làm đủ loại đều trở thành thay đổi phong thần đại kiếp nho nhỏ, nhỏ làn sóng thay đổi vẫn là thật nhiều sao lý trường thọ bưng phất trần đứng dậy cố ý thả ra một tia khí tức là ngoài cửa chúng thiên binh thiên tướng sững sờ cửa gỗ kéo ra đạo đạo ánh mắt quang tới có thiên tướng sắc mặt kích động đôi lý trường thọ chắp tay hành lễ hô to phụng bệ hạ chi mệnh cung minh thủy thần hồi thiên mấy vị thiên tướng ôm quyền hành lễ chúng thiên binh quỳ một chân trên đất cùng kêu lên hô to cung minh thủy thần hồi thiên lý trường trọ mỉm cười vật đầu bưng phất trần chắp tay hoàn lễ cười nói làm phiền các vị tại đây chấn thủ ta cái này muốn đi lăng tiêu bảo điện bên trong ít kiến bệ hạ Thủy thần nhiên cần chúng ta hộ tống không cần không cần lý trường thọ cười khoát khoát tay yên tâm chính là lập tức thì thân phủ bên trong dị thường náo nhiệt tu hành linh châu tử cũng bị bừng tỉnh nhìn thấy lý trường thọ thân ảnh về sao. cũng là dài thở dài một hơi Chấn thủ thủy thân phủ thiên binh thiên tướng ánh mắt đều có chút cực nóng mặc dù chỉ là cách hơn 10 năm này tại hồng hoang bên trong đối với nguyên tiên chân tiên đều không dài lắm năm tháng nhưng đối với này đó thiên đỉnh binh tướng mà nói lại như là qua hồi lâu đồng dạng loại này sùng bái cũng không chỉ là đối với cửa giả đối với cao thủ mà là một loại vi diệu tán đồng cảm giác không ít thiên binh vọt tới lại không dám nói lời nào chỉ là nhìn lý trường thọ vì thủy thần lưu lại một đầu hướng ra phía ngoài con đường lý trường thọ mỉm cười cưỡi mây một đường bình tĩnh đi qua lấy đường lăng tiêu bảo điện mới vừa bay không bao lâu lão sư liền nghe bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán long cát cưỡi mây mà đến nhìn thấy ly trừ thọ sau không khỏi vui mừng nhướng mày một hồi nhảy nót lão sư ngài thương lành sao nguyên thần đã có thể dùng hóa thân sao đông mộc công mày đó bị nhắc trở về thời điểm thật đem người hù đến gần chết vô ngại lý trường trọng nghiêm mặt nói trước đây cùng ngươi bố trí những cái đó công khóa đều làm long Cát dưới chân thắng gấp một cái mây ngón tay nhỏ nhắn điểm tại chính mình mi tâm thầm nói hờ vừa rồi giống như thấy được lão sư ảo giác đi hẳn là ảo giác ai nha còn muốn đi cho mẫu thân đưa trả đi thủy thần phủ bên trong đợi ta Lý trưởng thọ định tiếng nói câu long các ủy ủy khuất khuất hút sụt xịt cái mũi xám xịt gấp hướng thủy thần phủ tiến đến lang tiêu bảo điện đoạn đường này thiên đình chúng tiên thần hơn phân nửa chạy đến gặp nhau trong đó lấy ngao ất biện trang chờ thiên hà thủy quân các tướng lĩnh kích động nhất lý trường thọ đến đại điện cửa phía trước đợi một hồi mộc công lập tức đối lý trường thọ hành đại lễ hồ đa tạ trường canh ân cứu mạng mộc công hãy khoan hành lễ ly trường trọ vội vàng đưa tay hứa đỡ ta ngươi cùng điện vi thần đều là vì bệ hạ hiệu mệnh đâu có không cứu lý lẽ mộc công có chút muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ là cười nói bệ hạ chờ trường canh đã lâu mau vào đi thôi Lý trường thọ chắp tay một cái bước nhanh từng bước mà lên vội vàng vào lăng tiêu bảo điện ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại kia bảo tọa bên trên tĩnh tọa thầm duyệt tấu biểu ngọc đế bệ hạ lý trưởng thọ tiếp tục bước nhanh đi nhanh đến trước đài cao không ngươi làm cái đạo vái chào tiểu thần bái kiến ngọc đế bệ hạ giọng nói này tại đại điện bên trong không ngừng quanh quẩn nhưng cũng không có đáp lại Mai điện đông mộc công nhị không được quay đầu liếc nhìn lại phát hiện toàn bộ đại điện đã bị kim quang bao khỏa ngăn cách ngoại giới dò xét điện bên trong lý trưởng thọ duy trì không người động tác hơi ngẩng đầu len lén liếc một chút ngọc đế bệ hạ kia bình tĩnh biểu tình cúi đầu lần nữa hô to tiểu thần bái kiến ngọc đế bệ hạ ồ ngọc đế lần này cho cái đáp lại tao trăng phía trên có nhàn nhạt, nhạt kim quang thổi qua ngọc đế không mở miệng lý trường thọ cũng không thể trực tiếp nâng lên thân eo chỉ có thể bảo trì tư thế cái gì tình huống lý trường thọ tâm niệm có chút chuyển động rất nhanh liền có đối sách mở miệng nói một tiếng mộc hoa chư viện mộc thanh hoa bái kiến ngọc đế bệ hạ mà ngọc đế đem tấu biểu vũ vào bàn ngọc bên trên cắn răng mắng Ốt, quả nhiên là ngươi Lý Trường Canh, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Trường Thọ sầu mi khổ kiểm hình, thở dài. Tiểu thần, nguyện đi lôi phạt địa lần nữa lãnh phạt. Lại là ông thầm khiên ra chính mình lúc trước bị vương mẫu lôi phạt sự tình. Hồ! Mập bế hử nhẹ một tiếng, đứng dậy, ma theo một chút đắc ý, lạnh nhạt nói. Xem ở ngươi cũng bị bức bất đắc dĩ phân thượng, ta sau đó lại cho ngươi tính bút trường này. Lại nói nói đi. Ngươi tại Bắc Châu cùng yêu tộc đại năng chi chiến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì lý trường thọ vội nói bọn họ bắt một công tiểu thần sợ thiên đình lâm vào thụ động liền đuổi theo liền này không sai biệt lắm là như thế này ngọc đế đi xuống đài cao tại đếm ngược thứ ba bậc thềm ngọc nơi ngồi xuống thân thể ngửa ra sao thản nhiên nói kia vì sao thái thanh sư huynh ra tay đánh phương tây chuẩn đề thanh mẫu nương nương ra tay tu bổ một chọc tiên hồn phách lại vì sao thiên đạo sở bày ra thiên đình tổn hại một vị sơn thần ai Lý trường thọ thở dài kia sơn thần nhưng thật ra là đem tiểu thần từ nhỏ ngươi lớn sư phụ ngọc đế run lên lập tức ngồi ngay ngắn khởi thân thể thấp giọng nói lại còn có như vậy nội tình trường canh đừng có chú ý ta chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ này nhưng bệ hạ gia sư chỉ là tu thành chọc tiên bây giờ cũng coi như trước tiên chuyển thế còn phải thánh nhân nương ngương cho chỗ tốt nay đã là thiên đại cơ duyên lý trường thọ cười nói bệ hạ tiểu thần có việc bẩm báo trường canh đến ngồi ngọc đế bệ hạ vỗ vỗ bên người bậc thềm ngọc trước bẩm báo chính sự lại nói nói lần đại kiếp nạn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vì sao tiệt giáo bên kia sẽ cự tuyệt mộc công mời ly trường trọ đáp ứng một tiếng ngồi ở thấp nhất trên bậc thềm ngọc đem Bắc châu một trận chiến kỳ càng bẩm báo mọc đế bệ hạ là hắn tại phong thần đại kiếp bên trong nhất định phải đoàn kết cũng nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau chiến hữu Lý trường trọ giờ phút này nhất định phải cường hóa này đại quan hệ cho nên cũng không có nửa điểm giấu giếng thậm chí đen chính mình chữa thương lúc an bài mọi việc cùng nhau nói cho ngọc đế nhưng mà ngọc đế lại có chút không quan tâm đáy lỏng một hồi suy tư ta sư thống khổ sao mà buồn quá thay Cần, vẫn là tìm cớ phạt trưởng canh đi thái âm tinh bên trên bồi dưỡng thường nga nhóm đi căn cứ chính mình hoa nhật thiên thời kỳ thu tập được tin tức đây là thiên đỉnh bên trong nhất làm cho nam tên hứa tới chức vị hẳn là có rất lớn vui vẻ này ba trăm thường nga tổng giáo đầu trần Cám ơn Võ Mắn 50, Tài Hàn Hà 576, Khám Ha 132, 29 AA. Sông 123456789 đã ủng hộ ngay. Người đâm. Xiển giáo bên kia nếu là có thiên đình phản đồ âm thầm cản trở, kia tiệt giáo lại tại sao lại cự tuyệt mộc công? Trường canh ngươi không phải cùng Vân Tiêu Tiên tử thân mật, cùng Triệu Công Minh chờ tiệt giáo đệ tử tương giao tâm đầu ý hợp sao? Lăng Tiêu bảo điện, đài cao trên bậc thang. mọc Đế bệ hạ lằng nghiêng, tiện tay nhất đến một phiên long cung cống lên từ tinh nho để vào trong miệng có chút buồn bực hỏi ly trường thọ này nho như thế nào như thế nhìn quen mắt khục không đúng ngọc đế bệ hạ như vậy nhanh liền tỉnh táo rồi lúc này không đi cắn răng nghiến lợi chửi ầm lên ít nhiều có chút không giống ngọc đế tính tình nha ly trường thọ thở dài nói là ta trước tiên viết phong thư cho đa bảo sư huynh ô ngọc đế tràn đầy không hiểu trường canh vì sao chủ động làm tiết giáo nhập kiếp Ngươi vốn nên cố gắng đem tiệt giáo hái đi ra ngoài mới đúng bệ hạ có lẽ không biết ly trường thọ thấp giọng nói tiểu thần tự tình kế long tộc sự tình bắt đầu đã là ảnh hưởng đến lần đại kiếp nạn này kiếp phận kiếp phận vừa ra lập tức gặp phản phệ tiểu thần mặc dù tại bắc châu cường sát lục áp đạo nhân sư phụ báo thủ nhưng cũng bởi vậy bị thiên đạo đề mát tới có một cố y chi ta kiếp phận tại chỗ nhìn chăm chẳng tiểu thần nguyên thần nếu tiểu thần dám làm ra trở ngại đại kiếp sự tình nguyên thần liền sẽ bị trọng thương đại khái là muốn 80 100 năm sau mới có thể thức tỉnh. Đại kiếp sớm đã là định số, tiểu thần không được trở ngại đại kiếp bô xuống, nhưng tiểu thần lại tâm niệm đạo môn cùng thiên đỉnh. cố tình lấy hai bỏ. Ồ. Như thế nào lấy hai bỏ? Mộc Đế đem bàn ngọc bên trên mấy đĩa trái cây trục đi qua, bày ở giữa hai người, nghe được càng phát ra nhập thần. Ly Trường Thọ chậm rãi nói: "Tiên giáo, Tiệt giáo chú định nhập kiếp, điều này, Thông Thiên sư thúc biết, Đa Bảo sư huynh biết, Tiên giáo phàm là có chút tu vi đều biết, này không phải ta muốn cứu liền có thể cứu trừ bệ hạ như vậy có thể can thiệp thiên đạo vận chuyển thiên đế ai cũng ngăn cản không được nhưng đại kiếp nếu chỉ nhằm vào đạo môn chẳng phải là làm kia phương tây được lợi tề phương giáo hai vị sư thúc lấy đại hoành nguyện thành thánh bản thân liền có một phần đối với đại hương bức thiết đạo môn nếu suy yếu phương tây nhất định đại hương cho nên tiểu thần liền chủ động ra tay cùng tiệt giáo thương nghị để bọn hắn vào trong đại kiếp bán một phần ân tình cho kiếp vận bên trong ý chí sau đó lại dựa vào phần nhân tình này âm thầm mời mộc công đi phương tây linh sơn qua linh sơn mà không vào chạy về thiên đình nói là ân tình kỳ thật cũng là một phần cân đối chi ý lại mượn bệ hạ chi thủ dẫn phương tây nhập kiếp đen nhân giáo tự đại kiếp chung bỏ đi còn thỉnh bệ hạ thứ tội hư tội ha 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 hay a à. Mọc đế lắm điều nhau một hồi cười to cười mở tiếng cười trong điện qua lại quanh quẩn bàn tay nhẹ nhàng đong đưa nay vị áo trắng ngọc đế trong mắt mang theo vài phần ánh sao cười nói không ngại là ta trước đây cũng bị đại kiếp ảnh hưởng thành mở ra đại kiếp chìa khóa ngược lại là trường canh ngươi lần này tính kế mặc dù mượn lực tại ta nhưng làm ta an tâm rất nhiều ta trước đây vẫn luôn không biết ngươi sở cầu vì sao nhập thiên đình vì sao đến ta bên người phụ tá vì sao bây giờ đại khái hiểu thái thanh sư huynh là như vậy đại pháp sư là như vậy ngươi cũng là như vậy lý trường thọ nháy mắt mấy cái cái nào trong mày có phải hay không lại sinh ra một loại nào đó vi diệu hiểu lầm đối với lần đại kiếp nạn này trường canh cảm thấy thiên đình nơi đó tại nơi nào bên trên nơi ly trường thọ chỉ chỉ ngày lần này đại kiếp thiên đình bản thân không nên tham dự trong đó chỉ cần chờ đợi đại kiếp hết thảy đều kết thúc mai điện cái kia kim trụ bệ hạ làm thiện dùng thiện dùng như thế nào bất thiện dùng lại có thể thế nào thần lớn đều đã có điện số mọc đế cười nói ta cố ý đem việc này phó thác tại trường canh chỉ đợi đại kiếp chính thức rơi xuống liền giao phó trường canh giám sát quyền lực đến lúc đó trường canh chính là thiên đỉnh đặc sứ chính là thiên đạo chi làm trường canh nghĩ tại đại kiếp bên trong cứu một số người cũng có thể thuận tiện một ít ly trường trọ lập tức đứng dậy đối ngọc đấy làm cái đạo vái chào đa tạ bị hạ thành toàn có qua có lại bản nên như vậy mập đấy lắc đầu cười một tiếng nếu không phải đạo tổ lão ra nói với ta chút trường canh ngươi trước đây đủ loại cố gắng ta thật sự cũng không có nghĩ tới những thứ này Trường canh ngươi không cần lo lắng nhiều cái gì, có mấy lời cũng không cần buồn bực ở trong lòng, có thể cùng ta thương nghị liền nhiều thương nghị. Ngươi thành tâm đợi thiên đỉnh, đợi ta cái này nguyên bản không người phản ứng thiên đế, ta liền thành tâm đợi ngươi, giúp ngươi một tay. Thiên đỉnh đại hương. cuối cùng cũng có trường canh chi công. Vô luận kiếp sau thiên đỉnh như thế nào, chỉ cần ta vẫn vì tiên thủ, trường canh liền hưởng thứ vị. Ly trường trọ đứng dậy, cùng ngọc đế liếc nhau, tươi cười nhiều hơn mấy phần tiêu giái. Ngọc đế lại khẽ thở dài thanh, không đề cập tới những thứ này lần đại kiếp nạn này tên là phong thần tất nhiên là thiên đạo muốn mở rộng thiên đình trăm năm về sau xiền giáo tuyệt giáo tây phương giáo muốn đi trong tử tiêu cung ký tên phong thần bảng đến lúc đó ta cũng muốn đi qua trường canh như nguyện thật ta cùng nhau đi bái kiến đạo tổ lão ra bệ hạ có mệnh tiểu thần tự nhiên đi theo cũng không biết lần đại kiếp nạn này đến như thế nào phong thần ngọc đế khoái miệng cong lên phàm là đại kiếp tất khởi giết nhiệt trường canh ngươi nói có phải hay không là làm tam giáo tiên nhân trực tiếp đánh nhau cái này đi đẩy cái kia đạo trường cái kia đi giết cái này đồ đệ nếu như thế phong thần căn cứ lại vì sao là băng này linh nguyên bản tại tam giáo bên trong địa vị hay là hắn pháp lực mạnh yếu hay là phẩm tính lý trường thọ cười nói chắc hẳn đạo tổ lão gia đều đã an bài xong chưa ngọc đế nói thầm thanh đạo tổ lão gia cũng nói nghe được lời này nói là thiên đạo đều đã sắp xếp xong xuôi đúng rồi trường canh Thái Thanh sư huynh khi nào chính thức thu ngươi làm đồ? Cái này, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cười dẫn nói. Tiệc này làm xem lão sư chỉ ý, bất quá đến lúc đó, tử thân liền có thể gọi bệ hạ một tiếng sư thúc. Ha 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 ha. Ngọc Đế lập tức mừng rỡ, đến, nhiều gọi vài tiếng. Lý Trường Thọ, bệ hạ, thiên đình quy củ vẫn là muốn tôn, không thú vị. Trường canh ngươi còn không bằng làm mộc thanh hoa lúc như vậy thú vị. Ngọc Đế lục cái quýt, ném tới Lý Trường Thọ trong tay, cười nói. Ta vốn còn muốn. Ngươi mới vừa vào đại điện ta liền gọi ngươi một tiếng lão sư, xem ngươi có thể hay không dọa ra mồ hôi lạnh. Ngươi nói ngươi, giúp ta sư mũi coi như xong. Còn đi làm cái tiên sinh dạy học, Cô y tắc hợp. Ly trường thọ tràn đầy bất đắc dĩ, ngồi trở lại thấp nhất tầng kia bậc thềm ngọc, cười khổ nói. Bệ hạ ngươi một chút thần hồn nhập luân hồi bàn. sâu chuỗi khởi thiên địa nhân tam giới, nam thiện bộ châu khắp nơi đều là tường thụy, đại năng suy tính một phe liền biết, thật sự là không gạt được. Đi tác hợp bệ hạ cùng nương nương, cũng đúng là bất đắc dĩ. Bệ hạ ngay năm đó 12-13 tuổi, xuân tâm manh động, một chút liền tăng năm cái dây đỏ, miệng lão kém chút bị sợ quá khóc. Ha 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 ha. Ta lại như vậy dũng mãnh. Ly trưởng thọ ho âm thanh, ăn này ngọt không ngán khẩu tiên quyết, ngảo giọng hỏi. Bệ hạ có thể hay không đối với tiểu thần kỹ càng lời nói. Ngài đi trong tử tiêu cung làm cái gì? Ngọc đấy lập tức yếu ớt thở dài. Thấp giọng nói ai sợ là bị phàm trần lịch kiếp lúc hoa hữu minh ảnh hưởng đến tính tình ta lúc ấy đáy lòng giận dữ bị kiếp vận giúp đỡ trực tiếp đi từ tiêu cung đến cửa cung phía trước ta liền quỳ xuống kêu lên lão ra sau đó sau đó ngọc đếm một tay che mắt thở dài ta lại khóc lên thật sự ném tiên lý trường thọ mặt lộ vẻ giật mình nguyên lai khóc lóc kể lể là thật không phải lời đồn đại dùng khoa trương nghệ thuật thủ pháp nan nhân khóc đi khóc đi không phải tội tiên đế khóc đi khóc đi đạo môn quỷ nếu là thiên đình có thể thuận lợi đại hương chấp trưởng tam giới ta này vừa khóc cũng là coi là đáng giá đến mọc đế rưỡi lưng một cái đứng dậy ngắm nhìn lăng tiêu bảo điện bên ngoài biển mây trường canh hái khanh tiếp trì tiểu thần tại ba tháng sau ái khanh lại đi phàm trần bên trong tiếp ta lịch kiếp thân mỗi quy thiên đình ta trước đây báo mộng cho hoa vân nói việc này làm năng tại phàm trần bên trong lại nhiều lưu luyến trăm ngày lý trường thọ cười nói tiểu thần lĩnh mệnh ngọc đế đột nhiên ho âm thanh ánh mắt tả hữu nhẹ ngắm lại tiến tới ly trường thọ bên người cùng ly trường trọng mặt đối mặt vai trái bính vai trái nhỏ giọng nói trường canh lần này đi nhớ rõ đi một lần ta lịch kiếp thân cuối cùng quy ẩn trang viên bên trong tại tủ quần áo dưới có cái hòng gỗ trực tiếp một mùi lửa đốt bên trong đều là chút ngươi hiểu việc này truyền đi ta này ra mặt cũng không cần muốn ly trường trọng mặt lộ vẻ nghiêm mặt ngương trọng ngợt đầu biểu tình so thương nghị đại kiếp lúc nghiêm túc gấp mấy trăm lần. Loại cảm giác này, hắn hiểu. Đời trước trước khi chết. Hắn cũng là giữ chặt chính mình hào huynh đệ cổ áo, tại hào huynh đệ bên tai căn giận. nhất định phải đem hắn cái kia mặt ngoài không có văn kiện lại đã đầy cực lớn, ổ cứng. Vâng. Một lần nữa di chép viết, lặp đi lặp lại một lần nữa di chép viết, tốt nhất trực tiếp vật lý hư hao, linh kiện đốt cho hắn. Đây chính là nam nhân bạc diện, Rồi đi lăng tiêu bảo địa lúc, ly trưởng trọ đáy lòng hơi hơi xúc động, Mọc đế hạ phàm một lần, so trước đó nhiều hơn rất nhiều nhân vị, lời nói cử chỉ cũng có mấy phần huyết nhục cảm giác. Nhất là, Lang Ly Trừ Thọ nghe Ngọc đế hô lên muốn sinh bảy cái nữ nhi hào môn trì khí, bù đáp lịch kiếp lúc không cách nào có con tự tiếc núi. Cũng là cảm giác sâu sắc kính nể. Đại khái, thất tiên nữ chính là như vậy đến a. À. Hắn này hóa thân trở về thủy thần phủ, còn không có vào đại môn, đạo tâm chính là một hồi tiếng sóng vẫn như cũ, ăn thủy thành hải thần miếu có khách tới chơi. Lý Trường Thọ không dám chậm trễ khách tới, một đầu giấy đạo nhân bay ra dưới nền đất, tiến đến cùng người tới vập nhau. Đến lại là diền giáo ba vị thập nhị kim tiên tổ chức thành viên Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân, Mộc đỉnh chân nhân. Nếu đoán không lầm, xác nhận đến hỏi ý có quan hệ phong thần đại kiếp sự tình. Bắt Châu chi chiến qua đi. Lý Trường Thọ cố ý tại Tam Tiên Đảo dưỡng thương 12 năm, kỳ thật cũng không chỉ là vì ngộ đạo, ngư đồ bố cục, cũng có tránh tai cân nhắc. Lúc này đối mặt xiển giáo tiên nhân, Lý Trường Thọ liền có thể nói một câu, chính mình lúc ấy trọng thương không biết cụ thể sự tình, kết quả làm người hữu tâm tinh kế xiển giáo. Như thế mới sẽ không tổn thương cảm tình giữa nhau. Tuyệt giáo bên kia không cần, Lý Trường Thọ làm bố trí trước đó, đều cùng Vân Tiêu Tiên tử tinh tế thương nghị khoa. Lập tức, Lý Trường Thọ mở ra an thủy thanh dưới mặt đất giấy đạo nhân kho, bay ra một đầu giấy đạo nhân đi cùng ba vị xiển giáo thập nhị kim tiên gặp nhau. Kế tiếp đánh cờ, đã là chân chính đại giáo chém giết, trước đây đối chọi lúc thanh nhân đệ tử phần lớn tình huống hạ cũng sẽ không bị hao tổn nhưng sau này nếu có đấu pháp liền xa không phải đụng chút xứ nói một chút lý đơn giản như vậy kiếp vận dưới thần thông không đủ mệnh số không đủ đều vì cho bụi Tạm không đề cập tới lý trưởng thọ hải thần miếu bên trong cùng thiền giáo ba tiên chạm mặt lại nói lý trưởng trọ cách lăng tiêu bảo điện về sao đông mộc công liền bị ngọc bế triệu đi vào mộc đế ngồi trở lại bảo tọa bên trong cầm tấu biểu mở miệng nói Mộc công người nói chúng ta nên như thế nào cho trường canh định cái tội mộc công nghe xong liền dừng sốt vội nói bệ hạ minh xét thủy thần làm việc có độ đối thiên đình tuyệt không hài lòng những năm này càng là vì thiên đình nhiều lần lập đại công lão thần có thể làm chứng đều đều là nương nương bức thủy thần làm a được rồi ta còn không biết trường canh một thân mọc đấy cầm trong tay tấu biểu ném một cái mộc công ngươi chỉ cần tìm nho nhỏ sai lầm ta liền có thể phạt trường canh đi người cung làm những cái đó thường nga giáo tập cũng coi như làm trường canh trái khanh nghỉ ngơi buông lòng một thời gian đông mộc công ngẩn ra bệ hạ thứ tội lão thần chưa thể phỏng đoán thông thấu bệ hạ chi ý thì thần hắn tự tiện hạ phàm quấy nhiễu bệ hạ cùng ngưng nương lịch kiếp tội lỗi làm phạt hiện liền như vậy định ra ngọc đế cười nói ngày mai giữa chưa triệu tập chư tiên nhà nhị sự đi đợi ta nói xong có quan hệ đại kiếp sự tình mộc công liền như thế thượng tấu biểu lão thần tuân mệnh đông mộc công cúi đầu lĩnh mệnh quay người rút đi mọc đế ngồi tại bảo tọa bên trong cười khẽ âm thanh mở rộng mở rộng thân thể chắp tay sau lưng rời lang tiêu bảo điện đi giao trì khoác lác đều nói ra ngoài như thế nào cũng phải vì đó cố gắng bảy cái mặc dù hơi nhiều nhưng trước đó cũng không phải là không có sinh qua long cát không phải đều kéo kéo lớn như vậy hải thần miếu hậu đường ly trường trọ đang ngồi tại chủ vị hoàng long hải ất mọc đỉnh ba vị chân nhân ngồi tại hắn tay trái bên cạnh thưởng thức thế gian trà thơm nói xong lần đại kiếp nạn này sự tình Hoàng Long chân nhân mắng, hôm đó đính Ngọc Hư cung kia ra hỏa, chính là cái kia gọi Phù Nguyên Thiên Đình chính thần, quả thực là cố ý gây sự. Ai biết, hắn quay đầu liền đi Ngọc Đế trước mặt cáo trạng, Ngọc Đế giận dữ lại đi Tử Tiêu cung. Tự nhiên cho chúng ta xiển giáo chọc chuyện lớn như vậy. Thái át chân nhân sùi cười một tiếng. Thiên Đình chưa tiên thần thật đúng là không cán an. Lời không thể nói như thế, Ly Trường Thọ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Thiên Đình vừa mới cất bước, bị lẫn vào dụng ý khó do chi đồ, cũng không cách nào tránh khỏi ngọc đỉnh chân nhân nói nước này cũng phi thiên đình đào ngược chuyển xiển tiệt hai giáo lẽ gia nhập kiếp chỉ là chưa từng nghĩ phương tây cũng vào kiếp chung ồ lý trường thọ ngạc nhiên nói ngọc đỉnh sư huynh có thể hay không nói rõ chi tiết đến bần đạo không quá sẽ lời nói ngọc đỉnh chân nhân trầm ngâm vài tiếng nghiêm mặt nói nay cùng đối thiên đạo lý giải có quan hệ nếu đem thiên đạo so sánh một cái sinh linh kia cái này sinh linh thể nội nhiều nhất chính là nhân tộc cái gọi là thiên địa nhân vật chính nhân tộc chính là sinh linh khí vận tập hợp viễn cổ đại kiếp tướng tại long phượng kỳ lân thượng cổ đại kiếp ứng tại vu tộc yêu tộc lần đại kiếp nạn này ứng tại nhân tộc như nhân tộc khí vận tụ tập ở phàm tục bên trong nói cách khác thiên địa bên trong nhân vật chính nhưng thật ra là phàm nhân thiên đỉnh bên trong trừ ngọc đế vương mẫu bên ngoài chủ thể chính là nhân tộc ta đạo mô tam giáo lấy giáo hóa nhân tộc lập giáo trừ nhân giáo bên ngoài thượng cổ về sau cực ít hành giáo hóa sự tình lại tự nhiên bị nhân tộc khí vận bảo vệ mượn nhân tộc khí vận càng nhiều đại kiếp bên trong cần còn thì càng nhiều ta xiển giáo như thế tiệt giáo cũng là như thế tiệt giáo còn muốn càng phiền toái một chút tiệt giáo tương đương với mượn nhân tộc khí vận che chở vạn linh chi tộc Phàn là cùng nhân tộc không dính dáng luyện khí sĩ sợ là đều khó mà vượt qua lần đại kiếp nạn này ta trước đây tính tới đại kiếp cũng ngộ ra được những này chỉ là chưa từng nghĩ kiếp nạn cũng không phải là nhân hoàng phát động mà là từ ngọc đế bệ hạ phát động những này đều là định số không có cái kia phù nguyên cũng bất quá là hình thức khác biệt mà thôi. Ngọc Đỉnh lời nói rơi xuống, toàn bộ nội đường im áng, Ly Trường Thọ, Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân đều tại kinh ngạc mà nhìn Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh chân nhân cao mày nói: "Khế nhưng là, Bần đạo nói sai." Ly Trường Thọ vội nói: "Sư huynh cao kiến, thật sự sâu sắc." Hoàng Long chân nhân nhíu mày hỏi: "Ngọc Đỉnh sư đệ, những này ngươi là như thế nào ngộ đến?" Lầy. Thái Ất chân nhân một bước nhảy ra, trừng mắt ngọc bình chân nhân trong tay lấy ra cửu long thần hỏa cháo phương nào yêu ma tại đây giả mạo ta ngọc bình sư đệ sư đệ ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy kiến thức ngọc bình bất đắc dĩ nói câu này bất quá là một ít cảm ngộ là sư huynh ngươi này bình thường tổng suy nghĩ như thế nào mắng chửi người luyện mạo chính bình tu hành làm chậm trễ có sao thái ất chân nhân cười ngượng ngùng thanh lý trường thọ cùng hoàng long chân nhân liếc nhau lập tức cùng nhau cười to lý trường thọ sai người chuẩn bị tiệc rượu cùng ba vị tiên nhân trò chuyện việc này, lại âm thầm mời Triệu Công Minh đến đây nơi đây. Muốn nhập kiếp tam giáo chính là xiển tiệt phương Tây. Đạo môn cùng phương Tây vốn là hai nhà, danh trước phân chia trận danh, tăng tiến xiển tuyệt cảm tình, chính là thượng sách. Lý Trường Thọ tự biết, phương Tây chắc chắn toàn lực lôi kéo xiển giáo, chính mình kế tiếp liền cần an bài nơi đây. Không bao lâu, hậu đường tiệc rượu nhạc nhạc, hoan thanh tiếu ngữ không dứt. Cùng lúc đó, Tam Tiên Đảo bên trên, một mặt bóng trắng rời ngàn dặm mây mù ẩn ở giữa thiên địa tiến đến đông thắng thần châu nơi cám ơn y ti la hoài hua hi không tin một dấu 1994, 1412, bốn một chi hế luyến hin đã ủng hộ ngay ngươi đam không nghĩ tới ngọc đỉnh cái này ngươi thành thật mới là ngươi biết chuyện đứng tại an thủy thành hải thần miếu hậu đường cửa ra vào đưa mắt nhìn mấy vị tiên nhân cưỡi mây mà đi Lý Trường Thọ lão thần tiên giấy dầu đạo nhân nhẹ khẽ hít một cái khí. Tiên những mùi thơm hỗn tạp nhân thế gian huyền náo, làm Lý Trường Thọ có điểm dường như đã có mấy đời cảm giác. Lúc này lại hướng nhìn đằng trước, xem chính mình bước vào tu hành bắt đầu trước đây đủ loại, đã cảm thấy vẫn là không đủ ổn a. À. Bao nhiêu lần đều kém chút bị thiên đạo xóa đi, bao nhiêu lần cơ hồ trở thành đại kiếp kiếp cho. Cùng nguyên mở miệng nhiều càn khôn hộp thư loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực, về sau vẫn là ít suy nghĩ, hiện tại cấp thiết nhất chính là nghiên cứu ra một cái có thể xác định tự thân trạng thái đồ chơi nhỏ. Thời khắc giám sát chính mình, phải chăng có bị đại kiếp ảnh hưởng, làm việc phải chăng cùng trước đây khác biệt. Trước đó chính mình có thể nghĩ đến kiếp vân sẽ ảnh hưởng luyện khí sĩ cảm xúc, quấy nhiễu luyện khí sĩ làm ra phán đoán, cho nên làm ra không minh đạo tâm phòng một tay, thế nhưng không nghĩ tới còn cần có tự kiểm trang bị. Ổng thiếu xa toàn diện. Từ giờ trở đi, đến từ tiêu cung ký tên phong thần bàng, cũng liền diệt vừa diệt Bắc Châu danh giới phản thiên yêu tộc, vì thiên đình làm điểm chiêu binh hoạt động, Thời gian còn lại, liên muốn dùng tại hoàn thiện chính mình đạo thượng. Đây mới là chính mình sau này lớn nhất át chủ bài. Một trong. say người lại, phất tay láo, hậu đường cái bản bát đĩa hóa thành bột phấn. Ly trường thọ này cũ giấy đạo nhân chui vào khắp mặt đất. Tâm thần bắt đầu đồng thời suy tư mấy cái tương quan liên vấn đề. Như thế nào mới có thể tiếp tục tăng lên tiểu quỳnh phong năng lực phòng ngự? Lại như thế nào mới có thể để cho địch nhân không cách nào nhằm vào linh nga các nàng? Lên thiên đình. Điều này nhìn như đơn giản trên thực tế cất giấu cự đại tai họa ngầm thiên đình là chịu thiên đạo ảnh hưởng sâu nhất nơi này hồng hoang liền không có một cái chân chính an toàn phòng mọi thứ đều là tương đối mà nói chính mình chỉ có thể đem nắm chắc đẩy lên chín thành tám mà thôi an thủy thành bên trong kia 108 vị ma binh tiền bối sự tình cũng muốn an bài thượng nếu là bọn họ thoát khỏi nhập ma trạng thái về sao có người nguyện ý bị chính mình lương cao thui làm dưỡng lão công tác bảo an nhân viên kia chưa chắc không là một chuyện tốt sinh tử không việc nhỏ sống mới là sinh linh cơ bản nhất quyền lực vì bảo hộ chính mình người bên cạnh an nguy chỉ có thể đi tận lực lừa dối một chút những này nhân tộc lão công thần Tuy thế dù là đánh vác điểm tự trách lý trường thọ cũng chỉ có thể nhận tâm thần lạc về tiểu quỳnh phong mật thất dưới đất duỗi lưng một cái lý trường thọ tiện tay đối bên cạnh nhất chiêu tám mai ngọc phù bay tứ tung mà đến chắc vá ra bát quái hình dạng tách ra đạo đạo lưu quang một mật mật ma, ma ma hình nổi vẽ ra hiện tại lý trường thọ trước mặt đây là tiểu quỳnh phong phòng ngự đại trận hệ thống cấu tạo đồ ồ oh, kế tiếp chính là làm vệ tinh hỏa đài bảo tai cái gì cũng là không cần lo lắng chính mình dù sao đã hứa hẹn cho thánh mẫu ngưng ngưng năm trăm số chính mình tới lúc nhiều họa điểm tiếp tục làm điểm tiên thiên đất cái gì đúng rồi này năm trăm chỉ chính là năm trăm trang a đi mà ly trường thọ đưa tay đánh vào chính mình chán cả người đều có điểm không tốt lắm hắn phẳng phất thấy được bên cạnh ao nữ thần tại kia khai khẽ tư tiếu thấy được chính mình tương lai nào đó đoạn thời gian chảm chạm. Lúc ấy liền không nói rõ ràng. Này nếu là thật đen chính mình qua 500 năm, có thành mẫu nương nương thần thông tại, ngược lại cũng là chuyện tốt, chính mình có thể đối lập nhau tăng tốc tu hành tốc độ, lại tại kết cấu lúc lĩnh hội tự thân chi đạo. Đến đâu thì hay đến đó. Ly Trường Thọ tìm đến giấy bút, viết xuống một bộ câu đối, dùng để biểu hiện mình hiện nay lỗi lạc bất phàm chi lực. Đây trên, trăm chuyện ổn vạn sự ổn mọi chuyện đều ổn. Bách sự ổn vạn sự ổn sự sự giai ổn vé dưới tiểu sử cấp phi sử lãng sớm muộn gì quải tường tiểu sử cấp phi sử lãng tào vãn quải tường hoành phi có được phía trên nan đắc thượng đầu ly trường thọ viết xong tinh tế phẩm vị có chút hài lòng ngợt đầu đem câu đối này dùng tiên lực phiếu lên cho ở chính mình cái kia đại đại ổn chữ bên cạnh dưới đất mật thất bên trong văn học nội tình càng phát ra nồng nặc đi đến thái thanh lão từ bức họa phía trước ly trường thọ thượng ba trụ cao hương sau đó thật sâu cúi đầu đem càn khôn xích huyền hoàng tháp tách mặt đất diễm hỏa cờ bày ở hương án phía trước chắp ra một câu đánh nhau phía trước nhớ rõ hôm một tiếng a ba kiện bảo vật nhẹ nhàng lấp lóe quang mang từ đó biến mất không thấy gì nữa Lý trường thọ cảm thụ được thánh nhân lão ra thủ đoạn mặc dù thực yếu ớt cũng thực cấp tốc nhưng trong đó ẩn chứa như vậy đạo lý lại là như thế thân thúy đây là vô số năm tháng mới có thể tích lũy ra cảnh giới chính mình cũng chỉ có thể đi một chút xíu đốn mộ đường tắt cái này khiến lý trường thọ lên cảm giác thực hồ thẹn suy nghĩ bước kế tiếp chi tiết kế hoạch lý trường trọ đáy lòng đột nhiên nổi lên bốn chữ cẩn theo tự nhiên đây cũng không phải là là ai tại nhắc nhở mà là lý trường thọ có chút giật mình trải qua nhiều chuyện như vậy về sao vừa rồi cảm nhận được bốn chữ này một chút chân ý không tự giác liền nhắm mắt nương thần thường ngày đối ngộ hoàn thành một lát sau lý trường thọ mỉm cười đen cảm ngộ đều thu nạp lại cất bước đi lại đều trở nên nhẹ nhanh hơn rất nhiều linh giác nhảy một cái dường như có chuyện tốt gì phát sinh. Lý Trường Thọ vẫn luôn trải rộng ra tiên thức, trực tiếp bắt được tại ba vạn dạng bên ngoài, kia bôi chật lóe lên xinh đẹp bóng hình. Còn chưa kịp xác định này bóng trắng thân phận, một tia dẫn âm nhập tâm, lại là trực tiếp làm lơ trọng trọng trận pháp ngăn trở, có thể mang đại ca cùng tam muội đến độ tiên môn sao. Ta sẽ căn dặn mọn họ, đừng có bên ngoài chuyến ngươi theo hầu. Vân tiêu tiên tử, Lý trường thọ cười khẽ âm thanh, không do dự liền nhảy vật đầu nhưng không có thành thật đối đãi hữu hữu dùng cái gì thành thật đối đãi ta độ tiên môn môn nhân điểm ấy ngụy trang đã là còn thiếu rất nhiều cùng chính mình hiện nay vị trí nghiêm trọng không thất không đáng vì vậy mà làm vân tiêu trong lòng khó chịu bất qua, tiểu quỳnh phong tình hình vẫn là không muốn bộc lộ ra đi miễn cho làm triệu đại gia cùng quỳnh tiêu chú ý ly trường thọ dẫn âm thông báo linh nga về sao. liên tự mình tiến đến hắc Trì phong bên trên cùng nhân giáo thánh nhân đệ tử chuyên dụng đầu bếp thượng cổ xài yêu bạch trạch bắt đầu thu xếp một trận đại yến nhà có bên trong linh nga có chút trồ dạ hi hi cười một tiếng cứu vức không vui vẻ kế hoạch đệ nhị đạn đại năng thiên ly trường trọ vừa thấy bạch trạch vì tiền bối này cao nhân trước đó kỳ lạ trang phẫn liên ánh vào tông hải bạch trạch nhíu mày đối với Lý trường trọ mỉm cười cô y xếp đặt cái tao thủ lộng tư tư thế ai nha ca từ tịnh tịnh đến hay phịch một tiếng một khối nửa trượng đường kính đá tròn bay ra ngoài đem bạch trạch trực tiếp đập bay cùng một cái nạnh còn dám liên tục dùng hai lần khục không phải bạch tiên sinh ta nhịn ngươi rất lâu ha 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 bạch trạch cười lớn trở về lý trường thọ không dùng mấy phần lực hắn đương nhiên sẽ không bị tổn thương vui đùa đều là vui đùa ha 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 đây không phải bồi tiếp mấy người trẻ tuổi náo nhiệt một chút hoạt động một chút gân cốt kỳ thần đạo tâm sớm đã không việc gì việc này bần đạo còn có thể không biết nấu cơm lý trường thọ chắp tay sau lưng đi nơi xa kia lại bị khuếch trương dung chủ cung liền không nên dạy tiên sinh như vậy vui đùa nhạc khúc bạch trạch mỉm cười hướng về phía trước nắm bắt chồng dâu dê cười nói thế nhưng là có khách quý muốn đến nhà linh nga trước đó hô vân tiêu tiên tử đến phong thượng làm khách lý trường thọ cười nói vừa rồi vân tiêu tiên tử hỏi phải chăng nhưng mời công minh tiền bối cùng quỳnh tiêu tiên tử cùng đi ta cũng đáp ứng ta bạch trạch kinh ngạc nói ngươi không tránh rồi sớm đã không cách nào tránh lý trường trọ lắc đầu cơn thục tròng lên tạp dề một người tám món ăn nguyên liệu nấu ăn đủ sao Bạch Trạch cười nói. Bần đạo dẫn âm, làm linh nga từ tiểu quỳnh phong bên trên tìm kiếm mấy đầu linh thú chính là, lần này bần đạo chủ ăn mạng, thì thân chủ tố, như thế nào? Tốt. Lý trưởng thọ đáp ứng một tiếng, đã là bắt đầu thuần thục rửa sạch đao cụ. Không bao lâu, linh nga dùng tiên lực mang theo mấy đầu tinh thiêu tế kiển linh thú bay tới, trong đó có bị hùng linh lị dày vào một lần, dẫn đến tâm tình hậm hực. Cổ dài dê. Đinh đinh soạt soạt, ba người tại chú cung nội bên ngoài bận rộn, bạch trạch đến độ tiên môn về sau linh nga đã là không cần làm cơm giờ phút này cũng chỉ là cho hai vị bắt đầu phân cao thấp đầu bếp đánh một chút hạ thủ dùng mỹ vị chinh phục sư huynh con đường tử linh nga rất nhiều năm trước đã triệt để từ bỏ nàng mới là bị chinh phục cái kia bên này bận rộn nửa canh giờ linh nga tại đầm nước bên cạnh chắp và khởi bốn cái bàn thấp trải tốt thẳng nàng bận trước bận sau đem hai ngọn đèn cung đình ở bên hồ tháp sáng lại bay song tính mỹ ngọc chất bộ đồ an bắt đầu chuẩn bị buổi tối giấy đạo nhân dàn nhạc diễn tấu khúc mục thật không khí đại sư hoàng hôn lúc đầm nước bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ mặt nước xuất hiện một mảnh xương trắng nào đó tia mỏng nguyện hoạt hộ sơn đại trận liên thực không có tôn nghiêm xương trắng dần dần dài căn khôn rất nhỏ rung chuyển một mặt xinh đẹp bóng hình tự mặt hồ đạp sóng mà đến linh nga ngẩng đầu nhìn lại đầu tiên là hai mắt tỏa sáng Người tới tất nhiên là vân tiêu dù là lần trước đã là gặp qua lúc này vẫn như cũ làm cho người ta đạo tâm chấn động nàng thước tha dáng người không tăng vũ mị đường cong nhỏ nhắn mềm mại không hiện xinh đẹp thân mang bạch hồng lộ mỏng váy dài đáp mây mù ngưng làm áo choàng ba ngàn tóc đen như thác nước rũ xuống phía sau lại quán làm đơn giản tóc mây vân tiêu tỉ tỉ Linh nga thở nhẹ một tiếng mùi quỳ chân tại đàn phía trước nàng lập tức nên đón tiếp lấy chợt nghe một tiếng cười khẽ tự vân tiêu phía sau truyền đến lại là một vị thân mang màu tím nhạt váy dài thiếu nữ khuôn mặt nghĩ lệ cùng vân tiêu có năm sáu phút tương tự nhưng trong mắt linh quang linh hoạt tất nhiên là quỳnh tiêu tiên tử quỳnh tiêu cười nói tỷ tỷ chúng ta lại thu cái nghĩa muội sao vân tiêu còn chưa trả lời linh nga cũng không kịp giới thiệu lại nghe mây mù bên trong chuyến đến cười mở tiếng cười to thân duyên chiến giáp triệu công minh đạp nước mà đến càn khôn ba động cũng theo đó ngừng lại triệu công minh cười nói buổi sáng ăn xong buổi tối ăn trong vòng một ngày ăn trường canh hai trận hai quá thay hai quá thay Vân Tiêu chân ngọc điểm nhẹ, cùng với gió nhẹ bay đến bên bờ, đối với Linh Nga khẽ không người. Linh Nga cũng vội vàng đáp lễ. Vân Tiêu ôn nhu nói. Nga, ta đến vì ngươi giới thiệu, đây là ta đại ca công minh, chính là thiên địa bên trong đệ nhất lũ thanh phong, từ viễn cổ liền cùng tìm muội chúng ta ba người thân thiết. Đây là ta tam muội Quỳnh Tiêu, thích nhất trêu cợt người bên cạnh, ngươi nhưng nên cẩn thận chút. Quỳnh Tiêu không chịu được nhà rãnh công. Tỷ ngươi thật là, là là, nhà chồng sư muội thân nhất. Ha 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 ha. Triệu Công Minh cao giọng cười to, lại tăng thêm câu. Nay cũng không chỉ là trường canh sư muội, sau này đoán chừng cũng sẽ là đạo lữ nha. Cái gì? Quỳnh Tiêu mắt đẹp trợn tròn, lấy ra kim giao tiễn, ta đi răng rắc cái này hoa tâm đại củ cải. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu. Triệu Công Minh lập tức ngưng cười âm thanh, Quỳnh Tiêu cũng cái kéo giấu ở phía sau. Đây lập nộ khí hóa thành một chút theo tâm, đương nhiên, kia cũng muốn tỷ ngươi đồng ý có phải hay không linh nga nháy mắt mấy cái vân tiêu tiên tử như vậy ôn nhu vì sao lại cảm thấy như thế có uy nghiêm bất quá linh nga rất nhanh liền bị như vậy chiến trận hoảng sợ đến tuyệt giáo bát đại thánh nhân đệ tử đến rồi ba vị nhà mình sư huynh vòng xã giao thật sự không có người nào công minh tiền bối quỳnh tiêu tiền bối còn thỉnh bên này nhập tạ linh nga vội nói ta sư huynh cùng bạch tiên xin ngay tại phòng bếp bận rộn lúc này hẳn là thượng nồi không thể kịp thời gian nghênh tiếp. Vân Tiêu ôn nhiều nói. Không ngại. Linh Nga không cần khẩn trương. Triệu công minh hiếp mắt cười. Quả ta lão ca chính là. Ta cùng ngươi sư huynh xem như bạn vong niên. Cũng là tuyệt giáo bên trong. Cái thứ nhất cùng ngươi sư huynh tương giao chi linh. Linh Nga. Không ít nghe sư huynh nhả rãnh lúc trước chính là bị ngay cáo vào tuyệt giáo hố đâu. Công minh lão ca. Ha ha ha. Triệu công minh tại tay áo bên trong lấy ra một cái bạch ngọc tính chất sáo ngọc nghe nhị muội nói ngươi thích nhất âm luật cái này tặng cùng ngươi đi miễn cho bị ngươi sư huynh mắng ta hẹp hỏi không chối từ lễ vật là bọn họ tiểu quỳnh phong tốt đẹp truyền tống linh Nga hai tay tiếp nhận này thanh sáo ngọc hạ thấp người nói tiếng cảm ơn một bên quỳnh tiêu lại nói ta cũng không có trước tiên chuẩn bị lễ vật gì nếu sau này ngươi vào phiến phước liền báo ta danh ta giúp ngươi ra tay một lần như thế nào linh nga cười nói đa tạ tiên tử chủ cung bên kia lý trường thọ cùng bạch trạch đã là từng người dùng tiên lực nâng bảy tám cái nóng hôi hổi ngọc bàn hướng nơi đây chầm rãi đến chào hỏi bọn họ cùng nhau nhập tọa vân tiêu tiên tử đối với lý trường thọ hạ thấp người hành lễ lý trường thọ thu hồi tạp dề sau làm cái đạo vái chào là đôi công minh lão ca cùng quỳnh tiêu tiên tử chào hỏi linh nga dùng hai cái giấy đạo nhân tấu nhạc bạch trạch dùng thần thông làm đầm nước tản mát ra oánh oánh lượng quang lý trường thọ cái này chủ nhà nâng chén mời rượu một trận tiên liền như vậy khải lý trường thọ bạch trạch triệu công minh ngồi ở một bên Vân Tiêu. Linh Nga, Quỳnh Tiêu ngồi ở một bên khác. Không bao lâu, Bạch Trạch cùng Triệu Công Minh liền cho chuyện lửa nóng, rất có gặp nhau hận muộn chỉ ý, Quỳnh Tiêu cùng Linh Nga cũng rất nhanh thân quen, vốn còn muốn cho Linh Nga một hạ mã uy Quỳnh Tiêu, giờ phút này cũng là thật sự không xuống tay được. Mà Quỳnh Tiêu nếm mấy ngụm lý trường trọ làm đồ ăn. Nhi tỷ, cưới đi. Quỳnh Tiêu giơ ngón tay cái, đi một tiếng, khoé mắt lóe ra một chút ánh sáng, kiếm lợi lớn. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhướng mày, Quỳnh Tiêu nhanh lên cúi đầu dùng bữa. Vân Tiêu khiển trách. Mọi thứ đều cần tiến hành theo chất lượng, ngươi có như vậy nhàn tâm, vì sao không thể nhiều nghe bọn hắn sở nói sự tình. Đêm mới là hiện nay khẩn yếu nhất. Quỳnh Tiêu nghiêng tai lắng nghe. Liền nghe được nhà mình đại ca Triệu Công Minh đang nói. Mỗi lần đại kiếp tất có giết nghiệp, Bạch Tiên Sinh cảm thấy, lần đại kiếp nạn này giết nghiệp nên tại bên nào. Cái này rất khó nói. Bạch Trạch cầm lên ly rượu uống một hớp, đại kiếp là suy yếu sinh linh chi lực ai đi ứng kiếp từ tự thân khí vận phúc duyên cùng với cùng đại kiếp liên quan tới phán đoán hơn nữa còn tồn tại vô cùng nhiều biến số ly trường thọ cũng nói bạch tiên sinh nói không sai lão ca ngươi sau đó vô luận làm chuyện gì đều nhớ cùng ta thương nghị một phen lúc này không chỉ là ta có thể vì lão ca ngươi nghĩ kế bạch tiên sinh thân là thượng cổ yêu đình cơ trí đại năng tất nhiên là có kỳ mưu dựu kế ai bạch trạch khoác khoát tay không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới đều là hiểu sơ hiểu sơ lý trưởng trọ đối với triệu công minh chen lấn hạ khoái mắt triệu công minh lập tức ngầm hiểu bài trạch thiện ngưu sợ bị phủng quỳnh tiêu đột nhiên hỏi bạch tiên sinh thượng cổ lúc côn bằng yêu sư tại mưu trí phương diện cùng ngươi so sánh như thế nào côn bằng này linh xảo trá dị thường thiện âm mưu có nhanh trí lại bất thiện đại sự mưu lược đơn thuần mưu trí chỉ có thể nói tốt nhất khó có thể nói là đỉnh tiêm bạch trạch trong mắt mang theo vài phần hồi ức thần thái ta cùng hắn giao thủ vô số kể. Đương nhiên, là tại yêu đình chi thượng. Quân bằng có chút bảo thủ, nhưng chính là bởi vậy, hắn đối với yêu đình không có nửa phần cảm tình, đối với yêu tộc cũng coi là cỏ rác, không có nửa phần thiện ác chi niệm, chỉ có lợi cho mình, không lợi cho mình. Loại cao thủ này mới là khó đối phó nhất a. À. Vân Tiêu Tiên tử nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, giận dò: "Nếu ngươi tao mộ côn bằng, chi bằng lấy tự vệ vi thượng, nhiều gọi một số người lại cùng hắn chống đỡ." Lý Trường Trọng mỉm cười gật đầu, Côn Thanh nói: "Các ngươi cũng là như vậy, gặp được cường địch không cần thiết bị cước phận ảnh hưởng tới." "Được rồi, được rồi." Quỳnh Tiêu bãi xe nhạt tay nhỏ, "Bắt đầu ngày hôm nay phần lây sự, chúng ta uống rượu vui đùa, thảo luận như vậy nặng nề sự tình làm gì?" "Đến, Tì Tì, ta kính một ly." Vân Tiêu không rõ ràng cho lắm, "Mời ta làm gì?" Nhưng nàng vẫn là cầm lấy ngọc tôn. Cùng nhà mình nghĩa muội đối ẩm. Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh trao đổi cái ánh mắt, Lý Trường Thọ trong mắt mang theo vài phần hỏi thăm, Triều Công Minh bất động thanh sắc gật gật đầu. Cái là một trận nhằm vào Vân Tiêu mời dự hội, như vậy kéo lên màn mở đầu. Nhưng Lý Trường Thọ ngày hôm nay cũng coi là kiến đức Vân Tiêu tiên tử kia đáng sợ một màn. Từ người hạnh xong không cần tiên lực, đạo vận, nguyên thần triệt tiêu tử kình, Vân Tiêu tiên tử lại là uống nhiều không say, cùng Quỳnh Tiêu năm đó cho tình báo hoàn toàn khác biệt. Khả năng, tiên thiên sinh linh có chút quan niệm, cùng hậu thiên sinh linh xác thực tồn tại trên lệch đi không bao lâu quỳnh tiêu nằm ở trên mặt chẳng, khuôn mặt đỏ rực ở rượu bạch trạch hai mắt choáng váng mơ mơ màng màng nằm ở trên bàn triệu công minh rất nhanh cũng liền mặt mo phiếm hồng đi nơi xa ôm một cây đại thụ hát lên trong gió ca dao linh ga cũng là không thắng tử lực chống đỡ cái chán than nhẹ mà lúc này vân tiêu hương mặt xinh đẻ phiếm hồng cùng lý trưởng trọ liếc nhau đột nhiên che miệng cười khẽ nụ cười này thật sự như tình hoa nở rộ như vậy sắn lạn tại ánh trăng này bên trong tại đầm nước này soi sáng ra oánh oánh quang mang bên trong. Đúng là như thế sai lòng người. Vân Tiêu nói. Mấy người các ngươi. Còn nghĩ đem ta quá chén sao? Cái này. Lý Trường Thọ nhị không được cười lên. Như là ta thắng. Vân Tiêu có chút chọn cái cẳng. Trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần tốt sắc. Trước đây uống say đều là da khiếu. Không ít bị nhị muội ta muội giữa cợt. Ta liền cố ý luyện tử lượng. Ân. Ngươi những rượu hào hào uống. Khi nói chuyện, nàng đem ngọc tôn đặt ở chính mình gương mặt bên cạnh cùng lý trường thọ nhìn nhau khóe miệng mang theo nhẹ nhàng ý cười trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng lý trường thọ cầm lên ly rượu ống giọng hỏi con muốn uống sao không muốn lại uống liền thật say vân tiêu nhẹ nhàng lắc đầu ta say về sau luôn yêu thích khiêu vũ như vậy có thất đoan trang ta tóm lại là cấp cho quỳnh tiêu cùng bích tiêu các nàng làm làm gương mẫu lý trường thọ cười nói ta có chút muốn xen. Vân Tiêu nghĩ nghĩ, tiện tay điểm nhẹ, đem bạch trạch, Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu dùng một đoàn mây mù cầm cố lại, xanh danh đứng dậy. Đối với Lý trưởng trọ nói: "Liên lần này." Lời nói bên trong, này vị tiên tử hừ phát một chút ca dao, lướt tới bên cạnh đầm nước, không có ở trên mặt nước hù dạ nửa điểm làn sóng, đi tới dưới ánh trăng, đi tới đầm nước chính giữa. Nước chảy tấu nhạc khúc, gió nhẹ bạn tâm dạ. Nàng đầu tiên là xoay người một cái, liên tại dưới ánh trăng nhảy múa, cánh tay ngọc nhẹ lay động, vai phê phiêu khởi đầm nước phía trên nổi lên mông lung mây mủ Tần tình độc khoát tay hai tay tháo sen vào nhau liệt vân tiêu hai mắt có chút mê ly động tác ngưu hòa trôi chảy vây chập trùng gian nếu thần điều lượn vòng tư thai phiêu diêu gian diễn lại như thế nào tiên tử cực hạn như thế nào nữ tử đỉnh cao nhất lý trường thọ càng nhìn có chút nhập thần ngồi ở kia tâm vô tạp niệm ánh mắt thanh minh bên cạnh vang lên có chút tiếng bước chân ly trường trọ mới biết đây là linh nga cùng vân tiêu trước đây làm tốt an bài linh nga ông một cái ngọc cầm đến đầm nước bên cạnh nhắm mắt ngương thần tinh tế thể ngộ kia trương còn có một hai điểm đáng yêu xinh đẹp trên mặt tràn đầy say nê đầu ngón tay nhẹ nhàng dày tiếng nhạc phảng phất dung nhập vân tiêu trong động tác lý trường thọ thân thể ngừa ra sao hai tay trống ở trên trảm thưởng thức mỹ cảnh khó được này khóe miệng lộ ra không màng danh lợi ý cười chính mình sau này nhất định phải đưa các nàng vững vàng hộ ra phong thần đại kiếp dù là đấu với trời khục chính là giống như lần này lục áp cái chết cùng thiên đạo cân đối cân đối thương lượng một chút chính mình làm nhiều vài việc gì đó đen tịch giáo tứ đại ngoại môn đệ tử bảo ra phong thần đại kiếp tại hồng hoang đi cùng vũ yêu đại kiếp sau thiên đạo cứng rắn vọng còn không bằng ngẫm lại như thế nào rời đi hồng hoang đi hỗn độn hải bên trong cùng những cái đó bạch tuộc nhóm làm hàng xóm ly trường thọ đem đáy lòng những đài tao loạn ý nghĩ đè ép trở về tiếp tục nhìn chăm chú vào trước mắt như vậy cảnh đẹp lần nữa say mê trong đó đây không phải nhảy rất tốt loại này bình thường phạm vi nhảy múa đẹp thì đẹp vậy tâm động cũng là tâm động nhưng ẩn ẩn có chút ít thất vọng đâu con tưởng rằng có tiên tử nhảy loại này vạn năm kỳ văn mà nói cảm ơn minh chủ thanh thần ca đại lực duy trì cảm ơn lão minh chủ phật thần ma thần đại lực duy trì cảm ơn các vị độc giả lão gia khen thử đặt mua đại lực duy trì linh nga sinh nhật hoạt động ngay tại lửa nóng tiến hành bên trong ấn mở ấy khách hàng đoan phát hiện hoạt động Liên có thể tìm được hoạt động giao diện Nhớ rõ cho lính Nga so tâm tâm nha Bổ canh thất bại Ha, cố gắng bên trong Cám ơn cày lưu Tê ok Hoa mãn THIN Tu thắn 500 Hãy viêm 2010 BN Tu tin 1 người Asia 78 đã ủng hộ ngay